Bảo Nguyên khoác sơ sài một chiếc áo ngủ bên ngoài, thân hình vạm vỡ, ngồi ở ban công hút thuốc. Anh nhìn vào người phụ nữ đang nằm ngủ say trên giường của mình. Sau một trận mây mưa, người con gái có cơ thể đẹp đẽ đầy hấp dẫn nằm sấp trên nệm, chăn vắt lên thân người, che đi phần nhạy cảm. Bảo Nguyên cau mày nhìn An Hạ, lòng tự hỏi. Hạ, em thật sự là người đó sao? Tiệm thức mang Bảo Nguyên trở lại Chuyện của 12 năm về trước, khi đó anh là cậu nhóc 15 tuổi, vì bị cha mẹ ép phải học tập và rèn luyện để trở thành người thừa kế từ quá sớm nên đã nghĩ quẩn. Khi anh đang định xeo mình từ lầu cao xuống để kết thúc tất cả thì một đứa bé 10 tuổi chạy ra, kéo lấy tay anh làm anh ngã nhào xuống sân thượng. Khoảnh khắc sống còn ấy đã khiến anh sợ hãi và từ bỏ luôn cả việc tự sát. Nhưng cô nhóc 10 tuổi ấy thì không tin anh cô bé ôm chặt lấy anh và mắng anh bị điên à sao lại phải nhảy lâu chứ cha mẹ anh biết thì sẽ buồn đấy em còn nhỏ thế này còn không muốn chết anh lớn rồi mà ngốc thế bảo nguyên bật cười nhỏ như em mới không nên nghĩ đến cái chết đó nhóc anh và cô bé cuối cùng cũng ngồi dậy nhìn nhau cô nhóc thấy anh cười được thì bớt lo cô nhóc hỏi anh sao anh lại muốn nhảy xuống đó vì vì anh ghét cha mẹ anh cô nhóc không nương tay cốc đầu anh một cái rồi tự ỏa khóc nước nở anh bối rối hỏi sao làm sao mà khóc ai làm gì nhóc đâu mà khóc ơ kìa dỗ mãi thì con bé cũng nín bảo nguyên dịu dàng hỏi thế giờ nói cho anh nghe vì sao em khóc được chưa cô nhóc gạt nước mắt rồi nói cha mẹ em mất rồi anh còn có cha mẹ Sao lại không thương Mà đi giận họ chứ Đúng là đồ ngốc Bảo Nguyên bật cười Tự dưng lòng anh nhẹ bẫng Đúng vậy Anh vẫn may mắn hơn rất nhiều người Tại sao lại nghĩ quẩn Chỉ vì áp lực kia chứ Ít nhất anh vẫn còn có cha mẹ bên cạnh Không như cô nhóc trước mặt này Anh cảm kích Vì cô bé đã cứu anh Anh xoa đầu và hỏi Em tên gì ở đâu em ở quán mỹ dưới tòa nhà em tên con bé chưa kịp nói dứt câu thì bị tiếng quát của ai đó vang lên cắt đứt mất là cha mẹ và người nhà của bảo nguyên đến tìm họ làm ồn ào cả sân thượng ôm lấy anh khóc lóc xin lỗi họ quay anh một hồi lâu cuối cùng kéo anh khỏi sân thượng khi anh quay sang tìm cô nhóc con kia thì đã chẳng còn thấy đâu nữa sau ngày hôm đó cha mẹ đã đưa anh qua mỹ định cư anh chăm chỉ học tập và rèn luyện, mong bản thân nhanh chóng thành công để có thể tự lập và quay về Việt Nam. Đối với anh, cô nhóc năm nào chính là cứu tinh của đời mình. Anh thành công trở thành vị CEO trẻ nhất tuổi trong lịch sử của tập đoàn OCB. Một phần công lao chính là nhờ cô bé ấy. Vì thế sau khi trở về nước, Bảo Nguyên đã nhanh chóng tìm lại người xưa. Quán mì dưới chung cư ngày xưa đã không còn nữa hỏi thăm qua rất nhiều người. Cuối cùng bà Nguyên cũng tìm đến được một căn hộ nhỏ ở khu Bình sơn Được biết là nhà của chủ tiệm mì ngày xưa. Nghe có một giám đốc giàu có đến tìm, ông bà Thái vô cùng vui vẻ chào đón anh. Bảo Nguyên thật lòng chia sẻ. Năm xưa khi tôi có ý định quyên sinh, đã được một cô bé 10 tuổi cứu giúp. Vì vậy bây giờ tôi thật sự rất muốn tìm lại cô bé ấy để cảm ơn. Tiếc là khi ấy quá nhiều chuyện xảy ra Tôi chỉ biết cô bé ấy nói rằng mình ở tiệm mì, không biết cô chú có biết cô bé ấy không? Hai vợ chồng ông Thái nhìn nhau, rồi mừng rỡ nói: "Vậy thì anh tìm đúng người rồi, nhà chúng tôi đúng là có một cô con gái, năm nay nó 22 tuổi." Bảo Nguyên hơi thắc mắc: "Con gái của cô chú sao? Nhưng mà, nhưng mà tôi nhớ cô bé ấy nói rằng cha mẹ đều đã mất cả." Ông Thái vội vàng nói ngay: Đúng là như vậy Sau đó thì vợ chồng chúng tôi Đã nhận nuôi con bé Vì thế con bé mới ở với chúng tôi Bảo Nguyên Vẫn chưa buông bỏ hồ nghi Anh lại hỏi Không biết tôi có thể xem ảnh của cô ấy 10 năm trước không Ông bà Thái nhìn nhau phân vân một lúc Rồi vào phòng lục tìm ra được Một bức ảnh cũ kỹ Cô gái bé nhỏ cười tươi như hoa trong hình Khiến trái tim anh hạnh phúc đập loạn Đúng là cô ấy đúng là cô bé đã cứu anh rồi cô bé đã cứu anh chính là an hạ người bạn gái hiện tại của anh tuy nhiên sau hai tháng bên nhau anh cảm thấy hơi hụt hẫng an hạ của bây giờ khác xưa nhiều quá cô là người mẫu tự do trước khi quen anh còn ngủ cả với đạo diễn quản lý châu để có thể trở thành người mẫu nổi tiếng những lùm xùm tin đồn vây quanh mỹ nhân an hạ thật sự rất nhiều cô không chỉ có đời tư nhiều vết bẩn mà tính cách cũng vô cùng thực dụng. Cô đòi mua xe, mua nhà, còn muốn mở tài khoản thẻ đen để mua sắm thỏa thuê. Anh vì thương cô, vì nghĩ đến ân tình xưa mà cưng chiều hết mực, nhưng anh không vui một chút nào. Quan trọng hơn, anh không thể đưa cô về nhà ra mắt gia đình với một lý lịch và tính cách tồi tệ thế này. Tại trạm xe buýt, nhược vi gật gà gật gù, đợi chuyến tiếp theo để đến trường do đêm qua cô sau khi tan làm thêm còn phải về viết khóa luận đến sáng nên bây giờ mắt mở không nổi chợt nhược vi thấy có chiếc ví trước mặt cô tiến tới nhặt lên nhìn phía trước có một người phụ nữ trung niên đang tìm gì đó trong túi sách cô liền bước tới bác ơi chiếc ví này có phải của bác không ạ à? ôi đúng nó rồi cảm ơn cháu nhé dạ không có gì việc nên làm thôi ạ à người phụ nữ mở ví ra định lấy tiền đưa cho nhược vi thì cô xua tay ấy cháu không nhận đâu cháu không thể nhận đừng từ chối đây là tấm lòng của bác mà không cần đâu bác đúng lúc đó xe biết tới xe biết tới rồi cháu phải đi đây chào bác ạ cô lấy cớ chạy thật nhanh lên xe nhược vi vừa định bước lên xe thì thấy một người bà lão đang chen lấn trong hàng người Cô tiến tới đỡ tay bạn lão ấy Rồi dìu bà lên xe Trên xe cô nhường vị trí cuối cùng cho bà Còn mình thì đứng Tất cả hành động của cô Đều lọt vào đôi mắt của người phụ nữ trung niên vừa rồi Bà ấy gật đầu hài lòng nhìn cô Vừa xinh đẹp Lại còn lương thiện Người con gái như vậy bây giờ Đúng là hiếm có khó tìm Xe buýt vừa rời đi Thì có một chiếc xe hơi Xịn sò tấp ngay vào lề một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước xuống mở cửa xe cho người phụ nữ bước vào chào bà chủ buổi chiều được nghỉ học nhược vi tranh thủ đi phát tờ rơi ở công viên vì cô muốn nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn ocb nên cần phải hết sức cố gắng để ứng tuyển vào ocb thì cô nhất định phải có học lực xuất sắc cùng với kinh nghiệm làm việc thật tốt chính vì thế mà cô không ngừng học tập và không nể hà bất cứ công việc nào. Nhược vi đang đứng phát tờ rơi thì thấy một bà cụ tóc trắng đang chạy bộ, thì bỗng lăn ra ngất. Cô hấp tấp chạy đến đỡ lấy bà cụ rồi hô hoán nhờ người trở đi bệnh viện. Bà cụ bị cao huyết áp. Cũng may được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị tai biến. Người nhà của bệnh nhân đến không ngờ lại là bác gái mà sáng nay Nhược Vi gặp ở bến xe buýt. Bà Giang, người phụ nữ trung niên nói cháu là ân nhân lớn của nhà bác nhất định bác phải tạ ơn cháu thật đàng hoàng nhược vi cháu đừng từ chối nữa thế này đi cháu cho bác xin số điện thoại và địa chỉ để bác liên lạc có được không sau khi mẹ bác ổn định nhất định sẽ tìm cháu bác giang quá nhiệt tình nên nhược vi cũng không nỡ từ chối cô miễn cưỡng để lại số điện thoại và địa chỉ cho bà giang rồi rời đi ngay bác đi một thời gian Nhược Vi cũng quên luôn cả sự kiện gặp gỡ với gia đình bà Giang thì đồng một cái họ xuất hiện ngay ở trước cửa nhà trọ của cô. Sáng chủ nhật, Nhược Vi đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ thì thấy một chiếc ô tô đen xịn sò và một chiếc xe tải thùng đỗ trước cửa nhà trọ. Thấy cô, người đàn ông mặc vest bước xuống xe, trịnh trọng nghiêng mình chào cô và nói Xin chào, cô có phải Nhược Vi không ạ? Nhược Vi hơi sợ cô sợ đã gây chuyện với ai đó nên giờ có người đến tìm đúng vậy tôi là bạch nhược vi anh là dứt lời thì từ trên xe tải đã có thêm bốn thanh niên cao to bước xuống làm nhược vi sợ muốn nhũn chân cô lắp bắp nói tôi tôi đã làm gì sai ạ à? người đàn ông mặc vest đáp tôi là văn khoa trợ lý của bà kiều giang chúng tôi được lệnh của bà kiều giang đến đây để đón cô bà kiều giang nhược vi sắp xếp trí nhớ một lúc rồi mới vỡ ra à là bác ấy vâng mời cô lên xe đồ đạc của cô chúng tôi sắp xếp mang về sau nhược vi tá hỏa gì gì ạ à? sao lại tôi chỉ làm theo lệnh của bà chủ mọi chuyện cô có thể đến hỏi trực tiếp bà mời cô lên xe một người đàn ông thuộc đội xe tải lên tiếng cô ơi cô nghe theo lời người ta đi chúng tôi cần phải hoàn thành công việc nếu không thì sẽ không được trả thù lao đâu cô cứ an tâm rời đi những việc ở đây tôi sẽ thay cô xử lý tất cả nhược vi bấn loạn và sợ hãi biết cô chưa tin nên trợ lý văn khoan lấy ảnh của bà kiều giang và cả tờ giấy ghi địa chỉ của cô khi trước ra làm bằng chứng nhờ vậy mà cô an tâm lên xe hơi rời đi dù sao cô phải gặp để nói chuyện một lần rồi tính tiếp xe rời khỏi nội thành nửa giờ sau dừng lại ở một biệt phủ gần ngoại ô nhược vi bước ra cô sửng sốt trước những gì mình thấy một ngôi biệt thự với thiết kế cổ điển phong cách châu âu rộng lớn trước cổng là một con đường nhỏ hai bên với rất nhiều hoa và cây cối chiếc cổng lớn sơn son thép vàng được mở rộng cho xe của nhược vi tiến thẳng vào trong tòa dinh thự màu trắng nổi bật giữa không gian xanh mát toàn cây xanh và hoa lá vừa bước xuống xe đã có hai cô gái mặc đồng phục màu đỏ cúi chào cô rồi dẫn cô đi thẳng vào trong mọi cử chỉ tác phong của họ đều vô cùng chỉnh chu và chuyên nghiệp bà kiểu giang và bà hạnh minh đang ngồi uống trà nơi phòng khách họ nghe thấy tiếng gót giày khua trên nền gạch thì lập tức quay qua nhìn bà kiểu giang vui vẻ cất lời nhược vi cháu tới rồi hả mau lại đây cô tiến tới khom người cúi chào cháu chào bà cháu chào bác ạ à. ngồi đối diện với hai người phụ nữ cao quý khiến nhược vi vô cùng căng thẳng cuối cùng phải mất một lúc chấn tĩnh cô mới mở lời sức khỏe của bà thế nào rồi ạ à? bà hạnh minh từ nãy đến giờ vẫn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn nhược vi bà mỉm cười đáp nhờ cháu nên sức khỏe bà đã tốt hơn nhiều cháu chính là ân nhân cứu mạng của bà cái mạng già này nhất định sẽ dùng cả đời còn lại để trả ơn cho cháu nhược vi xấu hổ đỏ mặt cô đáp bà ơi đừng nói vậy ạ cha mẹ cháu từng nói cứu người như cứu hỏa không được nề hà không được so sự đó là chuyện mình phải làm không cầu trả ơn vậy nên bà không cần phải mang ơn cháu đâu vì ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như cháu thôi ạ hai người phụ nữ nhìn nhược vi bằng ánh mắt hài lòng bà kiều giang nói cháu thật tốt bụng và hiểu lễ nghĩa cha mẹ cháu đã dạy cháu thật tốt tiếc là lại ra đi quá sớm nhược vi khá sốc cô hỏi ngay sao sao bác biết cha mẹ cháu bà kiều giang hiền từ nhìn cô xin lỗi vì đã tự ý tìm hiểu về đời tư của cháu nhưng gia đình bác thật sự muốn được đền ơn người đã giúp đỡ mình Cháu cũng biết đấy Gia đình bác cũng không phải khốn khó gì Sao có thể để ân nhân của mình chịu khổ được Vì vậy bác đã cho người tìm hiểu tất cả về cháu Bà Hạnh Minh nói Ta nghe nói cháu mồ côi cha mẹ Từ khi lên 10 Sau đó thì sống ở cô nhi viện Đến năm 18 tuổi Cuộc đời thật khốn khó mà Nhắc đến số phận của mình Nhược vi chỉ biết cúi đầu rơm rớm nước mắt Năm cô 10 tuổi Cha mẹ cô ra đi trong một vụ tai nạn giao thông tất cả tài sản của cha mẹ cô chỉ có một quán ăn nhỏ nhưng đã bị người chú của cha cướp mất sau khi cướp được nhà của cô thì gia đình họ đẩy cô vào cô nhi viện sống cực khổ lay lát qua ngày nhược vi lau nước mắt khi nghĩ đến những ấm ức mà bản thân đã phải trải qua bà kiều giang rời chỗ của mình để ngồi bên cạnh cô bà đưa khăn giấy cho cô vỗ về cô và nói cháu đừng buồn người tốt thì sẽ được báo đáp cuộc đời đau khổ của cháu từ ngày hôm nay sẽ kết thúc từ bây giờ hãy sống thật vô tư và vui vẻ đừng lo nghĩ gì cả có được không nhược vi đang ngơ ngác nhìn thì bà hạnh minh tiếp lời từ nay cháu hãy ở lại biệt phụ này cùng với chúng ta chúng ta sẽ lo lắng cho cháu mọi thứ cho đến khi cháu lấy được người chồng như ý thì mới thôi nhược vi sửng sốt vô cùng cô lắp bắp xua tay nói không không được đâu ạ à. tại sao tại sao mọi người phải làm thế với cháu cháu không xứng đáng đâu ạ à? cháu bà kiểu giang vuốt tóc nhược vi và đáp cháu xứng đáng người tốt thì sẽ được đền đáp bác đã nói với cháu rồi mà hơn nữa bác rất thích cháu nếu con gái bác năm đó không vì sức khỏe quá yếu mà qua đời thì có lẽ bây giờ con bé cũng giống như cháu bây giờ có lẽ đây cũng là duyên phận có lẽ ông trời cho cháu đến với bác để bù đắp với mất mát đó. Nhược Vi, cháu đừng từ chối nữa, gia đình này từ nay sẽ là của cháu. Nhược Vi xúc động hòa khóc, cô cứ ngỡ như mình đang mơ, chắc chắn là đang mơ, làm sao lại có phép màu thần kỳ xảy ra thế này được. Dưới sự nhiệt tình của bà Kiều Giang và bà Hạnh Minh, cuối cùng Nhược Vi cũng đồng ý ở lại biệt phủ Vạn Gia cùng họ. Nhược Vi được đích thân bà Kiều Giang dẫn lên căn phòng ngủ lớn nhất đẹp, nhất ở lầu 1. Căn phòng rộng gấp 5 lần căn nhà trọ bé xíu của cô. Nội thất bên trong mang đậm phong cách hoàng gia với giường ngủ phủ rèm Nệm dày 20 tấc cửa sổ lớn hướng ra đại hoa viên của biệt phủ có thể ngắm hồ sen, vườn hoa. Bà Kiều Giang nói, nhà chúng ta cũng không có nhiều người, chồng bác thì thường xuyên đi công tác con trai của bác thì sống ở trong nội thành Nên cũng chẳng mấy khi về nhà Vì thế ở biệt phủ này Chỉ có hai bà già này thôi Cháu cứ thoải mái nhé Có gì cần chỉ cần gọi chị Dung ở đây Người con gái tầm 30 tuổi Nghiêng mình chào hỏi Nhược vi cũng lịch sự đáp theo Bà Kiều Giang nói tiếp Bây giờ ta có chút việc bận Hẹn cháu ở bữa trưa nhé Vâng thưa bác nói xong thì bà quay đi ngay chị dung lập tức đuổi theo sau thưa bà có chuyện gì thế phòng này vốn là của thiếu gia liệu bà kiểu giang phất tay đừng nhắc đến thằng nhóc vô tâm đó nó chỉ biết có công việc thôi bao lâu nay đâu có thèm về đây ở phòng đó sẽ dành cho nhược vi nếu nó có về thì cho nó ở phòng của khách đi vâng thưa bà Mọi đồ đạc của Nhược Vi ở phòng trọ cũ đều đã được mang tới vạn gia. Ngay cả việc sắp xếp đồ đạc cô cũng không cần động đến một ngón tay. Đang từ một cô bé lọ lem, đùng một cái cô đã trở thành nàng công chúa ở trong biệt phủ giàu sang. Đây chắc chắn là chuyện cổ tích giữa đời thực rồi. Tại trường đại học A, Nhược Vi ngồi trong lớp học, thanh sinh, bạn thân nhất của cô bỗng đến ngồi cạnh và hỏi bà chuyển trọ rồi sao lúc nào thế sao không nói cho tôi biết nhược vi không muốn nói ra việc mình đang ở vạn xa nên cười gượng đáp ừ tôi chuyển được vài hôm rồi tôi bận quá nên chưa nói với bà hừ bạn bè thế đấy mà tại sao lại phải chuyển không phải bà cũng vừa đến đó ở vài tháng thôi sao à ừ chỗ đó hơi chật nên tôi chuyển đến chỗ rộng hơn một chút Ừ nên thế Thấy bà suốt ngày ký cóp tiết kiệm tiền Không dám tiêu lấy một đồng Mà thôi thấy mệt mỏi thay Sao mà phải khổ thế làm gì Chúng ta sống có bao nhiêu hơi đâu chứ Thế hôm đó Anh Hải Bình đến phụ chuyển đồ cho bà Không Tôi Cô bạn cau mày nhăn mặt trách ngay Trời ạ à, Bạn gái chuyển phòng mà cũng không thèm quan tâm Yêu đường cái cốc khô gì vậy hả ỉ mình đẹp trai nếu muốn làm gì thì làm sao nhược vi ái ngại muốn bênh vực cho hải bình nhưng cô lại chẳng thể nói hôm đó có nguyên cả biệt đội đến tận nơi dọn cái phòng cô đi trong một nốt nhạc nên đành nuốt lại mấy lời định nói giờ ra chơi nhược vi đi tìm hải bình hôm nay là sinh nhật của anh nên cô đã chú đáo chuẩn bị quà mừng tuy nhiên khi đang lên đến nửa cầu thang tòa nhà khoa đối ngoại thì cô nghe thấy được giọng nói cười quen thuộc nhược vi lập tức đứng lại nghe thử giọng con trai vang vọng tối nay sao dĩ nhiên là phải ăn nhậu tẹt ga rồi sinh nhật của hải bình này thì nhất định phải vui một giọng thanh niên khác vang lên thế có mặt của con bé người yêu mày chứ mày nói người yêu nào lòng nhược vi hẫng một nhịp tiếp tục nghe cuộc đối thoại kia thì là con bé sinh gái ở lớp marketing đó À con bé đó Thôi đừng nhắc Chán nó lắm Tao đang tìm cách bỏ nó đây Sao thế Con bé đó ngon quá trời mà Xủy ngon gì Ta nó khó bỏ mẹ Một tháng rồi mà ta còn chưa được hôn nó một cái nào Cả một đám con trai ổ lên Huyên náo cả cầu thang Nhược vi sốc quá suýt thì đã quỵ xuống Nếu không bám vào lan can Đám con trai vẫn tiếp tục nói chuyện Thế mày định thế nào Bỏ nó sao Chắc thế, con gái mà khó quá thì chẳng còn gì thú vị. Thời nào rồi mà còn giữ gìn trinh tiết chứ? Nhạt nhẽo. Nếu mày không tán được thì để anh em tao. Biết đâu tại mày hiền quá không phải gu của em. Mày giỏi thì thử động vào coi. Nhược vi không nghe nổi nữa, liền quay đầu bỏ đi. Cô bước đi trong vô thức, uất ức đến nghẹn lòng nhưng lại không thể rơi nước mắt. Cô định vứt món quà sinh nhật vào trong thùng rác nhưng nghĩ thế nào lại giữ nó lại câu nói của hải bình lại vang lên bên tai con gái mà khó quá thì chẳng còn gì thú vị thời nào rồi mà còn giữ gìn trinh tiết chứ nhạt nhẽo nhược vi biết hải bình đã từ rất lâu anh ta đẹp trai tài giỏi nhà giàu và có vô vàn cô gái hâm mộ đã thế hải bình lại rất thân thiện với mọi người trong đó có cô năm nhất cô vào trường lơ ngơ Nhờ có anh ta dẫn đến văn phòng khoa để nộp hồ sơ. Từ đó đã đơn phương thích anh ta gần 3 năm. Nhược vi biết bản thân mình không có gia đình, lại còn nghèo nên không xứng đối với Hải Bình. Cô cam tâm tình nguyện đơn phương yêu anh như vậy. Nhưng không ngờ 3 tháng trước, Hải Bình đã xuất hiện ở quán cà phê Timor, nơi Nhược vi làm thêm, sau đó hai người bắt đầu làm quen nhau. Và một tháng trước, anh ta đã tỏ tình với cô. Vì cô khá bận ngoài việc học còn đi làm thêm nên không có nhiều thời gian hẹn hò cũng có nhiều lần làm hải bình giận cô còn hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian dành cho anh chính vì vậy hôm nay cô đã định nghỉ làm thêm để tổ chức sinh nhật cho anh nhưng có vẻ là anh không cần cô nữa rồi nhược vi đi lang thang vô định khi giật mình bình tĩnh lại thì thấy mình đã đứng ở hồ bơi của trường đại học a từ lúc nào cô mở hộp quà mà mình đã chuẩn bị ra đó là một chiếc áo sơ mi đắt tiền. Cô đã phải hết sức suy nghĩ để đưa ra quyết định mua chiếc áo này tặng cho anh ta. Vậy mà cuối cùng lại nhận được tình huống cay đắng này. Nhược Vi cứ thế ngồi bên hồ nước mà khóc như vỡ cả lồng ngực. Nhược Vi, một bước trở thành công chúa, đi học còn có cả xe hơi đưa rước. Ấy thế nhưng cô vẫn không từ bỏ công việc đi làm thêm tại quán cà phê dưới tòa nhà tập đoàn OCB. Đơn giản là vì dù cho sống trong giàu sang phú quý nhưng không phải của mình thì không thể tham hơn nữa ước mơ lớn của cô vẫn là vào làm tại ocb chiều hôm đó vì không có hẹn với hải bình nên nhược vi quyết định sẽ đi làm ở quán cà phê tuy nhiên cô chẳng thể nào vui vẻ nổi tâm trí lúc nào cũng chỉ có hải bình cô giận anh chán chê rồi giờ lại cảm thấy tự trách có khi nào đúng thật là vì cô quá cứng nhắc nên hải bình mới chán cô không Người ta yêu đương phải thường xuyên hẹn hò, đi ăn, đi chơi, nhưng cô toàn bận kiếm tiền. Cô quả thực dụng như vậy thì có đàn ông nào mê nổi cơ chứ? Càng nghĩ thì cô càng thấy là do mình nên Hải Bình mới chán. Nhược Vi thầm nghĩ, nếu như nếu như mà mình có thể thoải mái bên cạnh anh ấy thì liệu tình cảm của cả hai có thể tốt lên không? Đúng lúc đó, có chị đồng nghiệp thấy Nhược Vi như người mất hồn Thì đến gần hỏi thăm Này em suy nghĩ gì đấy Chị Thu Em có thể hỏi chuyện này được không Được em hỏi đi Chị nghĩ sao Nếu như hẹn hò mà không có Nhược Vi ngượng quá Không biết nói sao Nên chỉ đành dùng hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau Chị Thu cau mày khó hiểu Em làm gì đó chứ không hiểu Rốt cuộc là chuyện gì? Nhược Vi đành tìm cách hỏi khác. Thế em hỏi chị câu khác. Chị và người yêu chị đã hôn nhau lần đầu khi nào thế ạ? À? Chị thu cười, đánh vào vai Nhược Vi một cái bếp. Còn nhỏ hư hỏng này, sao lại hỏi mấy chuyện đó? Ngại chết đi được. Nhưng mà thân lắm, chị mới nói cho đó nhé. Thật ra chị mất nụ hôn đầu từ năm 18 tuổi rồi. 20 tuổi thì chị đã làm chuyện ấy với mối tình đầu. Cho nên khi có người yêu, chị hôn luôn vào ngày đầu gặp mặt nhược vi kinh ngạc thốt lên cái gì ạ ngay may mắn là chị thu đã bịt được miệng của nhược vi lại sau đó cô mới nói khẽ ngay lần đầu gặp ấy ạ mặt chị thu e ngại nhưng lại có vẻ đầy tự hào ừ là thế đấy thấy nhược vi cứ há miệng ngạc nhiên nên chị thu lại đánh cô một cái có gì mà ngạc nhiên thế con gái thời nay đều vậy cả Đừng nói là em chưa từng nha Nhược vi xấu hổ đỏ mặt Chị thu tỏ ra cạn lời Sinh viên năm ba rồi 22 tuổi rồi Yêu đương và có chuyện ấy với nhau Là bình thường mà Em áp lực chuyện đó làm gì Đàn ông thấy thế Thì chạy mất dép Nhược vi như đang rơi Thì nắm được sợi dây Thật hả chị Thật Con trai nó sợ mấy cô nhà lành lắm chỉ có đại gia mới thích thôi Em đã như vậy Thì hãy chọn lấy một đại gia mà yêu đi Em xinh đẹp giỏi giang thế cơ mà Thôi chị đừng nói như vậy Em biết thân biết phận Nhược vi quay qua đi dọn bàn Tự dưng nói chuyện với chị Thu xong Lại thấy có lỗi với Hải Bình ghê gớm Có lẽ Hải Bình chán ghét cô là đúng rồi Bỗng chị Thu gọi cô Lại quầy Rồi đưa cho cô hơn 20 ly nước mang đi Đây cho em cơ hội tìm thấy đại gia, mau mang giao đến phòng marketing của tập đoàn OCB. Họ đang cần gấp đây. Không có đại gia thì kiếm một anh nhân viên văn phòng đẹp trai của OCB cũng được. Dù sao thì nhân viên của OCB ai cũng ưu tú cả. Em gái, cố lên. Nhờ chị Thu chọc cười mà tâm trạng của Nhược Vi đã khá lên một chút. Cô vui vẻ đi giao cà phê. Được bước vào công ty trong mơ khiến cho Nhược Vi cảm thấy hồi hộp và hân hoan vô cùng. Tòa nhà 20 tầng này là của tập đoàn OCB với hàng trăm phòng ban và những ngành nghề khác nhau. Cô lên đến tầng thứ 9, nơi văn phòng của bộ phận marketing đang làm việc. Đúng là tập đoàn hàng đầu quốc gia có khác, môi trường làm việc hiện đại và tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Mọi người vẫn đang chăm chú làm việc, vậy nên Nhược Vi chỉ có nhiệm vụ để cà phê ở bàn của Tiếp Tân rồi rời đi. Cô đang định bước ra cửa thì An Hạ từ bên ngoài xăm xăm đi vào, mặc kệ cho nhân viên lệ tân đi theo ngăn cản. Cô ta ăn mặc lộng lẫy, với chiếc đầm body khoét eo, xẻ tà cao đến ngang đùi. Các phụ kiện, từ mắt kính, túi sách, vòng và nhẫn đều là hàng hiệu, trên người sực nước mùi nước hoa. Vừa đi, cô ta vừa hống hách nói. Cô đúng là chán sống, mới dám cản đường tôi. Có biết tôi là ai không hả? Tôi chính là vợ sắp cưới của giám đốc Bảo Nguyên đấy, có biết không? An Hạ lúc này mới nhìn thấy Nhược Vi đang đứng đối diện mình ở lối đi. Nhược Vi nhìn thấy cô ta thì vô cùng sốc. An Hạ tháo kính ra, nhìn đầy coi thường. Ai đây? Đây chẳng phải ăn mày Nhược Vi sao? Nhìn cô vẫn giống ăn mày như xưa nhỉ? Nhược Vi mặt tối đen. Cô siết chặt tay thành quyền rồi bước qua mặt An Hạ không thèm nói với cô ta câu nào An Hạ nghiến răng, cặp thấy bị sỉ nhục nên quay lại đuổi theo Nhược Vi. Cô ta nắm lấy đuôi tóc của Nhược Vi, kéo ngược về sau, làm cho Nhược Vi phải dừng lại. Nhược Vi hằm hằm nhìn cô ta. Cô muốn gì? An Hạ nhìn vào logo quán cà phê trên ngực áo của Nhược Vi, rồi cười khẩy. Nhân viên của Timo, quán cà phê ngay dưới chân tòa nhà OCB đúng không? Nhược Vi hít thở sâu, cố điều hòa tâm trạng cô biết để làm gì an hạ xoay xoay ly cà phê cùng cửa hàng mô trên tay mình nhếch môi cười rồi nhìn thẳng vào mặt nhược vi đầy thù địch mau nghỉ việc ở đó ngay nếu không muốn tao đến làm loạn lên nhược vi ấm ức hỏi tại sao chứ tại sao tôi phải nghỉ việc an hạ bước đến sát mặt nhược vi nghiến răng nói vì tao ghét mày tao không muốn thấy mặt mày ở bất cứ chỗ nào tao bước đến còn ăn mày ạ à? Nhược vi bị áp bức bằng ánh mắt Cả cơ thể nhược vi run lên giận dữ Tôi sẽ không đi đâu cả Cô không có quyền bắt tôi phải nghỉ việc Mày bây giờ Đã to gan hơn rồi đấy nhỉ Không còn sợ tao nữa có phải không Mày có tin tao Cô ta đang định giơ tay tát nhược vi Thì có tiếng đàn ông vang lên Hạ Em làm gì ở đấy Mặt An Hạ lập tức thay đổi Cô ta ngay lập tức hất ly cà phê vào ngực mình, rồi sau đó tát nhược vi một cái. Cô ta ngoác miệng mắng, "Cô dám đổ cà phê lên tôi à? Nhân viên mà phục vụ khách như thế à?" Người đàn ông cao lớn, điển trai lập tức chạy đến bên An Hạ, lo lắng hỏi, "Em có chuyện gì thế?" Nhìn thấy người yêu bị đổ cà phê, sắc mặt Bảo Nguyên trở nên tối tăm, nhìn qua Nhược Vi. Cô lúc này đang ôm má nhìn An Hạ diễn trò an hạ nói tiếp anh xem em chỉ có ý kiến là cà phê cô ta pha quá dở vậy mà cô ta dám hất vào người em rồi còn nói em là loại khách không biết uống bảo nguyên thở dài một hơi rồi nghiêm giọng nói với nhược vi cô mau xin lỗi đi nhược vi ấm ức nhìn qua anh nhưng mà bảo nguyên đanh giọng hơn mau xin lỗi đi cô đã làm đổ lên người khách thì phải xin lỗi chứ Quán của cô hướng dẫn cho nhân viên phục vụ khách với thái độ kém chuyên nghiệp như thế sao? Nhược Vi sợ chuyện của mình làm ảnh hưởng đến uy tín của quán, nên dù có bị vu oan cũng đành phải nhẫn nhịn cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi quý khách, tôi sai rồi." Lời nói ra đến đâu, lòng Nhược Vi đau đớn theo đến đó, nhưng cô không khóc, không muốn khóc vì một chuyện chẳng đáng thế này. Đúng lúc đó, bên trong văn phòng lại có một nhân viên nam khác chạy ra trông anh ta cũng sáng sủa không kém cạnh người sếp của mình thấy anh ta bảo nguyên liền nói thu dọn chỗ này cho tôi quán cà phê bên dưới đừng để tôi thấy cô nhân viên này xuất hiện thêm một lần nào ở tòa nhà này nữa nói xong bảo nguyên đưa an hạ vào trong văn phòng để lại nhược vi với bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang thấy cô đứng im không nhúc nhích nam nhân viên nói cô à cô không sao chứ Nhược vi hồi tỉnh lại Cô thở dài rồi mỉm cười gượng gạo Tôi không sao cảm ơn anh Nhưng mà má của cô Anh nhân viên chỉ tay lên má của Nhược vi Cô tự chạm vào Mới biết An Hạ đã ra tay quá mạnh Khiến má cô in hẳn cả vết tay của cô ta Đau nhói Cô cúi đầu chào anh nhân viên Cảm ơn anh chào anh Anh nhân viên cũng khiêm tốn gật đầu chào theo Anh nhìn theo dáng vẻ của cô nhân viên mà cảm thấy có chút thương hại. Cô quay người bước vào thang máy, cửa vừa khép lại thì cả cơ thể cô đã chẳng còn chút sức sống nào. Cô trượt người ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Những kẻ khiến cho cuộc sống cô khổ sở lại xinh đẹp và sang chảnh đến vậy. Thậm chí cô ta còn là vợ chưa cưới của giám đốc. Ông trời có mắt thật sao? Nếu ông trời có mắt, sao những kẻ như An Hạ lại luôn sống sung sướng an nhàn như vậy chứ? nhược vi gục lên đầu gối mà khóc nước nở hôm nay là một ngày quá tồi tệ với nhược vi rồi trong phòng làm việc của bảo nguyên bảo nguyên đứng đút hai tay vào túi quần mắt nhìn xa toàn cảnh thành phố an hạ nũng nịu ôm lấy eo của bảo nguyên từ phía sau anh à mọi chuyện chỉ là hiểu lầm anh là dân kinh doanh chắc chắn sẽ không hiểu được nỗi khổ của nghề nghiệp này em muốn tồn tại trong giới người mẫu giới giải trí thì nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác. Bảo Nguyên gỡ tay An Hạ ra khỏi eo mình. Anh quay mặt lại nhìn cô ta. Anh biết, nhưng giữ quan hệ cũng đâu đến mức em ngồi lên đùi của ông ta. Nói đến đây, mặt Bảo Nguyên đỏ bừng bừng, anh ném giận nói. Em về đi, anh cần làm việc. An Hạ như keo dính, ôm chặt lấy Bảo Nguyên, nhõng nhẽo khóc. Không, em không đi, nếu anh không tha thứ cho em thì em không đi em biết lỗi rồi em nghe anh chỉ làm người mẫu từ bỏ ước mơ làm ngôi sao là được chứ gì được anh muốn là được hết em nghe anh hết bảo nguyên thở dài anh lại đẩy nhẹ cô ta ra dịu dàng giải thích anh không có ý đó an hạ nước mắt hai hàng cô ta nói em biết bản thân mình không so sánh được với anh nên mới cố gắng trở thành một ngôi sao Ít nhất vợ của anh, CEO của tập đoàn OCB, cũng không thể tầm thường được có đúng không? Bảo Nguyên lại mềm lòng. Anh vuốt tóc An Hạ rồi nói. Anh hiểu, nhưng em không cần áp lực chuyện đó. Người phụ nữ của anh chỉ cần sống vui vẻ, không cần phải lo nghĩ gì cả. Nếu anh quan trọng việc môn đăng hộ đối, thì anh đâu có tìm em và yêu em. An Hạ, em ngoan ngoãn, làm bạn gái của anh là được rồi, đừng vất vả nữa có được không an hạ ngoan ngoãn gật đầu xong cô ta lại lật lọng vậy đợi em hoàn thành xong dự án lần này rồi em sẽ nghỉ vậy có được không dự án này cũng nhanh thôi vài tháng thôi sẽ rất nhanh mà anh chờ em được không an hạ lại dùng cái giọng ngọt hơn đường của mình để thuyết phục bảo nguyên khiến cho anh không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý an hạ lấy lòng được người yêu xong thì khoái chí rời khỏi công ty cô ta vừa lên xe thì lập tức gọi về cho mẹ mẹ à hôm nay con lại gặp con nhỏ nhược vi sao gặp được ở đâu ở ngay trong công ty của anh bảo nguyên mẹ an hạ táo hỏa sao cơ mẹ đừng lo con đã giải quyết ổn thỏa cái con đó sao mà giống loài rán vậy diệt mãi không chết thật đáng ghét mà con nên cẩn thận đó Đừng để nó xuất hiện ở gần con thêm lần nào nữa Con biết rồi mẹ Mẹ cũng phải cẩn thận đó Mẹ nói với cha Đừng có đánh bài nữa Con còn phải làm vợ của chủ tịch tập đoàn Cha mẹ phải chỉn chu vào Để con làm thông gia với nhà giàu chứ Được rồi con gái yêu à Mẹ sẽ nói với cha con Cả mẹ nữa đó Bớt chơi lề lại đi Hai người mà còn dính vào hai thứ đó Là con không gửi tiền về nữa đâu Rồi rồi mẹ biết rồi Mẹ sẽ nghe lời con mà Con nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé Cục vàng của mẹ Vâng An Hạ cúp máy Rồi vui vẻ bật hộp tin nhắn của một người đàn ông lên Ông ta hẹn cô Đi bàn công việc cho dự án Đại sứ thương hiệu đá quý Tô Vân Cô không ngần ngại mà đồng ý ngay Hơn 7 giờ tối Nhược vi mới tan ca Cô vừa đói vừa mệt Lại còn tâm trạng không vui Cô đang ngồi ủ rũ ở bến xe buýt thì nhận được cuộc gọi từ bà Kiều Giang. Cháu đang ở đâu thế? cả nhà đang chờ cháu về ăn tối đấy. Nhược Bi giờ mới nhớ ra. Bây giờ cô không còn ở một mình. Việc cô đi làm thêm cũng chưa nói lại với bà Kiều Giang. Cô vội vàng đáp. Dạ, cháu xin lỗi đã không báo. Cháu đi làm thêm nên bây giờ mới bắt đầu trở về nhà. Thế sao? Cháu đang đợi xe buýt à? Vâng ạ. Đừng đợi xe buýt nữa Bắt taxi về nhà đi Bác sẽ thanh toán Cả nhà chúng ta phải cùng ăn tối với nhau chứ Thế nhé, cháu mau về đi Nói xong Bà Kiều Giang tắt máy ngay Khiến Nhược Vi chỉ biết thở dài ngao ngán Tiền taxi đi từ đây Về đến vạn xa Còn đắt gấp đôi lương làm thêm một buổi ở Timo Nhưng mà Để cho hai phu nhân cao tuổi ở nhà chờ mình Thì không hay một chút nào Nên Nhược Vi đành bấm bụng gọi xe Bữa cơm tối thịnh soạn Với toàn đồ ăn hải sản cao cấp Hai phu nhân ngóng trở phản ứng vui vẻ của Nhược Vi Nhưng nhìn cô cứ buồn bã không tập trung Thì cảm thấy hơi lo lắng Bà Kiều Giang lập tức hỏi Nhược Vi Hôm nay cháu gặp chuyện gì à? Nhược Vi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ Cô gượng cười đáp Dạ không có Cháu bình thường mà Bà Kiều Giang biết Nhược Vi ngại không dám nói thật nên ra hiểu với bà hạnh minh bà hạnh minh hiểu ý nên lập tức gật đầu môi quản nhoẻn cười đầy ý tứ bà kiều giang gọi người quản ra cô dung xuống hầm lấy chai rượu vang ngon nhất lên đây chị dung đang đứng phía sau lưng bà chủ liền cúi đầu nhận lệnh đi ngay vâng thưa bà nhược vi ngạc nhiên nhìn theo cô không hiểu vì sao bà kiều giang đột nhiên lại gọi rượu thưa bác Nhà mình sắp có khách ạ? À? Không, bác gọi để cho ba chúng ta uống đó chứ. Hôm nay đồ ăn ngon thế này, không uống tí rượu thì thật là uổng phí. Nhược Vi ngại ngùng xua tay. Dạ thôi, cháu không uống đâu. Cháu không có biết uống ạ. À? Không biết uống cũng không sao. Nhấp môi thôi, chỉ cần nhấp môi là được. Nói thì nói thế, rượu đưa lên chưa được 30 phút thì một mình Nhược Vi đã uống hết mất nửa chai. Cô nàng ngật ngưỡng say Hai tay bưng ly rượu đứng lên Mời hai phu nhân Từ lúc sinh ra tới giờ Cháu chưa từng uống thứ nước nào ngon như thế này Thật sự cháu rất cảm ơn tình cảm của bà và của bác Nếu không phải nhờ có bà và bác cưu mang Thì không biết cuộc đời cháu đến bao giờ Mới biết đến cua hoàng đế Tôm Alaska Lại còn rượu vang Nói tới đây Nhược vi miếu máu khóc Bà Kiều Giang vội vàng bước qua chỗ cô đỡ cô ngồi xuống ghế. Bà cất ly rượu vang trên tay cô. Cô ôm chặt bà trong lòng. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã thương con. Bà Kiều Giang bị ôm thì hơi bất ngờ. Bà vui vẻ ôm lại Nhược Vi rồi an ủi. Không có gì. Chỉ cần cháu vui là được. Bác không hiểu đâu. Bác không hiểu cháu đã từng phải chịu đựng những gì đâu. Người ta cướp nhà của cháu. Đuổi cháu đi. Hệ thấy cháu làm việc ở đâu thì sẽ kéo người đến làm khó dễ, khiến cho cháu phải sống chui sống lủi. Thế mà người ta vẫn ăn sung mặc sướng, hạnh phúc như chẳng có chuyện gì. Sao ông trời lại bất công thế hả bác? Nói đến đây, Nhược Vi khóc òa lên. Hai phu nhân cũng kha sốc với những gì mà cô nói. Tuy nhiên họ cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Còn nghĩ cô say quá nên bất mãn nói xàm. Bà Kiều Giang đáp. Ông trời không công bằng với cháu thì có chúng ta công bằng với cháu từ nay bác sẽ không để ai bắt nạt cháu nữa được chưa nào cô bé ngoan của bác nhược vi nũng nịu gật đầu sau đó vì mệt quá mà ngủ gục luôn trong vòng tay bà kiều sang nhược vi đang cuộn mình trong chăn ấm thì có ai đó chui vào chăn làm cô phải co người lại ở giữa cả hai có một khoảng trống nên rất lạnh nhược vi theo quán tính xích dần lại phía ấm hơn cô không biết đó là cái gì Cơ thể cũng vì rượu mà quá mệt Không mở nổi mắt Cũng không thể nói được Đầu cô lúc này cứ như đang bị cho vào máy say sinh tố Mà quay vậy Thật sự rất khó chịu Bất ngờ Người kia vòng tay qua ôm cô Một hơi ấm nồng nàn tràn xuống cơ thể cô Cô đưa tay lên mỏ mẫm Cánh tay dài cơ bắp Bờ vai rộng Và rồi chiếc cổ cao Cô cố gắng mở mắt ra nhìn Phòng ngủ không đủ ánh sáng chỉ có một chút trắng nhờ nhờ của ánh trăng bên ngoài cửa sổ phản chiếu vào. Người kia thấy cô chạm vào mình thì hơi động đậy, còn kéo cô vào ôm chặt. Cô thích sự ấm áp, vững chắc này, cả hương thơm nhẹ nhàng như mùi gỗ thông trong ngày nắng nữa, dễ chịu làm sao. Cô ngước mặt lên, nhìn đối tượng, đưa tay sở tóc, tai, mũi miệng, rồi cổ của người đó. Cảm giác này quen quá, Người đó cầm tay cô lại khẽ nói Ngoan nào Người đó để bàn tay cô lên hông của mình Rồi lại ôm cô bằng cả hai tay Cô mơ hồ không nghe rõ Giọng nói đó của ai Nhưng rất quen thuộc Cô cảm thấy ở trong vòng tay anh ta Rất bình an và dễ chịu Cô không chút sợ hãi Lại dướn người lên để nhìn xem người đó là ai Người đó có thể ôm cô Dịu dàng với cô thế này Có thể là ai trước Cô không chịu nằm yên Nên người đó lập tức nắm tay cô Đẻ ngửa cô ra Nửa thân trên của anh chấn áp cô Mặt đối mặt thật gần Người đó lên tiếng Hôm nay anh rất giận em đấy Đừng làm anh không chịu nổi Nhược vi mơ mơ hồ hồ Nhìn thấy gương mặt của Hải Bình Trong bóng tối Cô ngạc nhiên Anh Hải Bình Anh yêu em Anh đã rất nhẫn nhịn với em Em có biết không? hơi thở dồn dập nhịp tim của hải bình tăng cao sau mỗi chữ nhược vi cũng bị sự hồi hộp của anh làm cho loạn nhịp theo cô thì thầm là lỗi của em em xin lỗi hải bình vuốt ve gương mặt người yêu mỉm cười nói em sẽ nghe lời anh chứ vâng ngoan lắm nói rồi anh phủ lên môi cô một nụ hôn cả hai chậm dại ôm lấy nhau hôn nhau trong đê mê chưa lúc nào và chưa bao giờ họ muốn dâng hiến tất cả từ linh hồn lẫn thể xác cho nhau đến thế tiếng hét thất thanh kinh hoàng vang lên từ phòng của nhược vi làm cho tất cả những người ở trong vạn ra đều phải tỉnh giấc bà kiều giang đang ngủ cũng phải bật dậy chạy xuống phòng cô xem thử một buổi sáng mở đầu chấn độc khi nhược vi ngồi trên giường ôm tấm chăn còn bảo nguyên tựa lưng vào đầu giường lấy cái gối che đi ngã ba hai người khỏa thân lấp ló ngay trước mặt toàn thể gia nhân và cả bà Kiều Sang Bà Kiều Giang sửng sốt. Bảo Nguyên, con... Nhược Vi và Bảo Nguyên cùng nhìn ra bà Kiều Sang Nhược Vi mếu máu, Bảo Nguyên âm ức. Mẹ, cô ta là ai? Nhược Vi nghe cái tên đàn ông kia gọi bà Kiều Sang gọi là mẹ thì còn kinh hồn bạt phía hơn. Mẹ, mẹ sao? Bà Kiều Giang xem qua tình hình Rồi thở dài nói với đám gia nhân Đang đứng tò mò trước cửa Mau đi hết đi Chuyện này người nào dám bếp xếp Thì cho nghỉ việc ngay Rõ chưa Tất cả gia nhân lập tức nghiêm chỉnh cúi đầu Rõ thưa bà Tất cả người ngoài đã đi Bà Kiều Giang lúc này Mới thở phào rồi nói Hai đứa mau thay đồ Rồi xuống phòng khách gặp mẹ Bà khép cửa lại cho đôi trẻ Rồi rời đi Bảo Nguyên và Nhược Vi lúc này ngượng ngạo không biết phải nói sao, cũng chẳng dám nhìn nhau. Bảo Nguyên bước xuống giường trước, lộ ra cặp mông căng mọng quả đào, làm Nhược Vi xấu hổ quá, đành phải đánh mắt đi nơi khác. Anh vừa mặc lại đồ vừa nói, "Cô không định mặc đồ?" "Anh đứng đó làm sao tôi mặc?" Bảo Nguyên vừa khoác áo vào vừa lẩm bẩm, <laughs> "Tự bỏ vào giường người ta, rồi giờ, giờ còn tỏ ra ngây thơ." Nhược Vi âm ức nói Tôi tự bò vào hồi nào Là anh tự bò vào giường của tôi mà Bảo Nguyên tức mình quay lại Chỉ tay vào mặt Nhược Vi Giường nào của cô Nhược Vi ôm chặt tấm chăn che ngực Mà gào lên Anh nhìn đi đâu đó hả Bảo Nguyên giật mình Phải quay mặt qua chỗ khác Tiếp tục mắng Phòng này là của tôi Giường này là của tôi Từ lúc nào mà nó lại thành của cô thế hả Ai mà biết Anh đi mà hỏi bác Giang Cô Anh có mau ra ngoài cho tôi thay đồ không Cái đồ biến thái nhà anh Lần này Thì bà Nguyên không ngần ngại Nhìn trực diện vào mặt Nhược Vi Biến thái Cô nói ai biến thái Bảo Nguyên còn định tóm lấy mép chăn Thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa Giọng chị rung lên tiếng Cậu Nguyên Bà chủ bảo cậu xuống nhà gấp ạ Bảo Nguyên đành hậm hực dừng tay lại. Trước khi đi, còn hăm he. Cô đợi đấy. Bảo Nguyên rời đi rồi, Nhược Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vội bỏ xuống giường, nhặt lại mấy thứ đồ đã bị ném dưới đất. Rõ ràng đêm qua, cô nhớ mình đã ngủ với Hải Bình. Thế mà sáng ra, lại ôm một cây thịt hoàn toàn xa lạ. Mặc đồ xong, cô nhìn lại bãi chiến trường trên giường, lại xấu hổ không dám bước ra khỏi phòng ban nãy cả nhà thấy cô với người đàn ông đó nằm với nhau rồi giờ không biết phải làm sao tên đàn ông đó còn gọi bà kiều giang làm mẹ liệu cô có bị đuổi ra khỏi nhà không đây ngạn vạn câu hỏi bùa vây trong đầu nhược vi giờ cô chỉ ước có thể tàng hình đi ngay thì tốt dù cho muốn trốn tránh cũng không thể trốn chị dung đã đưa được nhược vi đi xuống phòng khách bảo nguyên và nhược vi ngồi cạnh nhau đối diện họ là bà kiều giang Đôi nam nữ vẫn đang lườm nhau tóe lửa, chỉ có ánh mắt của phu nhân là thâm trầm khó đoán. Bà Kiều Giang sau một lúc im lặng quan sát thì nói: "Sao tự nhiên con lại về nhà?" Bảo Nguyên ngớ người uất ức đáp: "Mẹ, từ bao giờ mà con về nhà thì phải báo thế ạ? À? Đây không phải nhà của con nữa rồi sao?" Bà Kiều Giang ung dung khoanh tay trước ngực nhìn con trai mà đáp: "Qua 18 tuổi thì đây không còn là nhà của con nữa Dĩ nhiên muốn đi đến Phải thông báo rồi Hơn nữa hai năm nay Con có về nhà ngủ bao giờ đâu Sao bây giờ lại về Mẹ Chuyện đó bây giờ đâu có quan trọng Quan trọng là cô ta Bảo Nguyên chỉ tay về phía Nhược Vi Đang ngồi nghiêm chỉnh nhìn bà Kiều Giang Cô ta là ai Mà dám vào phòng của con Bà Kiều Giang ung dung đáp Đó không còn là phòng của con Phòng đó là của Nhược Vi Con mới là đứa xâm phạm bất hợp pháp đó Từ khi nào Mà phòng của con lại thành phòng của người khác thế Nhà mẹ Mẹ muốn cho ai ở phòng nào Con phải hỏi ý kiến của con à Nhưng mà thế này cũng tốt Mẹ có cớ để giữ Nhược Vi ở lại nhà Chúng ta mãi mãi rồi Nghe đến đây Đôi nam nữ đều tá hỏa như nhau Sao cơ ạ à? Bà kiểu giang dịu dàng Ngọt ngào nhìn Nhược Vi nói Nhược Vi, chuyện này biết là rất gấp, nhưng mà có lẽ ông trời đã định rồi. Gia đình bác sẽ chịu trách nhiệm với con, mong con có thể chấp nhận làm con dâu của bác. Bảo Nguyên lên tiếng. Mẹ à! Bà Kiều Giang co mày ngắt lời. Con ngồi im đó, không tới lượt con lên tiếng. Bà quay qua nói với Nhược Vi, vẫn với thái độ dịu dàng. Thế nào Nhược Vi, con đồng ý làm con dâu của bác nhé? nhược vi vẫn còn đang rất hỗn loạn cô không biết phải nói thế nào cả còn bảo nguyên thì bật cười vì không thể tin nổi anh nói chuyện được cười gì thế này mẹ thời nào rồi mà ngủ với nhau một đêm rồi bắt cưới thế hả mẹ chẳng phải như người ta thì chỉ cần trả một khoản tiền bồi thường là xong rồi sao lời anh nói khiến nhược vi chấn động mặt cô tái đi có gì đó đâm vào tim cô khiến mặt cô đơ ra bà kiều giang tức giận đập bàn nói con có biết mình đang nói cái gì không hả bồi thường con nghĩ bồi thường là xong à đời người con gái của người ta mà con nói nhẹ nhàng thế à bà kiều giang lấy điện thoại mở ra những tấm ảnh chụp hiện trường giường ngủ ban nãy ra cho bảo nguyên xem con xem đi con đã làm những gì đàn ông có gan làm mà không có gan chịu à mặt nhược vi nóng bừng bừng Cô giờ mới nhớ ra chuyện mình Đã mất lần đầu cho người đàn ông không hề quen biết Đã thế Còn bị coi như gái qua đường Anh ta còn đòi bồi thường bằng tiền Nhược vi nghẹn ngào nói Bác Giang Cháu... cháu không sao đâu ạ Cháu không cần... Lúc này Giọng bà Minh Hạnh ở cầu thang vang lên Mới sáng sớm có chuyện gì Mà ôn ao vậy hả Bảo Nguyên mừng rỡ vì tìm thấy vị cứu tinh của đời mình. Anh nhanh chóng lại đỡ bà nội. Bà, bà xem đi, mẹ con mang người lạ vào nhà, giờ còn bắt con cưới cô ta nữa, con không hiểu mẹ làm sao nữa. Bà Minh Hạnh vỗ về, tay cháu trai. Con cứ bình tĩnh, bà sẽ làm chủ cho con, không việc gì phải vội. Bảo Nguyên dìu bà nội ngồi xuống ghế cách mẹ. Sau khi nghe bà Kiều Sang nói rõ lại sự tình, bà Minh Hạnh thông thả đáp. Bà đã hiểu hết mọi chuyện rồi Tối qua là bà đã nhắn tin cho Bảo Nguyên Nhắc nó có thời gian thì về thăm nhà Nhưng không ngờ nó lại về luôn trong đêm Rồi còn làm ra cái chuyện động trời này Bảo Nguyên ngóng chờ phán quyết của bà nội Anh chắc chắn rằng Bà sẽ không để cháu trai bà chịu thiệt thòi Bà Minh Hạnh nhìn Nhược Vi và nói Nhược Vi thiệt thòi cho cháu rồi Nhược Vi siết chặt bàn tay Cô đoán bà Minh Hạnh sẽ đứng về cháu trai, vậy là cô sẽ nhận tiền rồi bị đuổi ra khỏi nhà, trong khi bản thân là người bị hại, hay sao? Càng nghĩ, Nhược Vi càng cảm thấy tủi thân. Bà Minh Hạnh tiếp tục nói: Thằng cháu trai của bà, sau này đành nhờ cháu chăm sóc vậy. Cả Nhược Vi lẫn bà Nguyên đều tá hỏa. Sao ạ? À? Bà Minh Hạnh và bà Kiều Giang thi nhau che miệng cười, rồi nhìn nhau. Bà Minh Hạnh mất một lúc để nghiêm chỉnh lại và nói với Bảo Nguyên. Làm đàn ông cần nhất thiết là phải biết chịu trách nhiệm. Cháu cũng đâu còn nhỏ bé gì, công việc cũng đã ổn định, thiếu nhất vẫn là một cô vợ hiền con gì. Cho cháu biết, cháu cưới được Nhược Vi là phúc phận ba đời của cháu đấy. Hãy biết chân quý. Bảo Nguyên bất lực vò đầu. Cả nhà mình điên hết rồi sao? Tự dưng đưa đâu về một cô gái lạ hoắc? rồi bắt con kết hôn thời này là thời nào rồi trong khi bọn họ đang loạn lên nhược vi lúc này mới bình tâm lên tiếng thưa bà thưa bác giọng cô cất lên lập tức thu hút mọi sự chú ý của cả nhà nhược vi lấy hết can đảm và nói cháu cũng nghĩ giống người này ạ à. cháu không cần mọi người phải chịu trách nhiệm với cháu đâu nhược vi gượng cười làm như mình rất vô tư chỉ là chuyện lầm lỡ thôi Cả hai đều không cố ý mà Mọi người có thể coi như là Không có gì xảy ra có được không ạ Bà Minh Hạnh Và bà Kiều Giang đều tỏ ra hụt hẫng Bà Kiều Giang nói Nhược Vi à Cháu không cần phải lo Bác đã nói sẽ không bao giờ để cháu thiệt thòi dưới cơ mà Nhược Vi mỉm cười Dạ cháu không sao thật mà Cháu không thấy thiệt gì đâu Cũng chỉ là ngủ với nhau một đêm thôi mà nhược vi đứng lên cháu hơi mệt một chút cháu xin phép lên phòng nghỉ ạ nói xong cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi mất hai phu nhân nhìn theo vừa lo lắng vừa tiếc nuối bà kiều giang nhìn con trai đấy con nghĩ bản thân con quý báu lắm chắc có cho không thì con gái người ta cũng không thèm kìa đúng là cha nào con ấy bà kiều giang bực mình khoanh tay bảo Nguyên ấm ức đáp Kìa mẹ Mẹ có phải mẹ con không thế Cô ta là ai Mà mẹ cứ bênh chằm chọc Không quan tâm đến con gì cả Bà Kiều Giang nói Nhược Vi Chính là cô gái ân nhân của nhà mình Cô gái đã cứu bà nội của con đó Con bé có cuộc sống khá vất vả Nên bà nội và mẹ đã quyết định Sẽ để con bé ở lại đây Phòng của con sẽ để cho Nhược Vi dùng Con có về thì dùng phòng của khách Ở tầng trệt đi Chỉ được cách nhanh nhỏ Đi về không báo nên mới làm ra chuyện này Con còn dám trách ai Bảo Nguyên vừa bất ngờ Vừa cảm thấy ấm ức Nhưng lại chẳng thể cãi được Nghe thì đúng là lỗi của anh rồi Bà Minh Hạnh bình thản nói Bà thấy thế này lại tốt Bà rất thích Nhược Vi Có một cô cháu dâu lương thiện Xinh đẹp và giỏi giang như Nhược Vi Là điều mà bà luôn ao ước Cháu chắc chắn sẽ thích con bé thôi Vậy nên hãy chuẩn bị đi Chúng ta nên tiến hành kết hôn càng sớm càng tốt Bảo Nguyên cười khổ Bà ơi Bà có biết cháu của bà Là một người như thế nào không ạ Cháu là CEO của một tập đoàn OCB đó ạ à? Con gái thích cháu Còn phải xếp hàng dài 10 cây số Bà Minh Hạnh cười nói Ừ Chính vì cháu của bà cũng rất tốt Nên mới xứng với Nhược Vi đó Nếu cháu mà tệ Thì còn lâu bà mới đồng ý gả cháu cho Nhược Vi lời của bà nội làm cho bà Kiều Giang nhịn cười không nổi nhìn thấy cả mẹ lẫn bà nội đều tâm đồng ý hợp muốn mình kết hôn với Nhược Vi khiến bà Nguyên cạn lời nhưng anh chợt nhớ ra điều quan trọng hai người có thích cô ta thì con cũng chịu thôi cô ta đâu có muốn cưới con bà Kiều Giang đáp ngay đó là việc của con từ giờ con phải làm sao để Nhược Vi đồng ý kết hôn mới thôi bà Minh Hạnh nối tiếp lời nếu trong vòng một tuần mà con bé không đồng ý kết hôn thì cháu xác định biết cách chức khỏi vị trí CEO đi nhé. Nhân tài ở OCB không thiếu, bà cũng chẳng quan trọng việc ai đứng ra thừa kế tập đoàn đâu. Vì vậy cháu cứ từ từ mà suy nghĩ. Bà, bà phải ép cháu đến mức này sao? Phải, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Bà cũng muốn có cháu bé lắm rồi, không muốn đợi nữa. Nói xong, bà Minh Hạnh đứng lên, Bà Kiều sang dìu mẹ chồng rời đi Mình đi thôi mẹ Đi ăn sáng và chờ cháu dâu thôi Bảo Nguyên đứng lên tủi thân nhìn theo Nhưng mà Một tuần thì làm sao được hả bà Mẹ anh đáp Nghe nói con là CEO Có tận 10 cây số phụ nữ theo đuổi cơ mà Chẳng lẽ không biết làm sao Để lấy lòng một cô gái trong vòng một tuần à Bà nội nói thêm Chắc nó giống bố nó không phải khi trước cũng là con và mẹ lên kế hoạch thì mới cưới được thằng kiên đó à ừ nhỉ mẹ nhỉ sao lại không tìm cái tính tốt mà giống cơ chứ chỉ được cái tự kiêu là giỏi thôi bảo nguyên bất lực vô cùng anh không chịu nổi nên quyết định rời khỏi vạn gia ngồi trên xe anh nhớ về chuyện đã xảy ra tối qua tối qua sau khi tan làm anh cảm thấy không vui nên đã đi uống vài ly ở quán bar cô bạn gái an hạ của anh khiến cho anh vô cùng mệt mỏi anh đã rất yêu thương cô nhưng cuối cùng cô hết lần này đến lần khác làm anh thất vọng cô bị vệ sĩ của anh chụp thấy cảnh ngồi lên đùi của một người đàn ông trong một bữa tiệc rượu tuy cô đã đến tận công ty tìm anh và giải thích nhưng bảo nguyên lại không thể buông bỏ những khó chịu trong lòng nếu không phải vì quá yêu cô không phải vì cảm giác có nợ với cô thì anh chắc chắn đã không nhìn cô đến mức này trong lúc uống rượu thì bảo nguyên nhận được tin nhắn của bà nội vì buồn chán không muốn về nhà lại phải gặp an hạ nên bảo nguyên đã bắt taxi về vạn ra tuy nhiên khi anh về tới nơi thì đã quá khuya người trong nhà đều đã ngủ cả anh say quá nên cứ thế vào phòng mình mà ngủ đến khi cơn say vật vã ập đến thì anh lại ôm được một thân thể nhỏ nhắn mềm mại anh đã tưởng nhược vi là an hạ nên đã ôm và hôn cô ấy cả hai đã tình nguyện làm chuyện ấy trong cơn say rượu vì cứ ngỡ người bên cạnh mình là người yêu của mình thật là tai hại mà bảo nguyên vào đầu bứt tai tự trách trời ơi rượu ơi là rượu không ngờ có ngày làm ra chuyện xấu hổ chỉ vì say rượu ở vạn gia nhược vi ngồi thẫn thờ trên giường đã được người hầu thay hết vỏ ga mới những hình ảnh ảo ảo thật thật tối qua vẫn còn nguyên trong tâm trí nhược vi cô vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu của mình lập tức lúc này bên dưới chuyển lên cảm giác hơi nhức nhối mấy lời tổn thương của bảo huyên nói ra vẫn còn găm trong tim cô cô không biết bản thân phải làm sao đây tự dưng lại đi ngủ với đàn ông lạ lại còn là con trai của chủ nhà dù cho bà và bác đứng về phía cô nhưng nếu người ngoài biết được lại chẳng nói cô là kẻ trèo cao cố tình tiếp cận bảo huyên hay sao nhìn anh ta vừa đẹp trai vừa còn con nhà giàu thế kia thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ cô là kẻ có âm mưu rồi. Càng nghĩ càng nặng đầu, Nhược Vi nằm vật ra giường tự gào khóc trong tâm hồn. Trời ơi là trời, rượu ơi là rượu, không biết uống mà còn đi uống để giờ làm nên cái chuyện mất mặt này đây. Sáng hôm đó, Nhược Vi không đi học, cô ở nhà nghỉ đến chiều mới đi làm. Vừa tới quán cà phê thì đã thấy anh quản lý xuất hiện. Anh quản lý khoảng 27 tuổi Là một người siêu dễ thương và tốt tính Thế nhưng ngày hôm nay Nhược Vi thấy mặt anh hơi khó coi Chị Thu đang đứng cùng anh quản lý Thấy Nhược Vi vào Thì lập tức chạy lại đón tận cửa Chị nói thầm vào tay cô Hôm qua em Đã làm sai chuyện gì vậy Nhược Vi hoang mang đáp Em đâu có làm gì đâu Có chuyện gì vậy chị Anh quản lý thấy Nhược Vi thì gọi vào phòng họp riêng anh thở dài rồi nói anh biết em chăm chỉ và rất nhiệt tình nhưng mà anh không biết em đã gây thù trước oán với ai ở trên văn phòng ocb ngày hôm qua vậy hôm nay phòng quản lý tòa nhà nói với anh phải cho em nghỉ việc nếu không họ sẽ phải cắt hợp đồng thuê mặt bằng của anh nhược vi sửng sốt kêu lên sao ạ à? cắt hợp đồng ấy ạ à? đúng vậy hôm qua em đã làm gì sai à nhược vi nhớ lại chuyện chiều hôm qua giờ mới chợt nhớ đến người đàn ông đứng bênh vực an hạ chính là tên công tử bột sáng nay nhược vi hoảng hốt đến cạn lời sao cô có thể quên được chứ chính là anh ta người mà an hạ nói là chồng sắp cưới thấy mặt nhược vi trắng bệch ra quản lý nghĩ là đã xảy ra chuyện lớn nên càng lo thế nào hả sao có chuyện lớn mà em không báo với anh bây giờ anh phải làm sao đây anh không thể để hủy hợp đồng được nhược vi bình tĩnh lại cô bây giờ đang rất dối bời nên cần phải xử lý từng chuyện một nhược vi hít thở sâu rồi nói dạ anh cứ để em nghỉ việc đi ạ chuyện này đều là do em em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh ạ nói xong cô đứng lên cúi đầu chào quản lý rồi rời đi quản lý có gọi tên cô cũng chẳng để ý nữa vừa vào phòng thay đồ của nhân viên vừa suy nghĩ về bảo nguyên Nhược vi biết hai phu nhân ở nhà vô cùng cao quý và giàu có. Nhưng không ngờ, gia thế của họ chính là tập đoàn OCB tiếng tăm lẫy lừng. Còn thêm người con trai của họ lại còn là bồ của An Hạ. Kẻ với cô không đội trời chung. Bây giờ cô đã ngủ với bồ của An Hạ. Một việc mà chỉ cần để lộ ra thì chắc chắn An Hạ sẽ xé xác cô thành trăm mảnh. Cuộc đời cô vừa mới lên hương được một chút, giờ lại vì chuyện này mà một lần nữa bị dìm xuống hố sâu hay sao nhưng nhược vi nhận ra hình như hai phu nhân ở nhà đều chưa biết chuyện bảo nguyên có người yêu nên mới tích cực tác hợp cô với bảo nguyên như vậy an hạ xinh đẹp giỏi giang lại còn được bảo nguyên yêu chiều chỉ cần cô ta xuất hiện thì hai phu nhân không thích cô ta mới lạ càng nghĩ nhược vi càng cảm thấy bất công và bế tắc cô đúng thật là không có cửa với an hạ rồi bên phía bảo nguyên anh cũng nghỉ làm buổi sáng vì mệt nên đầu giờ chiều mới lên công ty. Tuy nhiên khi vào thang máy thì không thể ấn số lên tầng 9. Thẻ nhân viên của anh đã bị từ chối. Anh gọi điện lên cho bộ phận nhân sự thì được báo: "Thưa sếp, chủ tịch đã lệnh cho chúng tôi khóa thẻ nhân viên của sếp rồi ạ. Chủ tịch dặn chúng tôi nói với sếp rằng có thắc mắc gì thì liên hệ trực tiếp với bà là được ạ." Bảo Nguyên cạn lời. Anh đứng ở sảnh, tức mà không biết nói làm sao cuối cùng phải gọi ngay cho bà bà sao lại khóa thẻ nhân viên của cháu vậy ạ à? chuyện lấy vợ quan trọng hơn cháu mau quay về bạn ra ngay cho bà chúng ta cần họp gia đình ngay lúc đó ở trạm xe buýt nhược vi cũng nhận được cuộc gọi của bà minh hạnh cháu đang đi làm thêm sao dạ không ạ à. cháu vừa nghỉ làm rồi sao thế hả bà tốt thế thì tốt lắm mau về nhà đi Chúng ta cần họp gia đình Không biết là có chuyện gì Nhưng Nhược Vi cảm thấy giọng bà Minh Hạnh rất nghiêm trọng Nên cũng hơi lo Cô đáp vâng Rồi ngồi chờ xe buýt tới Đúng lúc đó Bảo Nguyên lái xe đi ngang Anh đã nhìn thấy cô ngồi ở trạm xe buýt Nghĩ cô cũng đang chở xe để về nhà Nhưng lại cảm thấy không nên liên quan đến cô Nên lái xe rời đi luôn Hai phu nhân kiên quyết phải ghép đôi được cho Nhược Vi Và Bảo Nguyên nên đã bắt hai người về ở chung tại bạn gia Bảo nguyên đành phải đồng ý với bà nội để có thể tiếp tục đi làm tại công ty sáng sớm ngày hôm sau nhược vi đang vội đi ra khỏi nhà để đến trường thì thấy Bảo nguyên đang đứng đợi mình ở sân bên cạnh là chiếc xe hơi đời mới siêu xịn của mình cô ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì bà nguyên đã nói bà nội bắt tôi phải đưa cô đến trường mau lên xe đi anh tỏ ra khá lãnh đạo và khó chịu anh vòng qua ghế lái không thèm cả mở cửa xe cho cô nhược vi biết đây là yêu cầu của bà minh hạnh nên cũng không có ý kiến gì trên đường đến trường bà nguyên vừa lái xe vừa nói để tôi ăn ổn làm việc thì cô nên hợp tác một chút bà nội bảo làm gì thì cứ làm nấy nếu cô dám làm gì đó ảnh hưởng đến công việc của tôi thì biết tay tôi đó nhược vi không muốn đôi co cô cũng đáp chẳng mấy vui vẻ tôi biết rồi anh không phải dặn dò mãi thế Bảo Nguyên nhìn Nhược Vi Trong gương chiếu hậu rồi nói Tại sao bà và mẹ tôi Lại thích cô đến vậy Rõ ràng tính nết cô rất khó ưa mà Ấn tượng của Bảo Nguyên về Nhược Vi Là một cô nhân viên đã hất cà phê vào người khách Ngủ qua đêm với trai lạ Xong không hề hoang mang Mà còn cãi tay đôi Rõ ràng cô cũng bướng bỉnh Và ghê gớm chứ không phải hiền lành gì Nhược Vi cười hát ra cô khoanh tay nhìn bảo nguyên đầy xíu cợt biết tại sao không tại sao đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy vừa hay xe dừng lại ở cổng trường bảo nguyên ấm ức ra mặt này cô nói ai là ma nhược vi đeo ba lô vào rồi đáp nói ai anh tự biết đi sau đó cô vội bước xuống xe làm bảo nguyên vô cùng bực mình chưa từng có cô gái nào dám coi thường anh như cô cô đúng là không biết nhìn người mà nhược vi còn chưa bước qua cổng trường thì gặp hải bình anh ta chặn đường cô làm ra vẻ lo lắng nhược vi hôm qua đến giờ sao em không nghe máy của anh vậy có chuyện gì xảy ra với em thế hải bình định chạm vào người nhược vi tỏ ra thân thiện thì cô ghẻ lạnh lùi ra né tránh cô bày ra gương mặt chán ghét mà nói em không muốn nói chuyện với anh nữa, chúng ta chia tay đi. Nhược Vi định đi, thì bị Hải Bình nắm tay giữ lại. Em vừa nói gì thế? Chia tay? Tại sao lại chia tay? Nhược Vi gạt tay anh ta ra, ghét bỏ nhìn anh ta và nói: em thấy chúng ta không hợp nhau đâu, chia tay đi, đừng có làm phiền đến em nữa. Nhược Vi nhớ đến những lời đầy tổn thương mà Hải Bình đã nói ra với đám bạn mà đau lòng không thôi. cố nghĩ kỹ rồi. Anh ta vốn không xứng để cô yêu thương, chứ không phải lỗi ở cô. Nhưng cô không muốn bóc mẹ anh ta. Cô cảm thấy thế thì bản thân mình cũng thấp hèn quá. Hải Bình không cam tâm, anh ta quát lớn. Nhược Vi, em dám đá anh? Nhược Vi nhẫn nhịn đứng lại, anh ta đi vòng qua đứng chặn trước mặt cô, vẻ mặt của tên trai đều không tin được là mình vừa bị đá. Anh ta cười cợt nói, "Em đang đá anh đó à?" em biết em vừa làm gì không hả màn rằng co vừa rồi đều ở trong tầm mắt của bảo huyên anh đang định lái xe đi thì thấy điện thoại của nhược vi bỏ quên trên xe anh bước ra khỏi xe định đưa cho cô thì thấy cô đang bị một nam sinh điển trai nắm tay nắm chân trước cổng bảo huyên cười khẩy nói thầm có bạn trai rồi vậy mà không nói với bà nội để bà ấy cố tình gán ghép tình cảm cô gái này rõ ràng là không đơn giản anh định quay đi thì nghe thấy mấy lời to tiếng của Hải Nam nói với Nhược Vi. Cô xem lại cô đi, chỉ là một đứa con gái thấp hèn tầm thường, được một người như tôi đây để ý mà còn làm kiêu, làm giá hả? Cô thấy tôi nhẫn nhịn nên cô nghĩ mình có giá thật đấy à? Làm ơn đi, nói xem cô cần bao nhiêu tiền để ngoan ngoãn làm bạn gái tôi đây? Đám đông thấy cãi cỏ thì bắt đầu vây quanh họ. Nhược Vi tức đỏ mặt, vừa đau khổ vừa xấu hổ cô không ngờ mình lại từng yêu đơn phương kẻ xấu xa này trong ba năm nhược vi suýt thì đã khóc nếu như không có một bóng lưng siêu rộng chặn ngay trước mặt cô người đàn ông nắm cổ áo hải bình lên ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu đồng tử ngỡ ngàng và sợ hãi của anh ta một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên này có ăn có học mà nói chuyện thế đó hả hải bình lắp bắp hỏi anh là ai Bảo Nguyên chẳng thèm đáp câu hỏi của cậu ta. Anh quay qua nhìn Nhược Vi, đang rất sốc nhìn anh. Anh hỏi. Bạn trai cô à? Nhược Vi lắc đầu đáp. Không, tôi đã chia tay anh ta rồi. Bảo Nguyên gật đầu, đưa cho cô chiếc điện thoại, rồi nói rất nhỏ nhẹ. Được rồi, vào lớp học đi. Nhược Vi chẳng hiểu sao, lại nghe lời giam giáp trước khí thế của Bảo Nguyên. Cô gật đầu, rồi lập tức đi thẳng vào trường Trái tim nhỏ vẫn đập loạn cả lên vì sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đó. Cô lén quay đầu nhìn về phía sau rồi lại cắm đầu đi thẳng. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị đó của Bảo Nguyên thật sự rất đáng sợ. Bảo Nguyên thấy Nhược Vi đi xa rồi mới đẩy Hải Bình ra. Anh phủi tay rồi nói Còn dám lởn vợn quanh cô ấy thì cậu chết chắc. Nói xong, Bảo Nguyên định bước đi thì Hải Bình to tiếng nói Anh là ai? là ai mà dám xen vào chuyện của tôi bảo nguyên cười khẩy một cái rồi quay mặt nhìn cậu ta đầy khinh bỉ là ai cũng không quan trọng quan trọng là tôi nhiều tiền hơn cậu chỉ có những kẻ ăn bám cha mẹ mới dùng tiền để tán gái thôi những kẻ có tiền thật sự thì sẽ không cần dùng tiền để ép buộc người khác yêu mình nói xong anh rời đi đầy hiên ngang mọi cô gái nhìn theo anh mà không khỏi trầm trồ về độ ngầu và giàu có toát ra từ khí chất đến con xe xịn đậu ngay trên vỉa hè hải bình nhìn thấy bảo nguyên thì đã run bẩn bật anh ta biết bản thân chẳng bằng một góc của bảo nguyên rồi nhược vi đang cắm đầu đi vào trường thì bị cô bạn thân thanh sinh bá cổ làm giật hết cả mình thanh sinh hảo hứng hỏi dồn trời ơi bạn tôi có phải bạn tôi đã tìm được người yêu tổng tài rồi không trời ạ à, tôi đã nói rồi mà xinh đẹp và giỏi giang như bà thì nhất định chỉ có thể cưới đại gia thôi." Nhược Vi cười đáp, "Thôi đi, không có chuyện đó đâu." "Thế người đàn ông ngầu ơi là ngầu đó là ai? Đừng nói là người quen, tôi sẽ không tin đâu. Bà làm gì con người quen nào? Hơn nữa làm gì có ai lại giàu có và đẹp trai như thế?" Nhược Vi thở dài đáp, "Ừ, không phải người quen, nhưng cũng không phải người yêu như bà nói đâu. Đừng có hỏi nữa." Tôi đang dối bời lắm Thanh sinh còn trêu Ui trà Dối bời vì được tổng tài đến tận trường Quan tâm bảo vệ à Khoái quá còn gì Ban nãy nhìn mặt cái tên Hải Bình đó Teo lại như trái táo tàu Mà tôi đã gì đâu Lúc bà bị hắn chặn đường Tôi đã muốn bay vào đấm cho lão ta một trận rồi May mà có tổng tài đến kịp Thanh sinh lại nhảy lên kẹp cổ nhược vi Này Mau kể hết mọi chuyện cho tôi nghe đó nha Bà dạo này có nhiều chuyện xấu giếm tôi lắm rồi đó Hai cô gái vui vẻ Dắt tay nhau vào dạng đường Nhược vi đành phải kể lại mọi chuyện cho Thanh Sinh nghe Dĩ nhiên là trừ cái việc cô trở thành dâu tương lai Của tập đoàn OCB Buổi tối Bà nội không cho hai bạn trẻ Được ở yên trong nhà Nên bắt Bảo Nguyên đưa Nhược Vi đi xem phim Trong khi đợi Nhược Vi thay đồ Bảo Nguyên ở ngoài sân chờ Anh mặc áo phông quần kaki khá bình thường nhưng vẫn không át đi nổi vẻ điển trai của mình. Đang sốt ruột muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thì anh thấy Nhược Vi bước ra. Cô mặc áo thun trắng, quần jean bình thường, nhưng là lần đầu anh thấy cô xõa tóc. Mái tóc dài đen óng ả thẳng tắp, buông ngang lưng, thật khiến cho mọi tâm hồn phải điêu đứng. Cô ngồi vào xe, ngược lại với thái độ bướng bỉnh lúc sáng, bây giờ cô đối với anh đã hơi khiêm nhường. Cô mỉm cười nhẹ rồi nói, Xin lỗi đã để anh đợi Thấy anh cứ nhịt chằm chằm Cô còn sợ anh chửi Nên mặt lập tức nghiêm lại Bảo Nguyên bây giờ mới thoát được khỏi mơ hồ Anh vội quay qua tập trung lái xe Trong xe yên ắng đến ngột ngạt Nhược vi tìm cách bật nhạc cho đỡ ngược Thì lại không biết bấm thế nào Cô bấm vào cần gạt nước Làm cho cả tầm nhìn bị che mất Cô bối rối xin lỗi Rồi bấm loạn cả lên Làm Bảo Nguyên phải vội vàng giữ cổ tay cô lại đủ rồi nhược vi lo lắng nhìn anh thấy mặt anh lại nghiêm như lúc sáng thì hơi rén anh thấy cô nhìn mình với ánh mắt sợ hãi thì sửa giọng lại cho dễ nghe hơn được rồi cô muốn nghe nhạc phải không để tôi làm nhược vi gật đầu gượng gạo ngồi lại vị trí cũ vâng cảm ơn anh nhạc được bật lên không khí trong xe đã dễ chịu hơn hẳn nhược vi lâu lâu lại lén nhìn qua bảo nguyên thăm dò anh thấy thế thì hỏi cô muốn nói gì với tôi à cô ấp úng nói à tôi tôi muốn cảm ơn anh chuyện gì là chuyện ở trường lúc sáng không có gì tôi chỉ là thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi đừng suy nghĩ nhiều gặp ai thì tôi cũng làm thế thôi vâng hai người vào mua vé và mua bắp giang xong nhược vi buồn đi vệ sinh nên để Bảo Nguyên đứng đợi một lúc. Cô vừa quay lại, thì anh đã giơ điện thoại lên chụp hai người cùng tấm vé xem phim. Nhược Vi bị tấn công liên tục, nên chỉ biết đứng im. Xong thủ tục báo cáo với phụ huynh Bảo Nguyên, đưa bắp và nước cho Nhược Vi cầm rồi nói. Cô vào xem phim đi, khi nào xong thì tự đón xe về. Nhược Vi ngạc nhiên hỏi. Anh không vào xem ạ? À? Bảo Nguyên hững hở đáp. Cô nghĩ tôi có hứng vào xem phim với cô à? Tôi chỉ không muốn bà tôi buồn thôi. Đã lỡ mua rồi thì cô vào xem đi." Nhược Vy cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô biết anh không thích cô, nhưng mà làm đến mức này thì đúng là buồn thật. Anh ghét cô đến vậy sao? Nhược vi tỏ ra bình thường, dù trong lòng không thoải mái lắm. "Vâng, vậy anh đi đi ạ." À? Bảo Nguyên không chút chần chừ mà quay bước đi ngay, xuống đến nhà xe. Tìm chìa khóa xe trong túi thì nhận ra mình quên đưa vé cho Nhược Vi. Thế là anh phải đành quay ngược lên dạp phim một lần nữa. Nhược Vi ngồi bên ngoài ghế chờ đến giờ coi phim. Hai phần bắp nước trên tay làm cho cô nặng lòng. Đây là lần đầu cô được đi xem phim dạp. Cô đã rất háo hức. Đời cô bị bỏ rơi nhiều rồi nhưng không hiểu sao mỗi lần bị bỏ rơi cô vẫn không tài nào làm quen nổi. Bỗng có tiếng nam cợt nhả vang lên. Ôi! trùng hợp thế nhỉ lại có thể gặp cô ở đây nhược vi ngẩng mặt nhìn lên thì thấy hải bình đang đi cùng một cô gái xinh đẹp khác hải bình vẫn cay cú chuyện lúc sáng nên bĩu môi nói tôi tưởng cô tốt đẹp thế nào ai dè cũng chỉ là loại con gái ham tiền giả vờ ngoan ngoãn để cô đại gia nhược vi tức giận siết chặt tay nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của hải bình lại càng hối hận vì từng mê mội anh ta thậm chí còn có ý định trao thân để có được tình cảm của anh ta nữa cũng may là cô không bị lừa hải bình thấy cô ngồi có một mình thì hỏi thế tên nhà giàu đó của cô đâu rồi cô ngồi bơ vơ ở đây có phải là bị cho leo cây rồi không đã nói cô đừng có ảo tưởng về mình mà có chút nhan sắc liền tưởng mình là mỹ nữ vạn người mê hay sao nếu cô cúi đầu cầu xin lỗi tôi có thể suy nghĩ về việc chấp nhận cô quay lại làm người yêu của tôi đấy nhược vi tức giận định đứng lên bật lại thì đã bị một cánh tay nắm cản lại. Thấy Bảo Nguyên xuất hiện, mặt của Hải Bình lập tức tối tăm. Cậu ta sợ quá nên cùng cô bạn gái mới lùi về sau một bước. Bảo Nguyên nhìn cậu ta với ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi đã nói cậu phải tránh xa Nhược Vi ra rồi cơ mà. Cậu không hiểu tiếng người à? Bảo Nguyên bước tới sát mặt Hải Bình, nắm cổ áo cậu ta và nhấc lên. Nói cho cậu biết, Nhược Vi chính là nữ thần xinh đẹp nhất không có bất cứ cô gái nào xinh đẹp hơn cô ấy cô ấy xứng đáng có được người đàn ông hoàn hảo nhất ở bên cạnh mình thứ giỏi bọ rác rưởi của xã hội như cậu có làm đá lát đường cũng không xứng để nhược vi tôi dẫm lên nghe rõ chưa bảo nguyên buông cổ áo hải bình ra rồi nói với cô gái đang đi cạnh cậu ta cô cho rằng cái tên bẩn tiện này xứng đáng với cô à hôm nay hắn trả đạo người con gái này hôm sau sẽ đến lượt cô đấy Bảo Nguyên lại chỉ tay vào gương mặt khiếp hoảng của Hải Bình và nói Tôi đúng là đại gia giàu có dư tiền, tôi không chỉ có thể cho nhược vi tiền mà còn cho cô ấy sự tử tế. Còn cậu, ngoài tiền của gia đình thì cậu có gì? Chẳng có gì, vừa nghèo vừa hen. Bảo Nguyên cười nhách môi, khinh bỉ rồi quay lại nắm tay nhược vi. Đi thôi, chúng ta không nên coi phim trung giả với lũ rán này trước một màn xuất hiện đầy điện ảnh của bảo huyên nhược vi không thích ứng kịp cô cứ như vậy mà nương theo bước chân anh rời khỏi dạp phim khi ngồi trong xe rồi cô vẫn còn chưa hoàn hồn thấy cô cứ ôm chặt hộp bắp nước mắt mở to khiến cho bảo huyên hơi chạnh lòng anh nhẹ nhàng lấy bắp nước ra khỏi tay cô rồi nói mọi chuyện đã xử lý xong rồi cô không cần phải căng thẳng như thế nữa tôi thấy cô đối với tôi câu nào cũng cãi nhem nhẻm cơ mà Sao với người khác lại chỉ biết câm nín thế? Nhược vi vẫn không đáp nổi. Cô buồn bã cúi mặt. Bảo Nguyên thấy vậy thì không ép cô nói nữa. Anh lái xe rời khỏi hầm và nói. Chúng ta đi đâu đó hóng gió vậy? Chắc cô cũng không muốn về nhà lúc này đâu. Bảo Nguyên chở Nhược Vi đến một quán cà phê tên Moon bên trong công viên gần bờ sông. Khá yên tĩnh, lại có vị trí ngắm cảnh khá đẹp. Là quán cà phê tự phục vụ, nên bảo nguyên tự đi lấy đồ uống rồi quay lại anh vẫn thấy nhược vi đang chiêu buồn bã nhìn ra dòng sông tĩnh lặng thì nói chuyện buồn mà giữ trong lòng không nói ra thì cô sẽ không bao giờ thoải mái được đâu nào hôm nay tôi sẽ làm cái giếng cô hãy ném hết nỗi buồn vào cái giếng rồi quên hết nó đi nhược vi nhìn anh thấy anh chân thành muốn cô vui nên cũng gỡ bỏ một chút phòng bị cô kể cho anh nghe về chuyện tình cảm của mình và hải bình cô không thể ngờ con người ta có thể lật lọng nhanh như vậy bảo nguyên nghe xong tâm sự của cô liền có chút thiện cảm hóa ra cô cũng là một cô gái hiền lành tốt bụng chứ không phải kiểu con gái đa mưu toan tính và hám danh lợi ban đầu anh còn hiểu lầm cô tiếp cận gia đình anh vì tiền nhưng có lẽ là anh đã hiểu sai về cô rồi bảo nguyên nói cô nên vui mới đúng ông trời đã cho cô nhận ra bộ mặt thật của anh ta sớm nên cô không phải chịu thiệt thòi quá nhiều con gì cũng may anh ta chẳng làm gì được cô cả nhược vi nhìn anh đầy cảm kích một lần nữa cảm ơn anh ngày hôm nay nhờ có anh nên tên tệ bạc đó đã bị một trận bẽ mặt rồi nhược vi hít thở sâu rồi mỉm cười nhìn về phía trước thật thoải mái quá thấy cảnh anh ta bị vả mặt khiến tôi vô cùng sảng khoái anh ta luôn nghĩ bản thân giàu có nhất Đẹp trai nhất Nên vô cùng canh kiểu Hôm nay thì anh ta bị người vừa giàu hơn Vừa đẹp hơn anh ta Cho nếm mùi rồi Đáng đời Nói tới đây Thì Nhược Vi thấy hơi sai sai Hình như cô đang tân bốc người đàn ông Mà bản thân cũng chẳng thân lắm thì phải Cô quay qua nhìn Bảo Nguyên cười ái ngại Bảo Nguyên thấy dáng vẻ vô tư của cô Thì nhẹ lòng hẳn Anh cười nói Cô cũng có mắt nhìn người đấy Tôi chính là người vừa giàu có vừa đẹp trai trong truyền thuyết. Cả hai cùng nhau bật cười. Tự nhiên khoảng cách giữa đôi bên được thu hẹp đi một chút. Đúng lúc đó, điện thoại của Bảo Nguyên reo là An Hạ gọi đến. Bảo Nguyên không ngẩn ngại gì mà bắt máy ngay. Anh nghe đây. Nhược Vi nghe giọng Bảo Nguyên ngọt ngào hẳn thì đoán là người yêu anh gọi. Cô vội vàng thu lại nét vui cười, ngồi im phăng phắc vì sợ làm phiền giọng an hạ nhõng nhẽo anh à anh đang ở đâu thế hôm nay em đi quay còn bị thương ở chân nè anh không về nhà sao bảo nguyên lo lắng hỏi em bị thương sao có nặng không đau lắm được băng bó rồi nhưng em vẫn đau bây giờ em còn không tự tắm được anh đang ở đâu thế hôm qua anh cũng không về nhà hôm nay cũng vậy là sao anh có chuyện nên không về nhà bây giờ anh sẽ về đợi lát nữa mình nói chuyện nhé em ở yên một chỗ đi đừng di chuyển kẻo đau thêm nhé dạ em biết rồi bảo nguyên cúp máy rồi đứng dậy nói bây giờ tôi có việc phải đi ngay tôi gọi xe đưa cô về nhà nhé nhược vi gượng cười nói thôi anh về trước đi tôi muốn ngồi thêm một chút thấy dáng vẻ gượng vui của nhược vi bảo nguyên cũng thấy hơi thương hại nhưng anh còn có việc quan trọng hơn nên đành gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu Anh đáp Vậy được rồi Cô ở lại rồi nhớ về sớm đấy Tôi đi đây Nếu như bà nội có hỏi thì cô cứ nói tôi về nhà riêng Lấy chút đồ cá nhân là được Vâng tôi nhớ rồi Bảo Nguyên quay người đi ngay Nhược viên nhìn theo anh một lúc Rồi mới quay mặt lại nhìn dòng sông Bảo Nguyên đúng là một người đàn ông tử tế Anh ta tử tế hơn ngày đầu cô gặp nhiều Người tử tế như vậy Mà lại đi yêu An Hạ cô thật sự không hiểu an hạ đã diễn trò gì để có thể quyến rũ người đàn ông hoàn hảo như bảo nguyên nhược vi thở dài nhìn trời những nam nhân tốt trong thiên hạ đều không phải dành cho ta bảo nguyên có một căn hộ lớn ở gần công ty anh và an hạ ở chung tại đây an hạ cũng chẳng bị gì quá to tát chỉ là bị chật mắt cá đã được băng bó cẩn thận nhưng cô ta vẫn thích làm nũng và khiến cho bảo nguyên phải dối lên vì mình như vậy khi nghe anh nói sẽ phải để cô ta ở một mình cả tuần thì liền làm mình làm mẩy cả một tuần không gặp anh thì làm sao em chịu nổi chứ anh đã có âm mưu gì hay sao tại sao lại mất tích hẳn một tuần bảo nguyên không dám nói thật về chuyện bị bà nội ép làm quen với nhược vi nên anh đành nói dối chuyện nhà khá quan trọng nên anh phải đi bà nội anh là chủ tịch mà không nghe theo bà thì anh sẽ bị phạt mất em thông cảm cho anh ngoan ngoãn cho anh một tuần thôi. An Hạ xả vào lòng Bảo Nguyên. Anh nói thế thì em làm sao dám cấm cản nữa? Thế đến lúc nào anh mới đưa em về ra mắt với gia đình anh ạ? Chúng ta quen nhau cũng được nửa năm rồi còn gì. Bảo Nguyên vỗ về người yêu rồi nói: Anh sẽ sắp xếp gặp mặt sớm thôi. Đợi một thời gian nữa em nhé. Vâng, vì yêu anh nên em nhất định sẽ đợi ạ. Nói xong cô ta đè ngửa Bảo Nguyên ra Anh hơi bất ngờ Em đang đau chân đó Em đau chân chứ chỗ khác có đau đâu Cô ta vô cùng chủ động Bảo Nguyên cũng nhiệt tình hưởng ứng Tới đoạn cao trào Bảo Nguyên liền nhổm người dậy Lấy bao cao su ở đầu giường đeo vào Mặt An Hạ hiện rõ vẻ bất mãn Nhưng vẫn phải giả vờ không có gì Cô ta ống ẻo hỏi Không thể chơi trần sao Em muốn Bảo Nguyên cắt lời chẳng phải em còn dự án phải làm sao? Đợi em hoàn thành dự án, rồi chúng ta có con cũng chưa muộn mà. Ngay lúc đó, anh đã đưa cậu em vào bên trong một cách thuần thục, khiến An Hạ chỉ biết ngậm miệng câm nín. Hai vị phu nhân đích thân tiễn đôi trai gái ra đến tận cửa, bà Kiều Giang dặn dò kỹ càng. Hai đứa đến nơi, phải thường xuyên chụp ảnh về cho bà và mẹ đấy. Lên máy bay, xuống sân bay, check-in khách sạn, tất cả đều phải gửi về cho mẹ có biết chưa bảo nguyên mềm giọng hơi làm nũng một chút kìa mẹ có phải làm đến mức đó không ạ đây đều là yêu cầu của bà nội con dám trái ý của bà nội sao bảo nguyên nhìn qua bà nội muốn cầu cứu nhưng bà nội chỉ quan tâm tới cháu dâu tương lai bà hạnh minh nắm tay nhược vi và nói không phải lúc nào cũng có thời gian nghỉ ngơi như thế này cháu cứ tận hưởng nhé Chúng ta đã sắp xếp một chuyến du lịch hoàn hảo cho hai đứa rồi. Đi chơi vui vẻ, đi hai về ba thì càng vui. Nhược Vi cười gượng, hai má đỏ ửng xấu hổ. Bà Nguyên đáp lời thay. Cái gì mà đi hai về ba chứ? Bà nội thật là... Bà Kiều Giang hối thúc. Thôi, sắp trễ giờ ra sân bay rồi. Hai đứa mau đi đi. Hai người được tài xế đưa ra đến tận sân bay. Đúng như những gì mà mẹ dặn Bảo Nguyên thực hiện không thiếu một bước. Nhược Vi chỉ có trách nhiệm kéo hành lý và cười lên mỗi khi Bảo Nguyên bắt cô nhìn vào điện thoại. Hai người ngồi yên, vị ở ghế hạng thương gia. Nhìn mặt Nhược Vi khá cao có nên Bảo Nguyên nói người phải khó chịu là tôi mới đúng chứ? Tôi phải bỏ hết công việc để đi một chuyến du lịch vô bổ với một người như cô đây, còn chưa tham một lời, cô còn làm cái mặt khó coi đó là sao? Nhược Vi thở hơi gấp cô cảm giác hơi khó chịu nên nằm dán chặt lưng vào ghế bấu chặt vào tay ghế tôi lần đầu tôi đi máy bay bảo nguyên đang chỉnh lại gối nằm nghe thế thì nhìn qua nhược vi một cái rồi sau đó lại ung dung nằm xuống nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái đừng có lo nó cũng giống như cô đi xe buýt thôi mà chưa đến một tiếng chúng ta sẽ đến nơi không sao đâu nằm xuống nhắm mắt vào ngủ đi nhược vi rất căng thẳng nhưng cô không còn cách nào khác nên đành phải làm theo lời của bảo nguyên cô nhắm nghiền mắt cầu trời khấn phật cho chuyến bay mau chóng kết thúc chuyến bay cuối cùng cũng cất cánh bảo nguyên thấy bên cạnh khá yên tĩnh nên mở chùm mắt ra nhìn không ngờ lúc máy bay cất cánh lên cao quá đáng sợ làm nhược vi co rúm cả người lại trông cô gồng cứng người vô cùng khổ sở chẳng hiểu sao bảo nguyên lại cảm thấy hơi có lỗi với cô nên đã nắm lấy bàn tay cô Không biết cô đã nghĩ gì Liền chụp luôn cả cánh tay Bảo Nguyên Mà ngả đầu xuống Rồi ôm chặt lấy Bảo Nguyên cũng khá sốc Nhưng ở tình huống này Thì anh vẫn nên ngồi yên cho cô ấy mượn bờ vai của mình thì hơn Chuyến bay bắt đầu êm hơn Nhưng cả hai vẫn không rời nhau Bảo Nguyên và Nhược Vi Cứ thế thoải mái dựa đầu vào nhau mà ngủ Cho đến khi máy bay đáp đất Ở sân bay Bà Nguyên vừa ngoái chiếc vai bị tê mỏi của mình, vừa gọi video call cho mẹ ở nhà để thông báo hai người đã đến nơi an toàn. Nhược Vi đứng bên cạnh anh, cười cho có lệ. Bà Kiều Giang thế mà rất tinh ý, bà nhìn thấy mặt Nhược Vi hơi nhợt nhạt nên hỏi ngay. "Con bị làm sao thế Nhược Vi? Sức khỏe con không tốt à?" Nhược Vi ngại ngùng đáp. "Dạ, không phải ạ. Do do con bị say máy bay thôi bác." tội nghiệp quá đi mất đáng lẽ con nên nói với bảo nguyên để nó chuẩn bị thuốc chống say tàu xe cho con chứ mẹ đổi giọng nghiêm khắc nói với bảo nguyên nhược vi mệt rồi đó con phải để ý đến con bé thật nhiều vào có biết chưa con nhớ rồi mà mẹ thôi xe đến rồi chúng con đi đây ừ đừng quên check in phòng khách sạn cho mẹ đấy nhé bảo nguyên chỉ biết thở dài trước sự tỉ mỉ của mẹ vâng con nhớ rồi anh lập tức cúp máy rồi kéo lấy vali của nhược vi ra bên ngoài đường đỗ xe nhược vi đang đứng ngơ ngơ vội vàng đuổi theo anh anh để tôi cầm vali cho thôi không sao mau lên xe đi nhược vi lúc này mới thấy có một người đàn ông mặc vest lịch thiệp đang cúi người chào họ cạnh anh ta là một chiếc xe ô tô thể thao mui trần vô cùng hiện đại người đàn ông lên tiếng chào anh chị ạ à. Nhược vi khép nép cúi người đáp lại Còn báo nguyên thì khá hứng hờ Anh đẩy hai chiếc vali cho người đàn ông Rồi lao lên xe Nhược vi đang định tự mở cửa xe Thì người đàn ông đã bước tới Mở ngay cho cô Thái độ vô cùng trịnh trọng Mời chị Vâng cảm ơn anh Chiếc xe vụt đi rất nhanh Giữa thời tiết trong lành mát mẻ Nhược vi lần đầu trải nghiệm ngồi xe thể thao Và đi với tốc độ nhanh như thế này Nên vừa hơi lo lắng lại có chút háo hức chờ mong. Lướt qua những cung đường nội thành, họ đi vòng qua eo biển. Cả bầu trời xanh ngút ngàn, hòa cùng với mặt biển màu xanh thẫm, thật là một phong cách đẹp không tả nổi thành lời. Đã hơn 10 năm, kể từ ngày cha mẹ mất đi, Nhược Vi chưa từng rời khỏi thành phố. Lần đi biển cuối cùng của cô là với cha mẹ vào lúc 5 tuổi. Khi ấy gia đình ba người họ vô cùng hạnh phúc. Cha còn nói mỗi năm, sẽ đưa cô đi chơi một lần. Chỉ tiếc rằng sau đó cha đã không bao giờ còn có cơ hội đưa cô đi biển nữa. Nghĩ đến cha mẹ, làm Nhược Vi ngập tràn xúc động. Cô rơi nước mắt lúc nào không hay. Bảo Nguyên nhìn thấy, lại nghĩ do gió quá lớn làm cô cay mắt, nên đã đưa kính mát của anh cho cô. Cô khá ngạc nhiên, anh bình thản nói: đeo vào đi, không bụi bay vào mắt bây giờ cô gượng gạo cầm lấy mà không tiện giải thích thêm cách quan tâm từng chi tiết nhỏ của bảo nguyên khiến nhược vi cảm thấy ấm áp xe chạy thẳng vào resort 5 sao cao cấp kingdom từ bé đến giờ nhược vi chưa từng thấy khu resort nào cao cấp và sang trọng đến vậy bên trong gần như là một thế giới thu nhỏ với tất cả những dịch vụ tiện ích phục vụ cho người có tiền xe chạy thẳng đến khách sạn lớn nhất resort có thiết kế như hình một chiếc vương miện. Cả hai được nhân viên khách sạn xếp hàng tiếp đón, cứ như chào đón cán bộ cấp cao, khí thế không khác gì trong những bộ phim truyền hình. Nhược vi cảm thấy không tự tin và không thực tế lắm, cô cứ nhìn ngó xung quanh, bước đi đầy vấp váp Còn đối với Bảo Nguyên thì những chuyện này là bình thường. Từ đại sảnh lên đến phòng nghỉ VIP của khách sạn, hai người không cần động đến một ngón tay. Ngay cả việc ấn thang máy và mở cửa phòng Cũng có người làm giúp Phòng của họ được mở ra Với một luồng sáng choáng ngợp Như thể cánh cửa mở ra một thế giới mới Căn phòng nằm ở chính giữa của tòa nhà Nơi cao nhất Và có tầm nhìn rộng và đẹp nhất Cửa sổ bằng kính trong suốt Cường lực, rộng và nguyên khối Trải dài từ đầu đến cuối phòng Phải đến 6 mét Bên ngoài còn có một bể bơi vô cực Nước trong vắt Bên trong nội thất tối giản nhưng đều là những đồ dùng cao cấp. Có cả quầy ba riêng cho khách, có thể tùy chọn loại rượu hay nước uống yêu thích. Phòng tắm rộng rãi với bồn tắm nằm và các loại mỹ phẩm cao cấp được đặt sẵn bên trong. Từ trang của cả hai đã được đưa về khách sạn từ lúc nào. Quần áo đã được nhân viên treo hết lên tủ, gấp và ủi phẳng phiêu. Ngay cả cái vali đổ nhược vi cũng chẳng cần động tay tới để chuẩn bị Lúc ở nhà là chị Dung sai người sắp xếp Rồi cô cứ thế mà kéo đi Không ngờ quần áo Mà hai phu nhân chuẩn bị cho hai người Đều là đồ đôi Cả phụ kiện như giày Vớ, mũ, kính Đều là đồ đôi Không ngờ hai phu nhân lại tỉ mỉ đến vậy Phòng ngủ thì không phải bàn đến Tuy nhiên vừa mở ra Thì đã khiến cho đôi trẻ phải ngượng ngùng Vì đã được xài hoa tươi Và chuẩn bị nến thơm Như một chiếc giường tân hôn Người nhân viên có lẽ hiểu được sự bất ngờ của họ nên lập tức giải thích. Chủ tịch đã trực tiếp dặn dò chúng tôi chuẩn bị chu đáo cho anh chị. Mong rằng anh chị sẽ hài lòng. Và còn nữa, chủ tịch dặn chúng tôi đưa cái này cho anh chị ạ. Người nhân viên đưa cho họ một danh sách rất nhiều việc phải làm với nhau trong chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm. Bà Nguyễn Đại Diện nhận lấy. Hai người vừa xem xong thì hoàn toàn choáng ngợp. Bà nội của họ hình như không muốn họ được nghỉ ngơi một giây phút nào bảo nguyên nhìn mặt nhược vi vẫn còn bần thần ngơ ngẩn mà nói rằng tôi còn tưởng sẽ có được một kỳ nghỉ dưỡng thật thoải mái nhưng xem ra là còn mệt hơn cả đi làm rồi cô nghĩ bản thân sẽ đủ sức làm những chuyện này chứ nhược vi nhìn anh ngập ngừng hỏi nhất định chúng ta phải làm hết những việc trong danh sách này sao đúng vậy đấy bà nội tôi đã ra lệnh thì không thể làm trái Tôi chỉ cần thiếu một việc Thì sẽ bị bà cho nghỉ việc ngay Bởi vậy mong cô hợp tác một chút Bảo Nguyên hít sâu một hơi Rồi thong thả nói với người nhân viên Cô có thể đi được rồi Chúng tôi sẽ tự thực hiện những việc này Vâng Chúc anh chị có một kỳ nghỉ vui vẻ ạ Có vấn đề gì Chỉ cần nhấn chuông Hoặc gọi điện cho Lê Tân Chúng tôi sẽ xử lý ngay ạ Đợi nhân viên rời đi Nhược vi còn chưa kịp làm gì thì đã bị bảo nguyên kéo tay ngồi xuống giường anh lại đưa điện thoại lên cô cười như một cái máy để cho anh chụp và gửi về cho gia đình câu việc này diễn ra một cách máy móc và gượng ép đến vô cùng nhược vi còn nghe thấy bảo nguyên khẽ thở dài sau khi chụp hình xong với cô cô thoáng buồn việc thấy người khác vì chuyện bất đắc dĩ mà phải ở bên mình thật sự không dễ chịu một chút nào nhưng không sao cô tự nhủ lòng mình rằng chỉ cần bốn ngày nữa là cả hai có thể giải thoát cho nhau và trở về với cuộc sống bình thường chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi giọng bảo nguyên từ ngoài vọng vào làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nhược vi cô nên thay đồ đi chứ chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm không thể lề mề được đâu bảo nguyên khoác bên ngoài chiếc áo choàng tắm bằng vải lụa cao cấp màu xanh biển của khách sạn nhược vi vội vàng đứng dậy cô thắc mắc Tôi nên mặc đồ gì bây giờ? Chúng ta sẽ đi du thuyền và lặn ngắm san hô. Cô nên mặc đồ bơi đi. Vâng. Nhược vi không dành mấy thứ chơi bời này cho lắm, nên quyết định nghe theo sắp xếp của bà Nguyên cho chắc. Cô vào phòng thay đồ, rồi anh mới hơi mỉm cười nhẹ. Thấy cô nghe lời mình, tự nhiên anh thấy vui vui. Những bộ đồ hai mảnh mà hai phu nhân chuẩn bị cho Nhược Vi đều là những bộ rất nóng bỏng cô chọn đi chọn lại mãi rồi đành quyết chọn một bộ trông bình thường nhất cả hai vừa bước xuống sảnh thì người nhân viên ban nãy đã đợi sẵn cô ấy hướng dẫn họ ra xe riêng của khách sạn rồi chở cả hai người ra bến thuyền chiếc du thuyền cỡ nhỏ nhưng là mẫu thiết kế mới nhất của hãng du thuyền nổi tiếng đến cả chiếc du thuyền cũng là màu hồng bên trên du thuyền có một nhóm nhân viên gồm thợ lặn thuyền trưởng và đầu bếp và nhân viên để phục vụ họ mọi lúc mọi nơi. Thời tiết ủng hộ lòng người, ngày hôm nay rất hợp cho một chuyến du lịch biển. Du thuyền lướt sóng đi xa bờ, càng xa biển càng mênh mông và xanh thăm thẳm. Nhược vi đứng ở mũi tàu, tận hưởng sự tự do và thư thái của sự giàu có này mang lại. Ai bảo tiền không mua được hạnh phúc chứ? Những thứ xa xỉ, làm vui lòng người này cũng có thể cho chúng ta hạnh phúc mà. Được tự do tận hưởng những dịch vụ cao cấp nhất bản thân không cần bận lòng về giá cả chi phí chỉ cần nhắm mắt và hưởng thụ thôi đó không phải hạnh phúc là gì nhược vi giang hai tay ra nhắm mắt lại và dùng cơ thể mình đón lấy làn gió biển cô đã hiểu tại sao ngày đó rose lại đứng ở mũi tàu cùng sách rồi đó là sự tự do mọi buồn phiền trong lòng cứ như bay biến mất khi gió biển tràn vào buồng phổi bất ngờ có con sóng lớn làm thuyền trao đảo nhược vi chơi với suýt thì ngã bảo uyên đã đỡ được cô hai người mắt đôi mắt nhau trong bối rối cô vội đứng lên và nói cảm ơn anh một cơn sóng nữa ập đến cô lại vô thức bám vào vai anh lần này mặt họ gần như chạm vào nhau bảo Nguyên giữ chặt hai tay nhược vi đợi cho thuyền yên biển lặng rồi mới nói với cô đứng ở đây một mình nguy hiểm lắm xuống giấy này đi cô nghe chống ngực mình đập loạn vội vàng buông anh ra vì sợ lộ đến được vùng biển có san dại san hô du thuyền dừng lại nghỉ ngơi trong khi đầu bếp chuẩn bị bữa ăn nóng sốt trên du thuyền thì thợ lặn hướng dẫn cả hai đi lặn ngắm san hô bảo nguyên đang được nhân viên kiểm tra lại đồ lặn thì nhìn thấy nhược vi bước ra với cơ thể không chút mỡ thừa bộ kini màu đen của cô vừa hay cùng một cặp với bộ đồ bơi trên người bảo nguyên không hẹn mà gặp Mặt anh hơi ửng đỏ Vội vàng quay đi nhìn nơi khác Anh biết Nhược Vi có gương mặt ưa nhìn Nhưng không ngờ cả cơ thể của cô Cũng xuất sắc như vậy Nhược Vi không biết bơi Nên nhân viên lặn Phải bám sát và hướng dẫn cô rất cẩn thận Mất khoảng 5 phút để làm quen Cuối cùng cô cũng có thể tự mình bơi được Dưới nước mà không cần có người kéo Nhược Vi háo hức quá Nên bơi hơi xa Đến lúc nhìn xung quanh thì không thấy ai nữa. Cô đang định bơi vòng lại thì mặt nạ của cô bị nước vào. Cô hơi hoảng nên đã hít cả nước biển vào phổi, ho sặc sụa và mắt thì cay xè. Đang bối rối không biết phải làm sao thì Bảo Nguyên xuất hiện. Anh để cô bám vào vai mình, nói cô giữ bình tĩnh rồi tháo mặt nạ của cô ra. Nhìn mặt nhược vi hoang mang, sợ hãi khiến cho anh hơi lo lắng. Bình tĩnh lại nào, Chúng ta chỉ bơi ở trên bề mặt Hơn nữa còn có đồ bảo hộ Cô sẽ không sao đâu Có lời động viên của anh Cô dần lấy lại bình tĩnh Sau đó anh đeo lại mặt nạ cho cô Và nắm tay dẫn cô đi lặn ngắm san hô thêm một vòng Có người mình tin tưởng ở bên cạnh Khiến Nhược Vi vững tin hẳn Sau khi lặn mệt rồi Hai người lên du thuyền ăn trưa Trong lúc cả hai nghỉ ngơi Du thuyền di chuyển về một hòn đảo để cả hai tiếp tục chuyến du lịch tình yêu của họ hoạt động buổi chiều của hai người là đi mô tô nước tham quan vòng quanh đảo và chụp ảnh với nhau dưới ánh hoàng hôn trở về khách sạn cả hai được chuẩn bị một bữa tối bên bãi biển bữa tối của họ có nến hoa và cả nhạc công chơi vĩ cầm để làm cho không khí thêm ấm cúng và lãng mạn sau một buổi đi chơi cùng nhau khoảng cách của hai người đã có chút thay đổi cả hai đã có thể trò chuyện và cười nói với nhau khá vui vẻ cả hai đang nói về hòn đảo ban chiều họ tham quan thì bảo nguyên nhận được tin nhắn của ai đó sắc mặt của anh lập tức tối lại là sắc mặt nghiêm nghị đáng sợ mà nhược vi từng thấy qua vài lần cô không dám lên tiếng hỏi xem có chuyện gì nên chỉ có thể ngồi khép nép chờ đợi anh tự khai báo bảo nguyên tắt điện thoại rồi nói với cô tôi đã chụp ảnh gửi cho bà nội rồi bây giờ cô có thể ngồi ăn tối ý. Rồi làm gì tùy ý Nhược vi ngập ngừng hỏi Thế anh không ăn tối nữa sao Anh thở dài kín đáo và đáp Tôi không có hứng ăn Tôi đi trước đây Vâng Anh đứng lên rời đi Cô vô thức theo phép lịch sử Mà đứng lên theo Không khí vui vẻ đã biến mất Như thể chỉ là một giấc mơ vậy Trong lòng nhược vi có một chút hụt hẫng Cô đã mong chờ điều gì trước tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một kế hoạch lập trình sẵn và cô như một nhân viên chăm chỉ đang đi hoàn thành tất cả các kế hoạch đó thật tốt nhược vi vẫn ăn tối một mình như không có chuyện gì mặt cô không để lộ buồn vui dẫu trong lòng hoang hoải cô đơn cô đã phải ăn cơm một mình quá lâu rồi trước nay cũng vậy giờ cũng vậy cô phải chấp nhận thực tế thôi người gửi tin nhắn đến cho bảo nguyên là thám tử của anh lại là những bức ảnh chụp an hạ đi chơi với đám người cả nam lẫn nữ trông chẳng đứng đắn ảnh chụp ở sự kiện mới nhất của an hạ cô ấy đã để mấy tên giám đốc cứ đứng cạnh mình ôm eo ôm vai chụp hình mà không hề ngượng ngạo trong quán bar của khách sạn bà nguyên giản mạnh ly rượu trống không xuống bàn mệt mỏi đưa tay xoa chán anh muốn yêu thương an hạ thật nhiều muốn cho cô ấy tất cả những điều tốt đẹp nhất nhưng tính cách của cô thật sự khiến anh chán nản cô biết anh thương cô và dường như còn đang cố tình lợi dụng điều đó để chơi đùa với trái tim anh bảo nguyên cứ thế uống hết ly này đến ly khác rượu cũng không thể khiến cho anh cảm thấy dễ chịu trên phòng khách sạn nhược vi ăn tối rồi về thẳng phòng ngay vừa mở cửa ra cô đã bị sốc vì có một bàn tiệc rượu với nến và hoa đầy lãng mạn đã được chuẩn bị ở phòng khách Nhược vi vội vàng mở danh sách của bà nội ra xem Thì còn có cả bữa ăn tối riêng tư Ở phòng khách sạn Cô căng thẳng vào đầu Người đi mất rồi giờ phải làm sao Nhược vi ngồi ở sofa Nhìn khung cảnh lãng mạn Mà lòng nóng như lửa đốt Lúc nãy bà Nguyên rời đi có vẻ khó chịu Nếu bây giờ cô mà gọi cho anh Có khi còn bị mắng Nhưng mà anh đã nói một việc trong danh sách này Cũng không được thiếu Nếu thiếu thì bà nội sẽ lập tức cho anh rời khỏi vị trí CEO và cô thì cũng không thể thoát khỏi một tuần thử thách tìm hiểu yêu đương này. Cô đánh liều gọi cho Bảo Nguyên. Thả nhắc nhở cho anh biết một câu, còn hơn để sau này anh trách cô không báo. Bảo Nguyên không bắt máy, làm cho cô càng lo lắng hơn. Cô vội vàng rời khỏi phòng, tìm đến Lễ Tân. Nhân viên báo anh đã đến quán ba uống rượu. Cô đoán rằng anh đã gặp chuyện gì đó không tốt nên vội vàng đi tìm. Quán bar ở khách sạn 5 sao nên cũng không có quá nhiều người. Nhược vi rất nhanh đã tìm thấy Bảo Huyên say khướt ở một góc quán bar. Anh nằm dài trên bàn, đầu gục xuống thảm hại. Cô vội vàng bước đến được anh ngồi thẳng dậy. Cơ thể anh chỉ toàn mùi rượu khiến cô nhăn mặt. Sao anh uống nhiều như vậy? Không định đi du lịch nữa à? Bà nội biết thì làm sao? Bảo Nguyên cười cười, chỉ tay vào mặt Nhược Vi. Là cô đó à? Cô nói nhiều quá đấy. Ở đây rượu rất ngon, cô uống cùng tôi nhé. Anh đòi rót rượu cho cô uống, như cả chai đã bị anh nốc không còn một giọt. Anh định gọi thêm một chai, thì bị Nhược Vi bịt miệng lại, cô lào bào. Thôi đi, anh còn uống nữa là tiêu đó, để tôi đưa anh về. Nhược Vi cùng với hai nhân viên nam của quán bar phải dùng hết sức mới đưa được Bảo Nguyên về phòng. Vừa về đến nơi, Bảo Nguyên thấy ở phòng khách có rượu và mồi thì vui vẻ như trúng số, vội vàng chạy ùa đến ngồi xuống. Không còn sáng vẻ nghiêm nghị, khó gần, bây giờ anh như một chàng trai mới lớn vậy. Anh ngồi dưới đất, vẫy tay gọi cô lại. Mau lại đây đi, họ đã chuẩn bị bàn nhậu cho chúng ta rồi này. Cô và hai nhân viên quán ba nhìn anh ngao ngán. Nhân viên quán ba nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng tư cho cả hai. Nhược Vi tiến đến ngồi đối diện với Bảo Huyên, thấy anh uống say đến mức quên cả phép tắc thế này thì chỉ có thể là gặp chuyện rất buồn. Bảo Huyên rót rượu cho cô rồi nói Chúng ta thật đáng thương nhỉ, đều là những kẻ đơn phương. Nhược Vi tò mò hỏi thêm Anh có chuyện buồn à, liên quan đến tình yêu sao? Bảo Nguyên tỏ ra khá sầu thảm Anh cười rồi lại cau mày khổ sở tôi tôi thật sự rất thương cô ấy cô ấy là người mà cả đời này tôi mang ơn vì vậy tôi không thể bỏ rơi cô ấy được nhưng mà nhưng mà cô ấy không hiểu cho tình cảm của tôi bảo nguyên tự đấm vào lồng ngực mình thật mạnh ngược vì sợ anh đau nên vội nắm chặt cổ tay ngăn lại anh nhìn cô cầu sự thấu hiểu từ cô trái tim tôi vô cùng khó chịu tôi vừa yêu lại vừa giận cô ấy tôi vừa thương lại vừa thất vọng tôi vừa mừng lại vừa mong cô ấy không phải là người tôi muốn tìm giá như cô ấy không phải là người tôi muốn tìm thì tôi đâu có phải đau khổ thế này nhược vi trước giờ luôn nghĩ si tình chỉ dành cho những kẻ nghèo như cô còn những người giàu có thì làm gì phải tương tự phải đau khổ hóa ra cô đã nhầm trong tình yêu kẻ giàu người nghèo đều có thể gặp bất hạnh và hình như bảo nguyên còn bất hạnh hơn cả cô cả hai uống với nhau từ ly này sang ly khác nhược vi cũng đã bắt đầu lâng lâng cô chống cằm nhìn bảo nguyên phải là cô ấy mới được sao anh nhất định phải yêu cô ấy sao phải nhất định tôi phải cưới được cô ấy phải giúp cô ấy thay đổi thành một người hoàn hảo bảo nguyên mở mắt mơ hồ nhìn cô rồi mỉm cười hay là chúng ta kết hôn nhỉ sao cơ nhược vi nhướng mày nhìn cô cũng đã hơi buồn ngủ vì cả ngày đã phải hoạt động khá nhiều bảo nguyên cười như ngốc rồi gục đầu xuống ngủ mất tiêu cô bật cười cho rằng anh chị đang nói mớ cô lấy tay đẩy nhẹ vai anh này anh ngủ rồi đó à thế còn chụp ảnh thì anh tính sao chúng ta còn phải chụp ảnh cho bà nội xem đó bảo nguyên đã nằm yên bất động nhược vi chép miệng thở dài nói thôi được tôi đành xử lý vậy cô lảo đảo đứng lên lấy điện thoại của mình rồi qua ngồi bên cạnh bảo nguyên cô dùng điện thoại của mình để chụp ảnh hai người và bớt tiệc rượu lại nhìn anh nằm ngủ thật ngon trên bàn với gương mặt đẹp đẽ như vẽ khiến cô cảm thấy rất thú vị cô ngồi nhìn anh một lúc lâu tay muốn chạm vào gương mặt anh nhưng không dám nó ảo ảnh quá xa vời quá không phải dành cho cô nhược vi cũng vòng tay lên bàn nằm nhìn bà nguyên ngủ nhớ lại mấy lời của anh ban nãy khiến cô có chút vui vẻ cô cũng tự bật lên câu hỏi trên môi hay là chúng ta kết hôn nhỉ tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ khiến cho đôi nam nữ đang ôm lấy nhau ngủ thật ngon trên sàn nhà phải buông nhau ra bảo nguyên lần mò tìm điện thoại bắt máy trong trạng thái ngái ngủ alo giọng bà kiều giang vang lên Giờ này còn chưa dậy nữa sao Hai đứa phải lên chùa cầu duyên đấy Mau đi sớm Không để chưa quá trời sẽ nắng lắm Nhược vi đang ngủ ngon Mà bị đánh động nên mẻ nheo Rụi đầu vào ngực bảo nguyên Phát ra mấy tiếng dễ thương Giọng bà Kiều Giang lập tức chuyển qua vui vẻ Này Vẫn đang ôm nhau ngủ sao Nhược vi nó đồng ý rồi hả Giờ Bảo Nguyên mới tỉnh ngủ một chút Anh mở bừng mắt Nhìn xuống cô gái đang ôm mình thật chặt nằm trong lòng mình cứ như một con mèo nhỏ anh hơi xấu hổ và bối rối vội vàng nói với mẹ con con tắt máy đây bà kiểu giang ở nhà cười tủm tỉm lập tức vào trong thông báo tin mừng với mẹ chồng mẹ ơi hai đứa nó đang ngủ với nhau nữa rồi đấy thế à tốt quá rồi con đã nói mà cái chiêu này không bao giờ lỗi thời tình hình ở bên chỗ của bảo nguyên thì không được tự nhiên cho lắm. Bảo Nguyên muốn thoát khỏi vòng tay Nhược Vi, nhưng không biết phải làm sao. Nhìn hai người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tối qua, nên cũng đỡ đi một nỗi lo. Nhưng mà ôm nhau ngủ cả đêm thế này, thế nào tỉnh dậy, cô ấy cũng sẽ làm ẩm lên, nói anh biến thái. Anh lấy tay bóp chán, chỉ muốn gào lên với trời rằng, tới nay xin chừa, không uống rượu nữa. Nhược Vi bắt đầu tỉnh lại một chút, Cô bắt đầu thấy kỳ lạ khi vòng tay mình đang ôm ai đó thật lớn và thật ấm. Cô ngẩng mặt lên nhìn Bảo Huyên. Tình cờ anh cũng nhìn xuống cô. Cả hai chớp chớp đôi mắt nhìn nhau. Giờ thì Nhược Vi mới hoảng hồn ngồi bật dậy. Cô vội vàng đứng lên. Mà do máu không chảy kịp lên não nên là loạn trọng ngã xuống người anh lần nữa. Lần này cô đè hẳn lên anh. Anh vô thức ôm cô. Má Bảo Huyên hơi tê tê. Anh gượng cười nói Cứ từ từ, không phải vội Tôi xin lỗi Tôi không biết tại sao Ừ tôi biết rồi Nhưng mà đứng lên cái đã có được không? À vâng Hai người cuối cùng cũng rời nhau ra Họ nhìn lại hiện trường tiệc rượu tối qua Mà ngao ngán Nhược vi cười gượng nói Cũng may là không có chuyện gì xảy ra nhỉ Ừ cũng may Chỉ mới 6 giờ sáng Hai người tắm rửa thay quần áo mới xong Rồi rời khỏi khách sạn Địa điểm tiếp theo cần đi đến Là chùa Ngọc Hoàng Nghe nói chùa này rất linh Nên bà và mẹ muốn họ lên chùa cầu duyên Có lẽ vì chuyện xấu hổ lúc tối Mà sáng dậy Cả hai chẳng ai nói với ai câu gì Cả hai đi xe hơi đến chân núi Rồi đi bộ lên khoảng Một cây số bậc thang bộ nữa Mới đến nơi Bảo Nguyên còn khá nhiều sức anh chẳng mấy mà đã bỏ rơi nhược vi cả chục bậc thang đến khi quay lại nhìn thì thấy cô đang vừa cố gắng bước lên vừa thở hổn hển không biết nghĩ sao anh đã quay trở lại đưa tay ra cho cô nắm nhược vi khá bất ngờ trước thái độ của anh anh nói đi cùng nhau lên chùa cho xong sớm còn về có người dìu bước đi nhược vi có động lực hơn hẳn anh đi trước cô nối bước theo sau nhìn dáng vẻ vô tư thoải mái của anh Cô lại nhớ đến chuyện xảy ra tối qua và sáng nay Có lẽ anh say quá Nên không còn nhớ gì nữa Chỉ có cô là vẫn nhớ như in những lời anh đã nói Bởi thế bây giờ Chỉ có mình cô là bị khủng bố trái tim Phong cảnh trên chùa Ngọc Hoàng vô cùng đẹp Rất xứng đáng để cho mọi người bỏ công sức Leo lên đến đỉnh núi Nhược vi ngồi bên ngoài sân chùa Ngắm nhìn toàn cảnh bờ biển trước mặt Bạo Nguyên bước ra Mang theo cho cô một cốc nước mát Uống nước đi. Sư nói đây là nước suối khoáng tự nhiên, ngọt và mát lắm đấy. Nhược Vi nhận lấy, cô không dám nhìn vào mắt anh lâu vì bối rối. Cảm ơn anh. Bảo Nguyên ngồi cạnh cô và hỏi: Ban nãy tôi thấy cô cầu khấn gì lâu vậy? Cô có điều gì phiền muộn lắm sao? Nhược Vi mỉm cười lắc đầu đáp: Không, tôi đã cầu nguyện cho bà nội và bác Giang. Bảo Nguyên vô cùng ngạc nhiên. Cho bà nội và mẹ tôi sao? Tại sao? Tôi không còn ai là người thân cả. Những người tốt nhất với tôi ở hiện tại, người mà tôi quý mến nhất, chỉ có bà nội và bác Giang thôi. Họ đã rất tốt với tôi, nhưng tôi thì chẳng thể làm gì để báo đáp cả. Tôi chỉ có thể cầu mong cho họ có sức khỏe và luôn bình an thôi. Bảo Nguyên đam chiêu nhìn ngược Vi, thấy cô có tấm lòng với người nhà của mình như vậy lại có chút động lòng anh hỏi còn cô cô không cầu gì cho riêng mình sao tôi ư tôi chẳng biết gì nữa tôi thực dụng lắm những gì tôi nghĩ cho bản thân mình thì phật tổ cũng không thể giúp được tôi đâu bảo nguyên nghe vậy thì càng tò mò cố gắng ngảng hỏi thêm cô cứ nói thử xem nào cô có ước muốn gì thấy nhược vi vẫn không sẵn sàng chia sẻ bí mật nên Bảo Nguyên đành phải mở lời trước Vậy tôi sẽ nói ước muốn của tôi Sau đó thì cô sẽ chia sẻ ước muốn của cô Chúng ta trao đổi công bằng được không? Thấy Bảo Nguyên nhiệt tình Nên Nhược Vi cũng không ngần ngại mà đồng ý ngay Bảo Nguyên nói Tôi chỉ mong có thể sống hạnh phúc bên người mà tôi yêu Tôi muốn cô ấy có được cuộc sống tốt nhất Để xứng đáng với những gì mà cô ấy đã làm cho tôi Lúc Bảo Nguyên nhắc đến nguyện vọng của mình ánh mắt anh chứa chan sự chân thành ánh mắt ấy khiến cho nhược vi bất giác cảm thấy ghen tị cô hỏi là cô gái hôm đó người anh muốn nói đến là cô gái ở công ty hôm đó có phải không bảo uyên nhìn qua cô anh hơi cau mày suy nghĩ rồi mỉm cười thừa nhận đúng là cô ấy nhịp tim nhược vi hẫng đi một nhịp cô vội vàng quanh mặt nhìn về phía trước để che giấu đôi mắt hoen lệ của mình Bàn tay cô đã siết chặt lại vì căm phẫn. An Hạ và cả gia đình của cô ta là những kẻ mà cả đời này nhược vi nguyền rủa. Cô không muốn họ được hạnh phúc một chút nào sau những gì những kẻ tàn nhất đó làm với gia đình cô. Bảo Nguyên thấy Nhược Vi vẫn giữ im lặng thì hối thúc. Còn cô, ước nguyện của cô là gì? Nhược Vi phân vân một lúc rồi nói. Nguyện vọng của tôi chính là trở nên giàu có, tôi muốn những kẻ mà tôi ghét phải hối hận nhìn thấy gương mặt tràn đầy quyết tâm của cô khiến cho bảo nguyên hơi bất ngờ anh chưa từng thấy cô có dáng vẻ của một kẻ có tham vọng lớn như vậy anh bật cười nói cô chỉ có nguyện vọng đơn giản vậy thôi sao nhược vi không thấy câu nói của mình có gì đáng để bảo nguyên cười nên quay qua nhìn anh anh nhìn cô và hỏi tiếp nếu cô có tiền cô sẽ làm gì tôi sẽ mở quán ăn phát triển nó thành một chuỗi cửa hàng ăn nổi tiếng cả nước anh gật gù đáp cũng có ước mơ lớn đấy được tôi sẽ giúp cô nhược vi sửng sốt sao cơ ạ tôi nói là tôi sẽ giúp cô những bước đầu trong việc mở cửa hàng ăn tôi sẽ tài trợ cho cô dĩ nhiên là có điều kiện điều kiện gì ạ kết hôn với tôi cuộc thương thảo được diễn ra ngay trong phòng khách sạn vào trưa hôm đó. Máy tính và máy in được khách sạn khẩn cấp mang lên cho Bảo Nguyên để anh có thể soạn hợp đồng ngay lập tức. Nhược vi đọc lại một lần, đắn đo thêm nửa giây mới đặt bút ghi tên. Hợp đồng gồm bên A là Bảo Nguyên, bên B là Nhược Vi. Hai bên sẽ không đăng ký kết hôn mà chỉ sống chung trên danh nghĩa vợ chồng trong vòng một năm. Nghĩa vụ của hợp đồng gồm kết hôn với nhau trên danh nghĩa không xen vào cuộc sống riêng tư của đôi bên. Bên A và bên B vẫn có quyền có các mối tình cảm khác nhưng không được để cho gia đình của bên A biết. Nếu để cho gia đình của bên A biết hoặc đơn phương hủy hợp đồng thì bên A phải bồi thường cho bên B gấp 10 lần. Còn bên B, nếu vi phạm hoặc hủy hợp đồng thì sẽ phải rời khỏi vạn gia mà không được nhận bất cứ quyền lợi nào từ bên A. Quyền lợi của hợp đồng Bên B sẽ được nhận số vốn đầu tư phát triển quán ăn do bên a tài trợ hợp đồng có thời hạn trong vòng một năm sau một năm quyền lợi của bên b sẽ lập tức được tiến hành hợp đồng hôn nhân đầy đủ chữ ký của đôi bên và còn có cả dấu lăn tay đảm bảo nhược vi nhận lấy một bản trong lòng có vô vàn suy nghĩ cô đã đồng ý kết hôn trong một khoảnh khắc mà sự ghét tị lên đến đỉnh điểm an hạ và gia đình cô ta đã cướp của cô quá nhiều thứ bây giờ cô muốn cướp đi thứ mà cô ta quý nhất. Dĩ nhiên với loại người mê tiền như An Hạ thì Bảo Nguyên và gia tài của anh chính là điều cô ta quý nhất rồi. Với Bảo Nguyên, anh cũng có những toan tính riêng. Anh biết bản thân đang bị An Hạ thao túng quá nhiều. Anh quyết định dùng nhược vi để cho An Hạ một bài học. Anh có thể vị tha cho An Hạ nhưng sẽ không dung túng cho cô ta được quyền làm bậy và dày vò anh mãi. Anh phải cho An Hạ biết anh thương cô nhưng cũng có thể bỏ rơi cô bất cứ lúc nào bởi vì đã quyết định sẽ kết hôn nên hai người không du lịch thêm nữa mà về lại thành phố ngay tối hôm đó bảo uyên rời khỏi sân bay liền đi tìm an hạ để kết thúc mọi chuyện ngay tại căn hộ của bảo uyên an hạ sau khi nghe lời chia tay của bảo uyên thì không tin nổi cô ta cười cợt anh đang đùa em đúng không ban đầu anh nói anh có việc phải đi vắng một tuần bây giờ lại nói là muốn chia tay với em anh nói đi anh đang đùa em có đúng không mặc cho an hạ đang nắm cổ áo mình mà phát cơn cuồng nộ bảo nguyên vẫn giữ một nét mặt lạnh băng anh không đùa anh thật sự không thể chịu nổi em nữa rồi chúng ta chia tay đi em có thời gian hai ngày để chuyển tất cả đồ đạc của mình ra khỏi ngôi nhà này anh không muốn nhìn thấy em trong nhà của mình nữa bảo nguyên phũ phàng gỡ tay an hạ ra khỏi cổ áo mình rồi đẩy nhẹ cô ra an hạ vô cùng choáng váng cô nàng chuyển từ bất mãn sang hối hận bảo Nguyên quay lưng đi cô ta nước mắt hai hàng ôm lấy anh từ phía sau em không tin em không tin đâu anh sao có thể bỏ em được chứ anh à em đã làm gì sai em đã làm gì sai nên anh đang phạt em có đúng không em biết sai rồi em sẽ nghe lời anh đừng bỏ em mà bảo nguyên Nghe thấy những lời nỉ non của An Hạ Khiến trái tim của Bảo Nguyên Cũng không hề dễ chịu Anh phải cố gắng nhẫn nhịn Để có thể thay đổi được người con gái này Bảo Nguyên gỡ tay An Hạ ra khỏi eo mình Rồi quay lại nhìn cô ta Anh nói Em đã không biết bao nhiêu lần Khiến cho anh cảm thấy thất vọng Anh đã nói em đừng làm người mẫu nữa Nhưng rồi sao Em vẫn muốn làm theo ý mình Em thích tự do Làm điều mình thích Nhưng không có nghĩa là buông thả bản thân Anh quá mệt phải nói với em về chuyện này rồi Anh muốn có một người vợ hiền lành Đảm đang và cư xử đúng mực Chứ không phải là buông thả như em An Hạ vừa khóc Vừa nắm tay Bảo Nguyên Em hiểu rồi Em sẽ thay đổi Thật đấy, em sẽ thay đổi mà Từ ngày mai em sẽ nghỉ việc Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà Làm vợ hiền của anh Đừng bỏ em, đừng chia tay em có được không Bảo Nguyên nhìn sâu vào mắt An Hạ tuyệt tình nói Muộn rồi Anh sẽ kết hôn vào tháng sau Em sắp xếp rời khỏi đây Như những gì anh nói đi Không đâu anh à Không thể như vậy Anh không thể cưới ai khác ngoài em Bảo Nguyên lần này Quyết tâm quay người rời đi Tận cùng của tuyệt vọng An Hạ hét lên Anh là đồ phản bội Là kẻ bất nghĩa Em đã cứu anh đó Em là ân nhân của anh đó Anh dám đối xử với em như vậy sao anh có được như ngày hôm nay Chẳng phải là nhờ em khi đó Đã khuyên nhủ anh đừng chết hay sao Giờ thì anh đối xử với ân nhân như thế này sao Những lời Bảo Nguyên không muốn nghe nhất Cuối cùng cũng đã bị An Hạ nói cả ra Anh biết cô có ơn với anh Nhưng anh cũng sợ việc cô dùng những lời né đó Để uy hiếp anh Anh ấm ức siết chặt tay Ánh mắt anh chứa đầy tức giận Quay lại nhìn cô Ừ, anh là vậy đấy Anh là kẻ bất nhân bất nghĩa vậy đấy nên em hãy đi đi đừng liên quan đến anh nữa giờ thì anh đi thật mặc cho ăn hạ đã quỷ sụp dưới đất gào khóc đến phát điên anh cũng đã khóc anh thất vọng về cô quá nhiều anh chỉ ước rằng cô không phải là ân nhân của mình để bản thân không bị giày vò bởi cảm giác hối hận và tội lỗi này ở vạn gia hai phu nhân thấy nhược vi về có một mình thì hỏi ngay bà kiều giang hỏi tại sao chỉ có một mình con quay về bảo nguyên đâu nhược vi đáp dạ anh ấy nói ghé qua nhà riêng lấy chút đồ nên sẽ về sau ạ bà Kiều giang lẩm bẩm sao nó không đưa con qua nhà cho biết luôn dù sao sau khi kết hôn thì hai đứa cũng sẽ về đó ở mà bà nội vẫy nhược vi đến ngồi cạnh mình thân mật nắm tay và nói thế là cháu đã quyết định cưới thằng nguyên nhà bà rồi phải không hai má nhược vi ửng hồng cô bẽn lẽn gật đầu hai phu nhân đã được thông báo trước khi cả hai lên máy bay nhưng khi trực tiếp thấy nhược vi khẳng định thì an tâm vô cùng bà kiều giang nói thế này thì tốt rồi tháng sau bác trai của con sẽ về nước lúc đó hai đứa sẽ làm đám cưới luôn từ giờ đến lúc đó còn hai tuần chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ cho đám cưới của hai đứa mới được nào là váy cưới khách mời nơi tổ chức ôi có rất nhiều chuyện phải lo đấy mẹ ạ bà minh hạnh ung dung nói có gì đâu mà phải lo chẳng phải chỉ cần có tiền thì mọi thứ sẽ xong ngay sao đừng để cháu dâu của mẹ phải lo lắng con bé chỉ cần chuẩn bị tinh thần làm cô dâu xinh đẹp nhất thôi nhìn thấy cả bà và mẹ đều vui mừng háo hức với đám cưới của mình thậm chí còn lo cô sẽ mệt điều này càng khiến nhược vi áy náy hơn khi phải lừa dối họ cô thật sự không kết hôn với bảo nguyên mà chỉ làm hợp đồng hôn nhân cô chỉ làm cô con dâu hữu danh vô thực của gia đình họ mà thôi nếu để hai phu nhân biết được thì nhược vi chắc chắn sẽ không còn được yêu thương như lúc này nữa bảo nguyên về đến vạn gia thì thấy nhược vi đang ngồi đợi mình bên ngoài bậc thềm của biệt thự anh ngạc nhiên hỏi sao cô lại ngồi đây nhược vi lập tức đứng lên cô tò mò hỏi ngay tôi lo cho anh anh đã nói chuyện với an hạ thế nào rồi bảo nguyên ngạc nhiên cô biết cả tên của cô ấy sao nhược vi sợ lộ nên vội vàng lấp liếm biết chứ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau ở công ty anh anh đã gọi tên của cô ấy mà hôm ấy làm sao mà tôi quên được bảo nguyên lập tức tin ngay thấy nhược vi hơi buồn khi nghĩ về chuyện cũ anh liền nói xin lỗi về việc ngày hôm đó nhìn thấy an hạ bị bắt nạt tôi không chịu được Nhược Vi nói trong lòng. Anh thương cô ta thật đấy. Cô vẫn kiên quyết khai thác thông tin về cuộc chia tay của Bảo Nguyên nên hỏi lại. Cô ấy chấp nhận chia tay không? Bảo Nguyên buồn buồn ngồi xuống bậc thềm và nói. Dĩ nhiên là không. Cô ấy khóc rất nhiều. Trong lòng Nhược Vi hả hê lắm. Nhưng ngoài mặt lại vừa như rất thông cảm. Cô ngồi xuống cạnh Bảo Nguyên và nói. Cô ấy hẳn sốc lắm ừ nhưng phải chấp nhận thôi lần nào cô ấy cũng dùng nước mắt để làm tôi mềm lòng lần này thì không nhân nhượng nữa thế còn anh anh ổn chứ tôi sao dĩ nhiên là không hề thoải mái lúc thấy cô ấy gục ngã tôi suýt thì đã nói hết mọi sự thật cho cô ấy nghe nhược vi nhìn dáng vẻ thất tình của bảo nguyên mà trái tim cũng nặng nề theo cô nói anh nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của mình anh mỉm cười nhìn cô cảm ơn cô trễ rồi cô mau vào nghỉ đi cô không còn điều gì luyến tiếc nên gật đầu rồi bước vào trong bà nguyên định vào trong phòng nghỉ của khách sạn để tắm thì thấy cửa đã bị khóa lại anh lập tức gọi chị dung thì mới biết là lệnh của bà nội bắt anh phải ở trong phòng với nhược vi không được ngủ riêng nhược vi vừa định đặt lưng xuống nằm ngủ thì vội ngồi bật dậy khi thấy bảo nguyên bước vào phòng Cô đang thắc mắc thì anh nói Bà nội khóa phòng rồi Còn bắt tôi ngủ cùng cô Tôi cũng hết cách Nhược vi nuốt khan Mà cô đã nóng gian Nhưng lại vờ như mạnh mẽ vô tư mà nói Ừ không sao Dù gì trong hợp đồng Cũng có nói anh và tôi không được phát sinh quan hệ Trong thời gian hợp đồng Cứ ở chung phòng Tạm thời cũng không sao đâu Ừ tôi cũng chẳng có ý gì với cô đâu Nên cô yên tâm tôi rất yên tâm mà thôi anh đi tắm đi tôi đi ngủ đây nói xong cô vội nằm xuống rồi chùm chăn kín đầu bảo nguyên chỉ thở ra một hơi dài mỉm cười rồi đi tắm khi anh lên giường nằm sợ cô chùm mặt ngủ sẽ khó thở nên nhẹ nhẹ kéo chăn ra khỏi mặt cô nhược vi đã ngủ rất say không còn biết gì hết bảo nguyên mỉm cười thầm nói vô tư thế sao tôi nói tôi không thích cô thì cô tin tôi không làm gì cô sao bảo nguyên nằm nghiêng nhìn nhược vi ngủ thêm một chút anh quyết định sẽ kết hôn giả với cô vì cảm thấy cô rất tốt bụng lại rất trong sáng hiền lành anh cảm giác có thể tin tưởng cô và cũng là vì muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện một cô gái tốt như nhược vi anh nghĩ cô xứng đáng có được điều tốt đẹp ấy để đảm bảo an hạ rời khỏi nhà bảo nguyên cho dịch vụ dọn dẹp vệ sinh đến kiểm tra một lần nữa an hạ thật sự đã rời đi cô ấy tạm thuê một căn hộ khác gần với công ty của anh để giúp đỡ an hạ anh âm thầm đã thỏa thuận với chủ căn hộ sắp xếp cho cô đầy đủ nội thất nhưng không tính vào tiền thuê phòng nội thất ấy là do anh bí mật tài trợ hai người sắp kết hôn nhưng cũng chẳng phải lo lắng gì mọi chuyện đều đã có bà kiều sang sắp xếp vì vậy nhược vi vẫn đến trường và bà nguyên vẫn đi làm như bình thường Nhược Vi đang cùng Thanh Sinh lên lớp thì gặp lại Hải Bình ở trên đường. Anh ta gặp cô thì lập tức nói móc. "Chà, người tình của đại gia đây rồi, làm sugar baby có vui không?" Thanh Sinh định xông tới cho anh ta một trận thì bị Nhược Vi nắm tay cản lại. Anh ta cười cợt nói tiếp. "Tôi chờ cái ngày cô bị anh ta đá, lúc ấy chắc thảm hại lắm nhỉ. Đồ chơi cho bọn nhà giàu thì cũng chỉ ở mức ấy thôi." Nhược Vi cười khinh. Cái đầu của anh chỉ nghĩ được thế thôi à? À, tôi quên mất. Trong não anh chỉ toàn phân thôi. Thì làm sao mà nghĩ được cái gì cho dễ ngửi? Hải Bình trợn mắt, chỉ tay vào mặt Nhược Vi. Cô cũng không kém cạnh mà đấu mắt với anh ta. Sao nào? Còn muốn đánh tôi? Vừa vô văn hóa, lại còn vũ phu. Tôi chẳng hiểu gia đình anh giáo dục anh kiểu gì. À, anh đừng có quan tâm tôi làm gì nữa tôi coi anh là cái ôm nhọt gớm ghiếc nên chỉ muốn vứt anh thật xa khỏi cuộc đời tôi thôi anh muốn biết cuộc sống bây giờ của tôi ra sao đúng không nhược vi lấy trong ba lô ra một tấm thiệp cưới đã làm anh thất vọng rồi tôi không chỉ có người yêu đại gia mà còn sắp cưới anh ấy nữa kìa hải bình không tin vào mắt mình anh ta giật lấy xem tên của cả hai trên thiệp địa điểm tổ chức còn là nhà hàng năm sao cao cấp nhất thành phố Nhược Vi giật lại tấm thiệp mời, khinh khỉnh bảo: "Chỉ tiếc, tôi chỉ mời con người đến dự, chứ không mời cầm thú đến được." Thanh Sinh nãy giờ bị Nhược Vi dọa cho đứng hình, Nhược Vi phải nắm tay cô bạn để kéo đi. "Đi thôi, đứng đây thở chung bầu không khí ngập trong rác, khiến tôi khó chịu quá." Đi xa Hải Bình một đoạn, Thanh Sinh mới hồi tỉnh, cô nàng giật lấy thiệp cưới trên tay, soi đi soi lại, rồi hỏi Nhược Vi: chuyện này là thế nào hả bà nhược vi mỉm cười nói như lời tôi đã nói đó tôi sắp kết hôn anh ấy tên là bảo nguyên trời ạ à, sao lại nhanh như vậy bà chỉ mới chia tay với hải bình thôi mà lại còn là một đại gia có phải bà bán thân không hả là một lão già sao không được đâu nhược vi có khó khăn thế nào thì bà cũng không thể nào bán thân cho bọn nhà giàu như thế nhược vi bật cười cô nói Bà nói gì vậy chứ? Không nhớ người đàn ông đã giúp tôi ở cổng trường lần trước sao? Là anh ấy đó. Thanh sinh dần nhớ ra. Lần này cô nàng thật sự vui mừng. Ôm lấy cổ nhược vi. Trời ơi! Không ngờ là thật. Bà cưới anh ấy thật sao? Chàng trai như diễn viên đó ư? Trời ơi! Tôi hạnh phúc dùng bà luôn đây này. Mắt thanh sinh hoen lệ. Nhược vi cũng rất cảm động. Cô lau nước mắt cho bạn. Thanh sinh lại nói. Nhưng mà sao nhanh thế? Thì tình yêu sẽ đánh mà. Tôi và anh ấy đã yêu nhau từ cách nhìn đầu tiên. Thật thế à? Thật. Nhược vi khẳng định chắc nịch. Ngoài mặt vui nhưng trong lòng chẳng mấy thoải mái. Cô đang nói dối ngay cả bạn thân của mình kia mà. Nếu sau này cô ấy biết Nhược Vi nói dối, thì liệu còn chơi với Nhược Vi nữa không? Sau khi bị Bảo Nguyên chia tay, An Hạ cuối cùng cũng đã biết sợ Cô ta đã nghĩ cả đời này sẽ nắm được thóp của Bảo Nguyên và có thể muốn gì làm nấy. Nào ngờ chỉ sau một đêm cô ta đã bị đá ra chuồng gà. An Hạ dừng luôn cả dự án làm đại sứ thương hiệu để tập trung cho việc điều tra ra lý do Bảo Nguyên chia tay. Đám cưới của tài Việt được giữ bí mật rất nghiêm ngặt vì vậy phải đành dành hơn cả 10 ngày. Thì thám tử mà An Hạ thuê mới moi được một chút thông tin an hạ đi đi lại lại trong căn hộ mới thuê bộ dạng cô ta đầu bù tóc rối mắt thâm cuồng vì lo lắng quá độ trông rất thảm nói nhanh đi anh đã tìm ra được thông tin gì về bảo nguyên rồi anh ta sẽ kết hôn với ai con đàn bà đó là ai mà dám cướp người yêu của an hạ này vậy tôi cũng không khai thác được thêm thông tin gì danh tính của cô gái được nhà bảo nguyên giữ bí mật rất kỹ nhưng theo tôi theo dõi thì cô ta là sinh viên đại học a và hiện tại ở Vạn Gia An Hạ sửng sốt nói Vạn Gia Đó không phải là nhà của cha mẹ Bảo Nguyên sao Cô ta ở đó trước khi kết hôn luôn sao Đúng vậy Theo tôi thấy thì cô gái này Được gia đình Bảo Nguyên chăm sóc rất kỹ Đi đâu cũng che kín mặt Và có vệ sĩ đi cùng 24 trên 24 Không có ai có thể tiếp cận Hay chụp ảnh được cô ấy An Hạ cảm thấy nực cười Cô ta là sao hoàng a chắc sao lại được bảo vệ kỹ thế chứ hôm nay tôi đã theo dõi xe của bảo nguyên từ vạn gia đi đến giờ queen có lẽ bây giờ họ đang thử váy cưới ở đó mắt an hạ lóc sỏng sọc cô ta nghiến răng nói hờ dám bỏ rơi tôi khổ sở thế này để cưới một con nhỏ khác ư bảo nguyên hôm nay tôi nhất định phải đòi lại được những gì thuộc về mình nói xong an hạ cúp máy rồi vội vàng trang điểm và thay quần áo. Tại giờ Queen, trung tâm thiết kế áo cưới lớn nhất thành phố. Hôm nay là ngày đầu tiên Nhược Vi đến thử váy hoàn thiện. Chiếc váy cưới độc quyền được thiết kế để tôn lên những đường nét đẹp nhất của cô dâu. Nó được thiết kế và may chỉ trong vòng 10 ngày để kịp cho cô dâu mặc thử. Chiếc váy màu trắng tinh tế với vải cao cấp kết hợp với ngọc trai tinh tế nhã nhặn không lẻ loẹt phô trương, nhưng vẫn giữ được nét cao quý. Nhược vi đứng trước gương, đến bản thân cũng không ngờ được chiếc váy có thể đẹp như trong mơ thế này. Cô vui sướng, lần lần nhìn bản thân mà không nói nên lời. Các nhân viên thi nhau khen ngợi. Chị mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp. Em chưa từng nhìn thấy cô dâu nào xinh như chị luôn ấy ạ. À? Thật sự ghen tị với chị quá. Gia đình giàu có, bản thân xinh đẹp, chắc chắn chị kiếp trước đã cứu thế giới nên kiếp này mới có phước thế này. Nhược Vi chỉ mỉm cười không đáp. Họ đâu biết bản thân cô một tháng trước còn chẳng là gì trong cuộc đời này. Phải ở trong căn phòng trọ chật hẹp và một ngày chỉ dám ăn một bữa để có đủ tiền để sống và đi học. Cuộc đời này đúng là không lường trước được điều gì. Một cô gái bước đến khiêm tốn hỏi. Chị ơi, cho chúng em xin được chụp ảnh lưu niệm cùng chị có được không? nhược vi thôi suy tư cô mỉm cười đáp được chưa ạ à? ba cô gái nhân viên lập tức thi nhau đứng cạnh cô để chụp ảnh chung cô gái nào cũng xin vía để được xinh đẹp và giàu sang như nhược vi lúc đó ở bên phía phòng thay đồ của bà nguyên anh đang được nhân viên chỉnh lại chiếc áo ghi lê màu đen có vẻ nó vẫn hơi chật so với bờ vai khá rộng của anh nên nhân viên đang phải đo đạc lại họ đang định cho anh mặc thử áo vest thì anh có điện thoại là cuộc gọi từ thám tử riêng. Bảo Nguyên khá lo lắng. Anh cau mày rồi ra hiệu cho nhân viên tạm thời rời khỏi phòng. Đợi chỉ còn mình anh thì anh mới bắt máy. Có chuyện gì vậy? Thưa anh, hôm nay cô An Hạ đã rời khỏi nhà. Tôi bám theo thì thấy cô ấy đã bước vào giờ Queen ạ. À? Bảo Nguyên sửng sốt. Giờ Queen, cô ấy đến đây làm gì chứ? Chẳng lẽ nào... Mắt Bảo Nguyên mở lớn vì hoảng hốt anh chưa tắt điện thoại, đã vội vàng mở cửa chạy như bay ra khỏi phòng thay đồ. Mấy nhân viên đang đứng bên ngoài đợi, cũng không biết có chuyện gì nên chỉ biết đứng mà nhìn theo. Phòng thay đồ của Nam nằm ở tầng 1, nhưng phòng của nữ lại ở tầng 3. Bảo Nguyên bấm muốn hỏng luôn nút thang máy, nhưng nó bây giờ mới đang dừng lại ở tầng 3, rồi dê ra chạy xuống. Bảo Nguyên lo lắng đến run cả tay. Anh bấm điện thoại gọi cho Nhược Vi, mà cũng bối rối mãi mới bấm đúng số nhược vi vội đi thử váy cưới nên điện thoại đã bỏ quên ở nhà cô không bắt máy càng khiến cho anh lo đến phát điên bảo nguyên gọi cho an hạ nhưng cô cũng không nghe máy lúc này anh thật sự chỉ muốn chửi thề nếu có chuyện gì xảy ra anh không biết bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào nữa trên phòng thay đồ của nữ nhược vi đang vui vẻ nói chuyện và chụp ảnh với nhân viên thì cửa phòng bất ngờ mở ra An Hạ mặc đồ hiệu, trông rất sang trọng, nên tiếp tân và bảo vệ đã tưởng cô ta là khách đến đặt váy cưới, nên đã để cô ta xông thẳng vào trong, không chút trở ngại. Khoảnh khắc An Hạ tháo kính dâm xuống, khiến cho Nhược Vi vô cùng sửng sờ. Cô ta cũng ngạc nhiên không kém. Sau khi sửng sốt, thì cô ta nở một nụ cười tàn ác. Hóa ra là cô. Nhược Vi sợ đến đông cứng người. An Hạ lao đến chỗ cô như một mũi tên, Nhân viên đang đứng quanh nhược vi Chẳng hiểu nội tình nên cũng đứng giạt ra hai bên An hạ không chút nướng lử, Tắt thẳng vào mặt nhược vi Rồi nắm tóc cô mà giật Tao còn tưởng con quỷ cái nào Dám giật bồ tao Hóa ra là mày Con ăn mày này Mày đúng là không muốn sống nữa rồi An hạ giảng xé nhược vi Như một nắm rẻ Rồi đẩy cô ngã xuống đất Cô ta đạp lên váy cưới của nhược vi Rồi bước đến nắm tóc Kéo ngửa mặt nhược vi lên Mày quên, tao đã cảnh cáo mày thế nào rồi đúng không? Tao đã nói mày phải cút khỏi tầm mắt của tao. Tốt nhất là chết đi dưới cơ mà. Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đó con chó ạ. À? Bà nhân viên nữ cảm thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng. Nhược vi lại không có sức phản kháng nên đành phải xông vào can ngăn. Tuy nhiên ba người cũng không cả nổi một kẻ đang phát cuồng thậm chí bị an hạ đấm cho vào mặt. Cô ta chộp lấy chiếc giày cao gót của nhân viên làm rơi ra định đánh nhược vi thì có giọng nói đanh thép vang lên dừng lại đi liền tiếp đó là một lực rất mạnh đã nắm chặt lấy tay an hạ rồi ném cô ta ra khỏi vị trí người xuất hiện là bảo nguyên anh nhìn an hạ đầy tức giận rồi lo lắng nhìn qua nhược vi cô có sao không nhược vi nước mắt lưng tròng nhịp thở gấp gáp cô lắc đầu thay cho lời đáp bảo nguyên nhìn thấy cô bị giật tóc rơi tơi tả má còn in hàn xó vết bàn tay của an hạ thì đau lòng khôn tả an hạ lúc nhìn thấy nhược vi thì đã bị thủ hận che mở lý trí giờ thấy bảo nguyên xuất hiện thì lập tức tỉnh táo lại cô ta đứng lên cười cợt anh dám bỏ em để cưới một con nhỏ quê mùa nghèo hèn thế này sao mấy ngày trước cô ta chỉ là một con phục vụ ở quán cà phê vậy mà làm cách nào nó lại thành vợ anh được nhanh vậy nó đã leo lên giường và cầu xin anh cưới nó có đúng không bảo nguyên tức giận nhìn an hạ em thôi đi chuyện của chúng ta kết thúc rồi em còn dám làm hại đến vợ sắp cưới của anh thì anh sẽ không để em yên đâu an hạ sững sờ và tức giận đến nghẹn lời nhìn thấy anh quan tâm dịu dàng nỡ nhược vi đứng lên mà máu giận của cô ta sôi lên sủng sục bảo nguyên mắng nhân viên các cô làm ăn thế đó à không biết bảo vệ khách hàng của mình Còn để người ngoài vào phá đám thế này sao Đám nhân viên cúi đầu Không dám phản ứng lấy một lời Anh quát Còn không mau mang cô ta đi Bảo vệ được báo tin Giờ mới chạy lên kịp An Hạ thở hắt ra một cái rồi cười Anh được lắm Anh sẽ phải hối hận vì việc mình làm Bảo vệ xông đến định bắt cô ta Nhưng cô ta đã mắng Tôi tự đi được Kẻ nào dám động vào tôi Thì tôi sẽ kiện kẻ đó Nói xong cô ta lườm nhược vi Và bảo Nguyên một lần nữa Mới hùng hổ rời đi Chiếc váy cưới xinh đẹp Đã bị vết dày dẫm bẩn Bộ dạng của cô dâu Cũng tơi tạ đến đáng thương Bảo Nguyên ái náy nói Xin lỗi tại tôi mà Nhược vi cố gắng điều hòa nhịp thở Cô mỉm cười gượng rồi nói Không sao tôi ổn Cô nói với một nữ nhân viên Đang đứng cạnh đó Cô giúp tôi thay đồ nhé Nhược vi bước vào bên trong phòng thay đồ dáng vẻ ủ rũ của cô Làm bà Nguyên càng thêm ái náy Anh vào đầu tự trách mình Anh không ngờ được Đến việc An Hạ sẽ tấn công cả Nhược Vi Nếu hôm nay anh không chạy đến kịp Không biết Nhược Vi sẽ ra sao nữa Anh đứng bên ngoài Đợi Nhược Vi thay đồ Nhưng cô còn chưa ra Thì thám tử của anh lại gọi đến anh ơi, cô An Hạ đang đi vào tòa nhà ca, tôi có cần đi theo cô ấy không? Nghe nhắc đến tòa nhà ca, mặt Bảo Nguyên lập tức sửng sốt. Tòa nhà ca, anh mau theo cô ấy cho tôi, phải giữ được chân cô ấy, tôi lập tức đến ngay. Bảo Nguyên cúp máy, một bên là Nhược Vi vừa bị đánh, một bên là An Hạ đang lâm vào tình huống nguy hiểm. Anh không biết bản thân nên lựa chọn điều gì. Cuối cùng vì lo cho An Hạ nên Bảo Nguyên quyết định rời đi. Anh gọi cho tài xế, dặn anh ta đưa Nhược Vi về căn hộ riêng của mình trước, còn bản thân thì tự bắt taxi đến tòa nhà ca. Tòa nhà ca chính là nơi Bảo Nguyên đã định tự vấn vào 12 năm trước. An Hạ đến đó vào lúc này chắc chắn là không có gì tốt lành. Anh đang trên đường đến thì nhận được cuộc gọi của cô ta. Anh Nguyên, em không biết tại sao anh lại dễ dàng buông tay em như vậy. Nhưng đối với em, dù chúng ta chỉ mới yêu nhau vài tháng nhưng đối với em anh là tất cả đối với em nếu cuộc đời này em không có anh thì chẳng còn có ý nghĩa gì nữa cô ta bật khóc lòng bảo nguyên như lửa đốt cố gắng khuyên bảo bình tĩnh đi hạ anh hiểu mà anh hiểu tình cảm của em dành cho anh mà đừng suy nghĩ gì ngu ngốc đợi anh anh sẽ giải thích mọi chuyện với em thôi anh không phải giải thích em biết em không xứng với anh là tại em quá yêu anh quá lụy tình nên mới không thể buông bỏ anh thôi chúc anh hạnh phúc bên cô gái đó an hạ lập tức cúp máy bảo nguyên có gọi thế nào cũng không nhấc máy nữa anh vào đầu bứt tai cảm thấy hối hận vô cùng khi đã khiến cho mọi chuyện rối tinh rối mù lên như thế này xe taxi còn chưa dừng hẳn thì anh đã phóng ra khỏi xe tòa nhà ca vốn không thay đổi gì nó có một đường thang bộ bên hông để dẫn thẳng lên trên tầng thượng Bảo Nguyên phải chạy bộ 5 tầng lầu để lên tới trên cùng. Trên sân thượng, An Hạ đang ngồi bệt dưới đất, khóc nức nở, còn người thám tử của anh thì đang đứng bên cạnh canh cô ta. "Hạ." Anh đau lòng gọi tên. An Hạ quay nhìn anh, mếu máo nói, "Anh Nguyên." Anh lao đến, ôm lấy cô ta vào lòng. Cô ta cũng ôm chặt anh như thể vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Cô ta vừa khóc vừa nói, chính nơi đây chúng ta gặp gỡ nhau lần đầu tiên vậy thì hãy để em chọn nơi đây là nơi cuối cùng chúng ta thấy nhau hãy để em chết đi thả em chết đi còn hơn là nhìn thấy anh cưới cô gái khác anh xin lỗi anh xin lỗi hạ tất cả là tại anh ngồi trong taxi bảo nguyên vừa đưa an hạ về nhà vừa giải thích toàn bộ sự việc cho cô ta biết an hạ nghe xong thì nửa tin nửa ngờ anh nói thật sao Hai người kết hôn chết hợp đồng thôi sao Đúng vậy Bà nội anh bắt buộc anh phải cưới Nhược Vi Thì mới cho anh tiếp tục làm việc Tại OCB Anh không thể làm trái lời bà Và cha mẹ được Vì vậy nên mới phải nói dối em Anh xin lỗi Anh đã định sau khi mọi chuyện ổn định Thì nói sự thật với em Vậy mà em lại quá nóng vội Bảo Nguyên thở dài An Hạ mừng thầm trong lòng Cô ta cứ tưởng là hết đường để đến với Bảo Nguyên rồi Ai ngờ anh lại chỉ kết hôn với Nhược Vi trên danh nghĩa. Tuy nhiên cô ta vẫn có điều thắc mắc. Cô gái đó, tại sao gia đình anh lại ép anh cưới một con nhỏ vô danh tiểu tốt ấy chứ? Chuyện này rất dài. Nhược Vi là ân nhân của bà nội và mẹ anh, vì thế họ rất coi trọng cô ấy. Nghe đến hai từ ân nhân khiến An Hạ dùng mình, mặt cô ta thoáng thấy choáng váng. Cô ta nghiến răng trong lòng thầm nói. Lại là ân nhân Còn danh đó sao thích lo chuyện bao đồng thế chứ Đúng là loài cỏ dại diệt Mãi không hết mà Bảo Nguyên nói tiếp Hợp đồng hôn nhân của anh và cô ấy Chỉ trong một năm thôi Em cố gắng đợi anh một thời gian Đợi sau khi hết hợp đồng Anh nhất định sẽ cưới em An Hạ xà vào lòng Bảo Nguyên nũng nịu Vâng Để được ở bên anh Em đành chịu thiệt thòi một chút vậy Cảm ơn em Thiệt thòi cho em rồi Thế hôm nay anh ở lại bên em được không? Em thật sự đang rất buồn Được rồi Anh sẽ ở bên em Đừng lo, đừng khóc nữa nhé Cùng thời điểm này Nhược Vi đã đi đến căn penthouse của Bảo Huyên Cô đang dùng chìa khóa nhà Do tài xế đưa cho để mở cửa Nhược Vi hoàn toàn bị choáng ngợp Với không gian rộng rãi Hiện đại và tiện nghi của căn hộ Bà Nguyên không thích có người lạ ở trong nhà Nên nhân viên dọn dẹp sẽ đến Và những buổi cố định trong tuần Vì thế căn nhà lớn hàng chục mét vuông này Trống vắng hơn bao giờ hết Nhược vi ngồi ở phòng khách Cô hết ngồi lại nằm Tay cứ nắm chắc chiếc điện thoại Chờ ai đó nhắn tin Cô biết Tại sao bà Nguyên lại không để cô về vạn ra Mà lại bảo cô về đây chờ anh Tất cả là vì vết thương trên má cô Anh sợ hai phu nhân ở nhà sẽ phát hiện và làm lớn chuyện nên mới phải giấu cô ở đây việc bị an hạ tấn công không còn là chuyện gì quá bất ngờ với nhược vi nhưng lần nào cô bị an hạ bắt nạt thì cơ thể này đều trở nên bất lực và vô dụng như vậy những ngày tháng ở cùng với gia đình an hạ là những ngày tháng địa ngục của cô là những ký ức đen tối mà cả đời này nhược vi không tài nào quên được nhược vi mất cha mẹ nên chú thái nhận cơ mang cô để chiếm lấy tiền bạc và gia tài của cha mẹ cô để lại cô ở chung phòng với an hạ cô khóc vì nhớ cha mẹ thì liền bị cô ta đánh đập không thương tiếc chú thím cũng không hề bênh vực cô khi thấy an hạ đánh còn cổ vũ thêm mày là thứ rác rưởi tại mày mà cha mẹ tao không đủ tiền để lo cho tao đi học múa đều là tại mày mày nên chết chung với cha mẹ mày mới phải chứ không phải ở đây ăn bám làm của nợ của gia đình tao đâu suốt hơn 10 năm. Dù cho bản thân đã bị đuổi khỏi nhà chú thím, nhưng nếu như để An Hạ bắt gặp, thì cô ta vẫn sẽ tìm mọi cách để đánh mắng và làm nhục Nhược Vi cho bằng được. Bởi vì bị bạo hành quá tàn nhẫn, nên trong lòng Nhược Vi mỗi lần đứng trước cô ta sẽ tự động trở nên yếu đuối và sợ hãi. Cô cũng ghét sự yếu nhược này của bản thân vô cùng. Nhưng biết làm thế nào đây? Cô làm sao có thể xóa bỏ những ký ức đen tối ấy khỏi đầu óc mình? Bảo Nguyên ở lại với An Hạ Đến mãi khuya Mới nhớ ra còn có một người cần phải quan tâm Anh nhắn tin hỏi thăm Nhược Vi Nhưng cô không trả lời Cảm thấy sốt ruột Nên anh lén ra ngoài gọi cho cô Cô cũng không nhắc máy Giờ anh mới nhớ lúc chiều Cô cũng không đem theo điện thoại Bảo Nguyên cảm thấy có điều chẳng lành Nên đã mở camera lên kiểm tra Anh nhìn thấy Nhược Vi nằm bất động ở dưới sàn Phòng khách Không kịp nghĩ nhiều anh vội vàng rời khỏi nhà của An Hạ Cô ta vừa mở cửa Thì thấy anh chạy đi mất Nên rất tức giận Cô ta lập tức gọi cho anh Anh đã nói Sẽ ở bên em hết ngày hôm nay kia mà Anh đi đâu vậy Anh xin lỗi Anh có việc gấp phải đi Anh sẽ tranh thủ thời gian rảnh đến thăm em sau An Hạ bị anh cúp mái ngang Thì rất tức giận Cô ta trong lòng vô cùng lo lắng Thấp thỏm đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cô ta không ngờ đã cố gắng đuổi nhược vi đi càng xa càng tốt vậy mà con nhỏ ấy vẫn tốt số rơi vào nhà của bảo nguyên còn được cưới bảo nguyên nếu bảo nguyên vẫn hứa hẹn cưới cô có nghĩa là chưa biết sự thật về nhược vi để trừ hậu họa cô ta nhất định phải khiến nhược vi biến mất càng nhanh càng tốt mới được an hạ siết chặt điện thoại ánh mắt đầy hiểm ác nhược vi là cô chọn cái chết lần này tôi sẽ không dễ dàng tha cho cô nữa đâu bảo nguyên chạy vội về nhà nhược vi vì bị sốc nên đã lên cơn sốt cao cũng may anh về kịp còn gọi bác sĩ đến kịp thời nên cô không xảy ra vấn đề gì đáng ngại bảo nguyên ngồi bên cạnh nhìn nhược vi mặt mày kém sắc thì cảm thấy vô cùng có lỗi đáng lẽ cô nên có cuộc sống bình an và vui vẻ chứ không phải vì anh mà phải chịu đựng những chuyện không hay ho này Bảo Nguyên bây giờ đang rất ân hận bởi quyết định bồng bột của mình. Bên cạnh đó, anh cũng cảm thấy cần phải xem lại tính cách của An Hạ. Hôm nay, khi nhìn thấy An Hạ tấn công Nhược Vi, anh đã vô cùng sốc. Người con gái mà anh biết không thể lại trở thành một kẻ cuồng loạn và thích bạo lực như thế này được. Bảo Nguyên rời khỏi phòng ngủ. Anh bấm gọi cho thám tử. Cậu điều tra lại gia đình của An Hạ dùm tôi. Tất cả mọi chuyện về gia đình cô ấy không được sót một chuyện nào bảo nguyên quay trở lại bên cạnh nhược vi vì sai lầm của mình đã khiến cô lâm vào nguy hiểm anh thầm hứa với lòng rằng kể từ giây phút này sẽ không để cô gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa lúc chiều hai phu nhân có gọi điện hỏi lý do tại sao anh và nhược vi không về nhà anh đã nói hai người có việc cần ở lại trên phố nên họ không còn gọi điện làm phiền thêm nữa lúc này bên phía an hạ Cô ta đang ngồi uống rượu một mình trên sofa Cười nhách mép Sao? Anh ta lại muốn đào lại tiểu sử của tôi Chuyện quái gì xảy ra vậy? Còn không phải cô Đã quá lộ liễu thể hiện mình trước mặt anh ta sao? Hôm nay suýt chút nữa Cô đã để lộ bản chất của mình trước anh ta rồi còn gì? <laughs> Được rồi Từ giờ tôi sẽ cẩn thận Thế còn số tiền mà cô hứa cho tôi? Anh không phải lo Tôi đây rất sòng phẳng sau khi cưới được Bảo Nguyên Tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho anh Tôi không làm việc không công Lập tức chuyển 50% số tiền vào tài khoản của tôi Nếu không thì Tôi sẽ tiết lộ toàn bộ bí mật của cô cho Bảo Nguyên biết An Hạ tức tối Này Anh còn chưa làm cho tôi được ngày nào Đã đòi tiền công rồi sao Người thám tử kia cười nhạt Tôi và cô có gì Để đảm bảo đâu chứ hơn nữa cô là loại người gì tôi còn không hiểu sao cô nên biết bản thân mình không có sự lựa chọn nào khác mới đúng chứ tôi sẽ gửi tài khoản cho cô ngay đây nói xong anh ta cúp máy an hạ tức giận muốn chửi thề đến cả một tên vô danh tiểu tốt cũng muốn bắt nạt cô đúng là số cô quá nhỏ sợ việc bản thân giả danh nhược vi sẽ bị lộ nên an hạ đành phải chịu nhún nhường lập tức vét hết tiền trong tài khoản chuyển cho người thám tử kia Sáng sớm hôm sau, Nhược Vi vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy bà Nguyên nằm bên cạnh mình. Phải mất một lúc lâu để cô định hình xem bản thân đang ở đâu và tại sao bà Nguyên lại ở đây. Nhìn bên cạnh giường là chậu nước đã nguội lạnh cùng những vị thuốc hạ sốt thì Nhược Vi đã hiểu ra tình hình. Cô vẫn thường bị lên cơn sốt sau mỗi lần tinh thần bị đả kích. Mọi lần đều là tự mình vượt qua, nhưng ngày hôm qua cô đã có bà Nguyên bên cạnh chăm sóc nhìn anh nằm ngủ rất ngon bên cạnh trên người vẫn còn nguyên bộ âu phục mặc đi từ tiệm áo cưới thì vừa cảm thấy áy náy vừa cảm thấy ấm áp đám cưới của bảo nguyên được tổ chức vô cùng long trọng nhưng đảm bảo giữ bảo mật dù sao thì việc gia đình của tài phiệt mà để lộ ra ngoài cũng sẽ dễ gây thị phi khách mời đều là những người có địa vị xã hội nổi tiếng và thành công nên họ cũng cần được giữ sự riêng tư chỉ các khách mời có thiệp và được ghi tên trong danh sách mới được vào cửa. Nhược vì không có người thân nào khác ngoài cô bạn thân thanh sinh. Cô nàng biết bạn thân của mình cưới được tài phiệt nhưng không ngờ ra thế của tài phiệt ấy lại đỉnh thế này. Chị vừa bước vào khỏi cửa thanh sinh đã không ngừng thảng thốt về độ xa hoa của sảnh cưới này. Khách mời trang trọng không gian trang nhã và quý tộc. Bảo Nguyên đứng trên sân khấu chờ đợi giây phút cô dâu của mình bước ra. Anh hôm nay đặc biệt điển trai, thật xứng danh với mỹ tử mà họ đặt cho anh, hoàng tử của OCB. Phía sau cánh gà, ông Phú Kiên tổng giám đốc điều hành OCB thay mặt cho cha mẹ của Nhược Vi dẫn cô lên sân khấu. Không hổ danh, hổ phụ sinh hổ tử. Ông Phú Kiên đã ngoài 60 nhưng vẫn còn rất trẻ trung phong độ. Ông không thường ở nhà, vì phải thường xuyên đi gặp đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau ông chỉ vừa về nước cách đây ba ngày để kịp dự đám cưới của cậu con trai quý tử nhược vi khoác tay ông cảm thấy căng thẳng và hồi hộp hơn bao giờ hết ông phú kiên thấy thế thì vỗ nhẹ vào bàn tay cô để an ủi mọi chuyện sẽ tốt thôi cô nhìn ông phú kiên đầy biết ơn vâng ạ con cảm ơn cha tiếng nhạc hiệu vang lên Ông Phú Kiên dẫn Nhược Vi bước ra ngoài. Khách quan vỗ tay nồng nhiệt. Ai cũng vui vẻ và ngưỡng mộ với dáng vẻ xinh đẹp của cô dâu. Chiếc váy cưới hôm nay có màu đỏ và gắn đá quý màu đỏ ruby. Một chiếc váy cưới xa xỉ và đẹp đẽ như bước ra từ cổ tích. Màu đỏ thuần tôn lên làn da trắng ngọc ngà của Nhược Vi. Trông cô như một con chim phượng hoàng bước ra từ sách thần thoại. Dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Nhược Vi khiến bảo nguyên cũng phải ngẩn ngơ đây là chiếc váy cưới được đặt may gấp để thay thế cho chiếc váy bị an hạ phá hỏng hôm đó anh đã trả gấp năm thù lao để cho nhân viên hoàn thành nó chỉ trong 5 ngày ông phú kiên trao tay cô cho chú rể chân thành dặn dò bảo nguyên cho biết con tính tình cục cằn thô lỗ không biết yêu thương dịu dàng với phụ nữ nhưng đối với vợ con sau này nhất định phải trân trọng Nhược Vi đã chịu thiệt thòi nhiều Từ nay trở đi Con phải cùng vợ sống thật vui vẻ Không được để cho vợ con chịu thiệt nữa có biết không Để vợ mình được sống vui vẻ hạnh phúc Đó là trách nhiệm Và nghĩa vụ của người làm chồng Con có biết chưa Bảo Nguyên mỉm cười Gật đầu đáp Vâng con biết rồi ạ Ông Phú Kiên nhìn Nhược Vi và nói tiếp Thời gian gặp gỡ con không nhiều Nhưng cha cảm nhận được con Là một người con gái tốt sau này mong con có thể bao dung và quan tâm đến Bảo Nguyên nhiều hơn. Mong hai vợ chồng có thể sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Hai vợ chồng gật đầu vâng dạ, nhận lời chúc phúc tử cha. Tuy nhiên trong lòng cả hai đều cảm giác vô cùng ái náy. Hai người họ vốn không yêu đương, đã kết hôn. Đã thế, còn có cả hợp đồng hôn nhân. Nhìn thấy người thân, bạn bè hết sức chúc phúc thế này, thật khiến cho họ ái náy vô cùng. Nhược vi nhìn Bảo Nguyên Có lẽ anh cũng có cảm giác tương tự Ông Phú Kiên trả lại sân khấu cho đôi trẻ Họ làm lễ rót rượu và cắt bánh Cuối cùng là hôn nhau Hai người đứng đối mặt với nhau Tự dưng lại xấu hổ vô cùng Nhược vi thầm đếm số trong lòng Để điều chỉnh hơi thở Cả người cô gồng cứng lại vì căng thẳng Bảo Nguyên chủ động tiến đến gần hơn Anh ghé bên tai cô nói khẽ Là thủ tục thôi Cô không phiền chứ Hai má nhược vi nóng bừng Cô nhẹn miệng cười gượng gạo Rồi gật đầu Bảo Nguyên cũng căng thẳng không kém Anh ngập ngừng đưa tay lên ôm lấy má Và cổ của cô Tay còn lại đặt lên eo cô Kéo cô lại gần Nhìn dưới sân khấu Mọi người nồng nhiệt vỗ tay Và hô hào cổ vũ Thanh si nhìn thấy bạn hạnh phúc mà bật khóc ngon lành Nhược vi nhắm mắt lại cho đỡ ngược Mọi chuyện còn lại Đều để Bảo Nguyên tự mình chủ động Hơi ấm từ đôi môi anh phủ lên môi cô Mềm mại, thơm tho và êm ái Trái tim cô như một chiếc chuông gió reo lên trong một buổi sớm mai lộng gió Cho đến khi Bảo Nguyên đã buông ra Mà Nhược Vi vẫn chưa hết lâng lâng Đám cưới cuối cùng cũng xong Nhược Vi và bà Nguyên trở về Thẳng Pest sau để ở luôn Có lẽ là vì mệt Hoặc bị ngượng bởi nụ hôn trên sân khấu Nên suốt quãng đường về nhà Cả hai đều không nói gì hai người vừa lên đến cửa nhà thì thấy an hạ đã chờ sẵn ở ngoài cửa với gương mặt rất phởn nhược vi sững sờ đứng hẳn lại còn bảo nguyên thì vội vàng tiến đến chất vấn xem lại ở đây an hạ trông thấy nhược vi đang tỏ ra lo sợ thì rất hài lòng cô ta nhếch cười mờ nhạt rồi quay qua bám lấy tay bảo nguyên em không thể để cô ta ở bên anh suốt một năm trời mà không làm gì được Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Ai biết được thời gian anh ở bên cô ta Có bị cô ta làm cho mềm lòng không chứ Bảo Nguyên thở dài Anh hết nhìn Nhược Vi Lại nhìn An Hạ Với biểu cảm vô cùng khó xử Bảo Nguyên nói Em à không được đâu Chuyện này Chuyện này chúng ta nói sau có được không Hôm nay em về nhà đã đi Anh An Hạ vùng vẳng đáp Anh là chủ nhà cơ mà sao phải hỏi ý kiến cô ta làm gì chẳng phải chỉ cần anh đồng ý một tiếng là được rồi hay sao hay là anh thật sự đã thích cô ta rồi anh không có nhưng mà nhược vi cảm thấy mệt mỏi vô cùng cô cũng không nỡ để bảo nguyên phải khó xử nên lên tiếng thôi đủ rồi cả an hạ lẫn bảo nguyên quay qua nhìn cô nhược vi nói cô đứng đây mãi thì không hay đâu nếu người yêu của anh đã không tin tưởng anh như vậy Thì cứ cho cô ấy ở cùng đi Tôi thấy không có vấn đề gì An Hạ vui vẻ ra mặt Khi thấy Nhược Vi nhượng bộ Còn Bảo Nguyên thì khá bất ngờ Với thái độ lạnh nhạt và quyết đoán của Nhược Vi Cũng phải Cô và anh làm gì có tình cảm với nhau đâu Nhưng không hiểu sao lúc này Anh lại cảm thấy hơi buồn Trước thái độ hở hứng ấy của cô An Hạ và Bảo Nguyên đương nhiên Chiếm lĩnh phòng ngủ lớn cũng là phòng tân hôn của cô dâu chú rể đêm nay còn nhược vi cô không thích nhìn thấy họ nên quyết định ở một phòng nhỏ ngoài cùng của căn hộ gần với bếp và xa với phòng ngủ lớn và phòng khách nhất buổi tối hôm đó vì chưa có chuẩn bị gì nên bảo nguyên và an hạ cùng nhau ra ngoài ăn tối khi cả hai đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì bắt gặp nhược vi đi từ phòng ngủ bước ra an hạ chẳng muốn nhìn mặt nhược vi chút nào còn muốn kéo bảo nguyên đi cho nhanh Tuy nhiên anh đã đứng lại và hỏi Cô đi ăn tối cùng chúng tôi không? An Hạ rất muốn mắng cho Bảo Nguyên một trận Nhưng phải nín nhịn Nhược vi thì khá hững hờ Không Tôi không ăn cùng với người lạ Bảo Nguyên vẫn không thôi quan tâm Vậy cô định ăn gì? Nhược vi thở nhẹ ra một hơi Như đang muốn cho Bảo Nguyên biết là Anh đang rất phiền Tôi ăn gì kệ tôi anh nên quan tâm bạn gái của anh thì hơn. Làm ơn, coi như tôi tàng hình trong ngôi nhà này đi, đừng có để ý đến tôi." An Hạ bĩu môi rồi nói. "Đó, anh thấy chưa, lòng tốt của anh đặt không đúng chỗ rồi, đừng để ý tới cô ta làm gì, đi thôi, em đói bụng lắm rồi." Bảo Nguyên không nói gì thêm nữa mà lặng lặng rời đi cùng người yêu. Khi cả hai người họ đã đi xa, Nhược Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhược Vi mở tủ lạnh ra, thì thấy trống không chẳng có gì để ăn cả cuối cùng cô tìm được vài gói mì gần hết hạn trong tủ đồ khô nên lấy ra pha ăn đỡ vừa ăn nhược vi vừa nghĩ tới an hạ để cô ta sống chung với cô ở nhà này tuy rất áp lực nhưng chính nhờ như vậy mà cô mới có thể khiến an hạ nhanh bị lộ cái mặt nạ độc ác của mình xuống nhược vi mạo hiểm dùng tấm thân này để làm mồi nhử để vạch mặt bản chất của an hạ cho cô ta hết đường chối cãi và không thể lừa dối bảo nguyên thêm nữa ngày hôm sau nhược vi và bảo nguyên phải cùng nhau về thăm hai phu nhân ngồi trên xe thấy nhược vi mặt u buồn bảo nguyên liền hỏi ở chung với chúng tôi chắc cô thấy bất tiện lắm nhỉ nhược vi hở hững đáp không tôi không để ý gì đâu ừ tôi và an hạ sẽ cố gắng không làm phiền đến cô nhiều nhất có thể vâng cảm ơn anh không khí trong xe lại trở nên im ắng bảo nguyên đã quen với việc nhìn thấy nhược vi vui vẻ và hay trò chuyện với mình về những dự định của cô trong tương lai bây giờ thấy cô đối xử với mình quá xa cách thì lại không quen lắm anh lại tìm chuyện để nói lát nữa về gặp bà và mẹ có thể họ lại nói đến việc đi hưởng tuần trăng mật cô thấy nhược vi ngắt lời tôi còn phải đi học và còn phải làm thêm nữa tôi sẽ nói với bà và mẹ rằng chuyến du lịch lần trước coi như là tuần trăng mật hai chúng ta sẽ sắp xếp thời gian đi du lịch sau anh thấy thế nào trong dự định của bạo nguyên là muốn cả hai có thể đi du lịch vài ngày cho thư giãn nhưng có lẽ đó chỉ là mong muốn của riêng anh còn nhược vi thì không anh đành chữa ngược bằng cách đáp hùa theo ừ tôi cũng nghĩ như vậy đấy Chúng ta mất quá nhiều thời gian vô ích vào chuyện cưới xin này rồi. Giờ cần phải tập trung vào công việc mới được. Nhược Vi cười đáp. Cũng không hẳn thế. Cô nhìn anh và hỏi. Tôi không muốn đi du lịch cùng với An Hạ. Anh dĩ nhiên sẽ không thể rời xa cô ấy được mà, đúng không? À ừ, đúng vậy. Về đến nhà, mẹ với bà coi Nhược Vi như châu báu, còn coi Bảo Nguyên như hòn đá ven đường. Nguyên cả một ngày, Họ chỉ vây quanh nhược vi Và dặn dò có đủ thứ trên đời Đang cùng nhau ăn tối Thì bà Kiều Giang nói Mẹ và bà quyết định rồi Đợi nhược vi tốt nghiệp Thì sẽ cho con vào làm ở OCB Vì thế bây giờ con chỉ cần tập trung Cho việc học và giữ sức khỏe tốt Để có thể thuận lợi sinh cho nhà chúng ta Một đứa trẻ ngoan là được Nhắc đến chuyện có con Nhược vi gượng đỏ mặt Cô nhìn qua bảo Nguyên Anh cũng xấu hổ không kém cô cô muốn có thêm ý kiến về việc đi làm thì bà nội đã nói thêm bà biết nhược vi rất ngoan ngoãn và chăm chỉ nhưng bây giờ cháu không còn một mình nữa cháu là cháu dâu của bà cháu còn có trách nhiệm với cả đại gia đình này vì thế lo lắng cho cháu cũng là trách nhiệm của bà bà muốn cháu dâu của bà sống vui vẻ thoải mái và bình an nên không muốn cháu phải đi làm cực khổ ở bên ngoài nữa nếu hai đứa mà không làm theo lời bà thì bà đành phải để hai đứa quay lại vạn xa ở với bà để bà có thể quản lý nhược vi cháu nghe rõ chưa nếu mà hai người bị ép về ở chung với bà nội thì chuyện hôn nhân hợp đồng chắc chắn bị lộ như vậy thì sẽ hỏng hết việc nhược vi biết bản thân không thể chống đối được với bà nội nên cô đành ngoan ngoãn gật đầu vâng ạ cháu sẽ không đi làm thêm nữa đâu bà bà an tâm buổi tối hôm đó cả hai lại tiếp tục phải ngủ chung với nhau. Hôm nay chẳng hiểu sao cả hai đều khó ngủ. Chờ mình qua chờ mình lại một lúc lại thành ra hai người đối mặt nhìn nhau. Nhược vi mở lời. Bà và mẹ tốt với tôi quá. Nếu họ biết tôi lừa dối họ chắc họ sẽ giận tôi lắm. Bảo Nguyên nhìn Nhược Vi Ánh mắt dịu dàng và ấm áp Tôi hiểu Lúc đó tôi chắc chắn sẽ nói đỡ cho cô Thế còn chuyện đứa trẻ nếu mà nếu mà bà với mẹ cứ hỏi tôi về việc có con thì sao? Bảo Nguyên thoáng bối rối rồi đáp: Con cái là của trời cho, cha mẹ của tôi cũng hiếm muộn, khó khăn mới có được tôi, nên tôi nghĩ họ sẽ không thắc mắc nhiều nếu thấy cô chậm sinh con đâu. Nhược Vi cau mày rồi bật cười. Thế thì cũng lạ ấy nhỉ? Anh là quý tử trong nhà, nhưng có vẻ sống khá tự do và thoải mái. Bà nội và cả cha đều không áp lực chuyện cho anh thừa kế. Tại sao vậy? Nhắc đến chuyện này, làm bảo nguyên nhớ đến chuyện xưa. Anh gối đầu lên tay, mơ màng nhớ về lần suýt thì bỏ mạng năm đó. Anh đáp. Vì tôi từng dọa họ, tôi sẽ nhảy lầu, nên từ đó họ không còn ép buộc tôi nữa. Tiền bạc đối với họ cũng quý, nhưng mạng sống con người, hạnh phúc của con người vẫn đáng trân trọng hơn mà. Nhược vi nhìn qua bảo huyên, cô lại thương anh hơn một chút. Hóa ra anh cũng từng có quá khứ mệt mỏi như vậy, nghĩ lại tôi và anh có hai cuộc sống khác nhau nhưng lại có những lựa chọn khá trùng hợp nhỉ. Bảo Nguyên lập tức quay sang và hỏi: "Trùng hợp? Trùng hợp thế nào?" "Anh vì có nhiều nên muốn nhảy lâu, còn tôi, tôi vì chẳng còn gì cả nên muốn nhảy lâu." Cô làm anh sững người, vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm thấy thương anh vô thức hỏi vậy tại sao cô lại lựa chọn sống tiếp nhược vi nằm lại cho thẳng người cô nhìn lên trần nhà mỉm cười mờ nhạt rồi nói vì lúc đó tôi nhận ra chết không giải quyết được vấn đề gì cả chết là hết mà tôi cần phải sống để làm những điều cha mẹ chưa làm được mở chuỗi cửa hàng ăn là một trong những điều đó cô nhất định sẽ làm được ừ nhờ cả vào anh họ lại nhìn nhau lần nữa lúc này trái tim đôi bên đều cảm thấy nhẹ nhõm phần nào cô vui vẻ nói thôi tôi đi ngủ đây chúc anh ngủ ngon nói xong thì cô quay lưng về phía anh và nhắm mắt lại bảo yên chẳng biết đã nghĩ gì mà hỏi luôn không sợ tôi làm gì cô à mà quay lưng về phía tôi thế cô vẫn nằm yên tư thế ấy mà rằng không tôi biết mình không phải gu của anh mà Bảo Nguyên nhoẻn cười vui vẻ, anh đáp. Đàn ông nhiều khi ngủ với phụ nữ khác khu để tìm cảm giác lạ đó, cô không biết à? Nhược vi nghe thế thì mở bừng mắt, chống ngực đập thình thịch, cô vô thức ôm chặt mép chăn vào lòng mình. Tuy nhiên các hành động nhỏ nhặt ấy đều đã lọt vào mắt Bảo Nguyên, anh càng thích trêu cô hơn. Thế nào? Sợ rồi à? Anh còn nói nữa là tôi đuổi anh xuống giường đó, anh bật cười đáp: Được rồi, không trêu cô nữa, ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải về thành phố sớm nữa. Và rồi anh quay người ngủ thật ngon, còn để cho cô gái của chúng ta thấp thỏm lo âu thêm một lúc nữa. Sau khi ăn sáng tại vạn gia xong, thì hai vợ chồng quay trở về thành phố. Bảo Nguyên đang tính chở Nhược Vi về nhà nghỉ ngơi, thì cô nói: Cho tôi dừng lại ở trạm xe buýt kia đi. Bảo Nguyên ngạc nhiên sao cô lại xuống ở đây tôi cần đi kiếm việc làm thêm thấy nhược vi kiên định muốn xuống xe nên bảo nguyên cũng không miễn cưỡng hưởng ép anh cho xe tấp vào lề nhưng hôm qua không phải cô đã nói với bà nội rằng cô sẽ không đi làm thêm nữa rồi cơ mà nhược vi khoác túi vào vai và đáp tôi chỉ nói như vậy cho bà an tâm thôi dù sao tôi cũng chỉ có thể sống dựa vào nhà anh trong một năm sau này không còn là con dâu của bà nội anh nữa thì tôi vẫn phải sống tiếp mà tôi cần phải có chút chuẩn bị cho tương lai của mình chứ đúng không nhược vi nhìn bảo nguyên chờ đợi sự đồng tình bảo nguyên biết rằng cô nói có lý nhưng lại cảm thấy không vừa lòng anh cho lắm anh đáp ừ thì cô nói không sai nhưng mà cô định đi làm ở đâu tôi không biết nữa trước mắt tôi còn đi học nên chỉ có thể tìm công việc bán thời gian thôi tôi đi nhé chúc anh một ngày tốt lành nhược vi mở cửa xe bước ra bảo nguyên vẫn không tha cho cô anh hỏi thêm thế bao giờ cô về nhược vi khá ngạc nhiên cô nhìn anh ngỡ ngàng một vài giây rồi bật cười đã bảo là không xen vào cuộc sống riêng của nhau mà hình như anh hỏi hơi nhiều rồi đấy giờ thì cô cúi đầu chào anh rồi quay bước đi luôn bảo nguyên hết cách đành phải lủi thủi lái xe rời đi từ gương chiếu hậu anh nhìn dáng vẻ thong dong của cô Bước đi trên đường Mà lòng không thôi lo lắng Anh cứ có cảm giác không muốn cô đi làm Cụ thể hơn Là không muốn để cô đi đâu đó Mà mình không biết Suy nghĩ một lúc Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó Nhược vi đang ngồi ở trạm xe buýt Thì nhận được cuộc gọi từ Anh quản lý quán Timo Em có việc mới chưa Vi? Nhược Vi cảm thấy đây là tin mừng nên vui vẻ đáp ngay dạ chưa anh ạ à. mấy nay em bận nên cũng chưa đi tìm việc mới thế thì tốt rồi qua chỗ anh làm lại nhé bây giờ em qua luôn có được không nhược vi vui đến mức miệng cười tươi hết cỡ vâng ạ à, em sẽ qua chỗ anh ngay nhược vi được nhận vào làm lại ở timo theo anh quản lý nói thì do cô đã quen việc nên anh không muốn tuyển thêm người mới còn việc với ban quản lý tòa nhà thì anh đã xử lý xong Nhược Vi có thể bắt đầu đi làm ngay trong ngày hôm nay. Nhược Vi nhận ca luôn. Cô làm đến 2 giờ chiều thì trở về nhà. Vừa về đến nơi thì thấy An Hạ lỉnh kỉnh sách rất nhiều túi đồ ăn thức uống và chuẩn bị mở cửa. Cô tiến đến mở luôn cửa cho cô ta rồi bước vào nhà. Nhược Vi thật không muốn bắt chuyện với An Hạ nhưng cô ta thì không biết điều cứ thích chọc ngoáy cô. Mày sống chung với tao thì nên biết điều một chút. Tốt nhất đừng để tao phải chạm mặt mày trong nhà này Mất công tao không kìm được lại Đánh mày mất Nhược vi quay lại nhìn cô ta Tôi đang chờ cô đánh tôi đấy Nên nhớ đây không phải là nhà của cô Và tôi thì không còn là con bé vô dụng ngày xưa nữa đâu Người phải cẩn thận là cô đó Tôi không biết cô đã làm gì Để mê hoặc bảo huyên Nhưng chắc anh ấy không biết bản chất cô đáng sợ thế nào Và đã từng đối xử với người nhà của mình ra sao đâu nhỉ mặt an hạ tái mét cô ta không ngờ bị nhược vi tấn công ngược như thế cô ta vẫn tưởng nhược vi là cô bé dễ tổn thương của ngày xưa đe dọa an hạ xong nhược vi đường hoàng bỏ đi làm cho cô ta tức nghẹt mà không làm gì được nhược vi về phòng mình rồi ngủ một giấc đến tận tối khi cô định mở cửa đi ra bếp kiếm gì đó ăn thì nhìn thấy bảo nguyên cùng an hạ đang ăn tối vui vẻ với nhau ở bàn ăn cô không muốn làm phiền họ nên quyết định quay lại giường nằm đợi thêm một chút. Bảo Nguyên tranh thủ tan ca sớm để về nhà. Dù sao bây giờ nhà anh cũng rất loạn, anh sợ hai cô gái ở một mình với nhau sẽ xảy ra chuyện. Đang ăn tối cùng An Hạ thì anh nhận được tin nhắn của mẹ. Hai đứa ăn tối rồi chứ? Anh nhanh nhảu chụp bữa cơm do tự tay An Hạ nấu rồi gửi cho mẹ. Vâng ạ, à, chúng con đang ăn tối là nhược vi nấu sao con bé đảm đang quá bây giờ có thời gian thì để con bé ở nhà nấu ăn cũng được nhưng sau này có con rồi thì thuê giúp việc đi nhé đừng để con bé căng thẳng với những chuyện không đâu con biết rồi mẹ anh nhắn tin cho mẹ xong thì lén nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín của nhược vi anh tò mò tối nay cô đã ăn gì chưa an hạ phát hiện ra bảo nguyên nhìn về hướng nhược vi thì hơi cay cú Cô ta vội vàng phân tán sự tập trung của anh Ngọt giọng hỏi Em nấu ăn ngon chưa? Anh gửi ảnh cho mẹ anh rồi à? Bảo Nguyên quay lại với An Hạ Mỉm cười đáp Ừ, mẹ hỏi anh đã ăn tối chưa? Còn khen bữa cơm rất ngon mắt An Hạ vui sướng nói Nếu mà mẹ biết em Mới là cô con dâu tốt của mẹ Chắc là mẹ vui lắm phải không? Em có thể nấu rất nhiều món ăn ngon Cho cả gia đình mình từ nay em sẽ chỉ ở nhà Và học là một người vợ hiền đảm đang của anh thôi Anh thấy vui không? Bảo Nguyên hiền từ Nhìn An Hạ Anh vuốt tóc cô ta và nói Ừ anh rất vui Nhưng trong lòng anh Lại bật lên một suy nghĩ khác Nếu em thay đổi sớm hơn Thì đâu có xảy ra tình huống trái ngang này Hai người họ ăn tối xong Thì cùng nhau dọn dẹp Nhìn qua đồng hồ đã 8 giờ tối Bà Nguyên lại đau đáu nhìn về cửa phòng Nhược Vi một lần nữa. Nhược Vi vẫn không bước ra khỏi phòng nửa bước. Anh phân vân, không biết ngày hôm nay cô có ổn không? Trong phòng Nhược Vi, cô nằm trên giường buồn chán, lướt mạng xem đủ thứ. Sau đó lại mở album ảnh trong điện thoại ra xem. Bức ảnh gần nhất cô chụp là ảnh cô và Bảo Nguyên cùng nhau uống rượu tại khách sạn. Anh đang nằm ngủ rất ngon trên bàn còn cô thì cười thật tươi trong tất cả các khoảnh khắc mỉm cười trước ống kính thì có lẽ đây là bức ảnh duy nhất cô thật sự vui vẻ tuy nhiên cô đã giấu chiếc ảnh này đi ngay cả bảo nguyên cũng không biết đến sự tồn tại của nó nhược vi không muốn xóa nó đi không hẳn vì cô cười tươi trông rất xinh đẹp mà vì ở bên cạnh cô khi đó có một người khiến cho cô vui vẻ mỉm cười sau khi nghe bên ngoài im hơi lẳng tiếng thì nhược vi mới rời khỏi phòng của mình Cô đói đến dã người rồi Mà phải cố gắng nhịn Cô không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng tư Hạnh phúc của Bảo Nguyên một chút nào Nhược vi cũng đắn đo nhiều lắm Cô một phần muốn vạch mặt An Hạ thật nhanh Nhưng một phần lại sợ làm Bảo Nguyên tổn thương Dù sao anh cũng rất tốt và tử tế với cô Nếu như khiến cho anh khó xử Thì cô cũng chẳng vui vẻ gì Bởi vậy cô mới phải khổ sở Tìm cách thích nghi với cuộc sống hôn nhân khó đỡ này Cuộc sống của cả ba người tương đối thoải mái Buổi sáng Nhược Vi dậy sớm để đến trường Nên sẽ không phải chạm mặt Bảo Nguyên và An Hạ Tiếp theo đó Cô làm việc ở quán cà phê đến 7 giờ tối Sau đó thì kiếm chỗ ăn Đợi đến giờ cặp đôi kia đi nghỉ rồi Thì về nhà Thời gian biểu do cô sắp xếp vô cùng hợp lý Nên nửa tháng nay Hầu như cô, Bảo Nguyên và An Hạ Chẳng gặp nhau là mấy Buổi chiều Bảo Nguyên đang làm việc ở văn phòng thì trợ lý đưa cà phê vào cho anh. Anh dùng cà phê ạ? À? Bảo Nguyên nhìn qua một cái rồi đáp. Ừ, để đó cho anh. Bảo Nguyên đã định bỏ qua rồi, nhưng chợt nhận ra ly cà phê là của tiệm Timo nên lập tức nhìn chăm chú. Anh cầm ngay ly cà phê lên và hỏi. Là của tiệm dưới tòa nhà Dạ đúng rồi anh Nhân viên bên họ vừa giao lên đó ạ à? Nói xong Thì trợ lý đi ra ngoài Chẳng hiểu thế nào bà Nguyên lại lén lút đi đến gần cửa sổ Nhìn ra bên ngoài văn phòng làm việc Một cô gái nhỏ nhắn Đang phát cà phê cho mọi người Khóe môi anh hơi đẩy cao Nhưng khi cô gái ấy quay mặt lại Thì anh bỗng dưng thấy hụt hẫng Người giao cà phê không phải là cô gái anh muốn thấy Bảo Nguyên cầm ly cà phê trên tay Chú Mục nhìn vào chữ Timo Nhưng trí óc lại lang thang rất xa Nửa tháng nay Anh không nói chuyện với cô nên có cảm giác hơi thiếu thiếu. Điều khoản không được xen vào đời tư của nhau là do chính anh đề ra, nhưng bây giờ nó lại khiến cho chính anh cảm thấy khó chịu. Tự dưng anh cảm thấy tò mò về cuộc sống của Nhược Vi ghê gớm. Tan ca vào 7 giờ tối, sau đó Nhược Vi di chuyển đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn và mượn chỗ để ngồi học bài. Đang làm bài tập thì bỗng nhiên cô nhớ đến Bảo Nguyên chiều nay có đơn hàng phải giao lên phòng marketing của OCB nhưng cô đã để cho người khác đi dù mình là vì cô sợ phải gặp mặt Bảo Huyên nhưng để người khác đi rồi cô lại thấy tiếc dù ở chung một nhà nhưng lại không gặp nhau nên cô có cảm giác hơi nhơ nhớ Nhược Vi tự vỗ mặt mình ôi trời nghĩ cái gì linh tinh thế không biết nhớ mình lại đi nhớ anh ta làm gì chứ đã bảo không được phép phát sinh tình cảm với anh ta rồi kia mà nhược vi vùi đầu vào sách vở tuy nhiên đầu óc cô lại toàn hình ảnh của bảo huyên cô bất lực ôm đầu trời ơi làm sao bây giờ tôi đau đầu chết mất thôi không ổn rồi mình rảnh quá nên toàn nghĩ linh tinh thôi phải làm gì đó để bận rộn mới được nhược vi rời khỏi bàn học rồi chạy đi xếp lại đồ đạc trong siêu thị tiện lợi một cách ngay ngắn và trật tự cách cư xử của cô làm cho nhân viên của siêu thị cũng phải bật cười Họ quen quá rồi. Cô đã ở đây hơn 10 ngày và tình hình của cô có vẻ ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lần cô phát hỏa thì lại đi xếp đồ dùm cho siêu thị nên cũng không ai ngăn cản. Thậm chí còn thầm cảm ơn. Gần 10 giờ đêm, Nhược Vi mới về đến nhà. Cô đang lặng lẽ gión rén bước qua cửa phòng Bảo Nguyên để về với phòng mình. Thì bất ngờ anh mở cửa ra dọa cô, giật bắn cả người. Cô nhìn anh lắp bắp nói. Anh làm tôi giật mình đấy. Cô làm tôi giật mình thì đúng hơn Tại sao mà lại lén lút như ăn trộm vậy Nhược vi Tự nhìn lại chính mình thì đúng thật là Giống kẻ trộm thật Cô đứng thẳng lưng lên Giọng giạc nói Lén lút bao giờ Tôi sợ làm phiền hai người thôi mà Tôi... tôi về phòng đây Nhược vi nắm chặt quay ba lô Vội vàng trốn tránh ánh nhìn đầy thăm dò của Bảo Huyên Nhưng cô chỉ vừa bước được ba bước Thì bị anh ta gọi lại Chờ đã, Cô đứng phát lại như cỗ máy bị nhấn nút dừng Anh bước đến gần cô hơn một chút Tông giọng hơi thấp xuống Cô làm gì mà ngày nào cũng về muộn vậy Không phải ở Timo Cô chỉ làm ca đến 7 giờ tối thôi sao Nhược vi không muốn để Bảo Nguyên biết Mình phải trốn ở siêu thị tiện lợi Để tránh mặt anh Chị sợ nói ra Lại làm lộ chuyện dạo gần đây Cô nhớ về anh hơi nhiều một chút Sau vài giây suy tính Cô quay lại nhìn anh cười đáp Tôi làm gì tùy ý tôi chứ Anh hỏi làm gì hả Mà sao anh lại biết tôi làm ở Timo Giờ thì đến lượt bảo Nguyên bối rối Anh đáp Thì... Thì lúc tôi đi ngang qua Timo có thấy cô Nhược vi tạm chấp nhận câu trả lời của anh Cô gật gù rồi nói Thôi tôi mệt rồi Phải nghỉ ngơi Chào anh Nói xong Cô vội vàng quay bước thật nhanh Vừa đóng cửa phòng lại Thì chút một hơi thở ra nhẹ nhõm Đối diện với cái người làm mình cứ suốt ngày nghĩ đến thật không dễ dàng gì. Tuy nhiên cô lại nhận ra có điều bất ổn. Sao Bảo Nguyên lại biết cô chỉ làm đến 7 giờ tối? Bảo Nguyên trở lại phòng, lúc này An Hạ từ phòng tắm bước ra, cô thấy anh đứng tủm tỉm cười ở cửa phòng thì hỏi: "Anh có chuyện gì vui à?" Bảo Nguyên vội vàng lấp liếm: "À ừ, anh vừa được trợ lý báo cáo có một số công việc thuận lợi." Bảo Nguyên lên giường nằm, cố gắng phân tán tập trung vào chiếc điện thoại, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ về dáng vẻ ngốc nghếch ban nãy của Nhược Vi. Vẻ mặt hạnh phúc của anh khiến cho An Hạ cảm thấy không an lòng. Cái nét vui vẻ kia thật sự không giống với người đàn ông thuận lợi trong công việc, mà giống với mấy người có bổ nhí hơn. Ngày hôm sau, Nhược Vi vừa đến quán cà phê để nhận ca, thì nhận được cuộc gọi của bà Kiều Sang. Con vẫn đang ở nhà nhỉ? Mẹ có hẹn với bạn nhưng về sớm Mẹ sẽ qua nhà của hai đứa một chút Đát nữa xuống đón mẹ nhé Nhược vi tá hỏa Cô suýt thì để lộ ra sự hốt hoảng của mình Nhược vi gượng cười đáp Dạ vâng ạ Khoảng bao lâu nữa mẹ tới ạ Khoảng 15 phút Bây giờ mẹ mới rời khỏi quán cà phê Dạ Vậy mẹ đi từ từ cẩn thận nhé Nhược vi tắt máy xong Thì gọi ngay cho Bảo Nguyên anh lúc này đang họp với nhân viên Có điện thoại rung Anh định không nghe máy Nhưng khi lật lên thấy hiện tên của Nhược Vi Thì lập tức nghe máy Anh sốt ruột hỏi Có chuyện gì thế? Gây to rồi Mẹ nói 15 phút nữa sẽ đến nhà mình Bây giờ tôi phải làm sao? Bảo Nguyên đứng bật dậy khỏi ghế Mẹ đến sao? Được rồi đừng dối Tôi sẽ xử lý ngay Cô xin nghỉ việc đi Rồi tôi sẽ ghé qua đón cô về Được rồi bảo nguyên tắt máy căng thẳng nói với nhân viên cuộc họp rời lại ngày mai bây giờ tôi có việc cần phải giải quyết những vấn đề cần xử lý gấp hãy làm việc với tùng dương tùng dương chính là trợ lý của anh thấy anh bước vội ra khỏi văn phòng liền đuổi theo hỏi anh ơi có chuyện gì không ạ báo tài xế đưa xe ra ngoài cho tôi gấp vâng anh bảo nguyên nhanh chân bước vào thang máy khi ra đến cửa sảnh Thì đã có xe hơi đậu sẵn Anh đậu xe trước cửa quán Timo Nhìn vào bên trong Tìm Nhược Vi Nhưng không thấy cô đâu bèn gọi điện thoại Tôi đang chờ cô bên ngoài Cô đâu rồi Tôi ở trạm xe buýt Anh lại đây đi Cách Timo khoảng 100 mét Là một trạm xe buýt Nhược Vi đang đứng đó và vẫy tay với anh Bảo Nguyên lái xe lại gần Nhược Vi nhanh chóng ngồi vào xe Anh thắc mắc hỏi sao lại phải chạy tít lại đằng này đứng ở ti mô cũng được mà nhược vi vừa thắt dây an toàn vừa đáp đứng đó đồng nghiệp của tôi nhìn thấy thì sao tôi không muốn họ biết về anh bảo nguyên cau mày cảm thấy hơi ấm ức tại sao tại sao không muốn cho họ biết về tôi tôi là ceo của ocb cơ mà có gì mà không thể cho tôi biết nhược vi đáp tôi không muốn họ biết tôi đã kết hôn dù sao cũng chỉ có một năm để quá nhiều người biết được chuyện tôi kết hôn với anh thì sau này rất khó giải thích hơn nữa tôi cũng chẳng thích khoe việc mình quen với tài phiệt phiền phức lắm phiền phức á à? bảo nguyên bật cười không tin nổi lần đầu tôi thấy có người không muốn khoe chồng mình là tài phiệt đấy bảo nguyên vừa lái xe vừa liếc nhìn qua tay của nhược vi anh thấy cô không đeo nhẫn cưới thì hỏi ngay cả nhẫn cưới cũng không đeo nhược vi nhìn qua bàn tay mình tại sao phải đeo chứ tôi đâu có nhu cầu cho cả thế giới biết tôi đã có chồng lúc này mặt bà nguyên hơi ửng hồng anh thật muốn giấu cái tay của mình đi quá anh cảm thấy hơi bất mãn khi cô không để cho ai biết đến sự tồn tại của anh trong cuộc đời cô lúc này nhược vi mới quay qua nhìn bàn tay của bà nguyên nhược vi thấy anh vẫn đeo nhẫn cưới thì cười mỉm quay nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà không nói gì nữa Bảo Nguyên gọi điện về cho An Hạ Nói cô ấy rời khỏi nhà Vì mẹ anh sắp đến An Hạ Đang đắp mặt nạ vô cùng thành thơi Ở phòng khách Thì vội vã đứng bật dậy Chạy đi dọn dẹp lại đống bừa Mình mới bày ra Rồi cắp túi chạy khỏi nhà như chạy nạn Trong bộ dạng lén lút này của cô ta Đúng là quá thảm hại Nhược vì cứ tưởng Mọi chuyện xong rồi thì bây giờ mới thấy bản thân mình đang mặc đồ đi làm. Cô hốt hoảng nói. Thôi chết Tôi vẫn đang mặc đồng phục của Timo Bảo Nguyên cũng giật mình Nhưng đầu anh nảy số rất nhanh Anh tấp vào lề rồi nói Nếu mẹ gọi Thì bảo mẹ chờ chúng ta một chút Cứ nói tôi đang đưa cô đi sắm đồ là được Bảo Nguyên nói xong Thì bước xuống xe Vào thẳng một cửa hàng thời trang bên đường Chưa đầy 5 phút sau Anh đã mang ra ba bốn chiếc túi giấy Anh đưa cho Nhược Vi rồi nói Ra đằng sau thay đồ đi Nhược Vi giam giáp nghe theo Nhưng cô nhìn thấy hẳn ba bốn bộ Thì thắc mắc hỏi Sao anh mua nhiều thế? Không biết cô thích cái nào Với cả mang tiếng đi mua đồ Phải mua nhiều chút chứ Nhược Vi chui vào trong xe Cũng may kính xe một chiều Nên người bên ngoài không nhìn vào được Nhược Vi mặc vào một chiếc đầm suông chữ A Màu hồng phấn nhạt Trông khá đáng yêu Xong xuôi cô hạ cửa xe ngó đầu ra ngoài và nói Tôi xong rồi Trong thoáng giây Sự ngọt ngào dễ thương của cô Khiến Bảo Nguyên đứng hình Cũng may có chuông điện thoại của Nhược Vi Làm anh tỉnh mộng Là bà Kiều Giang gọi đến báo đã đến nơi Nhược Vi theo lời Bảo Nguyên dặn Nói rằng hai người đi mua sắm Nên đang trên đường về Nhược Vi ngồi sau Nhìn qua mấy túi giấy Bảo Nguyên Mua mà thấy vui vẻ lạ thường Anh mua vội Nhưng toàn là những màu mà cô thích cũng toàn những kiểu dáng nhãn nhặt tinh tế từ gương chiếu hậu bà nguyên thấy nhược vi vui vẻ thì cũng vui lây anh tặng quà cho phụ nữ cũng không ít nhưng đây là lần đầu tặng vài món quà rẻ tiền mà khiến cho một cô gái vui vẻ hạnh phúc đến vậy nếu biết có thể dễ dàng khiến cô vui vẻ thế này thì anh đã tặng quà cho cô sớm hơn một chút rồi trong tầng hầm để xe nhược vi đang lúi húi lấy mấy túi đồ ra khỏi xe Lúc quay người ra định đi Thì đụng ngay Bảo Nguyên Đang đứng lù lù ngay phía sau mình Thấy anh đứng sát mình Còn đưa tay lên như định làm gì đó Khiến cho tim cô đập loạn Cô ngửa hẳn người ra sau Lắp bắp nói Anh... anh làm gì đấy Bảo Nguyên đưa tay ra sau cổ cô Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Đứng yên xem nào Trái tim cô đập bình bịch Trong lòng này sinh ý nghĩ đen tối Không lẽ anh ta định hôn mình sao cô đưa tay lên che miệng vô tình thả hết mấy túi giấy xuống bảo nguyên thấy thế thì chỉ nhếch môi cười một cái anh nắm lấy cái mác giấy đang treo lủng lẳng sau cổ cô lên cô còn chưa tháo mác của áo đây này nhược vi bối rối đưa tay lên thì lại chạm vào bàn tay của bảo nguyên nên vội rụt lại cô gượng cười đáp lúc nãy vội quá nên tôi quên để tôi bảo nguyên cúi thấp đầu xuống ngang cổ cô nói khẽ để tôi. Anh gái miệng, cắn đứt phần dây nhựa của cái mác áo, hơi thở nhẹ nhàng vờn lấy da cổ của Nhược Vi, làm cô nổi lên một cơn dùng mình. Bảo Nguyên cười mỉm, nhìn thấy cả người cô gồng cứng lại, hai má ửng hồng khiến anh cảm thấy rất vui. Chọc ghẹo cho cô xấu hổ, hình như là niềm vui của anh. Bà Kiều Giang ghé qua thăm hai vợ chồng trẻ. Trong lúc Bảo Nguyên và Nhược Vi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho ba người, thì bà đi thăm quan nhà một vòng bảo nguyên đang đảo sau trên bếp còn nhược vi thì rửa trái cây cô thấy mẹ đi về phía phòng ngủ của bảo nguyên thì nói khẽ trong phòng của anh không có gì đáng nghi đó chứ bảo nguyên đưa mắt nhìn theo anh đáp không biết mà nếu có thì cứ bảo của cô là được mà thế còn phòng của cô nói tới đây thì hai người tá hỏa nhược vi vội vàng bỏ trái cây xuống chậu nước làm nước bắn cả lên mặt của người đứng cạnh. Cô vội vàng đi lại bấm chốt cửa, khóa trong luôn. Bà Kiều Giang nhìn qua phòng ngủ của vợ chồng, còn thấy bộ quần áo ngủ đầy sexy vứt trên giường thì tủm tỉm cười. Bà vừa quay đầu lại nhìn thì thấy cô con dâu đang đứng ở cuối hành lang, cười thật tươi, nhược vi nói: "Mẹ." Bà Kiều Giang tủm tỉm bước về phía bếp. Hai đứa cũng có gu lắm đấy nhé. Kiểu này thì chúng ta sắp có cháu bé thật rồi. Ăn tối xong, hai vợ chồng tiễn mẹ xuống đến tận xe rồi mới trở về. Mẹ vừa rời đi thì Bảo Nguyên quay qua nói với Nhược Vi. Cô lên nhà trước đi, tôi phải đi tìm An Hạ. Nhược Vi mỉm cười đáp. Vâng, anh đi đi. Bảo Nguyên đi xuống hầm để xe, còn Nhược Vi thì bấm thang máy trở về căn hộ. Căn nhà lúc này hoàn toàn vắng vẻ, Khiến cho lòng Nhược Vi cảm thấy vô cùng trống rỗng Cô nhìn về căn bếp Nhớ lại mới vài giờ đồng hồ trước Còn đứng đó nói cười cùng Bảo Nguyên Còn bây giờ thì chẳng còn ai cả Cũng chẳng biết đến bao giờ Cả hai mới quay lại giây phút ấy lần nữa Cô nhìn bàn ăn trống trải Lại nhớ lúc Bảo Nguyên gắp thức ăn cho cô Nói cô ăn nhiều một chút Tất cả những cử chỉ Lời nói của anh trong suốt cả buổi tối Đều khiến cô thấy vui vẻ và hạnh phúc trong một khoảnh khắc nào đó cô đã mong tất cả đều là sự thật nhưng hiện thực vẫn mãi là hiện thực cô chỉ là người vợ hờ của anh còn người anh yêu là an hạ nhược vi định về phòng nghỉ thì thấy nó đã bị khóa trong và cô thì không có chìa khóa cả điện thoại cũng đã bị sam ở trong phòng nên bây giờ hết cách không thể mở cửa bảo nguyên lái xe đến trung tâm thương mại tìm an hạ vì sợ cô ta buồn nên anh đã nói cô ấy đi mua sắm rồi anh sẽ đến đón sau khi đến nơi thì anh thấy cô ta sắp dọn hết cả cửa hàng thời trang cao cấp về nhà dưới chân la liệt túi giấy thấy anh đến cô ta phớn phở đứng lên đón anh đến rồi à bảo nguyên vốn thấy có lỗi với an hạ nhưng thấy cô tiêu tiền không tiếc chút nào thế này thì hơi phiền lòng anh không biểu hiện rõ sự khó chịu chỉ là không muốn nói gì thêm với cô ta anh lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên và nói thanh toán tất cả chỗ này cho tôi nhân viên nãy giờ còn sợ an hạ lừa đảo đến làm loạn cửa hàng nhưng sau khi nhìn thấy thẻ ngân hàng của bảo nguyên thì mặt mày sáng rực rỡ khom người nhận lấy rồi đi thanh toán ngay bảo nguyên giúp an hạ chất hết đống đồ cô ta vừa mua vào băng ghế sau an hạ thì vô tư leo lên xe vừa hát vừa bấm điện thoại anh lái xe về mà lòng chỉ nghĩ đến nhược vi cũng là mua quần áo nhưng nhược vi đối với những món đồ anh mua đều rất trân trọng bốn bộ đồ của cô ấy có giá trị chỉ bằng một món đồ mà anh mua cho an hạ vậy mà cô ấy đã rất vui còn nhìn an hạ mà xem đến cả ngó qua cô ấy cũng không thèm cô ấy chỉ vui vì được tiêu tiền và ra vẻ giàu có với người khác mà thôi an hạ lên tiếng anh à chúng ta ra ở riêng đi anh mua cho em một căn hộ mới gần với căn hộ của anh là được mà hai chúng ta ở riêng cho thoải mái với cả em cũng không cần phải trốn chui trốn lủi mỗi khi gia đình anh bất ngờ đến em cảm thấy mình như con rán ấy có người đến là phải bỏ chạy khó chịu chết đi được bảo nguyên vẫn tập trung lái xe anh đáp mua căn hộ không phải chuyện nhỏ để anh suy nghĩ thêm dù sao cũng chỉ ở có một năm Mua thêm thì khá phí tiền Một căn hộ ở chỗ anh có giá An Hạ ngắt lời Anh là giám đốc OCB mà Một căn hộ còn con Thì có đáng gì với anh chứ Anh không thương em sao Bảo Nguyên im lặng không đáp Đôi mày của anh hơi cau nhẹ An Hạ quay qua nũng nỉu Em đã phải chịu thiệt thòi Là người tình bí mật của anh Giờ cả chỗ ở cũng phải chung dạ với người khác Anh không thấy như vậy là rất thiệt thòi với em sao? Bảo Nguyên phải cố gắng nhẫn nhịn để không nổi nóng với An Hạ. Cô nghĩ anh là cái nhà băng, là cái máy in tiền chắc. Anh đáp qua loa. Được rồi, để anh suy nghĩ thêm. An Hạ nghĩ rằng đã vòi vĩnh được Bảo Nguyên nên hí hưởng ngồi lướt điện thoại đầy thỏa mãn. Khi Bảo Nguyên và An Hạ về đến nhà thì thấy Nhược Vi đang ngồi ở phòng khách đợi. An Hạ tỏ ra chán ghét, quay ngoắt bỏ vào phòng ngủ Bảo Nguyên bỏ đống túi giấy xuống đất, lo lắng hỏi Nhược Vi: Có chuyện gì à? Sao cô không đi nghỉ đi? Nhược Vi đứng lên, nhìn thấy đống quần áo mà Bảo Nguyên mua cho An Hạ, lại thấy chạnh lòng. Đúng là người đàn ông sòng phẳng. Anh mua cho cô một, thì bù đắp cho An Hạ gấp mười. Nhìn qua đủ biết anh trân trọng An Hạ đến nhường nào. Nhược Vi ngập ngừng đáp: Tôi, tôi không có chìa khóa vào phòng bảo nguyên nhớ lại khoảnh khắc nhược vi đóng cửa ban nãy thì à lên một tiếng sau đó anh vội chạy vào phòng ngủ tìm chìa khóa nhà rất may là chìa khóa của mọi gian phòng anh đều giữ cẩn thận anh vội chạy ra đưa cho cô thấy ánh mắt cô buồn buồn nhìn đống quần áo anh mới đưa về trong lòng anh nảy sinh một cảm giác áy náy nhược vi nhận lấy chìa khóa rồi vội vàng quay đi cô không muốn để anh biết bản thân đang ghen tỉ nhưng mà chùm chìa khóa đến mấy chục chìa giống nhau nên cô không biết phải dùng cái nào vừa bối rối vừa bấn loạn cảm xúc khiến cô làm rơi cả chùm chìa khóa xuống ngay lúc cô đang định cúi nhặt thì bà nguyên đã nhặt lên cho cô anh đứng ngay sau lưng cô cô vừa quay người lại thì đã gần chạm vào ngực anh anh chọn ra một chìa trong đống chìa đó rồi cúi người mở ra cho cô hai người lại đứng sát gần nhau trong tư thế ám muội nhược vi nín thở ép sát mình vào cánh cửa để tránh động chạm anh thử đến chìa thứ hai thì cửa mở ra nhược vi thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên anh vặn mở thử thì làm cô suýt ngã ngửa ra sao cũng may anh nhanh tay đỡ lấy eo cô kéo cô vào sát người mình nên cô không bị ngã nhược vi xấu hổ quá vội vàng đẩy bảo nguyên ra cảm ơn anh cô bối rối tay chân Thấy để đâu cũng thừa thái Cuối cùng quyết định trốn vào phòng Tất cả những tình huống vừa rồi Đã lọt cả vào mắt An Hạ Đang lén đứng nhìn từ cửa phòng ngủ Cô ta nghiến răng Mắt long sòng sọc, sọc vì ghen tuông Trong phòng làm việc của Bảo Nguyên Anh đang trầm tư nhìn vào màn hình điện thoại Những bức ảnh chụp của thám tử gửi qua Khiến cho anh không khỏi suy nghĩ Tùng Dương gõ cửa sau đó Bước vào trong phòng Dạ anh, Tối nay có một buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty Ali. Anh cần em chuẩn bị gì không ạ? À? Bảo Nguyên tạm rời mắt khỏi điện thoại, anh đáp. Cậu chuẩn bị hoa chúc mừng, thay mặt tôi đến đó chào hỏi đi. Tối nay tôi có việc phải làm rồi. Vâng ạ. À, thế bây giờ anh về nhà luôn ạ? À? Để em báo tài xế đưa xe ra ngoài. Bảo Nguyên nhìn qua đồng hồ đeo tay, bây giờ chỉ mới 6 giờ kém. Anh thở nhẹ ra một hơi rồi đáp. Không cần Tôi còn có việc Sẽ về sau Cậu còn phải chuẩn bị cho sự kiện Thì có thể tan làm sớm được rồi Tùng Dương vui vẻ hớn hở ra mặt Vâng ạ à, Vậy em xin phép Bảo Nguyên ở lại làm việc Chốc chốc lại xem điện thoại Đúng 7 giờ anh rời khỏi công ty Tài xế đã dùng xe đưa Tùng Dương đi sự kiện Nên Bảo Nguyên tự lái một chiếc xe khác Rời khỏi công ty Anh nhìn thấy Nhược Vi Đang đứng đợi xe buýt Cô vẫn luôn ăn mặc giản dị với quần jean áo thun nên mỗi lần mặc quần áo đẹp một chút là có thể khiến người khác bất ngờ đến ngẩn ngơ. Bảo Nguyên nhớ lại dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu của cô trong chiếc đầm hồng ngày hôm trước rồi vô thức mỉm cười. Nhược Vi đã lên xe buýt. Anh tà tà lái xe đuổi theo phía sau. Đến trạm rừng gần nhà nhất thì Nhược Vi xuống xe rồi đi bộ. Theo thói quen, cô vào siêu thị tiện lợi cách tòa chung cư đang ở khoảng nửa cây số để ăn tối và học bài từ bên ngoài xe bà nguyên vẫn chăm chú dõi theo từng hoạt động của nhược vi khi thấy cô đơn độc vừa ăn đồ ăn liền vừa học bài lại thấy chạnh lòng đáng lẽ cô có thể đưa ra yêu sách bắt anh chu cấp và đảm bảo cuộc sống của cô tốt đẹp hơn vậy nhưng cô đã không đòi hỏi bất cứ gì từ anh cả từ lúc đi du lịch ký hợp đồng hôn nhân và cho đến giây phút này cô luôn chấp nhận mọi đề nghị của anh mà không so đo thiệt hơn. Bên trong siêu thị, Nhược Vi vừa ăn, vừa nhìn cuốn sách nhưng lại chẳng đọc được chữ nào. Dạo gần đây, đầu óc cô hay bị lơ ngơ quá, cứ xảy ra một cái là nghĩ về Bảo Nguyên. Cô nghĩ đến việc sau này anh sẽ cưới An Hạ là lại thấy buồn phiền. An Hạ dạo này cũng rất ngoan ngoãn, cô ta không dám sinh sự với Nhược Vi, dù chỉ một chút, ngay cả gặp mặt cũng không dám. Cô ta suốt ngày ở nhà, chăm sóc nhà cửa chẳng khác nào là một cô vợ đảm còn nhược vi thì chỉ là một khách trọ trong căn nhà ấy vậy bất ngờ cuốn sách của cô bị người ta đưa tay gập lại làm cô giật bắn mình ngước mặt nhìn lên nhược vi còn thảng thốt hơn khi người đó là bảo nguyên anh xếp sách vào ba lô cho cô sau đó gom mấy đồ ăn nhanh của cô lại vào túi ni lông nhược vi đứng dậy khỏi chỗ ngồi lắp bắp hỏi sao Sao anh lại ở đây? Mặt Bảo Nguyên trầm mặc, nghiêm túc khiến cô càng sợ hơn. Anh đưa ba lô cho cô rồi nói. Chúng ta đi ăn tối. Sao cơ ạ? À? Nhược Vi ngạc nhiên đến mức đứng hình chôn chân tại chỗ. Bảo Nguyên đưa tay gạt một hạt cơm nhỏ đang dính trên mép cô xuống. Đôi mày anh khẽ nhếch lên tỏ ra khó chịu. Trái tim anh quả thật đang rất khó chịu. Bảo Nguyên nắm lấy cổ tay Nhược Vi rồi dắt cô đi thẳng ra xe nhược vi chẳng hiểu nổi tại sao anh tỏ ra khó chịu nên rất lo cô vừa bước theo vừa hỏi có chuyện gì xảy ra sao mẹ lại đến à hay bà nội phát hiện ra rồi lần đầu tiên từ khi quen biết anh mở cửa xe cho nhược vi rồi bắt cô ngồi vào ghế phủ đợi anh vào ngồi yên vị rồi cô lại tiếp tục hỏi này có chuyện gì sao anh không trả lời tôi bảo nguyên ngồi yên như một pho tượng một lúc hai bàn tay siết chặt vô lăng nhược vi cảm thấy chuyện khá nghiêm trọng nên lại mon men hỏi tôi đã làm sai cái gì ạ à? bảo nguyên hít thở một hơi sâu rồi cất tiếng giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng cô muốn ăn gì tôi đói bụng rồi vậy thì ghé nhà hàng tam giang gần đây cũng được ở đó có nhiều món cho anh chọn bảo nguyên lại tiếp tục im lặng lái xe nhược vi bám chặt lấy dây bảo hiểm lén lút nhìn bảo nguyên quen anh cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu cô thấy anh khó chịu với cô như thế này có phải cô đã làm gì khiến anh ghét rồi không nhược vi tự hỏi như vậy rồi lại tự buồn một mình hai người vào nhà hàng gọi mỗi người một tô mì gà tươi ra ăn nhược vi ăn được một nửa vẫn canh cánh trong lòng chuyện của bảo nguyên nên lại hỏi anh lần nữa anh không định nói chuyện với tôi luôn à? Bảo Nguyên ăn rất ngon miệng. Anh đã ăn hết phần của mình, không trở lại một giọt nước canh nào. Anh lau miệng rồi đáp. Chuyện gì cơ? Thì... thì nãy giờ anh giận tôi còn gì? Anh phải nói xem tôi sai ở đâu để tôi còn sửa chứ? Bảo Nguyên nhìn ngược vi, mặt tỉnh bơ. Tôi có giận gì đâu, tại vì đói bụng nên hơi cau có một chút thôi. Nhược vi thở vào nhẹ nhõm, sau đó thì ấm ức nói Có thế mà anh cũng tỏ ra nguy hiểm Anh có biết nãy giờ tôi lo thế nào không? Bảo Nguyên nhoẹn miệng cười Cô lo gì? Lo cho tôi à? Ai thèm lo cho anh? Tôi lo quyền lợi của mình bị ảnh hưởng thôi Vì cô nói không lo cho anh Nên anh có hơi buồn Tuy nhiên anh đã giấu những cảm xúc Sao động đó thật nhanh Tếu táo hỏi Vì sợ không có tiền Nên bỏ cả nửa tô mì thế luôn à? À tô mì này sao Tôi không đói Với cả không hợp khẩu vị của tôi cho lắm Vẫn dở hơn tôi nấu Bảo Nguyên ngạc nhiên Cô còn biết nấu mì tươi Nhược Vi tự hào đáp Dĩ nhiên Cha mẹ tôi là đầu bếp nấu mì Có kinh nghiệm hơn 20 năm Ngày xưa tiệm mì của cha mẹ tôi Nổi tiếng nhất phố đó Một suy nghĩ lạ lóe lên trong đầu óc Bảo Nguyên Anh lặng đi vài giây rồi hỏi Cha mẹ cô có mở tiệm mì sao? Nó ở đâu vậy? Nhược Phi đang cắm cúi ăn đốt phần mì, đã trương trong tô, liền ngẩng lên nhìn anh. Thoáng giây cô thắc mắc lý do vì sao anh lại quan tâm, xong lại phủi bỏ đi. Cô cho rằng anh tiện miệng nên mới hỏi cô đáp. Có nói anh cũng chẳng biết đâu. Nó nằm ở một nơi rất xa. Người giàu như anh sẽ chẳng bao giờ đến nơi đó đâu. Nhược Phi không muốn trả lời, nên bảo nguyên cũng không ép buộc cô nói ra anh thanh toán tiền ăn rồi đưa cô về nhà trên đường về anh nói từ ngày mai cô không cần phải ăn ở bên ngoài nữa tôi và an hạ sẽ chuyển sang nhà khác căn nhà này sẽ để cô ở tùy ý khi nào mẹ hoặc bà lên thì tôi sẽ đến nhược vi sốt ruột hỏi vậy là anh sẽ chuyển đi à ừ tôi thấy ở chung cũng bất tiện thật bất tiện nhất là cô Nhược Vi buồn buồn đáp Ra vậy Tôi đã cố gắng không làm phiền đến anh rồi mà Vậy mà anh vẫn thấy phiền ư Bảo Nguyên nhận ra mình nói không rõ ràng Làm Nhược Vi hiểu lầm Nên vội vã đính chính Không Ý tôi không phải nói cô Tôi nói tôi kia Tôi đã khiến cô cảm thấy bất tiện đấy Nếu mà là tôi thì không sao đâu Tôi không thấy bất tiện mà Anh bật cười Không bất tiện Cô lại nói dối nữa rồi Cô tăng ca lúc 7 giờ rồi Lại phải ngồi ở siêu thị Đến 10 giờ mới về nhà Để tránh mặt chúng tôi còn gì Nhược Vi tỏ ra ngượng ngùng Khi bị Bảo Nguyên vạch mặt Tuy nhiên cô đã phát hiện ra điểm bất thường Liền hỏi ngay Sao chuyện gì của tôi anh cũng biết thế Bảo Nguyên bối rối Tìm cách đánh chống lảng Thì tình cờ biết được thôi Cô ăn xong rồi chứ Chúng ta về thôi Lúc này ở nhà của Bảo Huyên An Hạ đang nghe điện thoại từ tên thám tử tư Cô ta đi lại Trong phòng khách Mặt mày cao có tức giận vô cùng Cái gì cơ Bảo Huyên sao anh đi theo dõi Nhược Vi sao Thế còn Bảo Anh làm gì khác không Hiện tại thì không Nhưng tôi cảm giác Bảo Huyên Đang để tâm đến cô gái Nhược Vi này rất nhiều đấy Vậy nên cô hãy cẩn thận Chỉ sợ chưa kịp kiếm được tiền Thì đã bị đá khỏi nhà của Bảo Huyên thôi Hừ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra kể từ bây giờ tất cả những việc bảo nguyên sai khiến anh làm đều phải báo cáo lại cho tôi anh nghe rõ chưa an hạ tắt máy cô ta như phát điên lên vào đầu bứt tai rồi còn định cầm lấy lọ hoa trên bàn nước mà ném xuống tuy nhiên còn chưa kịp làm gì thì bảo nguyên và nhược bi đã mở cửa bước vào thấy anh và cô về cùng lúc cô ta càng điên hơn nhưng lại không dám tỏ thái độ cô ta vội vàng bỏ bình hoa xuống vừa bước đến đón bảo nguyên vừa vuốt lại tóc tai anh về rồi ạ à? sao hôm nay anh về trễ vậy bảo nguyên vẫn đối xử với an hạ rất dịu dàng anh đáp nay anh có chút việc riêng anh đã nhắn em ở nhà ăn tối trước rồi mà em ăn chưa vậy thấy cặp đôi nọ cứ tình trạng ý thiếp nói qua nói lại làm nhược vi hơi khó chịu trong lòng cô thở dài một hơi rồi bước thẳng vào phòng nhược vi đứng thẫn thờ ở cửa phòng một lúc lâu cô nhớ lại khoảnh khắc anh xuất hiện ở siêu thị giây phút ấy đã khiến cho cô thật sự rung động nhược vi bất lực ngồi thụp xuống nhà ôm lấy đầu gối mình mà tự trách cô biết mình đã nảy sinh tình cảm với anh rồi nhưng anh lại là bạn trai của an hạ là người có thể vì an hạ mà làm tất cả cô chẳng có gì ngoài hợp đồng hôn nhân với anh cả cô biết tất cả những đối xử của anh dành cho cô hiện tại chỉ là sự tử tế bảo nguyên tìm thuê gấp một căn hộ khác trong cùng tòa trung cư để tiện việc đi lại nếu lỡ bà và mẹ anh có lên kiểm tra bất chợt thì anh vẫn có thể chạy về ứng phó kịp thời an hạ từ khi biết được bà nguyên đã âm thầm cho theo dõi nhược vi thì lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa hàng ngày cô ta luôn gọi cho thám tử để hỏi thăm tình hình gần như mất ăn mất ngủ vì sợ bí mật sẽ bị lộ ra An Hạ vừa kết thúc cuộc gọi với thám tử Thì mẹ cô ta gọi đến Con à Tháng này con chưa gửi tiền cho cha mẹ đâu đó Sao tháng này lại chậm trễ như vậy Cô ta tức giận hét lên Phiền phức quá Chỉ không gửi tiền một tháng thôi mà Cha mẹ không có tay có chân Để tự kiếm ăn sao Bà mẹ tá hỏa hỏi Này Con ăn nói với cha mẹ như thế đó à Cô ta vỏ đầu Tức giận ngồi phịch xuống sofa và nói cha mẹ chỉ biết đến tiền thôi có biết bây giờ tôi đang lo lắng đến phát điên rồi không có chuyện gì thế tên nhà giàu kia nó đòi đá con sao còn hơn thế hắn bắt đầu cho người điều tra về thân thế của con nhược vi cũng may con đã bịt miệng được tên thám tử đó không thì bởi vậy đến mấy tháng nay không có tiền đâu cha mẹ tự lo lấy thân đi cái con danh đó sao mà nó phiền chết đi được giá mà nó chết luôn với cha mẹ nó thì tốt biết mấy. Lời của bà mẹ làm mặt của An Hạ trở nên rạng rỡ, sau đó cô ta cười đầy danh ma. "Phải, nó lên chết đi thì hơn nhỉ?" Lúc này tên thám tử đang ngồi uống cà phê ở quán bên đường, đối diện với quán cà phê Timo. Hắn ta vừa gác máy của An Hạ xong thì nhếch mép cười. Hắn bắt đầu lướt qua những tấm ảnh mà hắn chụp được trên điện thoại. Tất cả những hình ảnh ở trường, ở quán cà phê của Nhược Vi đều được chụp lại. Tiếp sau đó là một vài hình ảnh khác như cô nhi viện, tòa nhà ca hay thậm chí bức ảnh mà cô chụp vào ngày đầu tiên đến cô nhi cũng được lưu trữ lại. Tên thám tử thầm nói, cô gái này có vẻ thú vị đây. Buổi trưa ở trường đại học A, nhược vi đang tan trường cùng thanh sinh thì thấy đám sinh viên vây quanh một ai đó, ồn ào xin chữ ký và chụp ảnh. Khi bước đến gần, thì Nhược vi nhận ra đó là An Hạ. Thanh Sinh không biết mối quan hệ của Nhược Vi và An Hạ nên tỏ ra rất thích thú. Trời ơi, đó không phải là cô người mẫu An Hạ à? Cô ấy đến trường mình làm gì thế nhỉ? Nhược Vi thở dài, định bỏ đi thì An Hạ rời khỏi đám đông, bước thẳng đến chỗ cô. Thanh Sinh bị choáng trước nhan sắc xinh đẹp của An Hạ, cô bạn mắt long lanh nhìn An Hạ, không giấu được sự ngưỡng mộ. Chào chị ạ, à, em rất hâm mộ chị an hạ cười giả tạo đáp cảm ơn em nhé nhược vi mặt lạnh tênh nói cô đến đây làm gì chúng ta đi đâu nói chuyện đi tôi không có rảnh để nói chuyện với cô nhược vi định bước đi thì an hạ lại nói không muốn tôi làm ầm lên ở trường của cô thì ngoan ngoãn lên xe nói xong cô ta đủng đỉnh bước lên xe hơi nhìn chiếc xe này quen quá Hình như là chiếc mà Bảo Nguyên hôm trước đã chở cô về Đến xe riêng anh cũng tặng cho An Hạ Khiến cho lòng ghét tị của Nhược Vi lại càng tăng lên gấp bội Không muốn làm ẩm ý mọi chuyện Nên Nhược Vi quyết định lên xe theo An Hạ Thanh sinh thấy lạ thì nắm tay hỏi Có chuyện gì thế? Bà quen với An Hạ à? Nhược Vi hững hở đáp Không có quen biết gì cả Tôi cũng chẳng biết tại sao cô ta ở đây nữa thanh sinh lo lắng bà đi theo cô ta có ổn không nhược vi cảm thấy rất ấm lòng trước sự quan tâm của bạn thân cô mỉm cười đáp không sao đâu chỉ là nói chuyện thôi mà thôi tôi đi đây nhược vi bước vào xe ngồi cùng băng ghế sau với an hạ cô ta đưa nhược vi đến trước cổng một cô nhi viện khiến mặt nhược vi tối đi thấy nhược vi lộ ra sự sợ hãi an hạ vô cùng thích thú cô ta bảo tài xế rời khỏi xe rồi nói chuyện riêng với Nhược Vi Nơi này có nhiều kỷ niệm với mày quá nhỉ Một con nhỏ không cha không mẹ Không biết làm cách nào Đã cưới được cả tài phiệt Chẳng biết mày thấy tự hào chỗ nào Khi bản thân mình là nguyên nhân cái chết của cha mẹ Đã vậy còn là một đứa trẻ quậy phá Và nổi loạn trong viện Nhược Vi siết chặt tay thành quyền Nước mắt vòng quanh Cô nhìn An Hạ gần giọng nói Cô láo quá Tôi không hề như vậy An Hạ khoanh tay, nhếch môi cười. Láo hay không, bản thân mày là người hiểu nhất mà. Bất thình lình, cô ta tóm lấy cổ của Nhược Vi, đè chặt đầu cô vào cửa sổ của xe hơi. An Hạ nghiến răng, mắt long sọc sọc nói. Tao ghét nhất cái kiểu đạo đức giả, vợ hiền lành thiên thần của mày. Mày luôn tỏ ra đáng thương, ngây thơ trong sáng để lấy sự thương hại của người khác. Nhưng không ai biết rằng mày cũng là một con quỷ, một con rắn độc ác như thế nào. Mặt nhược vi đỏ bầm Cô út hận nhìn An Hạ Cố gắng gỡ tay cô ta ra khỏi cổ của mình Mày đang nói chính mày đó à Con quỷ Con rắn độc chính là mày đó Nhược vi dùng hết sức Đẩy An Hạ ra khỏi mình Thành công thoát được bàn tay tử thần của cô ta An Hạ phủi tay nói Tao chỉ muốn nhắc Để khỏi mày quên thôi Đừng có diễn trò ngây thơ đáng thương trước mặt Bảo Nguyên nữa Tao có thể cho mày sống Thì cũng có thể cho mày chết bất cứ lúc nào như cách mà tao đã từng làm nếu còn để tao nhìn thấy mày lởn vởn đưa tình với bảo nguyên thì lần sau xiết cổ mày là một sợi dây thừng đấy nhược vi sợ hãi run người cô vội vàng mở cửa xe rồi bước xuống chân tay bủn rủn ngã cả xuống đường an hạ lái xe rời đi bỏ rơi nhược vi lại trên đoạn đường vắng vẻ nhược vi bật khóc nước nở cô nhớ về cái chết của cha mẹ nhược vi là con gái duy nhất của cha mẹ nên rất được cưng chiều từ bé cô đã được sống như công chúa muốn gì được nấy dù cha mẹ cũng không khá giả gì năm đó cô được nhà trường cử đi thi múa cô rất thích một bộ váy thiết kế trong tiệm nọ nhưng phí quá đắt nên cha mẹ đã không thể mua cho cô được cô cảm thấy cha mẹ không còn thương mình nên đã bỏ nhà đi hại cả ngày hôm đó cha mẹ phải đi tìm cuối cùng họ bị tai nạn trên đường chỉ vì đi tìm cô khi cô bị gia đình chủ đẩy vào cô nhi viện Vì bản thân vốn được nuông chiều Và chăm sóc rất kỹ Nên vào môi trường sống tập thể Cô vô cùng lạc lõng Kiểu cách của cô bị đám trẻ con Ở trong viện cho rằng chảnh trẻ Cô bị đám trẻ con cô lập và bắt nạt Nhưng vì tính cách cũng không hề hiền lành Nên Nhược Vi đã đánh lại Cô hung hãn đến mức đánh một đứa phải nhập viện Cô đã bị bỏ đói suốt hai ngày Cho đến khi bản thân không chịu nổi nữa Phải quỳ khóc xin ăn thì mới được tha kể từ ngày đó thì cô biết được thế giới tàn nhẫn ra sao từ đó cô không còn bướng bỉnh đối đầu với thế giới này nữa cô biết rằng bản thân chỉ là công chúa của cha mẹ còn với thế giới này cô chẳng là gì cả cần phải biết điều nhẫn nhịn thì mới có thể sống yên được an hạ nói đúng cô vốn chẳng thánh thiện hay tốt lành gì cả cô lấy gì mà xứng với người tốt bụng như bảo nguyên chứ nếu anh biết được cô là người ra sao thì có lẽ sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa vì ở khác nhà nhau nên bảo nguyên và nhược vi lại càng không có cơ hội gặp nhau bảo nguyên ngồi trong văn phòng hợp đồng và dự án chất chồng nhưng anh lại không tập trung làm nổi anh bất ngờ lao ra khỏi phòng làm việc khiến cho đám nhân viên hết cả hồn tùng dương lo lắng hỏi anh cần gì vậy ạ à? anh thoáng bối rối định bảo trợ lý đặt cà phê timo mang lên cho anh nhưng nghĩ lại Có lần người khác đã lên giao Chứ không phải là người anh đang muốn gặp Nên đành nuốt lại mấy lời Tính nói vào bụng Bảo Nguyên đáp Không có gì Tôi có việc phải ra ngoài một chút Nếu có ai tìm Thì hẹn hôm sau giúp tôi Vâng anh Bảo Nguyên vội vàng rời đi ngay Đám nhân viên bắt đầu xì sầm Dạo này sếp có chuyện gì vậy nhỉ Thấy tính khí sếp thất thường quá Hay là cãi nhau với vợ nhỉ một anh nhân viên trông đứng tuổi nhất đám ra vẻ hiểu biết nói nhìn cái kiểu sốt ruột của sếp thế kia thì một trăm phần trăm tôi đoán là sếp đã làm cho phu nhân giận nên đang lo lắng tìm cách giảng hòa tùng dương gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn của anh ta làm anh ta giật mình tùng dương cười đáp đừng bàn về đời tư của sếp anh ấy biết thì anh tiêu đời đấy nhân viên đó lập tức sợ run vòi cười thảo mai a à, ừ Tôi biết rồi, tôi xin im. Tùng Dương cảnh cáo đồng nghiệp xong thì quay vào nhìn phòng làm việc của sếp. Thật ra anh cũng biết dạo gần đây tâm lý của sếp không được tốt nhưng không phải là giận vợ như lời anh trai kia nói mà giống như sếp đang yêu đơn phương ai đó thì đúng hơn. Bảo Nguyên bước vào quán Timo đảo mắt khắp nơi tìm kiếm Nhược Vi. Anh lấy cớ đặt cà phê cho cả văn phòng để hỏi dò về Nhược Vi. Người anh hỏi dò lại là chị Thu bà chúa mê trai đẹp chị thu thấy anh xuất hiện thì mắt đã biến thành hai quả tim hồng từ bao giờ nhưng mặc kệ cho chị hết sức làm duyên làm sáng anh lạnh lùng hỏi tôi muốn hỏi về nhược vi cô ấy hôm nay không đi làm sao chị thu chưng hửng vì mất cả buổi đông đưa lại chỉ nhận được sự hững hở của trai đẹp tuy nhiên anh hỏi về nhược vi chị em tốt của thu nên thu vui vẻ đáp ngay à nhược vi Vy cô ấy hôm nay báo bệnh không đi làm ạ à? bảo nguyên lo lắng hỏi lại ngay cô ấy bệnh sao cô ấy bị bệnh gì nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh khi hỏi về nhược vi cũng khiến cho thu vô cùng bất ngờ cô đáp tôi cũng không biết mà anh là ai sao lại hỏi về nhược vi bảo nguyên chẳng để ý câu hỏi của thu anh bấm số gọi cho nhược vi trong lúc đợi cô bắt máy thì anh nói với thu Cô mang cà phê lên phòng marketing của OCB dùng tôi Nói họ là sếp đã trả tiền Nói xong thì anh quay người rời khỏi quán Chị Thu chăm chú nghe dặn dò Nhưng sau đó thì tá hỏa nhìn theo Bóng người đàn ông đang xa dần Thu suýt thì đã ngất tại chỗ Khi biết người mà mình vừa nói chuyện Cũng chính là CEO quyền lực của OCB Đã vậy Anh ta còn đang hỏi thăm về Nhược Vi Chị Thu vui vẻ hí hửng tự nói với lòng Trời ơi, Nhược Vi ơi Công lao chị để em đi giao cà phê cho OCB Bây giờ đã được đền đáp rồi Còn được CEO để ý Cuộc đời em đã đến lúc lên hương rồi Bảo Nguyên gọi mãi cho Nhược Vi Mà cô không bắt máy Nên vô cùng lo lắng Anh quyết định chạy xe về nhà xem thử Cô có làm sao không Trên cả quãng đường về nhà Anh không ngừng gọi điện Lòng nóng như lửa đốt Về đến nơi Anh vội vàng mở toan cửa Rồi chạy vào trong tìm kiếm Nhược Vi Cô không có trong phòng ngủ Cả phòng vệ sinh hay bất cứ phòng nào cũng không thấy có Chiếc điện thoại rè rè rung lên Nó bị cô bỏ quên ở trong phòng vệ sinh Bảo Nguyên đang định bấm gọi cho thám tử Để tìm manh mối Thì nghe bên ngoài cửa có tiếng nhấn bàn phím Anh chạy vội ra ngoài xem Thì thấy Nhược Vi Ho sủ sụ bước vào Trên tay còn cầm túi thuốc Và cả đồ ăn liền ở siêu thị Cô vừa quay qua nhìn thấy sự hiện diện của anh thì vô cùng ngỡ ngàng. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, dáng vẻ tiểu tụy đáng thương của cô làm trái tim anh đau nhói. Cô ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại về nhà giờ này? À, anh về lấy thêm đồ à? Nhược vi sỏ dép đi trong nhà vào. Định cứ thế mà bước qua bảo nguyên nhưng đã bị anh giữ tay lại. Anh đứng đối diện cô, nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan sự lo lắng cô cũng nhìn anh vừa hoang mang vừa chờ đợi bảo nguyên không làm gì khác anh nhìn cô một lúc rồi lấy túi đồ ăn và thuốc của cô anh nói bệnh mà chị ăn mấy thứ vớ vẩn này thôi sao vào phòng nằm nghỉ đi tôi nấu gì đó nóng sốt cho cô ăn nói xong anh quay người đi thẳng về bếp lấy tạp dề nhược vi không muốn phiền anh thêm nên đi theo sau nói không cần đâu mà chỉ là cảm nhẹ tôi ăn tạm rồi uống thuốc là khỏi thôi anh còn nhiều việc mà mau đi làm đi đừng quan tâm đến tôi anh bất ngờ quay lại tấn cô vào bàn ăn khiến cô căng thẳng mặt anh cất giọng đe dọa mà ánh mắt lại rất ấm áp bây giờ cô muốn tự vào phòng hay để tôi bế nhược vị đang sốt mà còn bị chọc cho nóng người thêm cô lắp bắp nói được rồi tôi vào phòng bảo nguyên vào bếp một loáng đã nấu cho nhược vi một tô cháo thịt bằm thơm nước mũi anh bưng cháo vào tận phòng cho nhược vi cô lúc này đang nằm trên giường và ngủ quên trong lúc đợi anh bảo nguyên đặt tô cháo lên tủ cạnh giường rồi ngồi xuống ngắm nhìn nhược vi cô vừa hiền lành vừa hiểu chuyện đúng là một cô gái tốt anh biết vì cô tốt nên bản thân đã vô thức bị cô thu hút tuy nhiên anh đã có người yêu là an hạ nên không thể dành tình cảm cho cô anh biết bản thân đang làm những trò thật giống với bắt cá hai tay Nhưng cái gì càng cố gắng tránh né Thì lại càng đậm sâu Bảo Nguyên thở dài Trong lòng thầm nói Tôi sẽ quan tâm cô nốt lần này thôi Bảo Nguyên nhẹ nhàng lay nhược vi dậy Đưa cháo cho cô ăn Rồi còn cẩn thận lấy nước Và thuốc mang vào tận giường cho cô Sau khi cô ăn uống đầy đủ Anh còn dặn dò Ngủ một giấc đi Ngủ một giấc dậy sẽ đỡ hơn thôi vâng thôi anh mau đi đi ở công ty chắc còn nhiều việc lắm tôi uống thuốc là ổn ngay ấy mà ừ có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi nhé tôi biết rồi cẩn thận đắp chăn lại cho nhược vi xong thì bảo nguyên mới rời khỏi phòng cánh cửa kia vừa đóng lại nụ cười trên môi nhược vi liền biến thành đôi môi run rẩy cô nhắm mắt hai tay áp lên lồng ngực đang đau đớn của mình cô cắn chặt môi chỉ sợ người bên ngoài có thể nghe được tiếng khóc nước mắt chảy ngược về thái dương trái tim cô thật sự đã thương người đàn ông này mất rồi nhược vi khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp lúc nào không hay khi tỉnh dậy thì cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều cô đang định đi ra ngoài phòng bếp tìm đồ ăn thì nhìn thấy bảo nguyên đang nấu cơm anh đã thay đồ ở nhà và vào bếp như một anh chồng thấy cô dậy anh liền mỉm cười vui vẻ chào dậy rồi à cô thấy ổn hơn chưa Nhược Vi ngạc nhiên vô cùng Cô ngập ngừng hỏi Sao, sao anh còn ở đây? Bảo Nguyên vừa đào nồi nước hầm xương trên bếp Vừa nói Tôi nghỉ một buổi ở nhà chăm người ốm Dù sao lúc ốm đau Là lúc con người ta nhạy cảm nhất mà Tôi sợ cô tỉnh dậy không thấy ai lại buồn Bảo Nguyên bưng một tô mì nóng sốt Đến bàn ăn rồi nói Nào, mau lại ăn thử đi Làm mì tươi, làm sẵn nên chắc không ngon bằng của cha mẹ cô nấu đâu. Nhưng mà có lẽ sẽ không đến nỗi tệ, vì đây là món mì do CEO của OCB nấu mà." Nhược Vi bật cười, cô bước tới kéo ghế và ngồi xuống ăn ngon lành. Bảo Uyên chăm chú nhìn biểu cảm của Nhược Vi, chờ mong nhận được một lời khen, nhưng mà cô cứ cắm đầu ăn mãi, khiến anh thấy hơi lo lo. "Không ngon à? Nếu không ngon thì không cần phải ăn đâu." "Này." Anh nắm vai Nhược Vi, cái nắm vai như là viên sỏi ném vào ly nước trực tràn. Cô ngẩng lên nhìn anh, dòng lệ vòng quanh đôi mắt đỏ au. Anh rụng rời tay chân khi nhìn thấy cô khóc. Có chuyện gì sao lại khóc? Giờ thì cô khóc lớn thành tiếng. Anh bước đến định an ủi cô thôi, nhưng lại bị cô ôm chặt lấy. Anh không từ chối, cứ đứng vậy làm khăn lau nước mắt cho cô một lúc lâu. Cô khóc chán chê xong thì bỏ anh đi cô nói cảm ơn anh vì bữa tối tại từ trước đến giờ mỗi lần bệnh tôi đều chỉ có một mình nên hôm nay anh làm tôi hơi xúc động thôi anh mau về đi giờ này chắc an hạ đang chờ anh đó nhược vi không nhìn vào mắt bảo nguyên thêm lần nào nữa cô nói xong thì hờ hững quay người trở về phòng ngủ nhược hạ đang định đóng cửa phòng thì bị bàn tay của bảo nguyên ngăn lại cô nhìn thấy anh lại càng sợ hơn cô sợ bản thân sẽ nói những điều không nên nói nhược vi vờ như bản thân không sao cô hỏi anh còn cần gì à bảo nguyên cảm thấy rất dối trí anh đơn giản là không muốn thấy nhược vi buồn bã mà thôi tuy nhiên cô đã liên tục cảnh báo anh anh còn không mau về à còn an hạ đang đợi anh đó đừng ở đây nữa dù sao thì cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng anh quan tâm tôi nhiều như thế này không sợ an hạ buồn hay sao tôi còn phải nghỉ ngơi anh về đi nói xong cô phũ phàng đóng cửa lại để ngăn chặn việc bản thân muốn vượt qua giới hạn với bảo nguyên điện thoại cô có tin nhắn đến tôi về đây giữ gìn sức khỏe cô bật cười nước mắt lại rơi xuống anh quay về với an hạ như điều cô muốn thế mà cô lại đau lòng bảo nguyên quay về nhà với an hạ cô ta sốt ruột đón anh tận cửa ngọt ngào cuốn quýt như thể một chú cún con. Anh đi làm về trễ vậy ta? Có mệt không anh? Hôm nay em đã nấu rất nhiều món anh thích đấy. Bảo Nguyên hững hờ nhìn qua bàn ăn thịnh soạn rồi nói. Anh hơi mệt, anh không ăn đâu. Nói xong thì anh đi thẳng vào phòng, mặc kệ cho ăn hạ đứng bẩn thần giữa nhà. Sau khi tắm rửa xong, anh cũng làm việc riêng, chẳng hề nói năng gì đến cô ta, làm cho cô ta càng thêm lo sợ nhìn cái vẻ mặt nghiêm nghị của bảo nguyên cô ta chỉ sợ anh đã biết được gì đó rồi nên mới tỏ ra chán ghét cô ta như thế sau khi làm việc đến tận khuya anh trở về phòng ngủ thì không thấy an hạ anh đi tìm thì thấy cô ta ngồi ngoài ban công khóc đến đỏ mắt anh đau lòng ngồi xuống cạnh cô ta hạ anh xin lỗi an hạ sợ cái bài khóc lóc ra anh hết thương em rồi có phải không Bây giờ anh đang cảm thấy em rất thương mắt có đúng không? Bảo Nguyên vô cùng khó xử. Anh xin lỗi, là tại anh đã khiến em tổn thương. An Hạ nước mắt lưng tròng, cô ta nói, nếu anh cảm thấy không còn thương em thì chỉ cần nói một câu thôi, em không muốn ép anh phải ở bên cạnh em. Cái gì mà định mệnh, cái gì mà ân nhân, em đều không quan tâm. Không còn thương em nữa thì cứ chia tay em đi. Đừng lửng lơ rồi làm cả hai đều tổn thương Phải lén lút yêu anh thế này Em đã đủ mệt mỏi rồi Em không muốn hàng ngày phải nghĩ cách giữ chân anh nữa An Hạ bật khóc Bảo Nguyên vội ôm cô ta vào lòng Vỗ về an ủi Anh xin lỗi Tất cả là do anh Từ nay anh sẽ không để em phải suy nghĩ nữa Anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy mình bị bỏ rơi nữa Đó cũng chính là suy nghĩ thật lòng nhất của Bảo Nguyên lúc này anh đã để con tim mình quá tự do để rồi có cảm tình với nhược vi lúc nào không hay là do anh đã quá nuông chiều bản thân từ giờ trở đi anh nhất định sẽ nghiêm khắc với mình hơn anh sẽ không quan tâm đến nhược vi nữa sáng hôm sau ở văn phòng của bảo nguyên nhân viên chạy đôn chạy đáo làm việc vì sếp của họ hôm nay không được vui mọi sản phẩm và kế hoạch quảng quá đều bị bác bỏ và bắt làm lại các trưởng bộ phận bị bắt vào họp từ lúc 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa vẫn chưa được tha. Tùng Dương thấy mọi người đều có vẻ mệt, chỉ có sếp của anh là vẫn còn hăng hái. Anh nhỏ nhẹ đến bên nói khẽ. "Anh ơi, đã quá giờ nghỉ trưa rồi ạ. Hay chúng ta tạm nghỉ một chút, rồi đầu giờ chiều họp tiếp có được không anh?" Bảo Nguyên nhìn qua đồng hồ, vì mải làm việc nên đúng là anh không để ý đến thời gian. Nhìn hết lượt nhân viên của mình, đều đã có vẻ mệt mỏi anh mới buông giấy bút mà nói thôi được rồi chúng ta tạm dừng tại đây nói xong thì anh quay trở về phòng làm việc của mình ngay tùng dương đi theo sau anh và nói anh ơi điện thoại anh đổ chuông từ sáng đến giờ đó ạ à? bảo nguyên ngồi xuống ghế ngoáy cổ cho đỡ mỏi thậm chí còn chẳng muốn nhấc chiếc điện thoại đang vứt ở bàn lên xem thử là của ai gọi cậu không thể xử lý thay cho tôi được à Tùng Dương gượng cười đáp Dạ cái này hơi tế nhị Nên em không dám Vì người gọi là vợ anh ạ à? Bảo Nguyên lúc này Mới tá hỏa bóc điện thoại lên xem Số điện thoại được anh ưu ái Lưu là vợ ấy Chính là Nhược Vi Cô đã gọi nhớ cho anh hơn chục cuộc Lo cô gặp chuyện gì Nên anh gọi lại ngay Sau một lúc đổ chuông Thì Nhược Vi cũng bắt máy Bảo Nguyên sốt ruột hỏi Có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy? Anh nghe thấy tiếng xe cổ ồn ào và cả tiếng xe buýt vang lên trong điện thoại nên đoán cô đang ở trạm chờ. Cô hở hững đáp. Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi chỉ muốn thông báo cho anh một tiếng thôi. Tôi đang trên đường về vạn ra. Cô về đó làm gì thế? Mẹ và bà gọi về à? Không. Là tôi có chuyện cần nói với họ. Nhược Vi vừa chọn được một chỗ ngồi trên xe buýt. Giọng cô có vẻ bình thản nhưng mặt cô thì buồn bã vô cùng ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn ra bên ngoài đường phố tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân giả dối này bảo nguyên đứng bật dậy hốt hoảng nói không được cô định về nói hết cho mẹ và bà tôi biết sao đúng vậy tôi cứ sống như thế này cảm thấy anh náy và tội lỗi lắm tôi không thích làm vợ hờ của anh cũng không cần anh phải thực hiện điều khoản của hợp đồng bây giờ bây giờ tôi chỉ muốn được sống yên ổn thôi bảo nguyên vội vàng bước ra khỏi văn phòng và đi ra thang máy khoan đã chuyện này cô phải bàn với tôi trước chứ tôi tôi còn chưa đồng ý mà nhược vi gượng cười cái này là tôi đơn phương hủy hợp đồng mà cũng không cần ai phải đồng ý cảm ơn anh vì thời gian qua đã quan tâm tôi tôi tắt máy đây nhược vi vội tắt máy ngay cô phải cố gắng điều hòa nhịp thở để bản thân không rơi nước mắt Cô không chịu nổi cảm giác yêu đương đơn phương với một người mà họ đã có người yêu. Cô không thể làm kẻ thứ ba trơ chẽn như vậy được, nên đã chọn quyết định ra đi. Khi tình cảm của cô dành cho anh còn chưa đậm sâu, quyết định ra đi là sáng suốt nhất. Bảo Nguyên bị Nhược Vi tắt máy ngang thì cứ như phát điên, anh xuống đến tầng hầm rồi lái xe rời đi ngay. Trên đường về vạn ra, vẫn cố gắng liên lạc với Nhược Vi lần nữa, nhưng cô không bắt máy nữa đến cuộc gọi thứ tư thì cô khóa máy của anh luôn giờ chưa cao điểm nên đường phố kẹt cứng làm cho bảo nguyên đi về nhà chậm hơn bình thường anh đã cố gắng gạt cô ra khỏi cuộc sống của mình nhưng khi nghe tin cô rời đi lại không đành lòng anh không muốn để cô đi một cách ấm ức như vậy anh càng không hiểu nổi bản thân đã làm gì không tốt để cho nhược vi dứt khoát hủy hợp đồng mà không thèm bàn bạc với anh một lời dù chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng anh đã rất trân trọng mối quan hệ giữa anh và cô cơ mà anh không hiểu tại sao cô lại ghét anh đến vậy ngay cả nói chuyện với anh lần cuối cũng không thể mất một tiếng đồng hồ thì bà nguyên mới lái xe về tới vạn gia anh vội vàng chạy vào trong nhà thì nhìn thấy bà và mẹ đang ngồi ở phòng khách với gương mặt không thể nào buồn hơn anh buông xuông tay cả cơ thể mỏi mệt và trái tim thì thoáng đau nhói Nhìn quang cảnh tĩnh lặng và nhược vi thì không có mặt ở đây thì Bảo Nguyên biết rằng mình đã tới chậm. Bà Kiều Giang nhìn anh đầy ý giận. Anh bước đến cúi đầu nhận lỗi. Con xin lỗi bà, con xin lỗi mẹ. Bà Minh Hạnh buồn đến mức chẳng muốn nhìn mặt cháu trai. Bà chỉ thở dài và nhìn đi chỗ khác. Bảo Nguyên không dám ngồi xuống. Anh cảm thấy mình nên đứng để nhận lấy lời trách mắng của hai phu nhân. Bà Kiều Giang thở dài một hơi rồi nói Mẹ không ngờ Lớn từng này tuổi đầu rồi Còn bị các con mang ra làm trò đùa Cả nhà chúng ta đã vui biết bao Khi có thể tổ chức một hôn lễ long trọng Cho con và Nhược Vi Thế mà hai đứa nỡ lòng nào Lại mang chuyện hôn nhân ra làm thành một bản hợp đồng Vớ vẩn thế này Bà Kiều Giang chỉ vào tờ hợp đồng Mà Nhược Vi bỏ lại trên mặt bàn Nhìn thấy nó Lòng bà Nguyên càng cay đắng thêm Anh đáp con xin lỗi ạ, à, con sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện. Dĩ nhiên là con phải chịu trách nhiệm. Nhược Vy ban nãy cứ khăng khăng nói là lỗi do nó, nó chán nên mới hủy hợp đồng. Nhưng mẹ biết thừa là do con không ra gì nên con bé mới phải bỏ con. Xem đi, cái hợp đồng toàn là điều có lợi cho con bé, mà con bé còn chẳng thèm ngó ngàng tới. Con bé đúng thật là rất ghét con đó. Bảo Nguyên thấy mẹ mắng có điều gì đó hơi không đúng lắm, quay đi quay lại. Bà vẫn đang chê con trai bà vô dụng. Anh nhìn mẹ, bà thở dài rồi nói. Cũng vì mẹ và bà quá gấp gáp, muốn con và Nhược Vi lên đôi, nên hai đứa mới phải làm cái trò con nít này. Bây giờ con tính thế nào đây? Bảo uyên lúng túng một lúc, không biết nói gì, mẹ lại phải lên tiếng. Hai đứa cứ thế này mà chia tay thôi à? Có vẻ như con cũng vừa mới biết chuyện này có đúng không? Thế không định nói chuyện với con bé một lần à? Bảo Nguyên như hiểu ra, anh vội vàng nói: "Vâng, con xin phép, bây giờ con phải đi tìm Nhược Vi đã ạ." Bảo Nguyên lập tức rời khỏi bạn ra. Anh cũng chẳng biết sẽ nói gì với Nhược Vi nữa, nhưng ít nhất bây giờ anh phải tìm được cô đã. Bà nội và mẹ nhìn theo anh, bà Minh Hạnh nói: "Xem chừng có đứa phim giả tình thật rồi. Thôi, việc nó bày ra thì tự dọn vậy." Con thật không ngờ hai đứa nó có thể nghĩ ra cái trò này để lừa người lớn. Khi Nhược Vi nói xong, con thật sự đã rất tức giận với con bé. Thế bây giờ con vẫn tức giận sao? Vâng, vẫn tức giận chứ ạ. À? Con đang mong hai đứa sớm có em bé, vậy mà... Lúc này, Nhược Vi đang lang thang ngoài đường. Cô không định về nhà Bảo Nguyên ngay, mà sẽ tìm nhà trọ ở đâu đó, rồi sẽ về lấy đồ sau. Quyết định rời đi, cũng là trong giây phút bột phát vì cô không muốn lụy vào mối tình không kết cục. Nhược Vi đang tính gọi điện cho Thanh Sinh để ở nhờ vài hôm thì điện thoại có số lạ gọi đến. Cô đã chặn số của Bảo Nguyên nên rất sợ anh dùng số khác gọi cho mình. Cô không bắt máy. Đến cuộc thứ ba thì người đó nhắn tin cho cô. Tôi có chuyện liên quan đến Bảo Nguyên, An Hạ và cô. Chúng ta có thể nói chuyện chứ? Nhược Vi vừa tò mò vừa lo lắng. Cô nhắn tin hỏi lại Tôi không có chuyện gì liên quan đến hai người đó cả Cô không tò mò Lý do vì sao Bảo Nguyên Lại lụy tình an hả Dù tính khi cô ta rất xấu xí à Lúc này thì Nhược vi không thể cầm lòng được nữa Cô lập tức hỏi địa chỉ Và đến gặp người bí ẩn này Người bí ẩn không phải ai xa lạ Anh ta là thám tử tư của Bảo Nguyên Cả hai hẹn nhau Ở một quán cà phê vắng vẻ Gần với trường đại học A thám tử thành thật đưa ra toàn bộ số hình ảnh của nhược vi và an hạ ra cho nhược vi xem tôi là thám tử được bảo nguyên thuê để theo dõi cô và an hạ tuy nhiên cô an hạ đã thuê ngược lại tôi để theo dõi cô và giữ kín mọi bí mật về cô và cô ta với bảo nguyên nói cho dễ hiểu an hạ đang làm xáo trộn thông tin khiến bảo nguyên không biết đâu là thật đâu là giả khi nghe nói bảo nguyên cho người theo dõi mình thì nhược vi hơi hụt hẫng dù cho động cơ của anh là gì Thì việc có một người rình mò đời tư của mình Là điều không hề dễ chịu Cô cười khẩy và đáp Anh đang khoe mẽ rằng Bản thân mình là một tên thám tử không chuyên nghiệp Và dối trá đó à Kìa Cô không cần phải nói nặng lời thế Thực chất tôi đang đứng về phía cô cơ mà Tôi đến đây với tinh thần rất thiện chí. Đừng lòng vòng nữa Anh nói vào vấn đề luôn đi Được Không lòng vòng nữa Cô đang thắc mắc tại sao An Hạ lại có thể nắm được trái tim Bảo Nguyên phải không? Rất đơn giản. Anh ta đang hiểu nhầm cô ta chính là ân nhân cứu mạng mình vào 12 năm trước. Bảo Nguyên 12 năm trước từng có ý định tự sát ở tòa nhà ca. May mắn hôm đó có một cô bé đã cứu anh ấy. Sau đó anh ấy phải đi định cư nước ngoài nên mất liên lạc. Cho đến đầu năm nay khi trở về nước thì Bảo Nguyên mới sốt sáng đi tìm lại người ân nhân đó. Bảo Nguyên không có thông tin nào khác ngoài việc cô bé ấy nhỏ hơn anh 2 tuổi và từng sống ở tiệm mì dưới chân tòa nhà ca. Nói đến đây thì có lẽ cô đã hiểu rồi chứ? Những ký ức cũ kỹ đã bị che lấp hơn 10 năm trước theo từng sự kiện của thám tử nói ra mà hiện về rất rõ ràng trong đầu nhược vi. Vì cuộc sống này quá đỗi tàn khốc với cô nên việc cô từng gặp gỡ một anh trai trên sân thượng đã bị lãng quên từ lâu. Thấy cô biểu hiện đã nhớ ra mọi chuyện Thì người thám tử rất vui Anh ta nói tiếp Tuy nhiên cô đã bị đuổi khỏi tiệm mì Và sau đó thì hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của gia đình An Hạ Nên khi Bảo Nguyên đi tìm người Anh ta đã bị gia đình An Hạ lừa gạt Họ đã lấy ảnh của cô ra Và nói đó chính là An Hạ thủa bé Bảo Nguyên không nghi ngờ gì Hoàn toàn tin vào vợ kịch hoàn hảo Mà An Hạ dựng lên Anh ta không hề biết tiệm mì năm đó Đổi chủ và người chủ thứ hai Cũng có cô con gái nhỏ hơn anh ta 2 tuổi Dược vi không thể ngờ Mọi chuyện lại có nhiều uẩn khúc đến vậy Cô cười khổ đáp Ý anh là Bảo Nguyên đã yêu thương An Hạ Vì nghĩ cô ấy là ân nhân của anh ấy Người anh ấy đang tìm Là tôi mới phải có đúng không Đúng vậy Thế anh tìm tôi để làm gì Cô biết đấy Sự thật thì vẫn luôn là sự thật Việc An Hạ không phải người cứ bảo Nguyên một lúc nào đó Sẽ bị phát hiện mà thôi Tuy nhiên tôi biết cô có thù với An Hạ Tôi sẽ giúp cô hạ bệ cô ta Chỉ cần sau khi thành công kết hôn với Bảo Nguyên Thì cô không quên ơn của tôi thôi Nhược Vi cười hát ra Anh đang tính toán thiệt hơn Và cảm thấy bản thân tôi Sẽ mang về quyền lợi cho anh nhiều hơn có phải không Cô rất thẳng thắn đấy Nhược Vi sau khi nghe rõ mọi chuyện Cô sắp xếp lại mọi cảm xúc của mình Rồi thì lại thấy Chuyện cũng chẳng có gì quan trọng Cô ung dung khoanh tay nói với thám tử Tôi không có ý định Sẽ dùng việc này để hạ bề an hạ Như anh nói Sự thật thì sẽ luôn là sự thật Bảo Nguyên sớm muộn sẽ biết mọi chuyện thôi Lúc đó anh ấy sẽ tự biết phải xử lý ra sao Còn về phần tôi Anh đã theo dõi tôi Thì cũng biết tôi là cháu dâu Được trực tiếp chủ tịch lựa chọn Tôi có thừa sức đánh bại An Hạ và có được sự giàu sang phú quý của mình chứ chẳng cần phải mượn vào cái danh ân nhân của Bảo Nguyên để mà làm vợ anh ta nói thế nào nhỉ sau khi nghe anh nói xong thì tôi thấy Bảo Nguyên không đáng để tôi phải lưu tâm anh ta chỉ vì một từ ân nhân mà yêu một người bất chấp người đó có xuất thân ra sao tính nét thế nào tình yêu ấy có thật là tình yêu không người như vậy tôi thật sự không muốn liên quan đến bị Nhược Vi phản pháo lại không chặt một từ khiến thám tử vô cùng bất ngờ. Anh ta nghĩ Nhược Vi sẽ lập tức nhảy bổ vào để có thể xả hết tức giận lên An Hạ. Nhưng anh ta đã tính toán sai. Nhược Vi nói tiếp. Còn nữa, anh hãy xem lại lương tâm nghề nghiệp của anh đi. Kẻ như anh mà cũng đi làm thám tử. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho anh đấy. Tôi sẽ nói chuyện với Bảo Nguyên. Làm ơn anh từ nay, đừng có liên lạc tôi và đi theo tôi nữa. Nói xong cô lập tức đứng lên và rời đi trước sự ngỡ ngàng của thám tử anh ta đã không có được tiền của cô lại còn bị chửi không có lương tâm anh ta xấu hổ cúi mặt thám tử ngửi được mùi bà huyên không còn tin tưởng an hạ nên định đổi sang bắt tay với nhược vi nhưng có ngờ đâu cô là kẻ bất cần không thèm đến tiền tài hay danh vọng của gia đình tài phiệt kia thám tử đã không có được số tiền mà anh ta mong muốn qua cuộc trao đổi này với nhược vi mà thậm chí còn đứng trên bờ vực lỗ nặng. Vậy để cắt lỗ, anh ta đành phải tự đầu thú với Bảo Nguyên trước khi để anh nghe được mọi chuyện từ Nhược Vi. Nhà trọ của Thanh Sinh cũng may là còn chỗ cho Nhược Vi ở tạm. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể tiếp nhận nổi. Tin Bảo Nguyên yêu An Hạ vì tưởng cô ta là ân nhân khiến Nhược Vi vừa vui lại vừa buồn. Nhược Vi đang rất dối, cô không muốn nghĩ ngợi gì nên quyết định tắt hết mọi phương tiện liên lạc cách ly xã hội trong vài ngày nhược vi nhốt mình trong nhà trọ suốt ba ngày còn không cả đến trường chiều đến nhược vi đang ngủ thì bị thanh sinh lật dậy bà mau dậy đi ba ngày rồi nằm như cái xác chết trôi ở đây nhìn bà coi vì cái gì mà phải hành hạ bản thân thế này không không còn là vợ chồng với anh ta nữa thì bà vẫn phải sống tiếp phải vui vẻ yêu đời lên trước bà là người bỏ anh ta cơ mà sao bây giờ lại ra cái dạng như bị đá thế này nhược vi đưa hai tay vuốt mặt rồi gãi gãi cái đầu xù ba ngày trước hội cô đáp phải đóng kịch suốt mấy tháng trời tôi cũng phải biết mệt chứ tôi cần nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng đó bà có biết không hả thanh sinh đứng dậy lục trong tủ ra bộ đồ thể thao rồi ném cho nhược vi thôi được rồi lấy năng lượng nhiêu đấy đủ rồi Mau đi tắm rồi đi chợ với tôi Ở phòng mãi ngu người ra Nhớ phải gội cái đầu bếp kia đi đó Nhược vi không muốn đi tắm Nhưng cô bị bạn déo mãi điếc tai Nên đành nghe theo Chiều đang dần tàn Nhược vi thong song cùng Thanh Sinh Bước đi trên đường Nhược vi nhớ đến mấy lời ban nãy của Thanh Sinh Cô không phải bị người ta đá Nhưng lại đau đớn hơn cả bị đá Tại sao ư? Vì cô đã phải từ bỏ một đoạn tình cảm mà cô đã lỡ thương người ta nhiều hơn tuy nhiên sau khi cô vừa từ bỏ lại nhận được tin động trời khác người cô yêu bốn dĩ đang luôn tìm kiếm cô nhưng vô tri quá nên bị người ta lừa yêu nhầm kẻ thù của cô giờ cô phải làm sao vui vẻ chạy lại nói với anh anh ơi là em nè em là ân nhân của anh nè rồi hai người cưới nhau hay sao thế còn đoạn thời gian anh nghĩ an hạ là cô đã yêu thương cô ta bằng cả trái tim thì sao đây? Nếu chỉ vì một chữ ân nhân mà thay đổi tình cảm, vậy liệu tình yêu mà anh dành cho cô được bao nhiêu là sự thật? Lỡ như có một ngày, có người khác đến nhận làm ân nhân của anh, hoặc có ai đó tốt hơn cô, đến cứu mạng anh, vậy anh sẽ bỏ rơi cô và đi theo cô ấy sao? Vì những nghi vấn rằn vặt đó, nên Nhược Vi không muốn gặp lại Bảo Huyên, cũng không muốn mượn hai chữ ân nhân để phụ thuộc vào anh thêm nữa nhưng nghĩ là như vậy quyết là như quyết vậy lý trí không biết đau nhưng con tim thì lãnh đủ xa rời một người mình còn thương là chuyện không hề dễ dàng mà nhược vi và thanh sinh vừa ra khỏi con hẻm nhỏ thì thanh sinh nói thôi tiêu tôi quên mang ví bà ở đây chờ tôi quay về lấy ví đã nhé nhược vi thở dài ngao ngán trời ạ thế mà dù đi mua đồ Mau về lấy đi Thanh sinh nhanh nhẹ chạy đi Nhược vi thong thả đứng bên vệ đường chờ bạn Cô đang cúi đầu nhìn đôi dép lê Và đếm gạch trên hẻ phố Thì có một đôi giày tây xuất hiện trong tầm mắt Trái tim cô hẫng một nhịp trước khi mắt cô Kịp ngước lên nhìn Và biết đó là ai Bà Nguyên nhìn cô Với ánh mắt nhớ nhung Lộng ngực anh phập phồng theo từng nhịp xúc động đang dâng trong tim. Cô ngạc nhiên hỏi. Sao anh... Cô định hỏi vì sao anh lại biết cô ở đây, nhưng thấy cô bạn tự dưng bắt mình đi dạo, rồi vừa quên ví, thì đã hiểu ra tất cả. Cô thở ra một hơi ngắn, rồi định quay lưng bỏ về. Bảo Nguyên nắm tay cô giữ chặt lại. Vi, đứng lại, nghe anh nói. Cô chấp nhận đứng lại, nhưng người thì vẫn quay đi không thèm đối diện anh. Anh không dám buông tay cô ra vì sợ cô lại chạy mất. Bảo Nguyên nói anh biết hết mọi chuyện rồi trái tim Nhược Vi mềm nhũn ra khoảnh khắc nhìn thấy bảo Nguyên thì cô đã muốn gạt bỏ hết mọi tự trọng để ôm lấy anh rồi tuy nhiên lý trí mạnh mẽ đã chiến thắng nên cô vẫn cẩm cự được cho đến giây phút này bảo Nguyên nói tiếp anh biết em là người con gái mà anh luôn tìm kiếm chứ không phải là An Hạ Nhược Vi ngắt lời vậy thì sao anh biết rồi thì sao cô quay lại nhìn sâu vào mắt anh anh bối rối chẳng biết phải trả lời như thế nào mới có thể vừa lòng cô nhược vi nhận ra bảo nguyên không có sự chuẩn bị nào cho câu hỏi này của cô nên cô cười nhạt rồi nói anh muốn tôi phải vui vẻ lao đến nhận người quen với anh à sau đó thì nói yêu anh và chúng ta lại về bên nhau anh nguyên anh đọc chuyện cổ tích ít thôi nhược vi cố giằng tay ra khỏi bảo nguyên nhưng anh nắm chặt quá cô gắt bỏ tay ra vi à cô hét lên tôi đã bảo bỏ ra bảo nguyên sợ làm nhược vi kích động nên vội buông nhược vi nhìn thẳng vào mặt anh chúng ta đã hết hợp đồng tôi cũng không cần anh phải trả ơn nên là từ nay đừng có đến tìm tôi nữa chúng ta hãy coi nhau là người lạ đi nếu anh còn cho người theo dõi tôi hoặc là làm phiền đến bạn bè của tôi thì tôi sẽ không để anh nhìn thấy tôi một lần nào nữa đâu Nói xong thì cô bỏ về Bảo Nguyên rất muốn níu kéo Nhưng cô đã nói rõ với anh như vậy Anh cũng không biết phải trả lời với cô thế nào Anh đúng là đến đây Vì nhận ra cô là ân nhân của mình Tuy nhiên Chỉ vì hai chữ ân nhân Mà muốn cô yêu anh Thì đúng là quá vô lý rồi Anh thở dài Mắt đau đáo nhìn theo nhược vi Ngày càng xa dần Dù sao nhìn cô bình an và khỏe mạnh thế này Thì anh an tâm rồi chỉ có anh là ba ngày qua mất ăn mất ngủ vì nghĩ về cô thôi nói về chuyện của an hạ và bảo nguyên ba ngày trước khi anh đang trên đường về penthouse vì nghĩ nhược vi sẽ phải quay về lấy đồ thì tên thám tử lật lọng đã báo cáo hết tất cả mọi chuyện cho bảo nguyên biết thế nên anh đã lập tức lên căn hộ mà an hạ đang ở để vạch mặt cô ta lúc anh mở cửa đi vào là lúc cô ta đang nói chuyện điện thoại với thám tử Cô ta đang phát điên Vì thám tử nói sẽ không nhận vụ của cô nữa Mà sẽ hoàn tiền Cô ta mắng Anh còn dám chết tiền à Tôi sắp thành công rồi Tôi sắp trở thành vợ của bà Nguyên Lúc đó anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả được Này Anh có nghe tôi nói không đó Chết tiệt tôi sẽ trả gấp 3 Không gấp 5 lần giá của bà Nguyên Anh không được hủy kèo Alo An Hạ định ném điện thoại đi thì nhìn thấy bà Nguyên đang đứng trưởng mắt nhìn mình. Cô ta run rẩy ngã ngay xuống đất. Bà Nguyên vô cùng thất vọng. Ánh mắt anh đỏ au nhìn cô ta. Cơn giận khiến anh phải gồng cứng người lại để kiềm nén bản thân không cuồng nộ. Anh nhìn cô ta và nói. Còn gì để nói nữa không? Cô còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa đây? An Hạ quỷ trước mặt Bảo Nguyên, chắp tay van xin. Anh à, nghe em giải thích đi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng vậy Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi Tôi hiểu nhầm cô Là người năm xưa đã cứu mình Hiểu nhầm rằng cô yêu tôi Và thương tôi vì tình chứ không phải vì tiền An Hạ bỏ đến Nằm lấy chân Bảo Nguyên khóc lóc nói Không phải đâu anh à Em có thể không phải là ân nhân của anh Nhưng tình cảm em dành cho anh là thật mà Bảo Nguyên chỉ tay ra cửa Tuyệt tình nói Cút Cô mau cút ra khỏi nhà tôi đừng để tôi phải nhìn thấy thứ giả dối ô uế như cô trong tầm mắt của tôi nữa anh nguyên sao anh có thể cạn tình cạn nghĩa như vậy anh không thương em một chút nào sao bảo nguyên nhét môi cười ánh mắt bất lực và chán trường nhìn an hạ tôi phải thương cô thế nào đây cô đã từng thương tôi chưa tôi vì cô mà làm bao nhiêu chuyện chiều chuộng chăm sóc cung phụng cô như bà hoàng cuối cùng cô lại chỉ đang đào mỏ lừa gạt tôi thôi Tôi phải thương yêu cái loại đàn bà hám danh lợi như cô nữa sao? Tôi là người phàm, chứ không phải là thánh. Cút đi, trước khi tôi kiện cô ra tòa với tội danh lừa đảo. Mắng cô ta xong, thì bà Nguyên bỏ đi. Anh vội về căn penthouse để xem thử Nhược Vi có ở đó không. Tuy nhiên người anh cần tìm đã trốn biệt. Anh khó khăn lắm mới gặp được Thanh Sinh và cầu xin cô ấy giúp anh được gặp và nói chuyện với Nhược Vi một lần. Nói gì cũng được, miễn là anh có thể gặp và thấy cô bình an cuối cùng thì anh cũng gặp được Nhược Vi chỉ là cô không thích anh như anh mong muốn cô nói đúng tình cảm của anh dễ bị thao túng như vậy cô gái nào dám tin để mà yêu anh chứ ngày thứ tư sau khi rời khỏi Bảo Nguyên Nhược Vi cuối cùng cũng đã chịu đi học trở lại nói như thanh sinh cô dù không còn làm dâu nhà Tài Phiệt thì vẫn phải tiếp tục sống mà cô đi học buổi sáng định trưa sẽ ghé qua nhà bảo nguyên để lấy đồ sau đó thì tìm một căn nhà trọ nào đó ổn ổn để ở tuy nhiên tất cả suy tính của cô đều không thành khi trưa hôm đó khi vừa tan học thì bà kiều sang đích thân đến trường đón cô về nhà tại vạn gia bà hạnh minh nói cháu không kết hôn với bảo nguyên nữa cũng không sao nhưng cháu vẫn là thành viên của vạn gia đồ đạc của cháu vẫn còn ở đây cháu vẫn còn là ân nhân của bà kia mà bà và cháu đâu có thể cứ thế mà cắt đứt quan hệ được phòng của cháu ở vạn gia vẫn còn đó cháu từ nay cứ về sống với chúng ta đi ba người phụ nữ sống thật vui vẻ ở vạn gia không cần bất cứ người đàn ông nào xen vào cả nếu cháu ghét bảo nguyên bà sẽ cấm nó không được đến đây khi cháu có mặt ở nhà vậy có được chưa nào nhược vi xúc động không nói thành lời trên đời này chắc chỉ có một mình bà hạnh minh là đối xử quá tốt với cô như thế này thôi sự tốt bụng của bà càng khiến Nhược Vi anh náy gấp bội. Cô không dám nhận, lắc đầu từ chối. Bà ơi, cháu không thể làm như thế đâu ạ. À? Bà kiểu sang nói. Sao lại không được chứ? Mẹ cũng suy nghĩ kỹ rồi. Tình cảm của con và bà Nguyên xảy ra nhanh quá, nên mới gây nên cơ sự này. Vì thế lần này, mẹ và bà không can thiệp nữa. Mẹ và bà chỉ muốn các con vui vẻ hạnh phúc thôi. Nhược Vi, cả mẹ và bà đều rất quý con chẳng lẽ con đi mà không nhớ hai người già này chút nào hay sao nhược vi rơm rớm nước mắt nhìn hai phu nhân cô dĩ nhiên là nhớ họ cô còn coi họ như mẹ ruột như bà nội của mình cơ mà nhưng đã nói với bảo nguyên sẽ không gặp anh ta nữa vậy mà giờ cô về ở với mẹ và bà của anh ta thì không phải là đang tự vả mặt mình hay sao cô suy nghĩ một lúc rồi nói con sẽ ở cùng với mẹ và bà nhưng mà... Nhưng mà có thể giấu chuyện này với anh Nguyên không ạ? Con không muốn anh ấy biết Cũng không muốn gặp lại anh ấy Trong thời gian này ạ Hai phu nhân nghe vậy Thì mừng ra mặt Bà Kiều Giang lập tức đồng ý ngay Được chứ Chỉ cần con chịu ở lại vạn gia Mọi thứ con yêu cầu Mẹ nhất định sẽ đáp ứng Và vậy là đi một vòng Cô lại về vạn gia Chuyện kết hôn cứ như một giấc mộng và cô khi tỉnh dậy vẫn là nàng công chúa nhỏ của vạn gia bảo nguyên quay về với cuộc sống độc thân không có an hạ và không có cạn nhược vi bây giờ ở trong căn nhà rộng lớn anh mới hiểu cô đơn là gì đây là lần đầu anh biết đến cảm giác cô đơn cũng vì anh ích kỷ cũng vì anh cố chấp với suy nghĩ của mình nên cuối cùng chẳng có ai ở bên cạnh anh cả tình cảm mà anh dành cho an hạ quả thật không sâu đậm như anh nghĩ có lẽ vì tích chữ đủ những khó chịu về người ấy Nên một khi buông tay Thì anh không có chút luyến lưu nào dành cho An Hạ nữa Bây giờ trong lòng anh Chỉ có nhược vi Nhưng cô thì đã kiên quyết đoạn tuyệt với anh mất rồi Bảo Nguyên biết thân biết phận Lại sợ nhược vi trốn biệt tâm biệt tích Sẽ khó mà gặp lại Nên anh ngoan ngoãn không dám tìm hiểu Và theo dõi cô nữa Ngày thứ năm Nhược vi rời khỏi cuộc hôn nhân hợp đồng Bảo Nguyên buồn tình nên vùi đầu vào công việc anh bận đến nỗi phải ăn trưa tại căn tin của công ty thay vì ra ngoài ăn như bình thường tùng dương đi bên cạnh anh giúp anh lấy cơm và thức ăn tại quầy cậu chàng vui vẻ nói hình như đây là lần đầu tiên anh xuống nhà ăn của công ty mọi người có vẻ rất bất ngờ đó anh nhất là bộ phận nhà bếp nhìn họ căng thẳng kìa bảo nguyên bưng khay cơm của mình rời đi tùng dương vội vàng đi theo. Hai người họ ngồi ở một bàn trống ở sát vách tường. Bảo nguyên đáp: có vẻ tôi không nên ăn cơm ở đây nhỉ? Là mọi người phải căng thẳng khiến tôi hơi áy náy. Tùng Dương cười đáp: có gì đâu anh. lâu anh đi thực tế như thế này thì các phòng ban sẽ không dám lơ là công việc. Lúc đó có một nhóm người trẻ cười nói rộn rã cả nhà ăn, làm Bảo Nguyên đang chán nản nghe cơm cũng phải ngước mắt lên nhìn qua. Ai thấy họ không mặc đồng phục công ty Lại còn đeo thẻ xanh Thì biết ngay là nhóm thực tập sinh Bảo Nguyên hứng hờ quét mắt qua một lượt Những gương mặt dạng dỡ trẻ trung ấy Rồi cúi xuống ăn nốt phần cơm của mình Nhưng đột nhiên anh sững người lại Vội nhìn lên một lần nữa Nhóm thực tập sinh kia Bảo Nguyên chớp mắt liên tục Để xác nhận xem có phải bản thân anh Đang hoa mắt hay không Tùng Dương thấy sếp cứ chăm chú nhìn nhóm thực tập sinh thì hỏi sao vậy anh đó là nhóm thực tập sinh trưởng a vừa đến công ty của chúng ta ngày hôm nay anh có quen ai à bảo nguyên háng giọng quay về khai cơm giấu đi sự vui mừng trong ánh mắt anh tỏ ra khá bình thường và đáp không có gì lát nữa gửi danh sách thực tập sinh và kế hoạch quản lý thực tập sinh lên cho tôi tùng dương thấy hơi kỳ lạ việc của phòng nhân sự vốn chẳng liên quan gì đến bộ phận marketing của công ty cả. Anh không hiểu sếp muốn tìm hiểu về nhóm thực tập sinh này để làm gì. Nhược Vi ngồi ăn ở nhà ăn của tổng công ty OCB cùng với các bạn thực tập sinh khác. Tuy ngoài mặt thì cô vui vẻ cười nói với họ, nhưng trong lòng thì nhấp nhổm lo lắng. Cô lén lén nhìn về hướng 9 giờ. Nơi đó có Bảo Nguyên đang ngồi ăn cơm với gương mặt không thể căng hơn. Mới hôm trước mạnh dạn nói với anh Là đừng xuất hiện trước mặt cô nữa Vậy mà bây giờ Cô lại là người tự động xuất hiện trước mặt anh Lỡ để anh nhìn thấy Thì xấu hổ phải biết Nhưng mà đây là kỳ thực tập bắt buộc của nhà trường Là nhà trường tự phân bố Và gửi nhóm thực tập đến OCB Nên cô không thể nào xin đổi sang công ty khác được Sáng nay Nhóm thực tập sinh gồm 10 người Được tập huấn và làm quen các phòng ban Trong công ty OCB Buổi chiều, họ sẽ được học các quy định và quy tắc của công ty. Sáng ngày mai, công ty sẽ phân bổ 10 thực tập sinh này đến các phòng ban khác nhau. Nhược Vi chỉ còn biết thầm cầu khẩn. Công ty lớn thế này, chỉ mong cô đừng có lên phòng marketing là được. Bảo Huyên ngồi trong văn phòng xem thật kỹ các hồ sơ của thực tập sinh. Thực ra là chỉ xem kỹ có một mình của Nhược Vi mà thôi. Tùng Dương đứng bên cạnh, Thấy anh rất chú ý đến đội thực tập sinh thì hỏi Anh đang có kế hoạch gì Dành cho đội thực tập sinh này à Bảo Nguyên nhìn qua bảng kế hoạch Phân công vị trí của thực tập sinh Thì thấy Nhược Vi được chỉ định vào phòng marketing Khỏe môi anh mơ hồ đẩy cao Anh gom hồ sơ lại Giao cho Tùng Dương và nói Không có gì Tôi chỉ muốn xem qua cách làm việc Của bộ phận nhân sự thôi Cậu kêu họ nhanh chóng triển khai đi Tùng Dương nhận lấy hồ sơ rồi vội vàng đi ngay. Bảo Nguyên vui vẻ hẳn. Anh nghĩ đến việc nhược vi lên tới phòng marketing và phải gặp mặt anh thì sẽ ngược ngùng thế nào? Hôm đó cô còn đuổi anh, giờ không hẹn mà lại gặp anh rồi. Tâm trạng Bảo Nguyên đang vui thì nhận được một cuộc gọi từ chị Lan. Chị Lan này là người chuyên quản lý nghệ sĩ và ngôi sao nổi tiếng trong giới showbiz. Chị Lan nói... Theo đúng ý em, chị đã cho hủy tất cả các dự án có liên quan đến An Hạ. Mà không biết chị có thể hỏi lý do vì sao em lại thay đổi vậy không? Bảo Nguyên bình thản đáp. Vì em không có trách nhiệm phải bảo hộ cô ta nữa thôi. Cô ta đã gây ra chuyện lớn với em sao? Bây giờ cô ta có vẻ rất khốn đốn đấy. Vốn dị cô ta không có tài năng gì đặc biệt nên khó mà tồn tại trong giới được. Chị không phải để ý đến cô ta nữa đâu. Từ nay em và cô ta Không còn mối liên hệ gì nữa rồi Chị chỉ cần biết như thế là được Bảo Nguyên kết thúc cuộc gọi với chị Lan An Hạ lâu nay Vẫn luôn nghĩ bản thân tài giỏi Nên mới trở nên nổi tiếng Nhưng cô ta đâu có biết Những hợp đồng, dự án của cô ta Đều là nhờ người của bà Nguyên nhúng tay vào Bây giờ thì cô ta đã quay về Với cái máng lợn Chỉ vì sự tham lam và độc ác của mình Đúng là oan gia ngõ hẹp Điều Nhược Vi không mong muốn nhất đã xảy đến. Cô được phân công thực tập tại phòng marketing. Chị phó phòng nhân sự dẫn Nhược Vi lên bàn giao cho trưởng phòng marketing. Trưởng phòng là một anh đã sấp xỉ 40, tên là Lợi. Lợi đã không biết phân phó cho Nhược Vi ngồi làm việc ở đâu thì Tùng Dương bước từ phòng giám đốc ra nhìn thấy cô. Anh cau mày một cái rồi vui vẻ bước đến chỗ Nhược Vi. Là cô đúng không? Cả Nhược Vi lẫn anh lợi đều giật mình nhìn qua tùng dương tùng dương đứng trước mặt nhược vi cười tươi nói đúng là cô rồi cô là nhân viên của quán timô nhỉ nhược vi gượng cười đáp dạ đúng rồi ạ thế thì cũng là người quen cả không biết cô còn nhớ tôi không nhược vi cười hì hì đáp dạ anh thông cảm em có bệnh quên mặt người chán thật đấy lần nào cô lên đây tôi cũng ra nhận cà phê của cô mà anh nói đùa chứ ai ở đây tôi cũng đưa cà phê mà đâu chỉ mình anh đâu câu trả lời thẳng thừng của cô làm cho mấy đồng nghiệp gần đó bật cười tùng dương ngại ngùng gãi đầu anh lợi vỗ vai tùng dương và nói thế là chỉ có một mình trợ lý là để ý đến cô nhược vi thôi đấy cái này thật đáng ngờ mà cậu không được tán tỉnh thực tập sinh của tôi đâu đấy nhé da tùng dương trắng mịn màng như con gái nên bị trêu một chút là hai má đỏ hồng rất đáng yêu cả phòng làm việc vì chuyện của tùng dương và nhược vi mà cười nói rôm rả trong khi đó có một người đang lén lút nhìn qua khe cửa của tấm mảnh tre trước cửa kính phòng làm việc bảo nguyên nhìn thấy nhược vi vui vẻ cùng mọi người thì rất hài lòng cơ mà cái tên trợ lý của anh sao lại cứ đứng gần nhược vi như vậy nhỉ anh cảm thấy khó chịu rồi đó. Tùng Dương dẫn Nhược Vi vào để trình diện xếp. Bảo Nguyên đang đứng nhìn lén, vội vàng chạy nhanh lại bàn làm việc của mình. Giả vờ ngồi với phong thái đạo mạo, chỉn chu nhất. Nhược Vi bước theo sau Tùng Dương, tim đập thỉnh thịch. Cô đã sẵn sàng để Bảo Nguyên cười vào mặt mình rồi. Nhược Vi khúm núm, ngại ngùng nhìn lung tung, bất định xung quanh phòng làm việc của Bảo Nguyên để né tránh cái nhìn như đang muốn đục khoét tâm hồn kia. Tùng Dương nói Dạ anh, đây là thực tập sinh được phân phó đến phòng của chúng ta ạ. À? Tùng Dương nhìn qua Nhược Vi Giới thiệu với em, đây là giám đốc bộ phận marketing của OCB. Em giới thiệu về mình đi. Nhược Vi lúc này không thể trốn tránh được nữa. Cô đành phải nhìn vào Bảo Huyên mặt lạnh như đồng mà đáp. Tôi tên là Nhược Vi, sinh viên trường A, mong anh có thể giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập thái độ hở hững có phần bất cần của nhược vi làm tùng dương chuyển từ cười tươi sang cười gượng anh không hiểu cô sinh viên nhỏ bé này ăn phải cái gì mà đứng trước một giám đốc lại có thái độ coi thường như vậy anh đang định nói đỡ cho cô thì bà nguyên đã nói được rồi đi ra ngoài làm việc đi tùng dương thấy sếp mọi ngày vô cùng khó tính ngay cả tác phong của nhân viên nếu không đàng hoàng thanh lịch trong giờ làm thì lập tức sẽ bị mắng trừ lương hoặc đuổi việc vậy mà cô gái này có thái độ kiêu ngạo thế kia lại không bị nói gì thì đúng là một chuyện động trời tùng dương cũng rời đi với nhược vi anh khá thắc mắc nhưng rồi lại cho rằng hôm nay tâm trạng xếp vui nên mới dễ dàng bỏ qua cho nhược vi như vậy thực tập sinh thì sẽ làm gì ở công ty họ sẽ làm bất cứ những công việc không tên nào đó mà các nhân viên khác sai bảo từ việc in ấn chứng từ giao tài liệu cho các phòng ban khác hay thậm chí cả việc đi lấy dùm đồ mua online của một nhân viên nào đó chỉ với một câu em không có việc gì thì cộng với một mệnh đề cầu khiến phía sau nhược vi đều phải thực hiện không được ý kiến sau một tuần làm việc tại ocb nhược vi chán đến không tả nổi cô trở thành cu ly của cả phòng mà không thể nói tiếng nào Bảo Nguyên thì đúng là đáng ghét. Anh coi cô cứ như là người xa lạ. Đến cả ánh mắt nhìn khi vô tình lướt qua cũng đầy ghẻ lạnh. Thế mà cô đã từng nghĩ anh rất thích cô và đã rất tốt với cô cơ đấy. Giấy in hết mà phòng vật tư vẫn chưa kịp đưa lên nên Nhược Vi phải đích thân đi xuống để lãnh bê ba thủng giấy A4 về. Cô đang đứng đợi thang máy lên. Cánh cửa vừa mở thì thấy Bảo Nguyên và Tùng Dương xuất hiện. Hai người thoáng nhìn vào mắt nhau rồi lại vờ như không thấy, chỉ có Tùng Dương là vui vẻ hân hoan. Nhược Vi, cô lấy giấy in cho phòng mình à? Vâng ạ. Cô cúi người, định khiêng thùng giấy nặng vào. Tùng Dương nhanh nhẹn bước ra, đỡ lấy thùng giấy từ tay cô, rồi mang vào trong thang máy. Để tôi bưng vào cho. Bảo Nguyên ban nãy cũng suýt là cúi xuống bê giúp rồi, may sao mà Tùng Dương đã tiến lên trước nên anh kịp thời thu tay lại cho vào túi quần. Tùng Dương và Nhược Vi đứng cạnh bên nhau trong thang máy. Tùng Dương cười cười gỡ một mảnh giấy vụn bé tí trên mái tóc Nhược Vi. Làm văn phòng mà sao giống đi làm ruộng thế này? Tóc tai cô rối hết rồi. Nhược Vi cười đáp. Còn hơn là đi làm ruộng chứ ạ? À? Cả buổi sáng tôi đã chạy lên chạy xuống, không biết bao nhiêu lần rồi đấy ạ. À? Cô vất vả rồi. Marketing là phòng nhiều việc phải làm nhất mà. Cố lên nhé. Dạ, cảm ơn anh. Hai người họ nói chuyện qua lại rất vui vẻ, mà chẳng thèm để ý có một người vẫn đang đứng đó như vô hình. Bảo Huyên là sếp. Anh không được phép nhiều chuyện và buồn vã quá với nhân viên cấp dưới. Nếu không thì sẽ mất hết tôn ti trật tự. Đó là quan điểm làm việc do anh đặt ra. Tuy nhiên lúc này, thấy Tùng Dương được thoải mái nói chuyện với Nhược Vi thì anh thấy quan điểm của mình có hơi cổ lỗ sĩ rồi nếu như anh có thể thoải mái nói chuyện với nhân viên của mình thì tốt biết mấy à không chỉ riêng với nhược vi thôi anh chỉ muốn được nói chuyện thoải mái với nhược vi mà thôi ngược lại nhược vi dù nói chuyện với tùng dương nhưng vẫn lén lút nhìn bảo nguyên qua hình ảnh phản chiếu trên thang máy anh lạnh lùng và lãnh đạm thật sự có lẽ chiều hôm đó anh đã bị cô tổn thương sâu sắc Chắc cả đời này, anh sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa mất. Buổi trưa, Nhược Vi đang buồn bã ngồi nhai cơm. Mấy sinh viên thực tập thấy cô không vui, thì vây lại hỏi Han. Sao thế bà? Nghe nói công việc ở phòng marketing nhiều lắm hả? Nhìn bà tả tơi quá đấy. Nhược Vi thở dài nói. Ừ, cũng nhiều, nhưng mà tôi cũng quen rồi. Tội nghiệp bà quá. Thôi, cố lên nha, ba tháng thôi mà. Ở quầy bán hàng của cắt tin Bảo Nguyên đang cầm hai chai sữa chua uống Và nhìn về phía Nhược Vi Anh thấy cô mệt mỏi Muốn mua cho cô uống để bồi bổ Nhưng lại không có cớ gì để mà đem lại cho cô Người như anh mà đem đồ tặng cho cấp dưới Thì không biến thành tin đồn mới là lạ Anh biết mình đã làm chuyện không đâu Đang định mang hai chai sữa chua về bàn ăn của mình Thì Tùng Dương xuất hiện Anh Anh đã lấy đồ ăn chưa chưa Nay em có việc xuống hơi trễ Chúng ta ăn cùng nhau nha anh Bảo Nguyên dưới hai chai sữa chua vào tay Tùng Dương Rồi nói Ừ tôi lấy cơm rồi Cho cậu này Tùng Dương vô cùng bất ngờ Đây là lần đầu Bảo Nguyên tỏ ra gần gũi với cấp dưới như vậy Làm cho Tùng Dương vô cùng xúc động Cậu nói Cảm ơn anh nha Nhưng mà em không thích uống cái này cho lắm À Tùng Dương à một tiếng Mà khiến cho Bảo Nguyên giật thót trong lòng điều anh nghi ngờ ấy vậy mà đang thực sự xảy ra. Tùng Dương nhanh chân đi thẳng đến bàn ăn của Nhược Vi, đặt xuống chỗ cô hai chai sữa chua. Cho cô này, chúc cô ngon miệng nhé. Nhược Vi bị làm giật mình. Tuy nhiên khi nhận thấy là Tùng Dương đang nở nụ cười thật tươi, thì cô vui vẻ đáp: cảm ơn anh ạ. À. Tùng Dương rời đi, đám sinh viên lập tức thích chí chọc ghẹo Nhược Vi. Trời ơi, nhất bà rồi nhé. Mới đi làm có một tuần Mà đã được anh trợ lý hot boy của công ty để ý rồi Nhược vi cười gượng đáp Đừng có nói vớ vẩn Anh ấy tốt bụng lắm Không có chuyện để ý gì đâu Mấy ông mấy bà đừng có mà dựng chuyện linh tinh đấy Lại còn không Phòng marketing có bao nhiêu cô gái Sao anh ấy không đưa lại đưa cho bà Ở đây chúng tôi có bao nhiêu là sinh viên thực tập Anh ấy cũng có nói động viên một lời nào đâu Tất cả đều dành cho bà tất cả mọi chú ý của anh ấy đều hướng về bà con gì đừng có chối nữa đi nhược vi bị đám bạn chọc quê đến đỏ mặt cô chỉ đành cười cho qua chứ cũng không biết phản biện thế nào cô nhìn về phía tùng dương anh đang ngồi ăn trưa với bảo nguyên lòng cô lập tức hụt hẫng người cô muốn nhận được sự chú ý và quan tâm thì chẳng thèm nhìn lấy cô một cái phía bên bảo nguyên anh thấy tùng dương tỏ ra vui vẻ thân mật với nhược vi thì có chút gai gai trong lòng. Anh hỏi. Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm đến thực tập sinh quá nhỉ? Thích cô ấy à? Tùng Dương tủm tỉm nhìn về phía nhược vi một cái, rồi quay về nhìn khay cơm. Anh lắc đầu nói. Không ạ, à, em thấy cô ấy đáng yêu, lại nhiệt tình, nên cổ vũ một chút thôi ạ. À? Nghe được câu trả lời phủ định của Tùng Dương, mà lòng báo huyết nhẹ đi cả cân. Cơm ăn cũng thấy ngon hơn hẳn. Bảo Nguyên trước kia khá thích sự tự do Thích ở một mình Và chẳng mấy khi ăn cơm nhà Nhưng kể từ khi Nhược Vi xuất hiện Thì anh đã quen luôn việc trở về nhà dùng bữa Khi trước Còn có ăn hạ nấu ăn Chờ anh về Nhưng giờ căn nhà rộng thanh thang Không có lấy một tiếng nói cười Thì trống trải vô cùng Bảo Nguyên đứng bẩn thần ở cửa một lúc Rồi quay người đi xuống hầm để xe của chung cư Tại vạn gia nhược vi đang cùng với hai phu nhân ngồi ăn tối với nhau thì bên ngoài có tiếng xe hơi chạy vào cả ba đang ăn uống vui vẻ thì đồng loạt dừng đũa mặt mày hoang mang sống hệt nhau chị dung đứng phía sau lưng hai phu nhân liền nói để tôi ra xem ai đến ạ à? trống ngực nhược vi đập bình bịch bà kiều giang nhìn theo chị dung và nói ai đến mà không báo một tiếng nhỉ bà hạnh minh bắt đầu trở lại với bữa ăn với phong thái điểm đạm. Ngoài thằng Kiên ra thì còn ai về đây mà không cần báo trước nữa? Bà Kiều Giang đáp. Trời ạ, à, sao nó lại về giờ này chứ? Đã thế còn không báo một tiếng. Bà Kiều Giang nhìn Nhược Vi ái náy nói. Cái này mẹ không biết. Thằng Nguyên nó tự về chứ mẹ không có mách nó là con ở đây đâu. Nhược Vi thấy bà Kiều Giang e rè nhìn mình thì cũng rất ngại cô cười đáp dạ không sao đâu ạ à. trước sau gì thì anh ấy cũng sẽ phải biết thôi mà bảo nguyên vô tư xăm xăm bước vào nhà còn tưởng đâu là sẽ được cả bà và mẹ hồ hởi đón chào ai có ngờ đón anh là hai cặp mắt hình viên đạn anh đứng sững lại ngay giữa giáp danh phòng ăn và phòng khách kế đó đập vào mắt anh khiến anh thẳng thốt hơn nữa là bóng lưng quen thuộc của ai kia bà Kiều Giang thấy anh đứng như trời chồng thì nói lại ngồi ăn tối luôn đi cái thằng này dặn bao lần rồi là về phải báo mà ánh mắt bà Kiều Giang đảo liên tục từ bảo nguyên xuống nhược vi đang cúi mặt ăn cơm ý muốn ra hiệu cho bảo nguyên biết có một sự khó xử không nhỏ ở đây ngược lại với sự lúng túng trên mặt bảo nguyên là một quả tim đang đập rộn lên vì vui sướng anh ngồi xuống cạnh nhược vi còn vờ vĩnh chào hỏi chà lại gặp cô ở đây trái đất này nhỏ thật nhỉ ăn cơm tối xong là một cuộc họp gia đình bất thường bảo huyên rất vui khi biết nhược vi vẫn ở lại vạn gia dù cho anh và cô đã không còn quan hệ gì cả nhưng mà anh vẫn làm cái mặt thản nhiên và hờ hững như không quan tâm anh nói không có quan hệ vợ chồng nhưng nhược vi cũng có ơn với nhà mình Vậy nên con thấy cô ấy ở lại đây cũng hợp lý, con không có ý kiến gì." Bà kiểu gian bĩu môi. "Có phần cho con ý kiến ở đây chắc. Thôi, ăn uống xong rồi thì về đi. Nhược Vi, con lên phòng nghỉ đi." Nhược Vi nãy giờ chỉ ngồi im không nói câu nào bởi vì ngại. Cô thấy được thả đi thì vui mừng đứng dậy đi ngay. Bảo Nguyên luyến tiếc, đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cô. Cái dáng vẻ si tình của anh đã bị mẹ và bà nhìn thấu. Họ đợi Nhược Vi đi xa rồi mới thầm thì. Mẹ anh nói. Còn đúng là đồ ngốc. Làm chung công ty như vậy mà vẫn chưa làm lành với con bé được hay sao? Bảo Nguyên ngạc nhiên quay qua nhìn mẹ. Sao mẹ biết ạ? À? Hai phu nhân nhìn nhau cười tủm tỉm. Bà nội đáp. Cháu tưởng trên trời rơi xuống. Có chuyện tình cờ đến vậy à? Cháu có biết, để được vào OCB làm thực tập sinh, thì yêu cầu cao thế nào không? Chỉ vì muốn giữ cô cháu dâu này mà bà đã phải hạ tiêu chuẩn rồi liên hệ với hiệu trưởng trường A đấy." Bà Kiều Giang thêm lời. "Thế mà thằng cháu yêu của mẹ bây giờ vẫn còn chưa nói chuyện lại với con gái nhà người ta nữa. Nó vẫn nghĩ nó là CEO vạn người mê đó mẹ." Bà nội đáp. "Sự, cái danh CEO thì chỉ khiến bọn con gái mê tiền nó bám thôi, chứ ai mà thèm. Những cô gái tốt họ đâu có quan tâm đến tiền họ quan tâm đến thái độ kia thái độ của cháu bây giờ là gì vậy bảo nguyên thật sự lúng túng anh chưa biết trả lời sao thì mẹ nói con thích người ta rồi thì phải biết nắm bắt thời cơ chứ trong thương trường con có thể là người có vị trí cao hơn nhược vi nhưng trong chuyện tình cảm thì con và nhược vi là ở hai vị trí bình đẳng như nhau con có tiền có quyền lực không có nghĩa là con bé phải bị con thu hút và chạy về phía con con nghĩ vì sao mà con bé còn ở lại vạn ra dù hai đứa đã đường ai nấy đi câu nói của mẹ làm đầu óc bảo nguyên mở mang thấy mặt mũi anh sạng dỡ phấn chấn khiến cho hai phu nhân vô cùng vui bà nội nói bây giờ mọi chuyện thành bại đều ở cháu nữa thôi bà và mẹ đã giúp hết sức rồi đấy nếu còn để buột mất nữa thì đừng đổ cho số phận bảo nguyên tươi cười hớn hở nói tối nay con ở lại đây ạ à? à không từ nay con về nhà ăn cơm nói xong anh đứng lên đi về phòng tuy nhiên bây giờ anh không được lên phòng của nhược vi nữa mà phải ở phòng của khách tối hôm đó ở vạn xa có hai người khó ngủ nhược vi chở mình liên tục nhớ lại thái độ dửng dưng của bảo huyên dành cho mình từ công ty về đến nhà mà khó chịu trong lòng cô ở cùng bà và mẹ của anh nhưng anh cũng nghĩ đó là chuyện bình thường. Có lẽ anh thật sự coi cô là người dưng và không có chút cảm xúc nào với cô nên mới cư xử như vậy. Cô biết là cả hai càng dựng dưng với nhau thì càng tốt, nhưng dựng dưng đến mức này thì cô buồn quá đi thôi. Ngược lại với tâm trạng buồn phiền bất dứt của Nhược Vi là vẻ sung sướng hí hưởng của Bảo Huyên. Anh còn nghĩ bản thân không có cửa ở cạnh Nhược Vi nữa ai có ngờ cô vẫn ở bên cạnh anh thật gần thế này tuy nhiên anh biết tính cách cô không dễ dàng mà khuất phục thứ anh cần phải cố gắng vun đắp trong mối quan hệ của hai người đó chính là niềm tin anh không hề xuồng xã chạy đến nói thích cô yêu cô được mà phải dùng chân tình để gỡ bỏ những phòng thủ trong trái tim cô làm việc chung còn ở chung nhà anh lần này mà không thể cưa đổ cô được nữa thì nên dẹp bỏ danh sưng Hoàng tử OCB đi thôi Sáng hôm sau Nhược vi buổi tối mất ngủ Nên sáng dậy hơi trễ Cô đang lật đật định chạy đi làm ngay Thì bà Kiều Giang gọi Ăn sáng đã con Cô nhìn vào phòng ăn Thì thấy Bảo Nguyên và hai phu nhân đang nhìn mình Cô khá ngạc nhiên Tưởng tối qua Bảo Nguyên đã về thành phố Không ngờ là anh vẫn còn ở lại đây Nhược vi khép nép đi lại Ngồi xuống cùng mọi người bà kiều giang còn trêu có sếp của con ở đây có đi muộn một chút cũng không sao đâu ăn sáng đi đã rồi hãy đi người giúp việc bưng bữa ăn sáng nóng hổi lên cho nhược vi cô chỉ biết nhỏ miệng cười khổ nhược vi đang đứng ở sân nhà chờ tài xế lái xe đến thì xe bảo nguyên tử gara chạy ra anh bước xuống mở cửa chờ cô đi làm chung đi cùng đến một nơi mà đi hai xe làm gì cho tốn xăng Tại vì Bảo Nguyên nói quá hợp lý Nên Nhược Vi cũng không còn cách nào khác Phải ngồi vào xe Cô không biết ai kia Khi thấy cô ngồi yên vị trong xe Thì thở phào nhẹ nhõm Và môi đã lén lén mỉm cười Lái xe đi được một lúc Thì Nhược Vi nói Lên công ty Đừng có tỏ ra quen biết tôi đó Tôi phải dặn cô điều đó mới đúng Cô nghĩ tôi muốn mọi người biết cô Là vợ của mình lắm sao Là vợ hợp đồng Ừ, là vợ hợp đồng. Thấy Nhược Vi tỏ ra cáu kỉnh, bà Nguyên lại càng thấy thích. Nhìn mặt cô quạo quạ, đáng yêu chết đi được. Nhưng anh không thể bày tỏ sự yêu thích đó mà phải chôn nó thật sâu trong lòng. Bảo Nguyên lại nói Chiều ta làm về chung đi Nhược vi nhìn anh Tỏ ra ngạc nhiên tột độ Tại sao Cùng đường thì về chung cho đỡ tốn xăng Chung làm sao được anh ở trên này mà Tôi dạo này ăn uống bên ngoài Toàn bị đau bụng Nên bà nội nói tôi về nhà ở vài hôm Nhược vì không thích đi chung xe Với Bảo Nguyên Đi với anh cô căng thẳng chết đi được Cô thụng mặt nói Không về cùng anh đâu Tôi đi xe buýt về Cô giàu có quá nhỉ Không biết tiết kiệm tiền à Không về cùng thì đừng trách tôi hô lên với cả công ty Là tôi với cô chung nhà nhé Nhược vi âm ức nhìn qua bảo nguyên anh cũng không vừa thản nhiên nhìn lại cô nhược vi nói sao anh phải bắt tôi về cùng thế để đỡ tốn tiền xe có thế cũng hỏi nữa cô nghĩ tài phiệt thì không quý tiền à một ngàn đồng hay một ngàn đô cũng quý như nhau nhé bảo nguyên đã nói tới vậy rồi thì nhược vi không còn cách nào khác nữa đành phải chấp nhận cô bắt anh dừng xe ở trạm xe buýt rồi tự mình đi bộ vào công ty khi xuống xe còn bịt mặt kín mít Vì sợ nhỡ có ai đó quen biết Nhìn thấy Bảo Nguyên Cũng không hưởng ép Cô chịu ngồi lên xe của anh Đi làm chung và đi về chung với anh Cũng đã là một kỳ tích rồi Mặc dù đã tách ra đi riêng Nhưng mà duyên số Thì vẫn vỗ lấy nhau như thường Bảo Nguyên và Nhược Vi Lại gặp nhau trong thang máy Cô không định vào cùng với anh Nhưng anh đã nói Vào đi, trễ giờ làm lắm rồi đấy cô miễn cưỡng bước vào cùng anh anh nói tiếp có tránh mặt cũng vừa phải thôi cô càng tỏ thái độ thì càng làm người ta nghi ngờ thôi cứ coi tôi là sếp và đối xử với tôi bình thường không được hả hay cô vẫn nghĩ tôi như chồng hờ mặt nhược vi nóng bừng cô bối rối đáp tôi nghĩ anh là chồng tôi bao giờ vậy thì đừng có lạng tránh tôi thực tập sinh thì cần phải biết lễ phép với sếp của mình chứ cô không muốn có điểm tốt sau kỳ thực tập hả nhược vi không nhịn nổi nữa cô quay qua chất vấn anh anh còn dọa đến cả bảng điểm của tôi giờ anh muốn tôi làm thế nào anh mới chịu để yên cho tôi đây bảo nguyên thong thả nhìn nhược vi anh đáp thứ nhất phải biết khiêm nhường với sếp thứ hai không được quát mắng sếp dù cho ở công ty hay ở nhà thứ ba lời sếp là tối thượng sếp bảo gì thì làm nấy đừng có cãi như thái độ bây giờ là cô muốn đánh tôi đó hả cô thực tập sinh? Nhược vi tức nghẹn mà không nói lại được lời nào. Vừa hay cửa thang máy mở ra, Bảo Nguyên không thèm nói với cô nữa. Anh thong dong bước vào văn phòng, mặt vui như xuân đến. Cô leo đéo bước theo sau, mặt đỏ hồng phụ phịu như trẻ con bị bắt buộc tới nhà trẻ. Chuyện cô thực tập sinh ở cùng nhà với sếp được giữ bí mật rất tốt nên trong suốt cả tháng thực tập mà Nhược Vi và Bảo Nguyên vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng mà vì chưa bị phát hiện nên mới nảy sinh một chuyện lớn. Buổi chiều, trong văn phòng của Bảo Nguyên, anh mới nhận được một hợp đồng lớn nên tâm trạng rất vui. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Nhược Vi. Hôm nay khỏi ăn cơm nhà nhé, tôi với cô đi ăn nhà hàng. Bảo Nguyên đinh ninh Nhược Vi sẽ nhận lời, nhưng ai ngờ 3 giây sau cô nhắn lại hôm nay tôi có hẹn rồi anh đi một mình đi nhé tôi cũng không cần anh đưa về đâu mặt bảo nguyên đang vui lập tức chuyển sang cau có anh nhắn như vũ bão cô có hẹn với ai hôm nay là sinh nhật của tùng dương anh ấy mời tôi đến dự lại là tùng dương mặt bảo nguyên không thể sưng hơn được nữa cái cậu tùng dương này đúng là khó chịu mà cả tháng nay cậu ta và nhật vi rất thân lúc nào gặp nhau cũng nói cười chưa kể chưa đến còn cùng nhau xuống căn tin ăn bỏ rơi cả bảo nguyên cô đơn một mình đúng lúc anh đang nghĩ xấu về tùng dương thì cậu ấy bước vào tùng dương tươi cười để các tài liệu lên bàn làm việc cho bảo nguyên anh ạ à, em gửi anh số bản kế hoạch anh xem qua giùm em nhé bảo nguyên rất thích tùng dương cậu ấy chỉ nhỏ hơn anh một tuổi không tranh lệch nhiều nhưng vô cùng lễ phép và cẩn thận trong công việc. Cậu ta được một cái là đẹp trai và dễ mến. Cái tùng dương, miệng có lúm đồng tiền nên sơ hở là cười thật tươi. Lúc trước bảo Nguyên thích nó lắm, mà sao tự dưng bây giờ nhìn khó ưng dễ sợ. Anh lên tiếng. Ừ, để nó đi. Này nhìn cậu vui vẻ dữ ha. Tùng Dương đơn thuần nghĩ đấy là một câu hỏi thăm từ cấp trên nên cười tươi đáp. Dạ vâng ạ à. Thôi em đi xin phép Nay thứ bảy bận quá Em còn định về sớm nữa Tùng Dương cứ thế rời khỏi Làm cho Bảo Nguyên âm ức một mình Mà không biết giải bày cùng ai Anh muốn cậu ta nói rõ hôm nay Là sinh nhật Và rồi còn mời anh đến bữa tiệc Như cách cậu ta đã mời nhược vi ấy Thực tập sinh mới đến một tháng Đã được cậu ta thân mời đi dự sinh nhật Anh là sếp của cậu ta Gần cả năm rồi mà lại không được mời Thử hỏi có ấm ức không cơ chứ Buổi làm việc kết thúc vào 6 giờ tối Bảo Nguyên đứng trong phòng lén lút nhìn ra bên ngoài Anh thấy Nhược Vi và Tùng Dương tươi cười với nhau Cùng nhau rời khỏi công ty Ngoài Nhược Vi thì các đồng nghiệp khác trong phòng cũng được mời đến Vậy mà anh thì bị cho ra rìa Tức đến tím người Bảo Nguyên rời khỏi văn phòng cuối cùng anh bước đến chỗ bàn làm việc của Nhược Vi Bực mình chút giận lên cái chậu cây Để bàn mà cô vừa được Tùng Dương tặng Nhân ngày 20 tháng 10 Anh cầm chậu xương rồng bí xanh lên Thật muốn vặt luôn cái nụ hoa Đang nở thắm tươi trên đầu nó cho bỏ ghét Nhưng anh chỉ hù thôi Chứ không dám làm gì nó cả Mặt thì rõ quạo cọ Nhưng tay thì vô thức sắp xếp lại bàn làm việc Cho cô thật gọn gàng Cuốn sổ tay của cô đang mở Trên đó là vài ghi chú cho công việc những hình ảnh nguệch ngoạc để giết thời gian hoặc trong lúc vô thức đã vẽ bừa anh nhấc cuốn sổ lên xem lật dở từng trang giấy một cách chậm rãi và nhìn một cách say mê khi thích ai đó rồi ngay cả những điều bình dị nhất của họ cũng khiến cho ta cảm thấy dễ thương chữ cô tròn trịa gọn gàng giống như của một cô bé cấp ba chỉ vậy bỗng dưng anh nhìn thấy một dòng ghi chú đã bị bôi đen. Anh là đồ đáng ghét. Bảo Nguyên lập tức bật cười. Nhìn cô bôi đen bằng những vòng mực đậm đà và sắc nét như thế này, chắc là rất bực mình cái anh đó lắm đây. Không biết anh đó là ai, nhưng anh đó được xuất hiện trong cuốn sổ tay của Nhược Vi lại khiến cho Bảo Nguyên cảm thấy như vừa nhận được một lời tỏ tình. Anh xuống hầm để xe, định lái xe về nhà, thì nghĩ đến cái điệu bộ thân mật của nhược vi với tùng dương nếu như tối nay mà hai người họ ở với nhau còn nhậu nhẹt ăn uống thì không biết là còn thân đến mức nào càng nghĩ thì bà nguyên càng nóng ruột anh liền rút điện thoại ra nhắn cho nhược vi sinh nhật của tùng dương ở đâu vậy nhược vi lúc này đang ngồi xe hơi của tùng dương phía ghế sau còn ba đồng nghiệp khác nhược vi thấy tin của Bảo nguyên thì lại thấy phiền cô trả lời anh hỏi làm gì thế? Đã bảo đừng có quan tâm đến tôi rồi kia mà. Ai bảo tôi quan tâm đến cô chứ? Tôi quan tâm đến Tùng Dương thôi. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy. Mau nói địa chỉ đi. Tôi sẽ đến đó để chúc mừng sinh nhật Tùng Dương. Anh còn viết in hoa những chữ cuối cùng. Tôi sẽ không làm như quen biết với cô đâu. Nhược vì không bắt bẻ được anh nữa nên đành nhắn địa chỉ qua. Sinh nhật của Tùng Dương tổ chức ở một quán bar ở trên sân thượng có đồ ăn, nhạc và rượu. Nhược Vi rất sợ uống rượu, cô sợ lại say rồi gây ra chuyện như cái đêm định mệnh kia. Mọi người đều là nhân viên chính thức của OCB, chỉ có Nhược Vi là thực tập sinh là được mời đến. Vì vậy, cô hơi lạc lõng một chút. Tùng Dương bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô, rồi đưa cho cô một phần bít tết đã được cắt lát vừa ăn. Em ăn lót dạ cái này đi, đừng để bụng trống nhé. Nhược Vi cười đáp. Vâng ạ, à, em không sao mà. Anh tiếp bạn đi, không cần lo cho em đâu. Lo chứ, hôm nay em là khách đặc biệt nhất của anh mà. Đúng lúc đó, lại có bạn đến nên Tùng Dương phải rời đi, anh nói. Em ngồi chơi nhé, anh ra đón bạn anh đã. Dạ, vâng ạ. À. Tùng Dương đi rồi, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Cái người này càng lúc càng tốt với cô quá rồi. Mọi người đều ăn uống các món chung với nhau Theo menu mà Tùng Dương gọi từ trước Chỉ có cô đặc biệt được anh nói Nhà bếp chuẩn bị phần bít tết chín vừa Bữa tiệc càng về sau Càng vui vẻ và náo nhiệt Mọi người quây quần bên nhau Ở một chiếc bàn rộng Cùng nhau ăn uống Và trò chuyện giữa không gian thoáng đãng Có cả nhạc rất bắt tai Nhược vì cũng được các anh chị trong văn phòng rất thích Vì bảo cô làm gì cô cũng làm Tùng Dương đến ngồi cạnh Nhược Vi rất tự nhiên. Anh nói Mọi người đừng có bắt nạt Nhược Vi quá nhé. Cô ấy là bạn của tôi đấy. Mọi người ố lên trêu chọc. Thôi đi cậu ơi. Bạn chỉ là bạn thôi sao? Nói lại cho chuẩn thì chúng ta còn châm trước tha cho Nhược Vi này. Tùng Dương nhìn qua Nhược Vi. Anh không nói gì nữa mà chỉ cười thôi làm mặt Nhược Vi ửng hồng vì ngại anh ta im lặng như thế chẳng khác nào là đang thừa nhận bản thân đang có tình cảm với nhược vi thôi thôi cô không muốn tình yêu trốn công sở đâu hơn nữa cô còn đang bị một tên đáng ghét theo dõi nghĩ tới tên đáng ghét thì hắn lập tức xuất hiện bảo nguyên bước vào bữa tiệc với một bó hoa lớn và một túi quà mọi người đều ở đây cả nhỉ tùng dương thấy bảo nguyên xuất hiện thì ngạc nhiên và mừng rỡ đứng lên anh sao anh biết bảo nguyên tiến tới trước sự bất ngờ của toàn thể bạn bè của tùng dương và nhân viên công ty anh trao hoa và quà cho tùng dương và đáp nhân viên ưu tú của tôi mà tôi không biết được hay sao chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé tuổi mới mau có người yêu em cảm ơn anh ạ à. anh ngồi đây đi ạ à? anh muốn uống gì để em gọi cho anh ạ à? Bảo Nguyên được nhường ghế chủ tọa. Vừa ngồi xuống đã nhìn Nhược Vi ngồi ở cuối sãy, đang giả vờ bận ăn để khỏi nhìn anh. Bảo Nguyên đáp lời Tùng Dương. Tôi uống nước trái cây thôi, lát tôi còn phải lái xe về. Vâng, vậy anh đợi em một chút nhé, em sẽ gọi nước táo ép cho anh. Bảo Nguyên rất vui vẻ và thoải mái, chỉ có đám nhân viên gặp sếp là cái mặt không tự nhiên mà vui nổi. Ai nấy đều sợ sếp sợ nhất là lỡ có xuồng xã quá mai bị đuổi việc như chơi bảo nguyên thì không quan tâm đến tâm trạng chung của nhân viên anh chỉ quan tâm đến nhược vi thôi tùng dương gọi nước cho bảo nguyên xong thì về chỗ ngồi vẫn là vị trí ngay cạnh nhược vi khiến cho tim bảo nguyên như bị ghi một dao không khí bữa tiệc dần quay lại như cũ cả nhân viên lẫn bạn bè của tùng dương đều ra sức gán ghép tùng dương và nhược vi họ không hề biết rằng có một người ngồi đây ghen lồng ghen lộn nhược vi phản đối yếu ớt thôi mọi người đừng có trêu em mà cứ thế này thì em với anh dương sẽ khó xử lắm ạ à? có một cô lên tiếng khó xử gì đâu chứ theo chị thấy thì có một mình em thấy ngại thôi chứ người kia hình như là đang thích lắm tùng dương cười nói này bà kia tôi không hề như vậy nhé lại còn không ư Hai người là một cặp trai tài gái sắc Quá hợp đôi còn gì Nhanh yêu nhau đi Chứ còn ngần ngại gì nữa Thấy Nhược Vi lộ ra vẻ mặt khó xử Gượng gạo Càng khiến cho Bảo Nguyên khó chịu bội phần Anh lấy điện thoại nhắn cho cô Trễ rồi Chúng ta về thôi Cô đọc tin nhắn Rồi nhìn nhanh về phía Bảo Nguyên Anh ghim đôi mắt cú vỏ về phía cô Khiến cô đón nhận một luồng gió lạnh Làm dùng mình Cô nhắn lại anh về đi tôi sẽ đi taxi tôi sẽ xuống trước chờ cô nếu không xuống cùng về thì tôi lên dắt tay cô về đấy lúc đấy thì đừng nói tại sao tôi không giữ bí mật nhược vi nghiến răng bực bội với sự độc đoán của bảo nguyên cô không thích về chung với anh rồi mà cứ ép làm gì không biết cô biết chắc chắn thể nào anh cũng sẽ cằn nhằn cô suốt trên đường về hoặc là trêu cô với tùng dương nữa cho mà xem Cô luôn trở thành trò tiêu khiển của anh như vậy mà. Bảo Nguyên đứng lên, chào mọi người rồi ra về trước. Trước khi rời khỏi, anh còn ôm Tùng Dương, vỗ vai cậu và nói. Cậu cứ độc thân đi, tôi thấy độc thân hợp với cậu hơn. Tùng Dương buông Bảo Nguyên ra, ngẩn ngơ trước câu nói khó hiểu của người sếp. Bảo Nguyên rời đi được một lúc, thì Nhược Vích cũng lấy cớ phải về sớm vì nhà xa. Tùng Dương cũng không có cớ giữ cô ở lại nên anh đã tiện chân cô xuống đến tận đường tùng dương hỏi em đi xe gì về dạ em có người nhà đón ạ à? thôi anh lên cùng bạn đi tùng dương ngọt ngào nhìn nhược vi anh mỉm cười nói cảm ơn em đã đồng ý đến sinh nhật của anh nhé anh rất vui khi có em ở đây có gì đâu ạ à. em rất vui và vinh dự khi được anh mời đến bữa tiệc này ạ à. nhược vi linh cảm được nếu mình còn đứng đây thêm một lúc Thì thể nào cũng có chuyện Nên phải vội vàng kiếm cớ đi ngay Dạ thôi em đi đây Người nhà em đến rồi chào anh nha Tùng Dương luyến tiếc đáp Ừ em về cẩn thận Hẹn thứ hai gặp lại Dạ thứ hai gặp lại Nàng vẫy tay Chàng vẫy tay Ánh mắt nhìn nhau đầy tình ý Khiến cho ai kia đang ngồi trong xe Cách đó không xa Tức đến mức tự xiết tay vào vô lăng Nhược Vi đi bộ xa quán một đoạn để đánh lạc hướng Tùng Dương. Khi quay đầu lại không thấy anh ta đâu nữa thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo Nguyên lái xe tấp vào lề làm Nhược Vi giật mình. Anh bước xuống định mở cửa xe cho cô thì cô đã nhanh nhảu đi vòng qua tự mở lấy. Anh biết cô không muốn để bản thân được ga lăng với cô. Tránh né anh đến thế là cùng. Tuy nhiên anh không giận mà chỉ mỉm cười. Anh đưa tay che đầu cô để cô không bị va vào mui xe đóng cửa lại cho cô rồi mới về vị trí của mình không khí trong xe quá im lặng bảo nguyên lại tìm cách để nói chuyện với nhược vi thấy cô thân với dương quá ha thích cậu ta rồi à nhược vi không đáp làm bảo nguyên phải quay qua nhìn anh hơi bực mình với sự bướng bỉnh của cô nhưng vẫn phải hỏi một cách nhẹ nhàng hỏi sao không nói không thích mắc mớ gì tôi phải trả lời anh tôi thích hay không liên quan gì anh không được làm phân tâm nhân viên của tôi đâu đấy cô biết cậu ấy là cánh tay phải đắc lực của tôi mà ai thèm làm phân tâm nhân viên của anh anh có giỏi thì dặn anh ta đừng có mà quan tâm tôi nữa đi thật nhé ngày mai tôi sẽ dặn anh ta nhược bi chỉ là nói lẫy ai ngờ bà nguyên lại tát nước theo mưa nói như thật làm cô ta tá hỏa phải vội đính chính Thôi đi, anh có điên không? Bảo Nguyên bật cười. Cô nhận ra anh đang trêu mình thì cái mặt lại thụng ra thêm một lúc lâu. Ngày hôm sau, để Tùng Dương không còn đi chung với Nhược Vi xuống căng tin nữa thì Bảo Nguyên đã cố tình gọi cậu ta ở lại bàn công việc. Mãi cho tới khi thấy Nhược Vi đã rời khỏi phòng làm việc rồi anh mới tha cho Tùng Dương. Bắt cậu ta đi ăn cùng mình. Nhưng mà kéo được Tùng Dương ra khỏi Bảo Nguyên thì lại có vô vàn vệ tinh khác vây quanh cô. Hôm nay, cô không chỉ ngồi với nhóm thực tập sinh, mà còn dụ được cả mấy thanh niên trẻ tuổi ở phòng marketing đến ngồi cùng. Trông cô ngồi nói chuyện với bọn họ, mà cười tít mắt, khiến cho Bảo Nguyên cứ phải gọi là ghen đến cháy lòng. Buổi tối khi tan ca, Bảo Nguyên đang âm ức vì cô đi làm lúc nào cũng vui, còn anh thì vừa bận công việc, vừa bận phải canh chừng, không để ai có cơ hội tiếp cận cô. Nhược Vi lên xe Chẳng hiểu sao một lúc im lặng Cô lại bật cười Anh tưởng cô biết mình thích cô rồi Nên muốn chọc quê Nên mặt nóng bừng Cô cười cái gì thế Tôi cười anh với anh Dương đó Tôi với cậu ta thì làm sao Anh có biết trong công ty Đang đồn đại chuyện gì không Bảo Nguyên giật thót tim Giữa anh và Tùng Dương Thì có chuyện gì khác Ngoài việc cùng thích một người đâu chứ Chẳng lẽ mọi người đã biết bí mật thầm kín của anh rồi anh căng thẳng đáp đồn đại chuyện gì thế nhược vi vừa cười vừa nói họ đồn anh với anh dương thích nhau đấy bảo nguyên tá hỏa cái gì vậy trời sao lại có cái lời đồn vô lý đó vậy thì tại anh với anh dương đi đâu cũng cặp kè với nhau đi ăn cũng cùng nhau nghe nói anh là người khô khan mà còn từng mua sữa cho anh dương nữa hả đã thế tối hôm qua còn mang cả hoa và quà đến chúc mừng sinh nhật làm bất ngờ cho anh ấy còn gì cô tụm tỉm cười nhìn anh và trêu thú thật nghe họ nói nếu không phải biết anh từng có người yêu thì tôi cũng sẽ nghĩ anh là con trai cong đấy bảo nguyên cạn lời anh chưa từng phải gặp tình huống nào oan trái đến vậy nên sau một lúc ngây người thì chỉ còn biết cười nhưng mà lòng anh cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều Họ không bàn tán về chuyện tình cảm của Nhược Vi và Tùng Dương là anh vui rồi. Tin đồn hoàng tử OCB là trai cong nhanh chóng bị dập tắt khi cặp đôi hoàn hảo ấy không còn dính lấy nhau nữa. Ngày hôm sau trong cuộc họp cuối cùng, trước khi xếp Bảo Nguyên đi công tác, đã chỉ định trợ lý Tùng Dương ở nhà thay mình xử lý từ xa những công việc tồn động. Còn việc đi tiếp đối tác tại hội trợ thương mại thì anh sẽ đi cùng với một trợ lý khác. Người may mắn quay vào ô trúng thưởng Không ai phù hợp hơn Chính là Nhược Vi Chỉ là sinh viên thực tập Nhưng đã được xếp chỉ định đi cùng Cho cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng Khiến cho nội bộ bắt đầu Có một vài tin đồn lén lút Sau lưng Bảo Nguyên và Nhược Vi Bên cạnh những tin đồn cho rằng Nhược Vi trúng số Thì cũng có những người cho rằng Cô đã quay vào ô tự hủy Vì Bảo Nguyên nổi tiếng nghiêm khắc Đi công tác cũng rất chớp nhoáng Không kịp nghỉ ngơi gì Đã phải làm việc rồi quay về lại công ty. Vậy nên việc được đi công tác với sếp chưa hẳn là một vận may. Có một số người thay vì chúc mừng thì đã chia buồn và cổ vũ cô. Cả một tuần trước đó, Nhược Vi đã manh nha biết Bảo Nguyên sắp có chuyến công tác đặc biệt quan trọng ở thành phố PT. Cô còn giúp Tùng Dương sắp xếp phòng khách sạn và lên lịch hẹn gặp khách hàng. Cô đinh ninh bản thân sẽ thoát khỏi ánh mắt của Bảo Nguyên trong hai ngày tới. Nhưng ai mà ngờ ngay giờ phút chót Thì cô lại là người phải đi công tác cùng anh Lúc hai người tan làm Ngồi trong xe Cô ấm ức nói Anh cố tình bắt tôi đi có phải không Bình thường anh đi với anh Dương mà Tôi sợ lại thêm lời đồn Tôi trai cong nữa Nên mới để cô đi đó Tôi cố tình làm cái gì Đi với cô Nghe cô cảm giảm tôi phiệt chết đây này Biết phiền Mà sao anh còn bảo tôi đi Công ty còn bao nhiêu người nhưng ai cũng có công việc của họ rồi, chỉ có cô là tôi có thể đưa đi bất cứ đâu mà tôi muốn thôi. Việc này đúng là sinh ra để dành cho cô mà. Anh nhìn cô, vẫn muốn trêu cô thêm một chút. Sao nào, sắp được đi công tác với tôi, chắc cô hào hứng lắm hả? Nhìn mặt tôi chắc hào hứng ấy. Tự nhiên giờ phải về soạn đồ, mệt chết. Mệt quá thì để tôi soạn giùm cho. Thôi, cảm ơn ạ. À hai người cứ mỗi bên một câu vậy mà vẫn cảm thấy gần gũi và hòa hợp đến lạ nhược vi ngoài mặt tỏ ra bực bội nhưng trong lòng vẫn thầm cảm thấy chờ mong cô không hiểu bà nguyên là đang có tình cảm với cô hay là vì ghét nên muốn chọc tức cô nữa lần thứ hai bà nguyên và nhược vi bay chung lần này cô đã đỡ bỡ ngỡ hơn trước nhược vi đang trong sảnh chờ lên máy bay có một mình cô nhìn quanh tìm bà nguyên nhưng chẳng thấy tâm tích anh đâu Bỗng anh xuất hiện với một chai nước khoáng Anh ngồi xuống Xòe tay đưa cho cô một viên thuốc nhỏ Uống cái này đi Hôm nay chuyến bay sẽ dài hơn Nên sẽ khó chịu hơn đấy Nhược vi thắc mắc Thuốc này là thuốc gì? Thuốc chống say tàu xe Nhìn cô đề phòng kìa Sợ tôi cho cô uống thuốc ngủ Rồi bán đi hay sao? Nhược vi hơi bối rối Bởi tự nhiên thấy anh tỉ mỉ và tốt với cô quá nên không quen tuy nhiên cô vẫn đốp chát lại anh cho bõ ghét cẩn tắc vô anh ấy mà biết đâu anh ghét tôi quá nên cho tôi bay khỏi trái đất thì sao nói vớ vẩn uống nhanh đi sắp lên máy bay rồi không kịp ngấm thuốc lát say dáng chịu nhược vi không cãi nữa ngoan ngoan uống thuốc mang tiếng là trợ lý đi công tác với sếp nhưng bảo nguyên chẳng cho cô động vào cái gì đến hành lý của cô anh cũng xách dùm gửi dùm Cô chỉ có việc mang cái thân nhẹ nhàng Đi theo sau anh mà thôi Ngoại trừ cái mặt lạnh lùng Chẳng nói chuyện với cô ra Thì cô thấy anh cũng được Hai người đáp sân bay Rồi được xe khách sạn đến đón về Nhược vi định tiến tới quầy lễ tân Làm thủ tục nhận phòng Thì bà Nguyên lại cản Anh đưa hai vali đồ cho cô giữ rồi nói Đứng đó đi Để tôi làm cho Cô cũng không rảnh việc với anh chỉ cảm thấy mình đi làm trợ lý mà hơi vô dụng thôi nhoáng một cái bà nguyên đã lấy được hai phòng anh đưa một chiếc chìa khóa cho nhược vi cô lén nhìn qua số phòng của anh nhưng anh không cho cô xem sao con người này lại làm mấy cái hành động bí ẩn làm cho cô cứ lo lắng nghe nhỉ hành lý được nhân viên đưa lên tận phòng cho khách còn hai người thì nhàn nhã vào thang máy cùng nhau nhược vi thấy bà nguyên im du thì nói anh có cuộc gặp ăn trưa với ông Jin. Tôi có cần Anh ngắt lời. Qua phòng ủi quần áo cho tôi, sau đó thì cùng tôi đến nhà hàng dùng bữa với ngài Jin. Cô hơi bất ngờ. Tôi dùng bữa cùng anh và khách luôn sao ạ? Dĩ nhiên rồi, cô là trợ lý của tôi mà, cô không định đi cùng hay sao? Cô ấp úng nói. Nhưng mà tôi không có giỏi giao tiếp với người nước ngoài cho lắm. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến công ty Thấy Nhược Vi hơi cúi đầu Lộ vẻ thiếu tự tin Bảo Nguyên chỉ mỉm cười mờ nhạt Trong lòng lúc ấy Chỉ muốn đưa tay xoa đầu cô và nói Không sao Có anh ở bên em Thì em không cần phải sợ gì cả Nhưng mà Bảo Nguyên đã phải nhịn Anh cần đợi thời cơ chín mùi Mới cho Nhược Vi biết mình thích cô ra sao Trong khi Nhược Vi đang soạn đồ của Bảo Nguyên treo lên thì bà nguyên ngồi xử lý công việc trên laptop bình thường chỉ cần gọi cho khách sạn thì họ sẽ đến và làm hết mấy công việc này thay cho anh nhưng hôm nay vì có nhược vi lại muốn nhìn thấy cô ở bên cạnh mình nên anh đành bắt nạt cô một chút trông cô cẩn thận tỉ mỉ ủi áo quần cho anh mà anh đã tưởng tượng ra một ngôi nhà và những đứa trẻ rồi nhược vi bất ngờ nhìn qua anh làm anh phải vội vàng nhìn vào máy tính che giấu đi ánh mắt si tình của mình. Lòng nhược vi cũng có những nỗi bận tâm riêng. Cô thấy Bảo Nguyên lúc nào cũng bận. Anh hầu như không thể tắt điện thoại vì công việc luôn cần được anh phê duyệt và xử lý. Cái danh xưng hoàng tử OCB không hề hào nhoáng như người ngoài nghĩ. Anh vẫn là con người bình thường, vẫn cần phấn đấu để có được vị trí trong công ty nếu không muốn bị loại bỏ khỏi bộ máy của OCB. Hai hôm trước, cô đã gặp lại An Hạ. Cô ta đã liên hệ với cô trước, cầu xin được nói chuyện một lần. Vì thái độ của cô ta khá khẩn thiết, nên Nhược Vi đã đồng ý. Gặp. Nhược Vi hẹn gặp An Hạ vào giờ trưa tại Timo. An Hạ đã bỏ đi cái vẻ kiêu căng ngạo mạn. Bây giờ ngồi trước Nhược Vi là một cô gái trông thiếu sức sống và rất thiếu tự tin. Nhược Vi đã từng rất ghét An Hạ, thậm chí còn muốn cô ta chết đi nhưng nhìn An Hạ lúc này Cô lại có chút thương hại Nhược vi khoanh tay Thở dài nhìn An Hạ đang ngồi cúi mặt Cô có gì muốn nói Thì nói nhanh đi Tôi còn đi làm việc An Hạ vò tay vào nhau Rồi ngước ánh mắt đáng thương nhìn Nhược Vi Chị Chị giúp em với Bây giờ chỉ có chị mới giúp em được thôi Nghe tiếng chị Phát ra từ miệng của An Hạ Khiến Nhược Vi dùng mình một cơn Mười mấy năm qua cô suýt thì đã quên mất quan hệ huyết thống của cô và gia đình an hạ rồi đấy gia đình cô ta chưa từng coi cô là người thân còn muốn cô biến mất khỏi cuộc sống này bây giờ vì điều gì mà quay lại nhận anh em chứ nhược vi cười nhạt đáp đừng gọi tôi là chị tôi nghe mà buồn nôn nói đi cô muốn gì ở tôi chị em biết mình sai rồi em biết gia đình em và em đã không tốt với chị bây giờ em rất hối hận Em nhất định sẽ sửa sai Nên chị ơi Chị có thể giúp em lần này được không Nhược vi nhìn thấy rõ Được sự khẩn thiết trong mắt An Hạ Nên cô không muốn đôi co với cô ta nữa An Hạ thấy Nhược vi Chỉ im lặng nhìn mình Nên an tâm nói tiếp Bây giờ em rất khốn đốn Công việc vì bị anh Nguyên nhúng tay Nên không có ai muốn làm việc chung với em cả Cha mẹ của em đang bị kiện Vì tội chiếm đoạt tài sản Chị, Chị có thể nào nói anh Nguyên tha cho em Và gia đình em có được không Xin chị đừng kiện cha mẹ em Em nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ cho chị mà An Hạ rút trong ví ra Một tấm thẻ ngân hàng Rồi để nó về phía Nhược Vi Đây là thẻ của em Số thẻ và mật khẩu Em sẽ gửi tin nhắn cho chị Trong đó có một số tiền Em sẽ cố gắng làm việc Hàng tháng sẽ gửi trả cho chị một ít Chị Bi, chị tha lỗi cho em chị giúp em được không nhược vi không ngờ bảo nguyên đã rời bỏ an hạ còn khiến cô ta phải trả giá đắt như vậy một mặt cô thấy hài lòng một mặt cô cũng cảm thấy bảo nguyên hơi tàn nhẫn nói cho cùng anh chính là người khiến cho an hạ mơ mộng giàu sang là anh đã nuông chiều cô ta nhưng cuối cùng chỉ có cô ta phải trả giá cô đã từng nhìn thấy bảo nguyên đối xử rất tốt với an hạ vậy mà quay lưng một cái anh đã có thể cạn tình cạn nghĩa với an hạ đến thế người đàn ông có thể thay đổi tâm ý nhanh hơn lật bánh tráng như vậy thì có đáng tin tưởng hay không trở về với hiện thực nhược bít thở dài khe khẽ cô thấy bảo nguyên thật sự thâm sâu khó lường ngày hôm nay cô còn được đối xử tốt vì anh thích cô vậy nếu một ngày anh không còn thích cô nữa thì cô sẽ là an hạ thứ hai có phải không bỗng dưng tay cô bị chộp lại làm cho cô giật nảy mình ngước nhìn lên. Bảo Nguyên nắm cả tay cô, lẫn chiếc bàn ủi đang dí vào chiếc áo sơ mi. Chân mày Bảo Nguyên hơi cau nhẹ, anh nói. Tập trung chút đi, cô suýt làm hỏng áo của tôi rồi. Nhược vi hết hồn, nhìn xuống chiếc áo đang trải ở mặt bàn. Suýt gì chứ? Chiếc áo sơ mi màu trắng, bị cô làm ố vàng mất rồi. Bảo Nguyên gỡ bàn ủi khỏi tay Nhược Vi, rồi đẩy nhẹ cô ra khỏi vị trí, Giọng anh trầm trầm dễ chịu Thôi Cô về phòng thay đồ đi Để tôi làm nốt Nhược vi hơi ai náy Cô đáp Tôi xin lỗi Tôi sẽ đền anh cái áo khác Vớ vẩn quá Ai bắt cô đến Mau đi thay đồ đi Trễ giờ hẹn bây giờ Vâng Nhược vi mới mở cửa phòng ra Thì bà Nguyên lại dặn Nhớ trang điểm một chút Đừng xoe xoa khi gặp khách hàng tôi biết rồi nhược vi đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại như sợ mình mà thô thiển quá sẽ kích hoạt chế độ hủy diệt của người đàn ông kia vậy giờ cô mới lấy chìa khóa phòng mình ra xem không ngờ nó lại nằm ngay bên cạnh phòng của bà huyên cô tá hỏa sợ nhầm liền gọi cho lễ tân hỏi lại cô lễ tân vui vẻ nói dạ sếp của chị đã nâng cấp phòng thường lên phòng vip cho chị rồi ạ Hóa ra là sắp xếp của Bảo Nguyên Anh cũng lắm chuyện quá cơ Tiết kiệm 5.000 tiền xe buýt Nhưng lại dám tiêu cả triệu bạc một đêm Cho một phòng khách sạn dành cho cô Đợi Nhược Vi đi hẳn rồi Bảo Nguyên mới nhoẹn môi cười Anh thở dài một hơi Rồi ném chiếc áo sơ mi vào thùng rác Muốn ngắm cô thêm một chút Mà anh phải bỏ luôn cả chiếc áo sơ mi vài triệu của mình rồi Bảo Nguyên mặc vest xanh đen Kết hợp cùng áo sơ mi trắng Đơn giản và thanh lịch đừng bên cạnh anh là nhược Vi với một bộ vest công sở cũng màu xanh và trắng. Nhìn qua hai người thật sự rất tương xứng và tương đồng. Trong lúc làm việc, bà Nguyên vô cùng nghiêm túc. Nhược vi ngồi cạnh, nghe hiểu chữ được chữ mất, nhưng vẫn cảm nhận được sự tự tin từ người đàn ông chỉ hơn 25 tuổi này. Ngồi ăn trưa cùng họ là hai người đàn ông nước ngoài, là giám đốc chi nhánh của một tập đoàn điện tử lớn toàn cầu. Mặc dù so với họ, OCB chưa thể sánh bằng Nhưng nhìn qua cách giao tiếp Thì Bảo Nguyên không hề lép vế Nhược vi chẳng có việc gì để làm Ngoài ngồi ăn Và góp cười mỗi lần họ nói đùa gì đấy Mà cô có thể hiểu được Có một vài món ngon được mang lên Đó là món sò điệp Sốt phô mai Cô ăn thấy nó khá ngon Nhưng nó lại ở quá xa tầm tay Cô không thể lấy nó được Với tay qua mặt khách Và xếp để lấy ăn thì cũng kỳ nên chị đành bấm bụng ngồi đó Nhìn ngó món ăn xa tầm với Bất ngờ tay bảo Nguyên Thả nhẹ con sò điệp lên đĩa cho Nhược Vi Trong khi mắt và miệng Vẫn tập trung nói chuyện với khách Hành động của anh rất tự nhiên Và nhẹ nhàng Nên chỉ có một mình cô để ý Là anh đang quan tâm mình Còn khách thì hầu như không quan tâm Đến phần thịt bò biết Tết Mọi người đều được Đem một phần giống nhau chỉ có mình nhược vi là được bưng lên một đĩa khác biệt đã được sắt nhỏ và chín vừa việc cô không ăn được đồ sống không phải ai cũng biết nên đây chắc chắn không phải là chuyện tình cờ bữa ăn dần tàn dường như ngấm chút men rượu nên giám đốc đối tác có vẻ thoải mái hơn ông ta muốn mời nhược vi uống một ly rượu để làm quen dĩ nhiên nhược vi không thể từ chối cô ái ngại đứng lên cầm lấy ly rượu vang được tận tay giám đốc bên kia xót cho mình. Ông ấy còn muốn Nhược Vi uống hết 100% để góp vui làm cô lo lắng vô cùng. Nhược Vi nhìn qua Bảo Huyên với ánh mắt cầu cứu. Ở tình huống ngoại giao này, anh không thể tỏ ra quá thô lỗ với khách nên chỉ khẽ cau nhẹ đầu mày rồi gật đầu ý bảo. Cô hãy nhận lấy nhiệm vụ. Nhược Vi hơi thất vọng, cô còn nghĩ anh sẽ đứng ra bảo vệ cho cô cơ đấy nhược vi không còn cách nào khác phải vui vẻ cụng ly với khách ông khách thấy cô uống hết ly rượu đầy thì rất vui còn khen công ty ocb có nhân viên vừa xinh đẹp vừa rất nhiệt tình sau bữa trưa nhược vi và bảo nguyên quay trở về khách sạn vì chuyện ly rượu mà nhược vi cảm thấy hơi buồn bảo nguyên anh biết cô uống kém mà còn không thèm nói đỡ một câu cô không thèm nhìn mặt anh một lần nào cứ thế lên thẳng phòng nhược vi cảm thấy hơi mệt sau khi tắm rửa sơ qua, cô định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Bảo Nguyên xuất hiện trước cửa với hai chai nước uống giải rượu. Uống cái này đi, cô sẽ thấy dễ chịu hơn. Cô vẫn cảm thấy ấm ức nên nghĩ gì đáp nấy. Nếu anh uống giúp tôi ly ấy hoặc ngăn việc ông ta mời rượu tôi thì tôi cũng không cần uống thứ này. Bảo Nguyên biết cô đang giận mình nhưng anh không nổi cáu mà chỉ mỉm cười. Anh mở nắp chai nước rồi đặt nó vào tay cô Anh ân cần nói Tôi biết cô rất ấm ức Nhưng đây là ngoại giao Tôi không thể tỏ ra quá vô lễ với họ Chỉ một sơ sẩy trong giao tiếp Có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn của OCB sau này Vì bảo vệ công việc cho hàng ngàn người dưới quyền Hôm nay tôi đành để cô chịu thiệt thòi vậy Nghe Bảo Nguyên giải thích xong Thì cô thấy mình thật trẻ con và thiện cận Từ lòng giận Cô chuyển qua anh ấy lúc nào không hay Cô ngoan ngoãn uống hết chai nước giải rượu rồi nói với anh. Anh cũng uống đi. Lúc nãy anh cũng uống rượu mà. Chiều chúng ta còn phải đi thăm các chi nhánh nữa mà. Vì thấy anh nãy khi đã giận bảo Nguyên vô cớ nên cô tự giác lấy chai nước còn lại, mở nắp và đưa cho bảo Nguyên bằng cả hai tay. Đây, anh uống đi. Cô ngại nên không dám nhìn vào mặt anh. Chính vì thế nên cô không biết anh đang nhìn cô với ánh mắt đẫm tình thế nào. Anh nhận lấy chai nước từ cô Uống một hơi Khóe môi cong hạnh phúc Sau đó anh nói Chiều nay tôi đi một mình là được rồi Cô nghỉ đi Ngày mai chúng ta còn phải tham gia hội trợ thương mại Sẽ mệt hơn thế này nhiều Nhược vi ngạc nhiên đáp Ơ nhưng mà Nhưng mà tôi là trợ lý Trợ lý thì phải nghe lời sếp Vậy cô có nghe lời tôi chưa Nhược vi hết biết nói sao Anh cười với cô một cái rồi nói Thôi cô đóng cửa cẩn thận đấy nhé Tôi về nghỉ một chút đây Bảo Nguyên quay người bước đi Nhược Vi nhìn theo Cho đến khi anh vào phòng rồi mới thôi Nhược Vi an tâm đi ngủ Một giấc thẳng cẳng Mà không bị bất cứ ai làm phiền Khi cô tỉnh dậy Thì trời đã tối đen Cô giật mình tìm điện thoại xem Thì thấy đã 6 giờ tối Không có cuộc gọi nào Mà chỉ có một tin ngắn của Bảo Nguyên Ăn tối một mình nhé tôi phải giao lưu với các giám đốc chi nhánh nên không về đi ăn với cô được nhược vi tủm tỉm cười sao giống chồng báo cáo cho vợ trước khi đi nhậu về trễ thế này giật mình khi thấy mình tự dưng lại cười cô vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo lại trời ạ à, sao lại vui vẻ thế này chứ nhược vi nhắn lại cho bảo huyên vâng anh đừng để say quá đó mai chúng ta còn phải dự hội trợ nữa Tin nhắn bảo Nguyên gửi từ mấy tiếng trước Vậy mà tin của cô vừa gửi đi Đã được anh hồi âm ngay Dậy rồi sao Một mình thì chắc cũng lười ra ngoài ăn đúng không Ở phòng đó đi Tôi đã gọi nhà hàng chuẩn bị bữa tối mang lên cho cô rồi Thôi khỏi phiền đâu Tôi tự đi ăn được mà Lại quên rồi Trợ lý không cãi xếp Chưa đầy một phút Thì điện thoại bàn của khách sạn đã reo lên Nhân viên nói Bữa tối của chị sẽ được mang lên trong phòng 15 phút tới ạ. À? Mong chị chờ trong giây lát. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng nên Nhược Vi không thể từ chối được nữa. Đi công tác mà sướng như cô thì có lẽ ai cũng muốn rảnh đi. Nghĩ đến trước khi đi công tác cô còn bị các đồng nghiệp dọa cho chết khiếp. Họ mà biết cô được hưởng nhiều ưu ái thế này chắc là khóc vì ganh tị mất. Ăn tối xong tắm lại lần nữa rồi nằm bấm điện thoại đến mãi khuya bảo nguyên từ tin nhắn cuối không thấy nhắn thêm gì nữa khiến cô hơi sốt ruột đi ăn đi nhậu với mấy ông giám đốc thể nào cũng uống say cho mà xem anh đã phải làm việc từ sáng đến khuya rồi làm sao còn sức chống chịu lại với bia rượu cơ chứ càng nghĩ thì nhược vi càng lo lắng cuối cùng cô đánh bảo gọi cho bảo nguyên một lúc lâu sau anh mới bắt máy cô nghe thấy tiếng xả nước và giọng của anh hơi lè nhè anh nghe đây Lần đầu anh nói chuyện với cô Mà xưng anh nên cô hơi giật mình Cô đáp Khuya rồi sao anh chưa về nữa Anh say rượu à Ừ mệt quá Anh vừa nôn xong Hôm nay mấy ông giám đốc chi nhánh ép quá Nhược vi lo lắng tới nóng ruột Đã bảo anh uống vừa thôi mà Anh đang ở đâu vậy Ở quán karaoke Mấy cha này còn đòi đưa anh đi mát xa nữa đấy Anh phải trốn vào nhà vệ sinh Bảo Nguyên bụng miệng rồi anh chạy đi đâu đó điện thoại tắt ngấm có lẽ anh đang nôn và vô tình gạt tắt mất nhược vi sốt sáng gọi lại càng nghĩ càng không an tâm về anh chút nào trong khi chờ anh bắt máy cô đi thay một bộ đồ khác để chuẩn bị ra khỏi phòng nhược vi vào đến thang máy thì bà nguyên cũng chịu nghe máy anh thở mệt mỏi và nặng nề xin lỗi anh mới vừa nôn anh mệt quá ngồi luôn ở đây không đi nổi rồi anh đang ở quán nào vậy để tôi đến đón anh anh cũng không nhớ nữa anh sẽ gửi định vị cho em nhược vi nhận định vị rồi lập tức đón taxi đến tìm bảo nguyên khi anh đang bị mấy ông bụng bự trèo kéo đòi đưa đi giải mỏi ngay trước cửa quán karaoke thì cô bước xuống xe bảo nguyên nhìn thấy cô thì mắt sáng rỡ vui vẻ đưa tay chào kìa trợ lý đáng yêu của tôi đến rồi mấy ông sếp chi nhánh đồng loạt nhìn cô cô mặc một chiếc váy dài quá gối màu trắng, khoác nhẹ một chiếc áo blazer màu xám cho bên ngoài nhưng vẫn vô cùng khí chất. Khi bước tới, còn cách họ khoảng 3 bước chân thì cả đám đàn ông đồng loạt ngỡ ngàng. Có một ông chú ngạc nhiên lên tiếng. "Ôi, đây không phải là phu nhân của giám đốc sao?" Những người này đều từng là khách mời trong đám cưới của cô nên khó tránh được việc họ nhận ra cô. Mặt cô nghiêm nghị nhìn đám đàn ông ai cũng đều đã say cả cô nói chào mọi người tôi đến để họ đón xếp nguyên về bảo nguyên bước về phía nhược vi anh lảo đảo còn định vờ ngã để ôm cô nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của cô thì vội vàng đứng nghiêm lại anh nói xin lỗi vì đã không nghe lời cô tôi uống hơi nhiều rồi nhược vi nhẹ giọng đáp anh ra xe đi được anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô Em cứ mắng họ nhiều vào Họ đã ép anh say đấy Nói xong anh nguyện cười tinh nghịch Sau đó thì ông Dung ngồi vào taxi Mấy ông sếp kia hơi sợ Vì nãy giờ mấy ông ấy Đã rủ Bảo Nguyên đi mát xa thư giãn Một ông tiến đến giả vờ đánh trống lạc Chúng tôi không biết phu nhân lần này Cũng đi công tác cùng giám đốc Thật tiếc vì tối nay đã không thể ăn tối cùng phu nhân Một ông khác nói ngày mai sau khi tham gia hội trợ xong sẽ rất vinh dự nếu có thể mời cả vợ chồng giám đốc cùng dùng bữa với chúng tôi nhược vi thở nhẹ một hơi kìm hãm lại những bực mình cô mỉm cười ôn hòa và nói cảm ơn thiện chí của các chú các anh vợ chồng chúng tôi lần này đi công tác chứ không phải là đi ăn uống tôi đi cùng chồng với cương vị là trợ lý việc này các nhân viên khác của công ty cũng không biết rất mong ngày mai có gặp lại ở hội trợ thì các chú và các anh hãy cứ coi tôi như người bình thường có được không thật ra khá phiền nếu để người khác biết chúng tôi là vợ chồng được chứ phu nhân đã có lời căn dặn thì chúng tôi nhất định sẽ để ý vâng vậy cảm ơn các chú và các anh ở đây nhiều hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai vâng hẹn gặp lại phu nhân cô lịch sự nghiêng mình chào tất cả bọn họ rồi quay về taxi tất cả những cử chỉ lịch thiệp của cô đều thu cả vào mắt bảo nguyên cô vừa xinh đẹp vừa tinh tế dịu dàng đúng quả là một cô vợ thích hợp của anh vậy mà anh đã suýt thì bỏ lỡ cô ngồi trong taxi hai người lại trở về xa lạ như cũ bảo huyên nói tôi đói bụng quá cả buổi tối chị toàn uống nãy còn nôn hết cả ra rồi nhược vi lạnh lùng đáp vậy ghé vào ăn hủ tiếu đã rồi về anh có ăn được quán lề đường không được nhược vi nói với tài xế tấp vào quán hủ tiếu cho chúng tôi nhé vâng thưa chị nhược vi không đói nhưng vì không muốn bảo nguyên phải ăn một mình nên cũng gọi một tô nhỏ ra để ăn cùng nhìn anh ăn ngon miệng cô lại cảm thấy thương ai bảo làm giám đốc thì sướng chứ đi tiếp khách giao lưu với khách cũng đủ mệt người rồi nhiều khi sướng nhất không phải là lúc cầm mười mấy tỷ trong tay lại là khoảnh khắc ngồi bên nhau ở quán bên đường ăn một tô hủ tiếu mười mấy ngàn đồng ăn uống xong nhược vi đưa bảo nguyên về đến cửa phòng khách sạn nhìn mặt anh chàng bảo nguyên là muốn ngỏ lời với bảo nguyên lắm rồi chỉ muốn có thể ôm ngay lấy cô gái bé nhỏ này trong tay nhưng không dám cuối cùng anh chỉ có thể chào tạm biệt cô ở cửa phòng đầy luyến tiếc nhược vi nói anh nghỉ ngơi sớm đi đừng tắm đêm kẻo bệnh để sáng mai rồi tắm ừ tôi biết rồi cô cũng nghỉ ngơi sớm nhé hôm nay cô vất vả rồi hai người ai về phòng nấy mỗi người có một tâm trạng khác nhau họ nhớ lại cảnh nhược vi xuất hiện trước cửa quán karaoke bảo huyên cười không khép miệng lại được vì cảm thấy thú vị và hạnh phúc lúc mấy ông anh kia thấy nhược vi xuất hiện mặt họ đúng kiểu cáo giả gặp sư tử rừng xanh hóa ra việc có vợ lại có ích đến thế hơn nữa lại là một cô vợ quyền lực thì càng có ích hơn nếu có nhược vi là vợ sớm hơn thì bảo nguyên tránh bị ép uống rượu bia nhiều lần hơn rồi người ta thường khen anh bảnh bao ngầu lạnh lùng và quyền lực nhưng anh cho rằng sự ngầu của mình chẳng bằng một góc của nhược vi ngày hôm nay phải làm sao đây anh càng lúc càng mê cô quá rồi còn nhược vi cô chăn trở không ngủ nổi vì lo cho sức khỏe của bảo nguyên đây chỉ là một trong những chuyến công tác của bảo nguyên mà anh còn bận như vậy những ngày thường anh cũng làm việc tối tăm mặt mũi và tiếp khách liên tục thì phải làm sao cái dạ dày của anh làm sao ổn được khi cứ phải uống rượu bia rồi lại nôn hết ra như tối nay đó là còn chưa nói việc anh phải thức khuya dậy sớm di chuyển bằng xe hơi và máy bay liên tục càng nghĩ nhược vi càng cảm thấy có quá nhiều rủi ro khi bà nguyên đi làm giờ thì cô đã hiểu vì sao lại phải có trợ lý đi với anh 24 trên 24 rồi Buổi sáng ngày hôm sau Bà Nguyên ngủ một giấc đến gần trưa Vì trợ lý đã không gọi anh dậy Lần này Người để lại tin nhắn là Nhược Vi Anh ngủ dậy Thì gọi lễ tân mang đồ ăn sáng lên nhé Đừng để bụng đói rồi Chưa lại phải uống rượu Sẽ khó chịu lắm đó Tôi sẽ đến hội trợ trước Để xem mọi người làm việc thế nào Bảo Nguyên mỉm cười hạnh phúc thầm nói Cái cô này Sao toàn làm mấy chuyện dễ thương thế này chứ Anh nghe lời cô Gọi người mang đồ ăn sáng lên Sau đó mới tắm rửa Và chuẩn bị đến trung tâm thương mại Để tham dự hội trợ Hội trợ thương mại lần này Là dành cho ngành hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Có rất nhiều công ty lớn Và các tập đoàn toàn cầu tham gia Tập đoàn OCB Cũng có một gian hàng tham gia tại hội trợ này Nhược vi đã đến hội trợ từ sớm Vì từ ngày hôm qua đến giờ Cô cảm thấy bản thân chưa làm được gì cả. Nhược Vi không có đồng phục của công ty nên mặc tạm một bộ vest không sở bình thường màu sán bạc. Cô không quen biết ai trước khi ra hội trợ nên khá bỡ ngỡ. Cô gặp một cô gái có trách nhiệm đứng quẩy tiếp tân nhìn vào bảng tên Nhược Vi biết cô ấy tên Thảo. Chào chị Thảo ạ. Em là trợ lý đi cùng với sếp Bảo Nguyên giám đốc marketing của OCB ạ. Mặc dù cái danh trợ lý của giám đốc trên tổng công ty Đến thì khá oai đấy Nhưng nhìn Nhược Vi trẻ quá Lại còn trông hiền lành, khúm núm Nên Thảo có vẻ khá hở hứng Vâng, chào cô Để tôi dẫn cô đến gặp trưởng phòng Thảo rất xinh đẹp dáng cao giáo chuẩn người mẫu Có lẽ vì thế Mà được chọn làm người đứng ở mặt tiền Của gian hàng hội trợ Trưởng phòng chịu trách nhiệm cho gian hàng hội trợ này Là một người đàn ông khoảng 40 tuổi anh ta đang đứng tiếp chuyện với những khách hàng ghé qua gian hàng hội trợ Thì Thảo và Nhược Vi đi đến Vì anh ta đang trò chuyện dở với khách nước ngoài Nên hai cô gái phải đứng chờ một lúc khá lâu Thảo có vẻ sốt ruột Nhưng không dám kiểu tay nhắc nhở Khoảng 15 phút sau Thì khách hàng rời đi Và ông anh trưởng phòng giờ mới nhìn đến Nhược Vi Mặt hơi cau có Tôi thì bận đến mỏi miệng để tiếp khách Còn các cô đứng được ra đó nhìn thôi à? thảo đáp em đâu có muốn thế là cô này đây trợ lý trên tổng công ty đến anh xem sắp xếp thế nào đi doãn là tên của anh ta doãn nhìn từ đầu đến chân nhược vi rồi nói lấy bằng tên hội trợ đeo vào đi trợ lý hay giám đốc thì cũng phải làm việc cô biết nói tiếng anh chứ dạ tôi nói không tốt lắm doãn tỏ ra khinh thường trợ lý giám đốc mà không giỏi tiếng anh Cô là trợ lý giả đó à? Thôi, không biết nói tiếng Anh thì ra hậu trường xem mọi người cần giúp gì thì giúp đi. Ở đây đang bận lắm. Nhược vi nhanh chóng được phát một tấm thẻ đeo cổ có logo của hội trợ và đưa ra sau hậu trường. Cô giúp các đồng nghiệp khác sắp xếp hàng hóa lên kệ trưng bày. Làm việc quần quật đến trưa, cô còn bị trưởng phòng sai đi mua nước cho tất cả thành viên của công ty. Khi cô tay sách nách mang mấy chục ly nước về tới gian hàng hội trợ, thì đoàn giám đốc trực thuộc OCB xuất hiện. Họ vừa tham dự cuộc hội thảo dành cho ban giám đốc của toàn bộ các gian hàng sự kiện. Doãn đang đứng xun xoe nịnh nọt cạnh Bảo Nguyên và các giám đốc khác thì thấy Nhược Vi tay sách nách mang một đống nước và đồ ăn vặt đến thì mặt đỏ hết cả lên. Anh ta lao ngay tới chỗ cô mà mắng. Trời ạ! À, đây là chỗ để ăn uống chắc. Mang ra sau. Hành động của anh ta làm cho tất thảy giám đốc của OCB chú ý. Nhược vi mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi mà còn bị mắng khiến cô ứng biến không kịp. Cô chưa kịp mở miệng đáp trả doãn, thì một ông giám đốc đã nhận ra cô là ai, liền vội vã chạy đến bênh vực. Sao cậu dám để trợ lý của giám đốc Nguyên đi làm mấy việc này thế hả? Ông chú cầm lấy mấy túi đổ cho con, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Cô vì đến lúc nào vậy? Chúng tôi còn tưởng cô không đến được ông chú trở mặt rất nhanh quay qua nạt xoãn. còn đứng đó cầm mấy cái thứ này cho cô vi đi nhược vi bình thản nói thôi mọi người đang nói chuyện mà để tôi mang vào cho các anh chị em thôi cứ để mấy đứa nó tự làm cô vi không cần phải nhược vi giành lấy bịch đồ từ tay ông chú rồi đáp chú cứ để tôi ạ à, cảm ơn nói xong cô lại tự mình xách vào phía sau gian hàng Nhược Vi có lướt mắt qua nhìn giám đốc, thì thấy Bảo Nguyên đang nhìn mình rất chăm chú. Cái mặt cau có kia của anh chắc là lại muốn cho ai đó một trận rồi. Cô mỉm cười để báo với anh rằng mình vẫn ổn, anh không cần phải lo. Ông chú giám đốc nói nhỏ bên tai tên soãn cậu tự trước phiền phức vào người rồi đấy. Mặt soãn dài như cái bơm, anh ta vẫn chưa hiểu bản thân đã gây ra chuyện động trời gì, khó hiểu hơn nữa là cái cô gái trông trẻ con và chỉ là một trợ lý không có thực lực kia là ai mà khiến cho cả một vị giám đốc chi nhánh phải rè chừng như vậy đưa nước cho mọi người xong nhược vi bước ra chỗ bảo nguyên anh nhìn thấy cô đổ mồ hôi nhễ nhại thì thương lắm mà không dám thể hiện quá lố ở đám đông anh đành hỏi qua loa sáng giờ làm gì tôi phụ mọi người chuẩn bị gian hàng mệt không cô tôi cười đáp anh không mệt ạ à. mấy giám đốc khác đứng xung quanh đã nhận ra cô thì nụ cười trở nên gượng gạo đặc biệt là ông chú ban nãy xung phong tới định sách đổ cho cô ông chú ấy chính là giám đốc điều hành của nhãn hiệu mỹ phẩm ocb chịu trách nhiệm chính cho hội trợ lần này ông chú cùng doãn bước tới chỗ cô nói năng và cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng mong cô vi thông cảm cho tôi nhé nhân viên của tôi không biết cô là trợ lý của sếp nguyên Nhược Vi đáp ngay. Họ biết mà, anh Doãn nhỉ? Ban nãy anh Doãn có hỏi tôi là ai, có biết giao tiếp tiếng Anh không? Mà do tôi không biết, nên anh Doãn để tôi đi làm mấy việc vặt giúp mọi người ấy mà. Nhìn đám đàn ông kia, mặt sượng chân, mà Nhược Vi thấy buồn cười. Cô bật cười nói. Tôi thấy rất vui khi được góp sức mình cho hội trợ, nên chú không cần phải thấy anh ấy đâu ạ. Một ông giám đốc khác đáp lời cô Nhược Vi. Cô Vi thật xứng đáng là nhân viên xuất sắc của OCB. Đến cả công việc nhỏ nhất cũng tự mình làm. Đây mới là tác phong cần có của người lãnh đạo. Chúng ta nhất định phải học tập. Mặc cho những lời su nịnh ba hoa có cánh của đám đàn ông kia, Bảo Nguyên vẫn cảm thấy người mình thương bị đối xử không công bằng. Đám nhân viên sáng giờ vẫn coi thường Nhược Vi và sai bảo cô như một nhân viên quèn đang tự bản thân run cầm cập vì lo lắng. Sáng giờ họ không chỉ sai cô làm quá nhiều việc Mà còn nói xấu về các giám đốc Đặc biệt là giám đốc từ tổng công ty Đến Bảo Nguyên Nhược vi đồng hành cùng Bảo Nguyên Và nhóm giám đốc Đi tham quan qua các gian hàng trong hội chợ Buổi trưa còn được ngồi ăn cùng các vị ở nhà hàng cao cấp Sau đó mới ra sân bay để trở về nhà Ở sân bay Nhược vi nhìn đống quà tặng Mà đám giám đốc kia dúi vào tay cô Đang được nhân viên sân bay đóng gói lại cho vào hàng ký gửi mà lén thở dài. Bảo Nguyên đứng phía sau cô từ lúc nào, anh lên tiếng. Cô được mọi người yêu quý như vậy mà còn buồn sao? Cùng là vợ chồng mà tất cả quà tặng đều chỉ dành cho cô thôi. Tôi đâu có thèm quà tặng ấy. Hơn nữa tôi cũng chẳng phải là vợ của anh. Họ đang lấy lòng nhầm người rồi. Nếu cô anh nói như vậy thì biến giả thành thật là được thôi mà nhược vi giật mình nhìn anh anh bật cười đáp đùa thôi cô đâu cần phải ngạc nhiên quá như vậy nhược vi xấu hổ đỏ mặt bỏ vào trong khu vực chờ lên máy bay anh đùa chẳng vui chút nào câu nói của anh làm cô ngại ngùng quá chừng nhưng cô nào biết câu nói ấy là suy nghĩ vô cùng thật lòng của anh sau chuyến công tác chung thì không khí giữa bảo nguyên và nhược vi đã tốt hơn nhiều ít nhất cô không có tìm cách trốn tránh anh vì sợ công ty đồn họ có quan hệ với nhau nữa. Công việc của mọi người sau hội trợ cũng bận rộn hơn rất nhiều. Bảo Nguyên vừa trở về, đã lập tức tham gia một chương trình quảng bá nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn. Dù đã có Tùng Dương bên cạnh, nhưng Bảo Nguyên vẫn giữ nhược vi bên cạnh để làm trợ lý riêng cho mình. Thành ra Tùng Dương từ nay chỉ có việc ở lại công ty xử lý công việc theo lệnh của sếp. Còn những lúc anh đi ra ngoài thì đã có nhược vi. Hôm nay Bảo Nguyên có một buổi quay phim và chụp ảnh ở phim trường để làm hình ảnh quảng cáo. Nhược Vi đang ngồi ở ghế chờ bên cạnh Bảo Nguyên, không làm gì cả. Bỗng dưng có một cô gái tiến đến, hào quang phát sáng cả một khung trời, làm cho Nhược Vi cũng phải ngất ngây trước vẻ đẹp của cô ấy. Cô gái vui vẻ chào Bảo Nguyên. Anh Nguyên, lâu quá không gặp anh. Bảo Nguyên đang nhắm mắt cho chuyên viên trang điểm, chỉnh trang thì vội mở mắt ra ánh mắt cũng sáng trưng khi nhìn thấy cô gái tiêu tư em đến rồi đó à bảo nguyên đứng hẳn lên anh định đưa tay ra bắt thì cô gái mang tên tiêu tư kia ôm lấy anh tỏ ra vô cùng thân thiết anh khỏe chứ bảo nguyên cũng ôm đáp lại theo phép lịch sử ừ anh ổn dạo này em nổi tiếng quá muốn gặp em chỉ có thể đặt lịch với trợ lý thôi anh đừng nói vậy mà Sao anh không gọi cho em nào chứ? Em lúc nào cũng chờ điện thoại của anh. Hai anh chị, mỗi người một câu đáp qua đáp lại, vui vẻ, chỉ có một người ngồi đây là thấy lòng nhộn nhạo khó chịu. Nhược vi còn nghĩ, bà Nguyên không giống mấy người tài phiệt khác, không dùng tiền để làm quen với các mỹ nhân, nhưng nhìn cách anh vui vẻ thân thiết với Tiêu Tư, ngồi sao hàng đầu làng giải trí kia thì chắc chắn mối quan hệ của hai người không tầm thường rồi tiêu tư là ngôi sao sẽ cùng bảo nguyên chụp ảnh quảng bá lần này nhìn họ sánh bước bên nhau đi ra hiện trường chụp ảnh trông không thể nào hợp đôi hơn mấy người nhân viên và trợ lý đi phía sau len lén thì thầm nói tiếc là sếp nguyên đã có vợ rồi chứ anh ấy với cô tiêu tư hợp đôi quá trời ngày xưa hai người có tin đồn hẹn hò với nhau đấy lúc đó sếp nguyên còn chưa về nước còn cô tiêu tư thì thường đi nước ngoài công tác họ không chụp ảnh chung với nhau nhưng fan của tiêu tư đã đào ra được những chi tiết trùng khớp hoàn toàn đấy khi đó tiêu tư cũng không có động thái phản bác nên ai cũng đinh ninh cô ấy và sếp nguyên là một cặp cơ chà thế tại sao sếp nguyên lại từ chối một người như tiêu tư để lấy vợ nhỉ không biết vợ của sếp chúng ta như thế nào kết hôn với gia đình tài phiệt, dĩ nhiên không thể là người tầm thường rồi còn có người tài năng và xinh đẹp hơn cả tiêu tư sao có thể không bằng nhưng chắc chắn là giàu có không kém với xếp nguyên rồi nhược vi đi phía sau họ tài đã lắng nghe tất cả nghe đến đâu thì lòng lại tan nát đến đó cô chẳng có được điều gì trong số điều mà bọn họ nói không sinh không giỏi cũng chẳng có ra thế nghĩ lại thì chẳng hiểu sao hai phu nhân lại muốn chọn cô làm dâu nữa buổi chụp ảnh và quay phim diễn ra vô cùng suôn sẻ vì hai nhân vật chính ở góc nào cũng đẹp nên chỉ cần đưa máy lên là có hình đẹp giải lao bà nguyên vội đi đâu đó nghe điện thoại nên để nhược vi ở lại hiện trường tiêu tư đang được đội trang điểm chỉnh trang lại thấy ai cũng có việc mà cô thì đứng không chẳng làm gì nên tiêu tư ngoắc tay cô gọi cô lại ê cô kia lại đây nhược vi khá bất ngờ trước thái độ của tiêu tư dành cho mình cô và cô ta chẳng quen chẳng biết mà dù có quen biết cũng không ai gọi người khác với thái độ trịch thượng như thế. Tiêu Tư vắt chéo chân, khoanh tay nhìn Nhược Vi từ đầu đến chân rồi nói: "Cô là trợ lý của anh Nguyên?" Mặc dù chẳng ưa cô ta một chút nào, nhưng vì cô ta là người quan trọng của dự án quảng cáo lần này, nên cô cũng không muốn làm mất lòng cô ta rồi ảnh hưởng đến công ty. Nhược Vi nuốt ấm ức xuống bụng rồi đáp: "Vâng, đúng rồi ạ." "Rảnh đứng đó làm gì?" đi mua cho tôi vào xếp nguyên cà phê và nước ép trái cây không đường đi đáp nhân viên ai cũng nhìn cô chờ đợi còn thái độ của tiêu tư khi thấy cô không chịu đáp thì đầy khó chịu ủa tài cô có bị điếc không vậy nói đi mua thì đi liền đi chứ nhược vi muốn cãi rằng đó không phải việc của cô nhưng không muốn làm không khí căng thẳng hơn nên đành đáp vâng tôi đi ngay ở gần phim trường Chẳng có quán nước nào Cô phải đi bộ khá xa Thì mới có một quán nước để mua Sợ không kịp giờ ghi hình Hoặc lỡ bảo Nguyên đi đâu mất Nên cô phải chạy hết tốc lực để kịp giờ Nhược vi thở hồng hộc Đưa ly nước chanh muối cho cô ta Chị uống cái này tạm đi ạ à? Ở quán đó Họ không có trái cây ép Với cả trời nắng Thì nên uống chanh muối Nhược vi còn chưa kịp nói hết câu Thì tiêu tư đã cầm ly nước Ném thẳng vào đầu nhược vi Thứ nước này mà cho người uống à? Cả đám nhân viên nín thở sợ hãi. Cái tiếng khó tính của tiêu tư trong giới đã đổ nhiều. Tuy nhiên cô ta có đội ngũ hậu trường quá tốt nên mấy cái tính khí khó ưa này đều bị ém chặt. Tiêu tư đứng lên, rúi tay vào chán nhược vi. Cô bị điếc hay là không hiểu tiếng người thế? Tôi nói là nước ép trái cây. Là nước ép trái cây. Cô có nghe rõ chưa? Nhược vi bị hàng loạt hành động vô lý của tiểu tư làm cho choáng ngợp tuy nhiên cô hít sâu một hơi lấy hết can đảm mở nắp ly cà phê trên tay hất thẳng vào mặt tiêu tư hành động của cô khiến cho đám đông càng bất ngờ hơn nữa tiêu tư há miệng thật lớn vì quá sốc cô ta không ngờ một người nhỏ bé như nhược vi lại dám phản kháng lại mình nhược vi siết chặt tay làm cho ly cà phê hoàn toàn biến dạ cô nói tôi không phải là người hầu của cô muốn uống thì tự mà mua lấy đi Cô ném luôn cái vỏ ly vào mặt tiêu tư Cô ta thở hắt ra một cái Cười nhách mép đáp Cô tên gì? Cô là ai? Mà dám hắt cà phê vào tôi hả? Biết tôi là ai không? Biết thứ tôi mặc trên người là gì không? Cô đúng là không muốn sống nữa rồi Đạo diễn biên kịch thấy ồn ào Thì vội chạy đến Biên kịch và hậu kỳ nhìn thấy hiện trường Hai cô gái lem luốc Thì vô cùng bối rối Tuy nhiên Nhược Vi là một đứa vô danh tiểu tốt Nên họ không thèm để ý chỉ xuân xe bâu lấy tiêu tư để lo lắng cho cô ta. Chiếc váy trắng hàng hiệu đã bị cô làm vấy bẩn cả, khiến cho biên kịch tức điên quay qua hét vào mặt Nhược Vi. Cô điên rồi sao? Đây là bộ váy giới hạn giá cả triệu đô. Bây giờ phải làm sao đây? Cái mạng nhỏ của cô đền được cái váy này không? Tiêu tư kêu la, làm như bản thân bị bỏng. Trời đất ơi, tôi chưa từng bị sỉ nhục như ngày hôm nay. Công ty OCB mà làm ăn như thế này sao? Công ty OCB mà có loại nhân viên điên khùng như cô ta sao? Tiếng người nào đó nịnh nọt cô ta. Chị Tiêu Tư, chị bớt giận đi ạ. Chúng tôi sẽ xử lý ngay. Bảo Nguyên trở lại cũng rất đúng lúc. Nhìn thấy Nhược Vi đứng đó hậm hực, mặt đỏ như vang, tay thì xếp thành quyền, thì Bảo Nguyên đã linh cảm được chuyện chẳng lành. Tuy nhiên thay vì anh chạy đến hỏi thăm cô, thì lại gạt mọi người ra để xem tình hình của Tiêu Tư. Cô ta thấy anh thì cứ như con nít thấy mẹ về liền ấm ức mách. Anh Nguyên, anh xem đi, cô nhân viên của anh đã làm em sao bộ dạng này đây? Biên kịch sợ lên lụy nên cũng vội vàng tố cáo Nhược Vi. Là cô ta đã đổ nguyên ly cà phê lên người của cô tiêu tư đó ạ, à? không biết cô ta nghĩ gì nữa. Nhược Vi đứng đó mà lòng tan vỡ, trái tim cứng cỏi của cô dù cho bị người ta trả đạp cũng không khuất phục vậy mà giây phút này không còn chống đỡ nổi nữa hai hàng lệ tuôn nhược vi nhìn thấy bảo nguyên đứng đó nhìn tiêu tư với vẻ quan tâm lo lắng thì không chịu nổi cô tưởng mình có thể làm ngơ để anh yêu thương ai khác cũng chẳng bận lòng nhưng có vẻ như cô đã nhầm cô vẫn luôn yêu anh nhiều như phút ban đầu chỉ là đã cố gắng lở cảm xúc rung động ấy đi mà thôi nhược vi gạt nước mắt không thể nhìn cảnh tình cảm ân ân ái ái của người cô yêu trước mặt thêm một giây nào nữa tuy nhiên bảo nguyên lại phản ứng khác hoàn toàn những gì mọi người nghĩ sau khi anh thấy tiêu tư với bộ dạng nhách nhác hơn cả nhược vi thì nở một nụ cười anh cởi áo vest ra tiêu tư còn nghĩ anh sẽ khoác cho cô nhưng cô ta đã quên một phen khi định tiến gần đến anh bảo nguyên quay người tiến về phía nhược vi và khoác áo của mình vào cho cô nhược vi bàng hoàng nhìn anh với đôi mắt to đen long lanh và đẫm lệ. Hai tay anh siết lấy vai cô để trấn an. Anh thở dài một hơi, sau đó thì quay người lại nhìn tiêu tư, mặt đang trắng bệch ra, cô ta gượng gạo cười. Anh Nguyên, anh! Bảo Nguyên lạnh giọng nói. im miệng! Hai tiếng trầm mà nặng nề vang lên, làm cho toàn bộ mọi người có mặt ở đó đều thấy lạnh gáy. Anh gọi. Biết tập, cô biên tập vội chạy đến cạnh ánh mắt anh vẫn ghim chặt vào tiêu tư như muốn ngay sống cô ta hủy hợp đồng với tiêu tư từ nay trở đi không được để cô ta dính tới bất cứ hoạt động nào của ocb cô biên tập nói nhưng mà nhưng mà nếu hủy hợp đồng thì chúng ta sẽ phải đề nhiều lắm thưa sếp cô ta hành hung nhân viên của ocb tôi không kiện cô ta ra tòa là may rồi còn đòi bồi thường hợp đồng nếu cô cảm thấy ấm ức thì hãy nói chuyện với luật sư của tôi Tiểu tư mắt đỏ hoe uất ức tràn lên đôi mắt Môi cô ta run lên lắt bắp nói Anh Nguyên Anh hủy hợp đồng với em vì cô ta Bảo Nguyên chẳng thèm đói hoài đến cô ả Anh nói Sắp xếp người mẫu khác thay thế đi Chúng ta sẽ chụp lại vào ngày khác Anh quay lại với Nhược Vi Cô bây giờ vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra Không phải bà nguyên đứng về phía cô ả à, ngôi sao kia sao cô đã khóc nhầm rồi sao bảo nguyên biết nhược vi đang có vô vàn thắc mắc nhưng anh chỉ mỉm cười rồi nói em làm tốt lắm chúng ta về thôi ngồi trên xe riêng nhược vi bây giờ mới lên tiếng anh hủy hợp đồng với cô ta thật sao bảo nguyên ngồi bên cạnh cô ung dung lướt điện thoại ừ anh có bao giờ nói đùa đâu tại tại sao phải thế bảo nguyên nhìn vào mắt cô cười nhẹ một cái vì cô ta làm em khóc hai má nhược vi nóng bừng cô xấu hổ quay mặt đi cô làu bào anh nói vớ vẩn cái gì vậy ai thèm khóc một lúc cô gỡ áo khoác của anh ra khỏi vai ném trả nó cho anh và nói ai mượn anh khoác áo cho tôi làm người ta hiểu lầm anh có tình cảm với tôi thì sao bảo nguyên hầu như không quan tâm đến vẻ bực bội của nhược vi anh đang cảm thấy vui vì nhận ra nhược vi thích anh anh biết thừa lúc nãy cô đã khóc vì ấm ức khi thấy anh bước về phía tiêu tư tuy nhiên anh không thèm vạch mặt cô nữa anh nhẹ nhàng hỏi anh đưa em đi thay đồ đã nhé nhược vi không trả lời anh ngầm cho rằng cô đã đồng ý khi xe dừng lại ở một cửa hàng thời trang vô cùng lớn thì cô mới giật mình sao lại đưa tôi đến đây bảo nguyên đáp thì anh bảo đưa em đi thay đồ mà ở đây không phải là đồ thì là gì nhưng mà anh mở cửa xe bước ra trước sau đó cúi người mời cô nào em không bước ra là anh đứng như thế này mãi đấy bỗng dưng thấy bảo nguyên ngọt ngào dịu dàng với mình khiến được vi hơi đề phòng cô bước ra ngoài theo ý anh trong lòng thầm cho rằng vì anh thấy cô tội nghiệp bị tiêu tư bắt nạt nên mới đối xử tốt với cô. Hai người vừa bước vào cửa hàng, nhân viên có vẻ rất quen thuộc với Bảo Nguyên. Vừa thấy anh đã chạy đến chào hỏi. Chào anh, anh tới rồi ạ? Bảo Nguyên nói. Trang phục mà tôi đặt may ở đây đã có chưa? Dạ, đã xong rồi anh. Cô nhân viên nhìn qua nhược vi rồi nói. Chủ nhân của nó đây có phải không ạ? nhược vi vẫn cứ ngây ra không hiểu chuyện gì còn bảo nguyên thì mỉm cười nhìn cô đầy yêu chiều anh đáp ừ đúng là cô đấy cô nhân viên lịch sự nói với nhược vi mời chị đi lối này ạ nhược vi cùng nhân viên rời đi cô ngoái đầu nhìn phản ứng kỳ lạ của bảo nguyên anh lại đang âm mưu gì với cô đây bảo nguyên đứng bên ngoài chờ nhược vi thay đồ tùng dương gọi đến cho anh vì nghe tin anh và nhược vi gặp chuyện ở phim trường tùng dương lo lắng hỏi thăm cô vi có sao không anh chắc tiêu tư đã quá đáng với cô vi lắm nên anh mới nổi giận như vậy không kể quá đáng hay không dám coi thường nhân viên của ocb thì xứng đáng bị hủy hợp đồng cậu đốc thúc mọi người tìm người nổi tiếng khác thay thế đi các hoạt động của ngày hôm nay của tôi dừng lại hết tôi bận rồi vâng ạ à, còn cô vi ạ à? Bảo Nguyên đã cố kìm nén không ghen Vậy mà tên Tùng Dương này Quay đi quay lại Vẫn phải hỏi đến Nhược Vi bằng được Làm anh thấy bực mình Anh đáp Cô ấy có làm sao Cũng không cần cậu lo đâu Lo làm việc của mình đi Bảo Nguyên tắt máy Suýt thì mắng động mấy câu Thì Nhược Vi từ trong phòng thay đổi bước ra Cô mặc trên người Một chiếc đầm đen được thiết kế vừa vặn Với cơ thể không sai một ly Để tôn lên vẻ đẹp của cô tiệm còn trang điểm sơ và làm tóc cho cô nhìn dáng bộ của cô xinh đẹp và quyền lực như một nữ hoàng đến nhược vi còn không nhận ra mình trong gương bảo nguyên bước đến đứng sau lưng cô cùng nhìn cô ở trong gương cô bối rối hỏi anh có làm lố quá không vậy thay một bộ đồ mà đến cả cửa hàng lớn thế này sao anh vẫn chưa nói vào vấn đề chính mà muốn trêu cô thêm một chút nhờ cô thử váy cho vợ tôi một chút thôi mà không ngờ cô cũng hợp với nó phết nhược vi trợn mắt nhìn anh thử hộ mà cô nóng bừng cô xấu hổ và ấm ức toan bỏ đi thì bị anh giữ lấy tay anh kéo nhẹ một cái đã làm cô ngã vào lòng mình anh mỉm cười nhìn cô người gì mà hay dỗi thế mặt nhược vi đỏ bừng anh còn muốn đùa giỡn tôi thế nào nữa tôi không có rảnh ở đây chơi trò đóng vai với anh đâu thử hộ anh nghĩ tôi là búp bê hay sao Mà đi thử hộ đồ cho anh hả Xem ra Em đang rất giận anh nhỉ Giận Anh nghĩ chỉ giận mà đủ à Tôi còn ghét anh nữa cơ Mau buông tôi ra coi Cô vùng vằng Muốn đẩy anh ra khỏi mình Nhưng anh ôm chặt quá Cô không cựa quậy nổi Cô nhìn anh Mắt rưng rưng Anh muốn gì nữa đấy Giờ thì anh mỉm cười Và nói thật dịu dàng anh muốn em làm vợ anh Cô ngẩn người Giờ mới nhận ra nãy giờ đang bị anh trêu ghẹo Rõ ràng anh biết cô thích anh rồi Mà còn nói mấy câu khiến cô tủi thân Anh buông cô ra Đưa hai tay lên áp má cô Thôi nào Đừng khóc nữa Trôi hết lớp trang điểm bây giờ Từ lúc này chỉ cần nghe lời anh Đi theo anh thôi Không phải nói gì thêm cả Đồng ý chứ Anh nắm tay cô rồi quay qua nói với giảm nhân viên đang đứng xếp thành hàng ngang nhìn họ đầy ngưỡng mộ anh nói cảm ơn các cô chúng tôi đi đây nữ quản lý đại diện lên tiếng cảm ơn anh chị đã tin tưởng cửa hàng của chúng tôi chúc anh chị trăm năm hạnh phúc ạ à. nhược vi phần vì bất ngờ phần vì xúc động nên chẳng nói được lời nào cứ thế để bảo nguyên nắm tay rời khỏi cửa hàng vừa ra đến cửa thì chiếc siêu xe của bảo huyên đã được tài xế lái đến anh mở cửa mời nhược vi mời nữ hoàng của anh lên xe cô mới đó còn khóc mà giờ thì lại hạnh phúc đến mức tủm tỉm cười cả hai lên xe rồi lái đi khỏi thành phố tiến thẳng về phía biển trước mặt nhược vi bây giờ là một biệt thự được trang trí toàn bộ bằng hoa và bóng bay trông ngọt ngào và lãng mạn như bước ra từ cổ tích bảo huyên dắt tay cô vào trong ở sân biệt thự bày biện sẵn một bàn gồm rượu nến và hoa phía xa hoàng hôn vừa kịp buông xuống mặt biển vàng rực tạo nên một khung cảnh lãng mạn và ngọt ngào nhược vi xúc động đến nghẹn lời cô không biết bảo nguyên đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ và không hiểu tại sao anh lại chọn ngày hôm nay trong lúc cô đang vô cùng bối rối thì bảo nguyên xoay người qua anh nắm hai tay cô chân thành nói Đồng ý làm vợ anh nhé Anh muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất Không phải vì em là người đã từng cứu anh Cũng không phải vì em là người Mà gia đình anh đã chọn Anh muốn em trở thành vợ của anh Là nữ hoàng trong lòng anh Vì anh yêu em Nhược vi không phản ứng gì quá đặc biệt Cô chỉ nhìn anh Bằng sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng và bần thần Bảo Nguyên bối rối nói thêm Anh biết thế này là quá gấp Em có thể suy nghĩ thêm cũng được anh có thể đợi Anh chỉ muốn cho em biết rằng Phía sau em sẽ luôn có anh Một người sẵn sàng vì em Mà làm tất cả mọi thứ Để em sống ngập cao đầu không phải sợ hãi Quỵ lụy ai nữa Nếu em cảm thấy anh vẫn chưa đủ chân thành Anh sẽ chờ Anh sẵn sàng cầu hôn em một ngàn lần nữa Để có thể bên em Có một kiểu phản ứng Khi chúng ta quá đội bất ngờ Đó chính là trở nên ngẩn ngơ Trong chính cảm xúc của mình Nhược vi sau một lúc bần thần Cô rút tay khỏi Bảo Nguyên, lau đi giọt nước mắt sắp sửa trào ra nơi khóe mi. Nhược Vi hít một hơi sâu, rồi ngước lên nhìn Bảo Nguyên, cô hỏi. Nếu em nói em không đồng ý, anh sẽ cầu hôn em đến một ngàn lần thật chứ? Bảo Nguyên ánh mắt buồn buồn, tim hẫng một nhịp, anh nhìn cô. Ừ, anh sẽ... Nhưng nói tới đây, thì anh nhận ra câu hỏi của Nhược Vi, hình như có chứa câu trả lời mà anh cần. Mặt anh dạng dỡ hẳn lên Cô mỉm cười nói tiếp Được Em nhận lời cầu hôn thứ ba của anh Vậy anh còn thiếu 997 lời cầu hôn nữa Em sẽ Bảo Nguyên vui quá Ôm chầm lấy nhược vi Làm cô không thể nói thêm Anh hôn lên tóc cô Trái tim đập vang trong lồng ngực Truyền cả sự rung động đó qua tim cô Anh đáp Anh sẽ dành cả đời mình để yêu em Em muốn anh cầu hôn bao nhiêu lần cũng được nhược vi ôm đáp lại bảo nguyên cái ôm mà cô đã phải kìm nén từ rất lâu anh thật rộng lớn thật ấm áp cô nhắm mắt hưởng thụ sự dễ chịu từ người đàn ông trong vòng tay mình cả hai đang ôm nhau thật chặt bất ngờ có pháo giấy nổ vang làm cả hai giật mình rồi dàn nhạc công từ bên trong biệt thự cùng nhau bước ra dưới ánh hoàng hôn điệu nhạc du dương khiến cho hai người càng muốn sát gần nhau thêm bảo nguyên và nhược vi nhìn nhau và bật cười họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm và đầy lãng mạn kể về chuyện ở phim trường lúc bảo nguyên rời đi để nghe điện thoại là để dặn dò những người tổ chức buổi lễ cầu hôn này phải chuẩn bị thật kỹ sau khi cùng nhược vi đi công tác về thì anh đã muốn ngỏ lời với cô ngay rồi nhưng vì anh không muốn cô cho rằng mình chỉ là nhất thời cảm động nên phải kìm nén lại len lút tổ chức một nơi cầu hôn lãng mạn và xinh đẹp thế này nhưng không ngờ anh vừa mới rời đi có một chút mà đã xảy ra chuyện khi nhìn thấy nhược vi bị bắt nạt anh vô cùng tức giận tuy nhiên anh còn một kế hoạch lớn nên phải dằn lòng giận của mình xuống anh muốn thử xem nhược vi có cảm xúc với mình hay không bằng cách bước về tiêu tư trước và mọi thứ đã diễn ra đúng như những gì anh nghĩ bữa tối của họ diễn ra bên ngoài trời với sự riêng tư tối đa. Bảo Nguyên vẫn còn vui sướng lâng lâng khi hôm nay anh đã có thể chính thức bên cạnh người mà anh yêu. Anh vừa ăn, vừa nhìn cô mái không chán mắt. Bất ngờ anh hỏi. Mà sao lại là lần cầu hôn thứ ba? Anh nhớ mình chưa từng cầu hôn em mà. Nhược vi thong thả, lấy điện thoại của mình ra, mở tấm ảnh cô chụp hôm ở khách sạn cho Bảo Nguyên xem. Lần đầu tiên anh cầu hôn em là lúc này, Bảo Nguyên nhìn vào tấm ảnh mà anh chưa từng biết đến sự tồn tại của nó với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Nhược Vi nói tiếp. Còn lần thứ hai, anh cầu hôn em là ở trên chùa, anh quên rồi sao? Bảo Nguyên xúc động nắm lấy tay Nhược Vi, cô mỉm cười nhìn anh và nói. Tất cả những gì anh nói, những gì anh làm cho em, em đều ghi nhớ. Bảo Nguyên thâm trầm nhìn Nhược Vi một lúc, mỉm cười mãn nguyện rồi đáp. Ngày mai Chúng ta đi đăng ký kết hôn Gấp vậy sao? Gấp sao? Anh không nghĩ vậy Đáng ra anh phải làm nó sớm hơn rồi mới phải Buổi tối hôm đó Cả hai có một đêm vô cùng ngọt ngào Và cuồng nhiệt tại biển thự biển Sáng hôm sau Cả hai dậy sớm đón Bình Minh Rồi mới chạy xe về lại thành phố Trên đường Bà Nguyên vừa lái xe Lâu lâu lại quay sang nắm tay người vợ của mình Như thể để xác nhận mọi thứ không phải trong mơ nhược vi cũng hạnh phúc không kém anh cô thong thả ngồi dựa vào ghế ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài chợt nhớ ra chuyện gì cô ngồi thẳng dậy nói với anh nhưng mà ở công ty anh không được để ai biết chuyện của chúng ta đâu đấy nếu không thì mọi người sẽ khó xử lắm không nói ra lỡ như có người nào đó thích em rồi tỏ tình với em thì sao em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu mà em xin anh đó em muốn để kỳ thực tập diễn ra bình thường em không muốn mọi người nghĩ vì em quen anh nên mới được ưu ái đâu hơn nữa vợ giám đốc mà lại chỉ là sinh viên thực tập thật chẳng hợp lý chút nào anh đã nói em không cần phải để ý thái độ của người khác rồi cơ mà ai dám thái độ với em thì anh cho họ biết tay thôi mà em không muốn vì mình mà người khác bị ảnh hưởng đâu anh cứ để em thực tập xong rồi tính có được không xin anh đó nhược vi quay qua nắm tay năn nỉ trong bộ dạng vô cùng đáng yêu làm bảo nguyên không thể nhịn cười anh đáp được rồi vợ anh muốn gì anh cũng chiều mọi thứ theo ý em nhược vi và bảo nguyên lái xe về thẳng vạn ra để báo tin mừng cho gia đình nhìn thấy hai người dắt tay nhau đi vào mà hai phu nhân xúc động không nói nên lời bà minh hạnh ôm lấy cháu dâu cuối cùng thì cháu cũng là cháu dâu của bà rồi có biết bà đã đợi rất lâu rồi không nhược vi cảm động đáp cháu xin lỗi bà vì cháu muốn cả anh nguyên và cháu chắc chắn hơn trong tình cảm của bản thân nên đã để mọi người phải chờ đợi không sao kết hôn là chuyện cả đời suy nghĩ kỹ một chút là điều nên làm mà bà minh hạnh nhìn qua bảo nguyên cháu trai của bà cuối cùng cũng trưởng thành rồi đợi khi nào hai đứa có con bà sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình sang cho hai vợ chồng mong hai đứa sẽ hạnh phúc bền lâu và tiếp tục phát triển sự nghiệp của gia đình mình Bảo Nguyên ngạc nhiên đến sững sờ. Bà Bà định không điều hành tập đoàn nữa sao ạ Bà Hạnh Minh lắc đầu nói Bà bươn trải từng ấy thời gian Là đủ rồi Bây giờ bà chỉ muốn an nhàn bên cạnh con cháu mà thôi Thế nên hai đứa Phải cố gắng nhanh gót cháu cho bà nhé Bảo Nguyên tiêu táo nắm tay Nhược Vi Và nói Thế thì hai vợ chồng Phải phấn đấu ngay từ bây giờ thôi em một nửa tập đoàn chỉ còn chờ cục cưng của chúng ta ra đời thôi đó nhược vi đỏ mặt xấu hổ trời ơi anh chỉ được cái vớ vẩn anh kéo cô vào sát mình ôm vai cô đầy tình cảm trước mặt hai phu nhân thôi con với vợ đi nghỉ một chút phải dậy sớm để về thành phố nên chắc vợ con mệt rồi chiều nay bọn con còn phải lên công ty nữa hai phu nhân nhìn vợ chồng tình cảm bên nhau thì rất hài lòng bà kiều giang nói ừ hai đứa đi nghỉ ngơi đi làm việc gì cũng vậy con đừng để nhược vi của mẹ mệt quá đấy nhé con biết rồi ạ tự nhiên đang đứng nói chuyện lại bị dẫn lên phòng nên nhược vi hơi xấu hổ với người lớn dạ vậy con xin phép lên phòng ạ bà kiểu giang dịu dàng mỉm cười ừ lên phòng nghỉ ngơi đi con sau tất cả những sóng gió và thử thách cuối cùng thì cũng có cái kết đẹp cho mối tình định mệnh Nhược Vi vừa tắm xong Cô đang ngồi để Bảo Nguyên sấy tóc cho mình Thì chợt nhớ đến chuyện của An Hạ Nhược Vi xoay người nhìn Bảo Nguyên và nói Anh này Em có chuyện muốn nói Thấy cô nghiêm túc Nên anh cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Nghiêm túc lắng nghe Anh nghe đây Em nói đi Mấy ngày trước em có gặp An Hạ Nhắc đến cái tên cũ Làm Bảo Nguyên không thoải mái lắm nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh để lắng nghe ừ cô ta gặp em làm gì thế có phải anh đã can thiệp một chút vào công việc của an hạ không cô ấy có vẻ rất khó khăn bảo nguyên thở dài một hơi anh không muốn nhắc đến cô ta một chút nào thấy bảo nguyên im lặng nhược vi lại nói em cũng không thích an hạ những gì cô ấy làm với anh và em đều không xứng đáng được tha thứ tuy nhiên Em cũng không muốn để cô ta có cớ ôm hận chúng ta Vì nghĩ rằng cuộc đời cô ta tàn Là do anh nhúng tay vào Vậy nên Anh có thể nào bỏ qua cho cô ta không Bảo Nguyên nhìn Nhược Vi Anh thật sự rất thương Cái sự lương thiện đáng yêu của Nhược Vi Sau bao nhiêu chuyện khổ đau Mà cô vẫn chọn cách hành xử văn minh Và đầy tình người như vậy Thật khiến cho anh cảm thấy tự hào Anh vuốt tóc cô và nói Em đừng suy nghĩ nhiều thật ra anh chẳng làm gì cô ta cả bản thân cô ta bất tài vô dụng nên mới có ngày hôm nay anh không xen vào chuyện làm ăn của cô ta chỉ là không nhờ người cất nhắc cô ta như trước đây thôi vì thế có bị làm sao thì cũng là do cô ta chứ không phải do anh đâu nhược vi ngạc nhiên hỏi lại vậy là không phải do anh nên cô ta mới mất việc sao bảo nguyên lắc đầu anh không có rảnh để quan tâm đến công việc của cô ta Thời gian của anh dành để quan tâm em hết rồi còn gì Nhược vi nghe vậy Thì cũng nhẹ lòng Cô còn sợ Bảo Nguyên còn để tâm đến An Hạ Nhưng nếu anh đã nói vậy Thì An Hạ thật sự đã là dĩ vãng rồi Nhược vi nói tiếp Còn một chuyện nữa Chuyện của cha mẹ An Hạ Nghe nói anh đã kiện họ Vì chuyện của em Ừ, chuyện này là thật Anh không thể để họ cứ thế cướp mất tài sản và những gì thuộc về em Và cha mẹ em được Vì An Hạ muốn bồi thường cho em Còn hứa sẽ hoàn trả lại Toàn bộ những gì thuộc về em Nên chuyện quyệt tụng Chúng ta cũng tạm dừng được không anh Giờ thì Bà Nguyên cạn lời với Nhược Vi Anh cau mày nói Em hiền quá rồi đó vợ à Sao cái gì em cũng lo cho người khác thế Họ là kẻ xấu Là người khiến em đau khổ mà Cô cười hiền lành nói em biết là anh thương em nhưng mà cảm xúc con người kỳ lạ lắm khi trước em thật muốn cho họ phải trả giá đắt nhưng bây giờ khi em đã có anh rồi lại còn có bà và mẹ vô cùng yêu thương em thì em thấy những đau buồn cũ cũng chẳng còn quan trọng nữa cái gì có thể bỏ qua thì bỏ qua anh ạ à. em đồng ý để ăn hạ bồi thường cho mình rồi vậy nên anh cũng đừng phiền đến gia đình đó nữa nhé được không bảo huyên thở dài nhìn thấy vợ mình xinh đẹp vừa lương thiện thật sự xúc động không nói thành lời anh ôm lấy cô những chuyện anh làm đều là vì em mà anh chỉ không muốn em phải chịu ấm ức thôi nên em muốn gì cứ làm theo ý em là được nhược vi ôm đáp lại bảo nguyên em cảm ơn anh sau sự kiện sếp bất ngờ nổi giận với ngôi sao lớn hủy ngay hợp đồng hàng trăm triệu đồng chỉ trong một cái nhánh mắt thì nhân viên trong công ty ocb không dám lơ là công việc dù chỉ một chút đến người bạn chơi thân với sếp mà còn bị đáng ngay tắp lử chỉ vì mắc lỗi nhỏ vậy thì phận nhân viên như con sâu cái kiến cần phải cẩn thận hơn nữa nhưng tâm lý của sếp bảo nguyên quả thật rất khó đoán ngoài sự kiện động trời đó ra thì họ thấy sếp hoàn toàn bình thường thậm chí còn vui vẻ hơn cả khi xưa một hoa hậu được chọn để thay thế vị trí của tiêu tư buổi chụp ảnh diễn ra suôn sẻ cũng vì biết được phốt của xếp nguyên nên không còn ai dám đùa giỡn hay tỏ thái độ quá trớn trong quá trình làm việc nữa hôm nay mọi người ở trường quay cũng công nhận tinh thần của xếp nguyên tốt hơn rất nhiều so với lần trước từ thần thái ánh mắt cũng như những biểu lộ vui vẻ hạnh phúc đều vô cùng chân thực mặc dù bị phốt là một trong những giám đốc khó tính và độc đoán nhất của ocb nhưng với tài năng và nhan sắc này của anh thì không ai dám chê Người ta vừa đẹp vừa giỏi Người ta có quyền khó tính Có quyền chảnh trước Nhược vi vẫn làm trợ lý đi cùng Bảo Huyên Cô đứng ngoài hậu trường chăm chú Ngắm nhìn người chồng cực phẩm của mình Với ánh mắt đầy tự hào Cả chục người ở đó Làm sao biết được sếp vui vẻ hạnh phúc Là vì có nóc nhà của sếp đứng dưới cổ vũ Tại căn tin của OCB giờ trưa, Nhược vi đang ngồi tám chuyện vui vẻ Với bạn bè và đồng nghiệp Thì Tùng Dương đến sếp mời mọi người uống nước nhé đám nhân viên vui vẻ gieo hò sếp tuyệt quá dạo này sếp đáng yêu thế nhỉ chắc là không bị vợ cằn nhằn nên vui vẻ ra chăng tùng dương đưa riêng cho nhược vi một chai dạo này em phải đi cùng với sếp chắc cũng mệt lắm cảm ơn em đã giúp đỡ anh nhé mọi người đổ dồn mắt nhìn về phía nhược vi và tùng dương cùng ồ lên treo chọc họ anh dương sao mà chai nước của vi lại khác của bọn em thế anh dương chưa không đẹp nhé sếp mua nước cho tất cả bọn em còn anh chỉ mua riêng cho vi thôi à tùng dương đỏ mặt ngượng ngùng vì bị bắt thóp còn nhược vi thì ngại khi bị ghép cặp với tùng dương cô đáp trả thôi mà mọi người đây đều là của sếp mua mà đúng không anh dương dương thật thà trả lời không anh mua chai này riêng cho em mọi người lại được một chàng bùng nổ. Trong khi mọi người và cả Tùng Dương đều rất vui với sự ghép đôi này thì chỉ có Nhược Vi là lo lắng phập phồng nhìn về hướng 9 giờ. Bảo Nguyên ngồi đó nhìn cô, mặt mày nghiêm nghị, tỏ rõ ý ghen, làm cô chỉ có thể nhoèn môi cười gượng. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của Bảo Nguyên. Ăn chưa xong, chờ anh cùng lên. Nhược Vi cảm nhận được một cơn bão giận hờn đang đến. Ăn cơm xong, mọi người đồng loạt kéo nhau rời đi chỉ có nhược vi là giả vờ ăn chậm nhất để ở lại sau cùng cô đang đứng trước thang máy chở người thì bất ngờ có một bàn tay luồn vào những ngón tay của cô làm cô giật mình suýt quay qua đánh họ nhưng tay vừa đưa lên đã vội thu về cô lo lắng nhìn qua nhìn lại để kiểm tra xem còn có ai không cũng may giờ trưa mọi người đều đã về văn phòng nghỉ ngơi nên không có ai bảo huyên mỉm cười Lần này anh nắm tay cô Rồi dẫn cô vào thang máy Nhược vi bước theo và nói Mình vẫn đang ở công ty đó anh Anh không sợ người ta nhìn thấy sao Bảo Nguyên để cô đứng hơi trách sau lưng mình Để camera bên trong thang máy Không nhìn ra họ đang nắm tay Bảo Nguyên bấm thang máy từ tầng 1 Đến tầng 10 Rồi đứng nguyên vậy Với thái độ rất vui vẻ Anh nói Giờ này họ đều đi nghỉ cả rồi Không cho anh công khai yêu em giờ còn phải nhìn em được tên trợ lý đáng mến của anh tán tỉnh em em nghĩ anh vậy sống sao đây nhược vi ngại ngùng nhìn vào bàn tay bảo nguyên đang siết chặt lấy bàn tay mình cô vừa thấy hồi hộp lại vừa thấy hạnh phúc yêu đương lén lút nơi công sở nói chung vừa có chút khó khăn lại có chút thú vị cô đáp thôi đừng giận mà Tùng dương chỉ là đối tốt với em chứ anh ấy có tỏ tình với em đâu Em hứa sẽ hạn chế đến gần anh ta mà Anh đừng giận nữa Không giận được sao Anh quý cậu ta như vậy Mà cậu ta dám để ý đến vợ của anh Đúng là không muốn sống nữa mà Nhược vi bật cười Tại anh ấy cũng không biết mà Hai người cứ vậy Để thang máy chạy và dừng ở mỗi tầng Sau đó mới ấn vào số tầng Của phòng marketing Đúng là yêu đương lén lút Cũng cực thật đấy Trước khi phải buông tay Nhược Vi và rời khỏi thang máy Bảo Nguyên thở dài nói Một ngày sao có thể dài đến vậy anh còn phải xa em đến 4 tiếng đồng hồ nữa Thôi đi anh xến quá đấy Cô đánh vào lưng anh một cái bỗng lúc ấy có nhóm nhân viên xuất hiện họ nhìn thấy cô đánh anh một cái thật đau thì hết hồn cả Bảo Nguyên và Nhược Vi đều lâm vào tình huống sượng chân Cô bèn chữa quê bằng cách giả vờ phùi áo Bảo Nguyên Ôi, áo xếp bị dính bẩn rồi, để tôi phủi cho. Nhóm nhân viên kia lúc này mới tỉnh hồn quay về với thái độ bình thường. Họ nghiêm túc cúi chào hai người rồi đi vào thang máy. Đợi họ đi khỏi, bảo Nguyên mới lẩm bẩm. Em nặng tay với anh quá nhé, phạt em chiều nay vào dọn phòng làm việc của anh. Nhược vi mếu máu nói. Lại nữa hả? Thôi đi, một cái phòng mà tuần dọn 8 lần, anh muốn mọi người biết hay sao hả? có sao đâu bẩn thì dọn thôi cô không được lười biếng đâu đó thực tập sinh à bảo nguyên ung dung bước đi còn nhược vi chỉ đành phụng phỉu bước theo sau cũng đành chịu thôi không ai ngoài cô biết được người đàn ông nổi danh khó tính nhất ocb cũng chỉ là một người đàn ông có tính trẻ con hay dỗi thú vui của người đàn ông bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp hay dỗi đó là bắt vợ dọn phòng làm việc rồi lén ngắm vợ Chiều tan ca chở vợ đi ăn Đi chơi Tối tắm rửa sấy tóc cùng vợ Khuya hai vợ chồng làm ly rượu vang Ấm nhâm nhi Hôm xem phim trên sofa Bữa thì cùng đọc sách Hôm nào mệt quá thì ôm nhau ngủ sớm Vợ ngủ trước Chồng nằm bên ngắm cho đã mắt Nói về độ cưng vợ Thì có lẽ anh ấy là số 2 Thì không ai là số 1 Mấy hôm sau Tùng Dương được gọi vào phòng sếp Anh thanh niên vui vẻ bước đến gần sếp Dạ anh cho gọi em Bảo Nguyên gật đầu Rồi đưa cho Tùng Dương một sấp giấy tờ tùy thân Sắp tới tôi cần làm vài thủ tục sang nhượng và thừa kế Cậu mang photo Và công chứng những giấy tờ này giúp tôi Tùng Dương vui vẻ nhận lấy không chút đề phòng Dạ vâng Để em làm ngay ạ Bảo Nguyên đợi Tùng Dương rời đi Rồi mới nhẹ nở nụ cười đầy ý nhỉ Khi Tùng Dương Đang tự mình photo giấy tờ thì nhận ra có cả giấy đăng ký kết hôn của sếp trong đó. Vì tò mò nên anh đã đọc qua một lần. Ánh mắt háo hức của anh chuyển dần sang bất ngờ và thẳng thốt. Tùng Dương trở về bàn làm việc của mình, tìm lại hồ sơ của Nhược Vi để đối chiếu. Các thông tin cá nhân của cô trùng khớp hoàn toàn với thông tin của vợ giám đốc. Trái tim Tùng Dương hụt đi một nhịp, mặt anh bẩn thần và trắng bệch cả ra. Anh lén lén nhìn về phía bàn làm việc của Nhược Vi. Cô lúc này đang chăm chú nghiên cứu dự án mới của công ty. Sâu chuỗi lại tất cả những thói quen, những tình huống bất thường giữa Nhược Vi và Bảo Huyên. Tùng Dương giờ mới thấy mình quá kém tinh tế. Nếu anh để ý một chút, sẽ nhận ra Nhược Vi chính là nữ thực tập sinh duy nhất được làm những công việc chính thức và đảm nhiệm vai trò khá quan trọng trong các dự án mới đây của công ty. Và cũng chẳng có thực tập sinh nào mới vào lại được theo xếp tổng đi khắp nơi như vậy cả tùng dương thở ra một hơi buồn bã rồi mỉm cười tự trấn an mình nhược vi là một cô gái xinh đẹp dịu dàng thanh lịch cô ấy xứng đáng có một người đàn ông tốt ở bên cạnh so với sếp nguyên anh chắc chắn là không có cửa rồi tùng dương đành phải chôn vùi chút rung động vừa chớm nở của mình để ủng hộ nhiệt tình cho cặp đôi yêu trộm trong công ty này thôi thời gian trôi đi rất nhanh cuối cùng kỳ thực tập của nhược vi tại OCB cũng kết thúc. Để ăn mừng hoàn thành, khóa thực tập thành công mỹ mãn, nhóm thực tập sinh cùng một số nhân viên chính thức của công ty đã tổ chức một bữa tiệc ăn chơi thân mật với nhau tại một nhà hàng. Tùng Dương từ khi biết Nhược Vi là vợ sếp thì không dám vô lễ nữa. Hơn thế, anh còn thay sếp mình giám sát và bảo vệ vợ sếp trước sự nhòm ngó và trêu ghẹo của các đối tượng nam khác. Nhược Vi được lòng tất cả mọi người vì sự vui vẻ và nhiệt tình của mình vì thế nam giới trong ocb để ý cô cũng không ít cô đang ngồi nói chuyện với các bạn nữ thì một nam thanh niên cùng phòng marketing mang ly bia đến mời cô ba tháng làm việc chung giờ lại phải xa em anh cảm thấy hơi luyến tiếc đấy mong sau này biết đâu có dịp gặp lại em chúc em đường đời thuận lợi hạnh phúc viên mãn nhược vi đang ngại không biết tính sao thì tùng dương bước đến nâng ly cùng thanh niên kia. cô Vi không biết uống đâu, thôi để tôi uống giúp cô ấy. thanh niên kia đã ngả ngả say nên không chịu. anh Dương à, anh như thế là không được nhé, anh đâu phải bạn gái của Vi đâu mà quản cô ấy. đây là em mời, em mời cô ấy chứ có phải mời anh đâu mà anh uống. Tùng Dương cứng miệng không biết nói gì hơn. Nhược Vi vội đứng lên giải vây, cô cầm ly bia lên cùng với thanh niên kia. hôm nay là ngày chia tay của chúng em và các anh chị khác mà chúng ta cứ vui hết mình với nhau chứ đúng không nào anh đúng rồi vì đúng là đáng yêu và hiểu chuyện nhất nhược vi uống một nửa ly bia trên tay thanh niên kia cũng vì thế mà hài lòng rời đi nhược vi tối nay uống cũng khá nhiều nên đã hơi tránh choáng cô ngồi xuống ghế mà còn suýt ngã phải để tùng dương đỡ mình tùng dương lo lắng hỏi nhỏ em không uống được nữa thì đừng uống nhược vi lắc đầu xua tay nói không sao em uống được em còn tỉnh mà em với anh không có quan hệ gì anh đừng tỏ ra quan tâm em quá như vậy chuyện của em em sẽ giải quyết em không thích việc người khác tự ý quyết định chuyện của mình đâu tùng dương mặt sượng ra vì tự dưng bị nhận một chàng giáo huấn của nhược vi đang vô cùng ngại ngùng và khó xử thì cửa phòng tiệc mở ra vị giám đốc trẻ bất ngờ xuất hiện bảo nguyên xuất hiện với diện mạo vô cùng trẻ trung và gần gũi với áo thun và quần jean khác hẳn với dáng vẻ lịch lãm đạo mạo thường ngày mà họ thấy bảo nguyên đứng giữa bữa tiệc nhóm nhân viên thấy mình liền ngại ngùng làm anh cũng hơi buồn tuổi trẻ của anh đã phải học tập làm giám đốc trẻ nên việc tụ tập ăn chơi cùng bạn bè đồng trang lứa là rất hạn chế anh nhìn thấy vợ mình đang ngồi giữa đám nhân viên nữ Cô cũng đã uống một chút góp vui Nên hai má đã ửng hồng Có lẽ vì say Nên khi thấy anh Cô chống hai tay lên cằm nhìn ngắm anh không chút e rè Lại còn cười rất ngọt ngào Tùng Dương vội vàng đến chào hỏi Và mời anh ngồi xuống Cùng với mọi người Bảo Huyên ngồi tạm xuống ghế rồi nói Mọi người cứ ăn uống vui chơi tự nhiên đi Tôi có một cuộc hẹn Cũng ở nhà hàng này Nên ghé qua chào hỏi mọi người một chút thôi anh nói thì nói vậy thôi mắt đảo qua đảo lại vài lần rồi vẫn dừng lại ở người vợ của mình bảo nguyên không có cuộc hẹn nào ở đây cả anh đến vì lo cho nhược vi mà thôi thầy cô vẫn ổn nên anh nói cảm ơn các em đã đến thực tập tại ocb rất mong thời gian thực tập vừa qua có thể mang lại cho các em một chút kinh nghiệm nào đó trong con đường phát triển sự nghiệp sắp tới hôm nay là ngày vui của mọi người nhớ ăn uống vui chơi thật thoải mái nhé Công ty sẽ thanh toán toàn bộ cho các em Lời anh vừa kết thúc Thì tất cả nhân viên đã hú hết ẩm ẩm Họ rủ nhau đi hát karaoke Còn muốn mời anh đi cùng Nhưng anh đã từ chối khéo Trước khi rời khỏi bữa tiệc Anh nhìn Nhược Vi với ánh mắt thâm tình Và mỉm cười kiến đáo Anh nhắn tin cho cô Hôm nay là một ngày vui Em cứ vui chơi thoải mái với mọi người nhé Anh đợi bên ngoài rồi chờ em về Cô nhắn lại Em cảm ơn chồng Tình trạng ý thiếp Ẩn ẩn hiện hiện đã lọt cả vào mắt Tùng Dương Dù đã là người thua cuộc Nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen tị Với sếp của mình Để đảm bảo không ai biết đến sự xuất hiện của mình Bảo Nguyên cho đậu xe cách quán karaoke một đoạn Sau khi nhận được tin nhắn của Nhược Vi nói rằng Cô muốn về Thì anh đi bộ đến gần đó để chờ cô Nhược Vi xin phép về trước Nên chỉ có Tùng Dương tiễn cô ra ngoài cổng nhược vi lúc này đã mệt và say lắm rồi nhưng vẫn cố gắng đứng vững mà không cần ai phải dìu tùng dương lo lắng cho cô em gọi xe về hay có người đón chồng em sẽ đón cô nhận ra mình vừa bột miệng nên vội vỗ vỗ vào miệng rồi nói lại người yêu em đến đón thôi anh vào đi người yêu em sẽ đến đón ngay thôi ạ à? ừ nay ngày cuối gặp em rồi ban nãy chưa chúc được em Mong em sau này đường công danh sự nghiệp thăng hoa và gặp nhiều may mắn nhé." Nhược Vi mỉm cười đáp: "Em cảm ơn anh. Không chỉ trong kỳ thực tập này mà trước kia nữa, khi em còn là một cô nhân viên giao cà phê, anh cũng đã rất tốt với em rồi. Anh hãy luôn giữ cho mình một năng lượng tích cực vui vẻ và lạc quan như bây giờ nhé. Người tốt như anh nhất định sẽ còn tiến xa hơn nữa." "Anh cảm ơn. Vậy anh vào trong với mọi người đây." Em đứng đợi người yêu đi nhé Vâng ạ, à, chào anh Tùng Dương quay người bước vào trong quán Ngay lúc đó Bảo Nguyên đang đứng khuất Sau bảng quảng cáo của một cửa hàng bên cạnh Liền tiến đến chỗ Nhược Vi Cô thấy anh Thì vui vẻ giang tay Chạy đến mà ôm trầm Ôi, chồng đẹp trai của em Anh đứng ở đó từ bao giờ vậy Bảo Nguyên nhéo nhẹ chóc mũi của Nhược Vi mà nói Em hư quá Uống nhiều quá rồi đấy không nhiều Em vẫn còn tỉnh táo Để nhận ra chồng yêu của em mà Bảo Nguyên và Nhược Vi Nắm tay nhau dạo bước trên đường Thành phố về khuya không còn náo nhiệt Sự yên tĩnh vừa đủ Để con người ta cảm thấy thư giãn Trong muôn vàn khoảnh khắc lãng mạn Của hai người Có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất Vẫn là nắm tay đi bên nhau đầy giản dị Không tiền bạc Không nhà lầu, xe sang Không nến và hoa xa xỉ Nhưng cả hai vẫn nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc tự bản thân họ đã quý giá hơn cả châu báu ngọc ngà nhược vi được tản bộ bên chồng thì đã đỡ say hơn một chút cô dựa đầu vào cánh tay chồng mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đêm anh em đang thật sự rất hạnh phúc anh mỉm cười đáp ánh mắt anh lấp lánh tự hào và hãnh diện anh biết anh cũng thế anh cũng rất hạnh phúc đây là cuộc sống trong mơ mà anh đã luôn ao ước. Chúng ta nhất định phải luôn hạnh phúc như lúc này anh nha. Nhất định. Đến chỗ đậu xe, Bảo Huyên cẩn thận để Nhược Vi ngồi vào gọn gàng rồi mới lên xe. Anh đang vươn người qua chỗ cô để giúp cô cài dây bảo hiểm thì cô bất ngờ ôm lấy cổ anh. Hai người mặt kề sát mặt, mắt nhìn sâu vào mắt đầy tình ý. Nhược Vi mỉm cười hỏi: "Anh, em có một câu hỏi." Được, em hỏi đi. Vì sao anh lại yêu em? Anh mỉm cười rồi khẽ đáp. Vì em là định mệnh của đời anh. Nói xong, anh phủ lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Chiếc ghế khéo léo được hạ xuống mức thấp nhất, tạo ra một tư thế vô cùng thoải mái dành cho cả hai người. Chiếc kính xe một chiều đã che chắn một đôi trẻ yêu đương cuồng nhiệt khỏi ánh mắt giòm ngó và soi mói của nhân gian. Thời gian lại tiếp tục trôi đi không chờ đợi Vào một ngày đẹp trời nọ Có một người phụ nữ mặc một chiếc đầm hoa nhí Màu trắng Cầm theo một cặp lồng cơm bước vào tòa nhà OCB Người phụ nữ xuất hiện giữa văn phòng bộ phận marketing Với nụ cười dạng dỡ Chào mọi người ạ Nhân viên trong phòng phải mất một lúc lâu Mới nhận ra người quen Những nhân viên lâu năm của OCB Thấy cô liền hớn hở Chạy đến nắm tay nắm chân Tay bắt mặt mừng một chị hỏi Nhược Vi Lâu quá rồi mới gặp em Ôi em lấy chồng rồi à Em bé được mấy tháng rồi Nhược Vi nhìn xuống chiếc bụng nhỏ lùm lùm của mình Và cười đáp Dạ được 5 tháng rồi chị Một cô khác hỏi Hôm nay em đến đây làm gì vậy Nhược Vi thật thà trả lời Dạ em mang cơm đến cho chồng em ạ à? Mấy chị em trong phòng đều ngẩn người ra. Ở công ty này chưa từng có tiền lệ, người nhà mang cơm thẳng lên văn phòng thế này. Đúng lúc đó, Tùng Dương từ ngoài cửa bước vào, mọi ánh mắt vô thức đổ dồn về phía anh. Sau hơn một năm không gặp, vậy mà trong Tùng Dương trưởng trạc, trưởng thành hơn hẳn. Đám phụ nữ đang nghi ngờ, Nhược Vi đến đây là để gặp Tùng Dương, thì anh ấy mừng rỡ tiến đến chào hỏi. Nhược Vi, lâu quá mới gặp em, em khỏe chứ dạ em khỏe anh thì thế nào ạ à? anh cũng khỏe nhưng nếu sếp bớt khó tính thì khỏe hơn nữa một bà chị thật thà nói ủa vậy không phải vi đến đưa công cho dương à thế chồng của em là ai tùng dương chưa hiểu có chuyện gì nên hỏi có chuyện gì ạ à? chồng con gì ở đây chị kia đáp thì vi nè nó bảo đến đây mang cơm cho chồng công ty mình có chồng của nhược vi ở đây sao ngay lúc họ còn hoang mang thì cửa phòng giám đốc mở ra nhược vi không đáp lời họ mà chỉ mỉm cười nhìn về phía bảo huyên mặt anh đang lạnh lùng nhìn thấy vợ liền đổi sắc anh cười tươi tắn như hoa bước về phía cô cô cũng nhẹ nhàng tiến về phía anh trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người bảo huyên nhẹ nhàng nắm lấy cặp lồng cơm rồi vén tóc cho vợ bảo em ở nhà nghỉ ngơi rồi mà Em đến đây làm gì cho mệt Thôi Ở nhà hoài em buồn tay chân Này anh bảo bận không về ăn cơm Nên em mang cơm đến Sẵn thăm mọi người luôn ạ à? Cô quay nhìn anh chị em nhân viên Ngoại trừ Tùng Dương Đã biết từ lâu Thì tất cả đều ngạc nhiên không nói nên lời Trong lòng họ Nảy sinh nhiều cảm xúc lẫn lộn Sếp đã kết hôn từ lâu Còn trước khi Nhược Vi xuất hiện ở công ty Vậy mà Giờ Nhược Vi lại là vợ sếp Thế có nghĩa là bao lâu nay họ nói xấu xếp cho vợ xếp nghe rồi sao? Đúng là chơi đùa với lửa mà. Họ chỉ còn thầm biết kêu trời vì đã phòng thủ, quá hớ hênh. Ai ngờ cô bé thực tập sinh, hiền lành, giản dị mà họ rất yêu quý, lại là vợ của sếp đâu chứ. Bảo Nguyên nắm tay dắt vợ vào phòng làm việc. Hai vợ chồng khép cửa, rồi cùng nhau ăn trưa. Sau khi tốt nghiệp, thì Nhược Vi mang thai. Cô ở nhà với sự chăm sóc cẩn thận của người giúp việc và chồng cuộc sống hiện tại không còn gì viên mãn hơn đang ăn cơm cô liền nói với bảo huyên hôm nay an hạ lại gửi tiền cho em có vẻ công việc của cô ấy dạo này tốt hơn rồi bảo huyên đút cho vợ một miếng nấm xào hờ hững đáp ừ nào ăn miếng nấm cho có chất cho con mẹ anh nói cuối tuần hai vợ chồng về nhà để mẹ cho em xem quần áo trẻ con mà mẹ với bà đã đi mua về đó Nhược Vi bật cười nói Mẹ với bà đam mê mua đồ em bé quá rồi Em thấy cả vạn gia bây giờ Chỉ toàn đồ trẻ con thôi Bảo Nguyên nựng má vở Bà với mẹ mê cháu cũng tốt Sau này sinh con xong Chúng ta gửi cho họ rồi Hai vợ chồng đi du lịch vòng quanh thế giới Để bù đắp những ngày tháng cực khổ Em đã phải mang cái ba lô này 9 tháng 10 ngày Anh đó Anh nói thế không sợ con buồn sao Kệ con chưa sinh ra đời mà chiếm hết sự chú ý của em rồi Anh sợ nhóc con mà ra đời Anh chính thức thành con ghẻ trong gia đình mất Nhược vi bật cười vuốt tóc chồng Ai nói thế chứ Dù cho có ai trên đời này xuất hiện Thì em cũng sẽ yêu anh nhất thôi Nhóc con cũng sẽ xếp thứ hai nhé Hứa với anh đi Hứa Trên đời này Chân tình sẽ đổi lại chân tình Chỉ cần sống không thẹn với lòng Thì may mắn và hạnh phúc rồi sẽ tìm đến với chúng ta cuộc sống nhiệm màu của nhược vi cứ thế mà trôi qua đầy bình yên và hạnh phúc sau quãng thời gian tuổi thơ đầy cô độc và đau khổ sau này khi bản thân đã ổn định nhược vi mở một quán ăn bán mì tươi theo đúng mong muốn của cô từ lâu quán ăn dưới sự quản lý của cô phát triển rất tốt sau đó còn mở được cái chuỗi quán mì tươi nổi tiếng với thương hiệu mang tên con trai đầu lòng của cô bảo khánh